hả, sở cô nương không cần nhiều lời. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, mỗi người đều có mỗi người lựa chọn, sở cô nương lúc ấy lựa chọn rời đi, cũng là chính xác. Không phải, sở ngưng vội vàng giải thích, ta không nghĩ đi, nhưng lưu tú sư huynh hắn nói ta phụ thân lập tức liền đến, hắn nói dẫn ta đi có thể kéo dài thời gian, ta tưởng thật sự, cho nên liền. Đích xác, Trương Huyền gật đầu, sở cô nương đích xác cho chúng ta dẫn dắt rời đi hai cái địch thủ, bằng không chẳng sợ yêu bầy sói tới, chúng ta cũng vô pháp từ kia bốn người trong tay chạy thoát. Trương Huyền có thể nào nhìn không ra sở ngưng này sứt sẹo lấy cớ, bất quá, hắn cũng không có đi tích cực vạch trần ý tứ. Trương Huyền quan sát một chút bốn phía, này dưới nền đất thông đạo, không có nguồn sáng, nhưng lại cho hắn cung cấp tương đối không tồi tầm mắt, không phải nói xem đặc biệt rõ ràng, nhưng cũng không đến mức nói ảnh hưởng đến tầm mắt. Nhiều lần quan sát sau, Trương Huyền đến ra kết luận, tại đây dưới nền đất thông đạo nội, có rất nhiều cùng loại với pha lê cha giống nhau tàn chất, bị khảm với vách đá nội, Trương Huyền cũng liền hiểu rõ, hắn cũng không có quá ngoại ý muốn, này dù sao cũng là thế kỷ 21, này thần ẩn giới tuy rằng bề ngoài nhìn qua cùng cổ đại giống nhau, nhưng trong phòng phóng hai bồn cầu tự hoại Trương Huyền đều sẽ không kinh ngạc. Này địa huyệt không gian rất lớn, sở ngưng lại mang Trương Huyền hai người đi rồi mười mấy phút mới đến địa phương. Bằng vào Trương Huyền siêu quần trí nhớ, hắn có thể khẳng định, sở ngưng cũng không có mang chính mình ở cái này rắc rối phức tạp địa huyệt giữa tha lộ, bọn họ không có đi quá bất luận cái gì lặp lại địa phương. Thí nghiệm địa phương, đồng dạng là một cái huyệt động, ở đi vào này thời điểm, Trương Huyền nhìn đến, đã có bốn người chờ ở nơi này, bốn người đều là nam tính, tuổi đều ở 25 đến 26 tả hiếu, hôm nay gặp qua cái kia lưu tú, cũng đứng ở huyệt động trước, trên tay đánh băng vải. Lưu tú, lần trước tân nhân liền cùng ngươi, lần này như thế nào cũng đến cùng ta đi. Một người cường tráng hán tử hướng lưu tú mở miệng, ta mông hán nói như thế nào cũng là ngươi sư huynh, điểm này mặt mũi, ngươi sẽ không không cho đi. Ta nói mông hán, ngươi nếu bàn về tư bài bối nói, ta là sư phụ đại đệ tử, này hai người cũng nên về ta đi. Một người cầm phiến thanh niên ra tiếng, ta bùi địch đi theo sư phụ nhiều năm như vậy, các người mới nhập môn khi, đối với các người cũng rất là chiếu cố, hiện giờ tới tân nhân, có phải hay không hẳn là bái ở ta cái này đại sư huynh danh nghĩa. Cuối cùng một người thanh niên, có vẻ nhất thanh tú, thân xuyên màu xanh lá áo dài, có vẻ thực an tính, chờ mông hắn cùng bùi địch sau khi nói xong, hắn mới mở miệng, ba vị sư huynh, các người người theo đuổi đông đảo, hiện tại trên tay công tích đã không ít, không kém này hai cái tay mơ, không bằng thưởng cho sư đệ ta tốt không. Ta tùy tiện. Lưu tú một bộ không sao cả bộ dáng, bất quá cũng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, hai người kia, nhưng là thật phế vật thực a nhát gan đáng thương lưu tú nghĩ tới toàn len keng bị kia hắc y nhân sợ tới mức cả người phát run cùng với trương huyền bị dọa đến nói không nên lời lời nói một màn bốn người nói chuyện nhiễm nhiên đem trương huyền cùng toàn đinh đinh giang làm hàng hóa giống nhau ở giao dịch đương nhìn thấy trương huyền cùng toàn len keng tới sau bốn người đều ăn ý nhắm lại miệng theo sau vẻ mặt nhiệt tình xông tới trương ước thanh thiếu hiệp toàn len keng thiếu hiệp hoan nghênh hoan nghênh a ha ha chúng ta này đại gia đình giữa lại nhiều hai cái thành viên mới có hai vị thiếu hiệp gia nhập chúng ta thực lực nâng cao một bước a à. lưu tú cười đi tới cảm ơn trời đất trương thiếu hiệp toàn thiếu hiệp các ngươi hai người không có việc gì thật sự là quá tốt ta trở về lúc sau vẫn luôn đều ở tự trách may mắn hai vị hữu kinh vô hiểm nếu không ta lưu tú đời này đều sẽ không tha thứ chính mình a à. trương huyền người từng trải làm sao nhìn không ra những người này trên mặt dối trá, hắn không có biểu hiện ra bất luận cái gì khác thường. Ha ha, các huynh đệ không cần khách khí như vậy sao? Toàn len keng nhiệt tình chào hỏi, ta về sau đó chính là người một nhà, về sau ta toàn len keng ăn, chính là các vị ăn, các vị ăn sao? Chính là toàn huynh đệ ngươi, ha ha ha, mông hán hảo sảng cười nói. Hảo thuyết hảo thuyết, toàn len keng đáng khinh cười. Sở ngưng với cửa động trước làm cái thỉnh thủ thế, hai vị đại ca, ở bên trong này liền có thể tiến hành thí nghiệm, bên trong sẽ có người dẫn đường các ngươi tiến hành. Đa tạ sở cô nương, Trương Huyền ôm ôm quyền, đi vào huyệt động giữa. Huyệt động giữa cũng không có tiến hành trang hoàng, có một cái thạch đài đứng ở nơi đó, thạch đài bên chạm có một nam nhân trung niên. Đương Trương Huyền cùng toàn len keng tiến vào sau, này trung niên nam nhân liền mở miệng ra tiếng. Hai vị thiếu hiệp, ta giải thích một chút, cái này thạch đài, là từ một con biến dị yêu thú trong cơ thể lấy ra, này chỉ yêu thú trải qua nhiều loại biến dị, tiến hóa ra một loại rất là kỳ lạ năng lực, nó có thể nhận thấy được một người trong cơ thể khí cường đại cùng không, loại này yêu thú, bị xưng là điều tra thú, chính là yêu thú giữa trinh sát binh, mà từ này trong cơ thể lấy ra thạch đài, có thể kiểm tra đo lường ra một người đối khí mẫn cảm trình độ, đương các người đem tay phóng đi lên sau, không cần làm bất luận cái gì sự tình. Thạch đài sẽ cho ra phản hồi, căn cứ thạch đài phản ứng, có thể biết được một người tiềm lực là như thế nào, thạch đài cấp phản ứng càng lớn, chứng minh này tiềm lực càng lớn. Trung niên nam nhân nói xong, chiều bên cạnh tránh ra hai bước, làm cái thỉnh thủ thế. Có điểm ý tứ. Trương Huyền đối này thạch đài có chút cảm thấy hứng thú, nói đến cùng, Trương Huyền tiếp xúc khí thời gian thực đoạn, đối với chính mình tiềm lực rốt cuộc như thế nào, Trương Huyền chính mình đều nói không rõ, hiện tại hắn cũng rất muốn biết, chính mình tiềm lực rốt cuộc thuộc về kiểu gì trình tự này thạch đài có nửa người cao, cùng loại một cái dị dạng bàn tròn bộ dáng, Trương Huyền vươn chính mình tay phải, phóng tới trên thạch đài. Huyệt động ngoại, tên kia người mặc áo xanh thanh niên hướng lưu tú ôm quyền, kia sư đệ liền tại đây cảm tạ ba vị sư huynh, này hai cái tân nhân, liền giao cho ta. Bùi địch sắc mặt khó chịu gừ lạnh một tiếng, tiểu sư đệ, người vẫn là nhiều đi cảm ơn sư phó đi, người nếu đã đi tìm sư phó, hà tất lại cùng chúng ta ba cái nói nhiều như vậy. Thời Hi a à thời Hi, Mông Hán đi lên trước, vỗ vỗ thanh niên bả vai, người nhập môn thời gian ngắn nhất, học đồ vật nhưng thật ra nhanh nhất, sư huynh ta thật đúng là xem thường ngươi. Ha ha, Thời Hi hơi hơi mỉm cười, đây đều là ba vị sư huynh giáo đến hảo. Tay đánh băng vải lưu tú cười nói, tiểu sư đệ, ta thật là thế ngươi cảm thấy tiếc hận a, à, vì như vậy hai cái phế vật, còn chuyên môn gạt chúng ta ba cái đi tìm sư phó cầu tình, cũng không biết, này hai cái phế vật cho ngươi mang đến giá trị rốt cuộc có đáng giá hay không ngươi chuyên môn đi tìm một chuyến sư phó. Lưu Tú vừa dứt lời, liền thấy huyệt động lối vào, sáng lên một trận lóa mắt quang mang, này quang mang trói mắt, làm đứng ở huyệt động ngoại Lưu Tú bốn người, bao gồm sở ngưng, đều theo bản năng duỗi tay che ở trước mắt. Này, sao có thể, Lưu mặt đẹp sắc đại biến. Mông hán cùng bùi địch hai người, sắc mặt cũng tức khắc trở nên phá lệ khó coi. Chỉ có tiểu sư đệ thời hy, trên mặt nhảy ra kinh hỉ thần sắc, Lưu Sư Huynh, nhìn dáng vẻ, người lúc này đây, nhìn lầm A. À. Huyệt động nhập khẩu sáng lên quang mang, khiến cho rất nhiều lực chú ý, ngay cả rất nhiều không ở nơi này người, đều bị này tối tăm địa huyệt trung đột nhiên xuất hiện quang mang hấp dẫn, khi bọn hắn phát hiện cái này quang mang là từ thí nghiệm địa điểm phát ra thời điểm, một đám liền cùng tiêm máu gà giống nhau, hưng phấn hướng này chạy tới. Sở ngưng nhìn huyệt động nội truyền đến quang mang, ngơ ngác xuất thần đỉnh cấp tư chất, đỉnh cấp tư chất, huyệt động chung, tên kia lúc trước còn ở huyệt động nội vì trương huyền hai người giới thiệu trung niên nam nhân, nổi điên dường như lao ra huyệt động, ở hắn trong miệng, không ngừng hô to bốn chữ, đỉnh cấp tư chất. Đỉnh cấp tư chất A. À. Ha ha ha, thời hy cười lớn một tiếng, hướng lưu tú ba người ôm quyền, các vị sư huynh, lúc này đây, coi như là sư đệ nhặt tiện nghi, đặc biệt đa tạ lưu tú sư huynh, bực này nhân tài. Lưu Tú Sư Huynh không tranh không đoạt, điểm này, sư đệ ta phải hảo hảo hướng sư huynh ngươi đi học tập a lưu mặt đẹp sắc khó coi nói không ra lời hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến này hai cái nhát như chuột mặt hàng thế nhưng cất giấu một cái đỉnh cấp tư chất xem này thạch động nội phản ứng bực này tư chất đang ngồi giữa không ai so được với thậm chí toàn bộ thần ẩn giới đều khả năng không ai có thể so sánh được với này trói mắt quang hoa phiếm ra bảy màu quang mang kỳ lạ này cũng chính là trên mặt đất huyệt giữa nếu là ở đông phương thành nội, này quang mang tất nhiên sông thẳng phía chân trời, sẽ làm tất cả mọi người nhìn đến. Trời phù hộ ta phương đông lục địa, trời phù hộ ta phương đông lục địa A. Sở Cát Thịnh biết được này tin tức tới rồi, hắn kích động đôi tay đều ở phát run. Là nhớ thanh thiếu hiệp sao, hắn làm người ổn trọng, gặp biến bất kinh, đương có này tư chất A. Huyệt động nội chạy ra trung niên nam nhân bình phục hạ chính mình kích động tâm tình, hướng sở Cát Thịnh nói, tộc trưởng đều không phải là vì kia trương ức thanh thiếu hiệp, đây là toàn len keng thiếu hiệp thí nghiệm kết quả. Nga, sở cát thịnh rất là ngoài ý muốn, nói như vậy, vị kia trương ức thanh thiếu hiệp còn không có thí nghiệm. Hắn chắc, sở cát thịnh khó hiểu, chắc, kia vì sao không có phản ứng. Hắn, hắn căn bản vô pháp khiến cho thạch đài chút nào phản ứng, giống như hắn trong cơ thể, căn bản là không cho phép hắn đi hấp thu trong thiên địa linh khí, hắn tư chất vì. Phế căn, một người theo bản năng nói ra, ý thức được chính mình thanh âm giống như có chút lớn, vội vàng tự hành che miệng lại. huyệt động nổi, toàn len ken nhìn trước mắt phát ra thất thải quang mang thạch đài, ca này sỏi mật sao còn sẽ sáng lên đâu? này từ yêu thú trong cơ thể lấy ra thạch đài, tự nhiên mà vậy bị toàn len ken giao cho tân sưng hô. trương huyền trợn trắng mắt, từ vừa mới cái kia trung niên nam nhân biểu hiện, hắn có thể nhìn ra, này thạch đài phát ra loại này thất thải quang mang đại biểu chính là cái gì, làm lâu lan người thừa kế, toàn len keng thiên phú tự nhiên sẽ không kém, nhưng vì cái gì chính mình không có khiến cho một chút này thạch đài biến hóa. Hơn nữa nghe người nọ nói, là chính mình trong cơ thể vô pháp hấp thu linh khí. Trương huyền luyện khí phương pháp, vẫn luôn cùng người khác bất đồng, tuy rằng đã đến phú thần cảnh, nhưng trương huyền vận khí phương pháp, còn vẫn như cũ là đem ngoại giới khí trực tiếp chảo lấy làm mình dùng, Nói đến cùng, Trương Huyền thật đúng là không cảm thụ quá người khác theo như lời cái loại này linh khí hối khắp toàn thân cảm giác. Trương Huyền vẻ mặt vô ngữ nhìn trước mặt phát ra thất thải quang mang thạch đài, trong lòng cực độ buồn bực. Mà khiến cho thạch đài phát sinh thật lớn biến hóa toàn len ken, một chút cũng chưa bởi vì chính mình thiên phú mà cảm thấy vui sướng, hắn hiện tại chỉ nghĩ chính là, này sỏi mật vì mau sẽ sáng lên đâu. Ha ha ha, toàn, chúc mừng chúc mừng a, à. đỉnh cấp tư chất thế gian hiếm thấy, thế gian hiếm thấy a. À. sở cát thịnh cười lớn từ huyệt động nhập khẩu đi đến. ở sở cát thịnh phía sau còn đi theo rất nhiều người, sôi nổi phát ra chúc mừng một loại thanh âm. toàn hiện tại cảm giác như thế nào a? À. sở cát thịnh đi lên trước tới, cùng toàn len keng nói chuyện thời điểm, thậm chí đều có thể nghe ra một tia lấy lòng hương vị. bởi vì sở cát thịnh thực minh bạch loại này thất thải quang mang đại biểu cái gì, có như vậy tư chất, chỉ cần hào hào luyện khí giả lấy thời gian, tuyệt đối có thể tại đây thần ẩn giới tỏa sáng rực rỡ. Loại này tư chất nếu bị người khác đã biết, chỉ sợ sẽ không tiếc hết thảy đại giới tới đoạt người. Người này, kia nhưng chính là cái bảo A. Cảm giác như thế nào, toàn len ken gái gãi cái ót, sau đó lại xoa xoa chính mình viên lăn cái bụng, ta chính là cảm giác có chút đói bụng. Ha ha, toàn người còn trẻ, ăn uống hảo bình thường, tới, mau đi cấp toàn bị một bàn mỹ yến, hôm nay ta muốn cùng toàn không say không về, Sở Cát Thịnh bàn tay vung lên, tại đây loại thiên tư thiên tài trước mặt, một ít ăn tính cái gì. Chỉ cần có thể đem người lưu lại, đem chính mình cô nương gả cho hắn thì đã sao. Sở Cát Thịnh nhiệt tình ôm toàn len keng bả vai, đột nhiên nhìn đến đứng ở một bên Trương Huyền, Sở Cát Thịnh theo bản năng liền đem Trương Huyền xem nhẹ rớt, qua hai giây sau, Sở Cát Thịnh lại nhìn về phía Trương Huyền, mở miệng nói, cái này, Trương A, người cũng không nên gấp gáp, này thiên tư không thể đại biểu hết thảy, Chăm chỉ là có thể đền bù thiên tư sao, đi, cùng đi uống hai ly. Sở Cát Thịnh mặt khác một bàn tay trên lầu Trương Huyền bả vai, ba người liền cùng huynh đệ giống nhau đi ra huyệt động. Đối với Trương Huyền biểu hiện ra ngoài loại này thiên tư, nếu không có hắn là cùng toàn len keng cùng nhau, Sở Cát Thịnh chỉ sợ sẽ không lại nhiều để ý tới hắn. Sở Cát Thịnh đầu tiên là vì hai người an bài tân nơi. Nếu nói, Trương Huyền cùng toàn len keng vừa rồi trụ chỉ là hai phòng một sảnh nhà dân, kia tân nơi, chính là cái biệt thự A. Một cái thạch động bị móc ra trên dưới hai tầng, bên trong toàn là gỗ đặc gia cụ, trang hoàng xa hoa, còn bày biện rất nhiều ngọc khí, thậm chí còn có hai gã tuổi thanh xuân thiếu nữ đảm nhiệm bảo mẫu chức trách, phụ trách hai người cuộc sống hàng ngày. Trương Huyền biết, này hết thảy, đều là chính mình dính toàn len keng quang A, hắn không nghĩ tới. Chính mình còn có thể bởi vì toàn len ken hưởng thụ đến càng cao một tầng vật chất sinh hoạt. Đối với này đó, toàn len keng không để bụng, hắn chỉ muốn biết, chính mình gì thời điểm có thể ăn đến đồ vật. Toàn không nên gấp gáp, thịnh yến đã ở chuẩn bị, tiểu nữ cũng đang tắm thay quần áo, từ từ bồi toàn người uống nhiều hai ly, ha ha, đêm nay chúng ta cần phải không say không về a. À. Sở cát thịnh cao giọng cười to, không dám, không dám, toàn len keng gật đầu, nước miếng đều chảy xuống tới, có ăn, có nữ hài tử, đối với toàn len keng tới nói, cũng đã phá lệ thỏa mãn. Thực mau, sở cát thịnh đem hai người đưa tới bị yến địa phương, một bàn mỹ yến đã chuẩn bị tốt, sở ngưng cũng thay một thân tân váy dài, ngồi vào bên cạnh bàn. Trong bữa tiệc, sở cát thịnh liên tiếp hướng toàn len ken kính rượu, hơn nữa nói toàn len ken tuấn tú lịch sự, hỏi toàn len ken có hay không hôn phối, xem hắn này tư thế, là không tiếc hết thảy, cũng muốn đem toàn len ken lưu lại. Trương Huyền lần này không có lại hỏi nhiều cái gì, cùng cái người ngoài cuộc giống nhau, ngồi ở chỗ kia, tùy ý dùng bữa, hắn không nói lời nào, cũng không ai chủ động đi tìm hắn nói cái gì. Một bàn tiệc rượu, ở toàn len ken càn quét hạ, thực mau thấy đáy. Sở Cát Thịnh còn tưởng cùng toàn len ken nhiều liên lạc cảm tình, còn muốn lại uống vài chén, bất quá đương toàn len ken xoa bụng, nói thanh mệt nhọc lúc sau, sở Cát Thịnh cũng không dám nhiều quấy rầy hắn, làm sở ngưng tự mình đưa toàn len ken cùng Trương Huyền hồi chỗ ở nghỉ ngơi. Trương 1244 vào thành bổ càng sở ngưng mang theo trương huyền cùng toàn len keng trở lại chỗ ở. Cơm tịch thượng, mọi người đều uống lên chút rượu, trương huyền còn hảo, không ai đi kính hắn, hắn cũng chỉ là ứng phó cảnh tượng uống xoàng hai ly. Mà toàn len keng tắc bất đồng, uống lên cái đại say, đi đường đong đưa lay động. Sở ngưng mặt đẹp ửng đỏ, cũng may sở ngưng cũng coi như là cái tu sĩ, đem toàn toàn len keng ném tới trên giường cũng không phải cái gì việc khó. Sở cô nương, đa tạ ngươi, nếu không ta mang theo hắn thật đúng là không hảo tìm được chỗ ở nơi này lộ thực phức tạp trương huyền cười nói không quan trọng sở ngưng vẫy vẫy tay là sở ngưng hôm nay làm sự thực xin lỗi trương đại ca ngươi cùng toàn đại ca sở ngưng không xa cầu trương đại ca ngươi có thể đem hôm nay sự coi như không phát sinh sở ngưng chỉ là tưởng nói cho trương đại ca sở ngưng hôm nay sở làm đều không phải là bổn ý sở cô nương nhiều lo lắng trương huyền lắc lắc đầu hôm nay sở cô nương làm đơn giản là một người bình thường đều sẽ đi làm lựa chọn, ta Trương ức thanh lại sao dám nói thêm cái gì. Trương đại ca, ta biết ngươi trong lòng khẳng định sẽ để ý chuyện này, bất quá, sở ngưng sẽ hướng ngươi chứng minh, sở ngưng là cái cái dạng gì người. Sở ngưng mặt đẹp hiện lên, nàng váy dài phết đất, chọc người chiều mến. Trương huyền gật gật đầu, không nói gì. Sở ngưng thấy Trương huyền không muốn lý chính mình, nhấp nhấp miệng, kia sở ngưng liền không quấy giày Trương đại ca nghỉ ngơi, đúng rồi, Trương Đại ca, cái này cho ngươi. Sở ngưng từ chính mình bên hông túi tiền giữa vừa lật, một khối có trẻ con nắm tay lớn nhỏ linh thạch bị nàng lấy ra, đưa cho Trương Huyền. Sở cô nương, người đây là Trương Đại ca, ở chỗ này, linh thạch cũng là có thể làm giao dịch tiền. Bất quá ta càng hy vọng Trương Đại ca ngươi dùng này khối linh thạch đi dẫn đường tự thân, thiên tư không hảo không có quan hệ, chỉ cần chịu nỗ lực, cũng nhất định sẽ trở thành cường giả, nhà của chúng ta tổ tiên, ở sư môn giữa thiên phú kém cỏi nhất, nhưng cuối cùng như cũng trưởng thành vì giữa trời đất này tuyệt đỉnh cường giả, Trương Đại Ca ta tin tưởng ngươi cũng có thể làm được." Sở Ngưng vẻ mặt chân thành nhìn Trương Huyền. Có như vậy một vị mỹ nữ nói ra như vậy một phen lời nói, như thế quan tâm, là cái nam nhân đều khó có thể cự tuyệt nàng hảo ý, nếu là cự tuyệt, vậy hiện quá mức cổ quái. Trương Huyền tự nhiên sẽ không biểu hiện như vậy cổ quái. Đa tạ Sở cô nương. Trương Huyền nhận lấy linh thạch, ôm xin lỗi. Sở ngưng mắt to nhíu lại, xinh đẹp cười, kia sở ngưng liền không quấy giày Trương Đại ca nghỉ ngơi, tái kiến. Sở ngưng nói xong, hì hì cười, theo sau vui vẻ nhảy nhót ra cửa. Đường sở ngưng rời đi sau, Trương Huyền nhìn mắt trong tay linh thạch, nằm đến trên giường, nhắm mắt ngủ. Một giấc này Trương Huyền ngủ cũng không kiên định, tùy thời bảo trì một cái độ cao cảnh giới trạng thái, như vậy trạng thái hạ Trương Huyền, nếu có người tiếp cận hắn 10 mét trong phạm vi, hắn là có thể làm ra phản ứng. Một giấc ngủ đi, một trận tiếng gõ cửa, đem Trương Huyền kêu khởi. Trương Huyền rời giường mở cửa, nhìn đến là sở ngưng đứng ở trước cửa. Hôm nay sở ngưng, một đầu tóc dài khoác lạc, thân xuyên bích lạc váy dài, thanh thuần giống như nhà bên tiểu muội muội giống nhau, nàng trong tay còn cầm đỉnh đầu có chứa khăn che mặt đấu lạp, không biết ra sao tác dụng. Hi hi, Trương Đại ca, người còn ở ngủ A, toàn đại ca đã ăn no đi ra ngoài sở ngưng nhìn thấy trương huyền lộ ra vui vẻ tươi cười đi ra ngoài làm gì đi trương huyền nghi hoặc đi rèn luyện a à. sở ngưng theo lý thường hẳn là nói toàn đại ca có được đỉnh cấp tư chất cha ta đã tự mình dẫn hắn đi ra ngoài đâu chỉ sợ muốn mấy ngày mới có thể trở về rèn luyện ta bất hòa hắn cùng nhau sao trương huyền kỳ quái ngươi không cần một đạo bất mãn thanh âm vang lên liền thấy thanh niên thời hy đi tới, hắn sau lưng, cũng bối có đỉnh đầu đấu lạp, toàn len có được đỉnh cấp tư chất, mà tiềm lực của ngươi, chỉ là thuộc về phế căn, ngươi đi ra ngoài rèn luyện, cũng chỉ là lãng phí thời gian, còn phải làm người che chở ngươi chu toàn, hiện tại ngươi, phải hảo hảo làm hậu cần đi. Thời hy thấy trương huyền, liền một bụng nén giận. Đêm qua, sở cát thịnh tự mình tìm được thời hy, đem toàn len phải đi, chỉ trừ một cái trương huyền cấp thời hy đương người theo đuổi một cái phế căn người theo đuổi, thời hy thật sự ngẫm lại đều ghê tởm, loại người này, muốn hắn có gì dùng. Có thể cho chính mình cung cấp nhiều ít công tích. Trương đại ca, người đừng nản lòng thoái chí Nga. Sở ngưng hướng Trương Huyền xinh đẹp cười, này hậu cần công tác cũng rất có ý tứ đâu, có thể vào thành đi xem, chờ ngươi thực lực cường đại rồi, liền có thể đi ra ngoài rèn luyện kiếm lấy công tích, ngươi chuẩn bị một chút, ta cùng khi sư huynh trước mang ngươi vào thành nhìn xem. Kia cũng đúng, Trương Huyền gật đầu, ta không cần thu thập, trực tiếp đi thôi. Trương Huyền vẫn là muốn vào thành nhìn xem, hắn trước tiên tới này mai danh ẩn tích mục đích, đó chính là thăm dò này thần ẩn giới. Trương Huyền ba người, xuyên qua địa huyệt thông đạo, đi vào ngày hôm qua tiến vào địa huyệt địa phương. Thời hy trước dọn khai một khối gạch, hướng ra phía ngoài ngắm vài lần. Không ai, đi. Thời hy làm cái thủ thế, động tác nhanh chóng đem trước mặt mấy khối gạch toàn bộ đẩy ngã, theo sau lập tức chui đi ra ngoài sở ngưng cũng là động tác thuần thục nhanh chóng chui ra. Mau, thời hy ở bên ngoài thúc giục một tiếng. Đường trương huyền chui sau khi rời khỏi đây, thời hy lại đem hầm ngầm nhập khẩu khôi phục. Lúc này, sắc trời đang sáng, trương huyền cảm thụ một chút, nhiệt độ không khí có hơn 20 độ bộ dáng, nhìn thoáng qua đông phương thành lối vào, hiện tại, cửa thành mở ra, hơn 20 tên binh sĩ xếp hạng cửa thành hai sườn, cửa thành trước, đám người hy nhương, ra ra vào vào, quang xem một cái, đều có thể cảm nhận được một bộ náo nhiệt cảnh tượng. Trương Huyền nhìn đến có người khiêng yêu thú thi thể, đầy mặt hưng phấn. Cũng có người vết thương trồng chất, hai ba cái nâng ở bên nhau, khập khiếng đi vào trong thành. Còn có người mới từ bên trong thành ra tới, mang đủ trang bị, nhìn dáng vẻ, là muốn đi ra ngoài săn giết yêu thú. Sở ngưng đem lúc trước cầm trong tay đấu lạp mang ở trên đầu, che khuất gương mặt. Thời hy cũng đem sau lưng sở bối đấu lạp bắt lấy, mang ở trên đầu, lúc này mới chiều cửa thành chỗ đi đến. Quá cửa thành khi, hai người đấu lạp che mặt, nhẹ nhàng đi vào bên trong thành. Trương Huyền phát hiện, cửa thành chung quanh binh sĩ, giống như lực chú ý cũng không ở ra vào thành nhân thân thượng, mỗi một cái đều chán đến chết đứng ở nơi đó phát ngốc. Vào thành lúc sau, cấp Trương Huyền đệ nhất cảm giác, chính là đi tới kia điện ảnh giữa cố đô, trên đường lớn, có người nắm tuấn mã, có gia đình giàu có cô nương mang theo nha hoàn đi ở đầu đường, cũng có nhẹ nhàng công tử, cầm trong tay quạt xếp, ngâm thơ câu đối. Khách điếm tử lầu chữ treo ở con đường hai bên, người bán rong ở hai bên đường không ngừng thét to. Quan nhân, tới chơi sao? Thanh lâu trước, hoa hòe lộng lấy các cô nương trang điểm yêu diếm, liên tiếp hướng người qua đường tung ra mị nhãn, cái này ngành sản xuất, vô luận ở đâu cái thời đại, đều là tồn tại. Trương Huyền rất có hứng thú đánh giá khởi chung quanh hết thảy. Đôi mắt phóng thành thật điểm, đừng loạn xem. Thời hy khẽ quát một tiếng, làm người nhìn ra ngươi là cái tân nhân, phiền toái đã có thể tới, theo ta đi. Trương đại ca, vào thành lúc sau, hết thảy đều phải cẩn thận. Sở ngưng cũng nhắc nhở một tiếng. Trương huyền gật gật đầu, đi theo hai người phía sau. Sở ngưng cùng thời hy rất có mục đích tính thẳng đến một cái kho lúa, sở ngưng nói cho Trương huyền, cái này kho lúa là bọn họ lưu lại nơi này chạm gác ngầm, vì bọn họ cung cấp sinh hoạt dùng đồ ăn, hôm nay bọn họ phải làm, chính là gần mấy ngày lương thực vận đi ra ngoài. Ba người tới rồi kho lúa trước. Lão Tôn, mở cửa, chúng ta lấy hóa tới. Thời Hy kêu một tiếng, theo sau đẩy ra trước mắt cửa gỗ, môn mới vừa vừa mở ra, sở ngưng liền phát ra một tiếng thét chói tai. Liền thấy, kho lúa nội, dù sao nằm sáu cổ thi thể, máu tươi còn trên mặt đất chảy xuôi, hiển nhiên người này mới chết. Trường 1245 Nguyên Trụ Dân nhìn đến như vậy một màn sở ngưng theo bản năng lui về phía sau một bước này sao lại thế này thời hy giấu ở đấu lập hạ gương mặt bỗng nhiên biến đổi này kho lúa nội nằm thi thể đúng là bọn họ an bài ở trong thành người đi mau thời hy lập tức quay đầu liền phải rời đi đi có thể đi rất sao ha ha các người này họ sở một mạch che giấu rất sâu a à, nếu không có trong lúc vô ý phát hiện thật đúng là không biết các người còn dám vào thành sẽ không sợ chết ở chỗ này sao? Một đạo tiếng cười to từ ba người phía sau vang lên. Ngay sau đó, mấy đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở ba người phía sau, động tác mau lẹ, hình thành vây quanh chi thế, hoàn toàn chặt đứt ba người đường lui. Một người hơn 30 tuổi nam nhân gương mặt xuất hiện ở ba người tầm mắt giữa, này nam nhân dáng người không cao, cũng liền một mét bảy tả hữu ở nam nhân má trái thượng một cái đao sẹo có vẻ phá lệ dữ tợn. Nam nhân cầm trong tay một phen kim bối đại khảm đao, này mũi đao thượng còn ở nhỏ máu tươi, hiển nhiên, kho lúa nội thi thể, chính là chết ở này đao hạ. Thời hy nhíu mày, thôi điền, ngươi chừng nào thì, thành đông phương ra chó săn. Chó săn, lời nói đừng nói như vậy khó nghe sao, chúng ta làm này hành, đương nhiên ai cấp tiền nhiều, liền vì ai bán mạng. Cầm trong tay kim bối đại khảm đao thôi điền tiến lên một bước, thời hy a, à, thật đúng là đã lâu không gặp, ngươi tiểu tử này, trước kia thấy lão tử mặt, còn sẽ ngoan ngoán kêu lên một tiếng thúc thúc, hiện tại liền thẳng hô lão tử tên họ. Thời hy gỡ xuống đấu lạp, vẻ mặt trịnh trọng đánh giá chung quanh, này thôi điền mang đến người, không dưới 20, muốn phá vây, rất khó rất khó, nếu chỉ là chính mình còn hảo thuyết, đua cái trọng thương, chưa chắc không thể chạy ra đi, nhưng tiểu sư muội còn ở nơi này, càng quan trọng là, mang theo cái trương ức thanh cái này phế vật, dưới loại tình huống này, hắn chính là cái đại đại trói buộc thời hy hít sâu một hơi thôi điền nói đi người như thế nào mới có thể phóng chúng ta đi người nghĩ muốn cái gì ha ha thông minh tiểu tử thôi điền cười lớn một tiếng chúng ta tra được các ngươi kho lúa nếu lại chảo cá nhân giao đi lên này đông phương thành chủ ít nói phải cho ta một ngàn đồng vàng làm thù lao người thời hy có thể cho ta lấy gấp đôi chuyện này ta coi như không phát sinh quá như thế nào thời hy lắc lắc đầu ta tạm thời lấy không gian này đó tiền vậy không có gì hào thuyết lạc. Thôi điền thủ đoạn vừa lật, này kim bối khảm đao, dưới ánh mặt trời phản xạ quang mang. Người chung quanh, cũng đều hướng thời hy ba người tới gần. Thôi điền, chúng ta có thể nói nói chuyện, thời hy rũi ra tay, người không phải đông phương ra người, căn bản không cần thiết cùng chúng ta sở ra nháo thành như vậy, ta tưởng, các người này một hàng, hẳn là minh bạch, nhiều bằng hữu nhiều con đường đi. Chúng ta hoàn toàn có thể song thắng. Nga, Thôi Điền ngừng bước chân, vậy ngươi nói cho ta, như thế nào mới có thể đủ song thắng? Rất đơn giản, thời hy trên mặt lộ ra một tia thịt đau thần sắc, theo sau rũi tay ở chính mình bên hông dùng sức một túm, một khối ngọc bội bị thời hy túm xuống dưới, ta hiện tại tiền không đủ, nhưng ta có thể lấy này khối ngọc bội áp cho ngươi, này ngọc bội có phú thần cảnh cao thủ giáo huấn năng lượng, có thể ngăn cản ba lần phú thần cảnh cao thủ công kích, ta tưởng, này hẳn là có thể giá trị điểm tiền. Phú thần Thôi điền nheo lại đôi mắt, liếm liếm môi, lộ ra tâm động thần sắc. Không tồi, thời hy gật đầu, thứ này, nhiều ít giá trị điểm tiền đi, người hẳn là biết, lấy thực lực của ta, có này khối ngọc bội đương phụ trợ, người không nhất định cản hạ ta, người thật muốn cùng ta sở ra nháo đến như nước với lửa, đối với người mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Thôi điền trong tay mũi đao không ngừng chạm vào mặt đất, đồ vật là thứ tốt, nhưng thứ này, nhưng không đáng giá nhiều như vậy tiền, ta tưởng ta còn là vững vàng lấy ta kia một ngàn đồng vàng muốn hảo, đến nỗi người thời hy có thể hay không thoát được đi ra ngoài, ta muốn thử xem. Ngươi sai rồi, thời hy nhìn chằm chằm thôi điền, lắc lắc đầu, này một ngàn đồng vàng, người cũng có thể bắt được, ta cho người đồ vật, khác tính, chúng ta này có ba người, người không cần thiết đem chúng ta ba cái toàn bộ mang về, chỉ cần mang về một cái, người giống nhau có thể từ đông phương ra kia lãnh đến tiền thưởng, người nói đi. Thôi điền đầu tiên là sửng sốt một chút, theo sau phát ra tiếng cười to ha 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 thời hi a à, thời hi khó trách người khác đều nói người tuy là sở các thịnh bốn cái thân truyền đệ tử giữa tuổi nhỏ nhất một cái nhưng tâm tư lại là tàn nhẫn nhất cái cái kia nói một chút đi người tưởng đem cái nào để lại cho ta đi lĩnh thưởng tiền hắn thời hi căn bản sẽ không có bất luận cái gì do dự cùng suy xét liền đem ngón tay hướng trương huyền hắn cho ngươi chúng ta hai cái đi như thế nào tiểu tử này thực lạ mặt a à. Thôi Điền nheo lại đôi mắt tới. Đông Phương Thành Quy của ngươi biết đến, thời hy mở miệng, ta sở ra càng là lạ mặt người, bọn họ cấp giá cả càng cao. Trương Huyền đứng ở nơi đó, nghe thời hy không e rẻ lấy chính mình làm giao dịch, trong lòng không có một chút gợn sóng. Đến nỗi sở ngưng, từ thời hy quyết định đem Trương Huyền từ bỏ kia một khắc, liền không có lại xem Trương Huyền một chút. Thôi Điền trầm ngâm vài giây, hơi làm suy xét một phen, theo sau gật đầu, hảo, Ta tiếp thu đề nghị của ngươi, tiểu tử này cho ta lấy về đi phục mệnh, các ngươi rời đi. Đa tả, thời hy ôm ôm quyền, theo sau mang lên đấu lập, quay đầu lại nhìn mắt sở ngưng, nói, đi. Thanh âm rơi xuống, thời hy cùng sở ngưng liền biến mất ở tại chỗ, đương ra thôi điền mang đến vòng vây sau, một khối ngọc bội, bị thời hy xa xa vứt lại đây, mà hai người bọn họ không có làm chút nào dừng lại, trực tiếp rời đi. Thôi điền phất tay tiếp được ngọc bội vừa lòng nhìn vài lần theo sau cất vào trước ngực nội đâu giữa sai người giá thượng trương huyền đi đi lĩnh thưởng tiền đêm nay cấp các huynh đệ một người an bài hai cái cô nương ha 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 thôi điền phát ra vui vẻ tiếng cười to hai gã thôi điền thủ hạ lại đây xô đẩy một phen trương huyền thành thật điểm đi trương huyền đánh giá thôi điền đám người từ vừa mới thời hy theo chân bọn họ đối thoại chung trương huyền có thể nghe ra này thôi điền đám người hẳn là này nguyên trụ dân bọn họ không có lập trường, làm một ít thợ săn tiền thưởng sống, ai cấp tiền nhiều, liền cho ai bán mạng. Lăng cái gì đâu, đi, lại lần nữa có người đẩy một phen Trương Huyền phía sau lưng, muốn đem Trương Huyền áp đến Đông Phương ra kia đi phục mệnh. Trương Huyền cũng không sợ hãi cái gì, chẳng sợ hắn không có như vậy thực lực, đi Đông Phương ra, cũng sẽ không gặp cái gì bất đồng đãi ngộ, đơn giản là đổi một chỗ mai danh ẩn tích mà thôi. Chỉ là Trương Huyền hiện tại, đột nhiên sinh ra một cái khác ý tưởng. Trương Huyền từ tiến vào thần ẩn giới bắt đầu, đã bị vương giản một giáo huấn phương đông lục địa phân liệt khái niệm, lại xem nhẹ một cái rất quan trọng vấn đề, đó chính là nơi này nguyên trụ dân. Hiện tại, Trương Huyền biết thần ẩn hội âm thầm có người muốn làm chính mình, từ mấy thế lực lớn trong miệng hỏi thăm những việc này, tuyệt đối sẽ bị người chú ý tới. Trương Huyền đột nhiên sinh ra ý tưởng chính là, vì sao không dựa nơi này nguyên trụ dân, đi cho chính mình khoách khai mạng lưới tình báo đâu làm một cái từ tầng dưới chót lăn lê bò lết lên người, Trương Huyền thực minh bạch, một chỗ nguyên trụ dân, này quan hệ chặt chẽ trình độ cùng tản trình độ là hoàn toàn vô pháp tưởng tượng. Nếu dùng hảo, so mấy thế lực lớn muốn khủng bố nhiều. Chương 1246 thức bảo. Trương Huyền nheo lại đôi mắt, nhìn về phía thôi điền, ra tiếng nói, ta không rõ, ngươi cười cái gì? Gì, lão tử gặp được chuyện tốt còn không thể cười sao? thôi điền lại đem vừa mới kia khối ngọc bội lấy ra tới phóng tới trong tay như đạt được trí bảo nhìn trương huyền lắc lắc đầu gặp được chuyện tốt người cười ta có thể lý giải nhưng bị người lừa người còn như vậy cười có phải hay không chỉ có thể nói người xuẩn tiểu tử ngươi nói cái gì ngươi dám nói lão tử xuẩn thôi điền một bước vượt đến trương huyền trước mặt hắn không nghĩ tới cái này tù binh còn dám như vậy cùng chính mình nói chuyện trương huyền chỉ chỉ thôi điền trong tay ngọc bội một cái rách nát là có thể đem ngươi lừa ngươi nói ngươi không phải xuẩn là cái gì rách nát thôi điền hiển nhiên sửng sốt một chút trương huyền nhân cơ hội này ra tay đem thôi điền trong tay ngọc bội bắt được trong tay theo sau đặt ở dưới ánh mặt trời nhìn vài giây ngươi nhìn kỹ xem đi này chỉ là một khối bình thường ngọc bội mà thôi đương cái phụ tùng còn có thể nhưng muốn nói ngăn cản phú thần cao thủ ba lần công kích ngươi cảm thấy phú thần cao thủ đều là phế vật sao thôi điền theo bản năng ngẩng đầu chiều ngọc bội nhìn lại lại là bị trên bầu trời ánh mặt trời lung lay hạ mắt hắn không chú ý tới liền ở hắn bị ánh mặt trời trói mắt này trong nháy mắt trương huyền trong tay phát ra một cổ mỏng manh màu tím quang mang này màu tím quang mang chỉ xuất hiện trong nháy mắt liền hoàn toàn tản mất trương huyền tùy ý đem ngọc bội ném cho thôi điền đồ vật liền tại đây tin hay không chính ngươi thử một chút sẽ biết thôi điền lại lần nữa tiếp nhận ngọc bội giả không có khả năng thời hy hắn làm sao dám gạt ta. Hắn như thế nào không dám, trương huyền bĩu môi, dù sao người đã đi rồi, lừa người thì thế nào, người còn dám giết đến sở ra hang ổ đi không thành. Địt mẹ nó, thôi điền trong miệng hùng hùng hổ hổ, lão tử cũng không tin hắn dám gạt ta. Thôi điền nói, đem ngọc bội ném tới trên mặt đất, huy khởi trong tay khảm đao liền chiều ngọc bội chém đi xuống. Đường mũi đao chạm vào ngọc bội nháy mắt, này ngọc bội bang một tiếng liền vỡ vụn mở ra. Này đừng nói ngăn cản phú thần cao thủ công kích, chính là tùy tiện lấy đồ vật tạp thượng một chút, đều không chịu nổi. Đương Ngọc Bội vỡ vụn trong nháy mắt kia, thôi điền trong mắt toát ra lửa giận, hắn khí cả người phát run, họ khi, ngươi dám chơi lão tử? Lão tử cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Trương Huyền thở dài, lắc đầu nói, chính mình mắt phụng về, quái không được người khác a, khá. này Ngọc Bội vừa thấy đó là thấp kém phẩm, ngươi còn có thể tin tưởng nó là cái bảo bối, chân chính bảo bối liền bãi ở ngươi trước mắt người nhưng vẫn cũng chưa thấy, trong tay còn cầm này đem rách nát đao. Rách nát đao, thôi điền múa may chính mình trong tay kim bối khảm đao, ta này đao, chính là tìm thiết lò bảo đại sư chế tạo suốt một tháng, người cho ta nói, là rách nát đao. Như thế nào, không tin, Trương Huyền cười một chút, theo sau quay đầu, tùy tiện chọn lựa một cái thôi điền thủ hạ, đối phương trong tay cầm một phen bình thường trường đao, Trương Huyền hướng này ngoắc ngón tay, tới, đem người đao cho ta tên kia thủ hạ không để ý tới Trương Huyền. Thôi Điền thét ra lệnh một tiếng, thanh đao cho hắn. Thôi Điền nói chuyện, tên kia thủ hạ mới đưa đao đưa cho Trương Huyền. Trương Huyền tiếp nhận này đem trường đao, phất tay chấn động, trường đao phát ra một tiếng. Thôi Điền sắc mặt biến đổi, này. Đây là bảo bối, Trương Huyền trên mặt cười, hắn quay đầu hỏi hướng vừa mới truyền đạt trường đao người nọ, này đao người từ từ đâu ra. Liền, liền lần trước giã ngoại, nhặt đối phương trả lời. Vận khí không tồi a à. Trương Huyền khen ngợi một tiếng, ngay sau đó, hắn đem này trường đao cầm đứng ở trước người, người xem này thân đao, vuông góc một đường, tài chất tuy rằng giống nhau, nhưng thắng ở cứng cỏi, đối khí mà nói, là một loại thực tốt tái vật, cây đao này, mới là thật sự bảo bối. Chê cười, thôi điền lắc đầu, bất quá là một fan bình thường trường đao mà thôi, người lại nói là bảo bối. Làm một cái thợ săn tiền thưởng, thôi điền đối với bảo bối, là phá lệ để ý, cũng rất có hứng thú. Trương Huyền lắc lắc đầu, nhìn dáng vẻ người bị lừa, không phải không có lý do gì, tới, dùng ngươi đao thử một chút. Trương Huyền đem trong tay trường đao cầm ở nơi đó. Không tin tà thôi điền múa may chính mình khảm đao, liền hướng Trương Huyền trong tay trường đao đánh úp lại. Ca, một đạo thanh thúy thanh âm vang lên. Thôi điền chỉ cảm thấy chính mình trong tay một nhẹ, hắn kia đem từ thiết lò bảo đại sư hao phí một tháng chế tạo mà thành kim bối khảm đao, ở cùng trương huyền trong tay trường đao đụng vào nháy mắt, nứt vì hai nửa. Này, sao có thể, thôi điền ngốc ngốc nhìn chính mình trong tay đoạn rất bảo đao. Mà vừa mới kia đem đao đưa cho trương huyền người, tắc mặt lộ hưng phấn thần sắc, hắn không nghĩ tới, chính mình trong tay lấy, thế nhưng là cái bảo bối, liền lão đại bảo đao đều có thể chặt đứt. Ha ha, bảo bối thứ này, người đến sẽ nhận mới được. Trương Huyền khẽ cười một tiếng, đem đao ném cho Thôi Điền, chính ngươi thử xem đi. Thôi Điền theo bản năng tiếp nhận Trương Huyền ném tới trường đao. Có thể thử ngự khí thúc dục, nhưng ta nhắc nhở ngươi một chút, này đao bởi vì bị tài chất có hạn chế nguyên nhân, chỉ có thể phát ra bốn lần cường hữu lực công kích, ngươi thử một lần, đã có thể lãng phí một lần cơ hội. Ta thật đúng là cũng không tin, Thôi Điền cầm đao, thủ đoạn ngự khí, theo sau một đao về phía trước bổ ra. Liền thấy, một đạo màu tím đao mang bị thôi điền chém ra, này đao mang cực kỳ cường hãn, nơi đi qua, liền dưới chân nền đá xanh gạch đều hoàn toàn vỡ ra. Đường đao mang chạm vào phía trước kho lúa khi, oanh, một thanh âm vang lên, toàn bộ kho lúa nháy mắt sụp xuống, cho bụi nổi lên bốn phía. Thôi Điền ngơ ngác nhìn trước mắt một màn, này một đao uy lực, hoàn toàn ra ngoài hắn tưởng tượng. Trương Huyền vỗ vỗ trên người mới vừa nhiễm cho bụi, bảo bối bãi ở trước mắt không tự biết lại bởi vì người khác cấp một khối rác rưởi mà đắc chí ai. Thôi điền nhìn trong tay này đem nhìn như bình thường trường đao, theo sau đột nhiên nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra hưng phấn biểu tình, người sẽ xem bảo bối. Trương huyền trợn trắng mắt, hợp lại ta này nửa ngày, đều cùng ngươi nói chơi đâu. Thật tốt quá, ngươi theo ta đi, thôi điền lại đây giữ chặt trương huyền, chiều một phương hướng đi đến. Thôi điền thủ hạ nhắc nhở một tiếng, lão đại, thành chủ phủ không ở bên này đi ngươi sao thành chủ phủ. Thôi Điền cười ha ha một tiếng, một ngàn đồng vàng liền muốn ta huynh đệ. Ta Thôi Điền cũng không phải là cái loại này bán đứng huynh đệ người. Còn chưa thỉnh giáo huynh đệ tên húy. Lúc này, Thôi Điền đã lấy huynh đệ, cùng Trương Huyền tương xứng. Ha ha, Trương Huyền khẽ cười một tiếng, kêu ta Trương ức thanh liền hảo. Hảo, nhớ thanh huynh đệ, vừa mới là ca ca nhiều có đắc tội, ca ca cùng ngươi bồi cái không phải, đi, ca ca trước mang ngươi ăn đốn rượu ngon hảo đồ ăn, chúng ta lại liêu khác, ha ha ha. Thôi điền phát ra cười to. Gặp được một cái thức bảo người, kia có thể so nhặt được bảo bối, còn muốn cho người hưng phấn A. Làm một cái thợ săn tiền thưởng, thôi điền hiểu lắm loại người này có bao nhiêu chân quý. Trong thành chân bảo các, lão nhân kia liền bởi vì có một đôi tuệ nhãn, nhận biết bảo bối, liền đông phương thành chủ đều phải làm hắn ba phần. Này trương ức thanh tuy rằng so ra kém lão nhân kia, nhưng hẳn là cũng kém không đến nào đi. Trương Huyền chút nào không ngoài ý muốn thôi điền thái độ chuyển biến, nếu không hắn cũng sẽ không chuyên môn đi diễn vừa mới kia vừa ra, đến nỗi bảo bối không bảo bối gì đó, lấy Trương Huyền thực lực, chân chính bảo bối đến trong tay hắn, cũng có thể bị hắn phế bỏ, tỉ như kia khối ngọc bội, mà rác rưởi đến trong tay hắn, cũng có thể biến thành trí bảo, giống như là thôi điền trong tay lấy này đem trường đao. Trương 1247 dám bảo các Đông Phương Thành Ngoại, Thời Hi cùng Sở Ngưng sấn khi không có ai cơ, chui vào hầm ngầm nội. Hai người mới vừa tiến hầm ngầm, liền nhìn đến Sở Cát Thịnh mang theo toàn len ken, còn có mấy người mang theo mạo hiểm trang bị đứng ở lối vào. Sở Ngưng kinh ngạc một chút, cha, các ngươi như thế nào đã trở lại? Khi nói chuyện, Sở Ngưng theo bản năng nhìn thoáng qua toàn len ken. Sở Cát Thịnh lắc lắc đầu, không biết bên ngoài sao lại thế này, yêu thú tàn sát bừa bãi hiện tại đông phương thành tổ chức một số lớn người chống đỡ yêu thú chúng ta vô pháp vì tiện lộ diện liền về trước tới nghỉ ngơi chỉnh đốn các ngươi hôm nay không nên đi kéo vật tư sao sư phụ đã xảy ra chuyện thời hy gỡ xuống đấu lặp ở hắn trên mặt có một đạo nhìn thấy gây người vết thương này vết thương hiển nhiên là vừa rồi mới tạo thành còn có máu tươi chảy ra chúng ta kho lúa bị người hủy hoại kho lúa bị hủy sở các thịnh sắc mặt biến đổi này rốt cuộc sao lại thế này gặp người không tốt, thời hy đầy mặt phẫn hận lắc lắc đầu, sư phụ, cái kia trương ức thanh, chính là Đông Phương gia phái tới tiếp cận chúng ta người A. Hắn liên hợp Đông Phương gia người, đem kho lúa hủy hoại. Nếu không phải ta cùng tiểu sư muội trước tiên đã nhận ra không thích hợp, chỉ sợ khó có thể trở về. Sở ngưng trong mắt, cũng rơi xuống nước mắt, một bộ thương tâm khó nhịn bộ dáng. Sao có thể, hắn là Đông Phương gia người, sở các thịnh kinh hãi, theo sau nhìn về phía toàn len keng. Sở ngưng cùng thời hy hai người, cùng ánh mắt mịt mờ chiều toàn len keng nhìn lại, mọi người đều biết, toàn len keng cùng Trương Huyền là cùng nhau. Bất quá, toàn len keng cũng không có hướng bọn họ tưởng làm như vậy ra cái gì phản ứng, như cũng đứng ở nơi đó, thỉnh thoảng từ chính mình cổ tay áo chảo ra một cái màn thầu nhét vào trong miệng, giống như bọn họ đang nói trương ức thanh sự khi, cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Sở các thịnh sắc mặt khó coi thời hy tiến lên một bước, toàn sư đệ, người cùng này trương ức thanh nhận thức đã bao lâu. Toàn len keng trong miệng tắc màn thầu, không ngừng lẩm bẩm nói, có vài thiên đi, hắn quản ta vài thiên cơm đâu. Sở Cát Thịnh vừa nghe lời này, nhẹ nhàng thở ra, nếu chỉ là mới quen biết mấy ngày, toàn len keng cùng kia trương ức thanh, hẳn là không phải cùng nhau, toàn len keng đây chính là đỉnh cấp tư chất, hiện tại đã bị Sở Cát Thịnh trở thành bảo tới đối đãi hắn nhưng không nghĩ từ bỏ cái này bảo bối cục cưng sư phụ, chúng ta nơi này cũng không thể lâu đãi, kia Trương Ước Thanh biết chúng ta ở tại nào, chỉ sợ Đông Phương ra người thực mau liền sẽ tìm tới tới. Thời Hy nôn nóng mở miệng, hắn tưởng thực minh bạch, chính mình hôm nay đem Trương Ước Thanh bán, Trương Ước Thanh khẳng định sẽ ghi hận chính mình, đem ẩn thân mà nói ra, nếu đổi làm chính mình bị bán, chính mình nhất định sẽ làm như vậy. Sở Cát Thịnh gật gật đầu, theo sau mở miệng nói, thông chi đi xuống, làm mọi người lập tức thu thập đồ vật, chúng ta tự ám đạo rời đi sở cát thịnh đám người ở nơi này, tự nhiên sẽ cho chính mình lưu có hậu lộ. Đông Phương Thành Nội, một khách điếm giữa. Trương Huyền cùng thôi điền hai người trước mặt trên bàn bãi đầy rượu ngon hảo đồ ăn. Ha ha, Trương Huynh Đệ, có ngươi những lời này, ta ca liền an tâm rồi, từ từ lại cho ngươi giới thiệu mấy cái Huynh Đệ nhận thức một chút, có ngươi gia nhập, kia tuyệt đối xưng được với là như hổ thêm cánh A. Thôi điền uống đầy mặt hưng phấn, Trương Huyền cũng siếc phân làm 10 phần, nhiễm nhiên đã một bộ muốn cùng thôi điền anh em kết bái bộ dáng. Trương huynh đệ, lão ca này còn có điểm đồ vật, người giúp lão ca nhìn một cái. Thôi điền vung tay lên, các thủ hạ của hắn, phùng thượng mấy cái hộp gỗ, phóng tới trương huyền trước mặt. Này đó hộp gỗ có lớn có bé, có dài có ngắn, đưa hộp gỗ mở ra sau, bên trong là đủ loại kiểu dáng đồ vật, có ngọc bội, có yêu thú xương cốt lợi trảo, còn có đao kiếm chờ đồ vật. Trương huyền gật gật đầu, này ngọc bội sao, nhưng thật ra cái bảo bối. Trương Huyền khi nói chuyện đem ngọc bội cầm lấy, sau đó trộm làm một ít cải tạo, Trương Huyền đối khí hiểu biết không nhiều lắm, cũng không hiểu cổ nhân kia kỳ môn tám trận gì đó, hắn dùng chỉ là đơn giản nhất thô bạo phương pháp, chảo lấy một ít linh khí rót vào đến ngọc bội nội, tuy rằng lành nghề ra trong mắt, Trương Huyền này cách làm, cùng cái ngốc tử không có gì hai dạng, nhưng đối với thôi điền đám người tới nói, chẳng sợ Trương Huyền tùy tay chảo lấy một cổ khí, ở bọn họ trong mắt, cũng là cường đại đến cực điểm. Này ngọc bội có hộ thân công năng, bất quá cơ hội chỉ có một lần, tỉnh điểm dùng. Thôi điền như đạt được trí bảo đem này ngọc bội chứa. Trương Huyền lại nhìn về phía một con yêu thú lợi trảo, đối với yêu thú, Trương Huyền lý giải vẫn là rất nhiều, phía trước ở phản tổ minh cái kia tiểu thế giới chung, Trương Huyền cũng xem qua không ít về thực nghiệm thể tư liệu, đối với mấy thứ này vẫn là thực hiểu biết. Đây là ưng thân người lợi trảo, sắc bén trình độ một bậc, nhưng cũng thực yếu ớt, vô pháp dùng để tác chiến, nhưng thật ra đem này mài nhỏ gia nhập binh khí giữa chế tạo, có thể tăng lên binh khí sắc bén trình độ, không có gì cất chứa giá trị, cầm đi bán đi. Này ngoạn ý còn có thể gia tăng binh khí sắc bén trình độ. Thôi điền hướng phát hiện tân đại lục giống nhau. Đương nhiên, Trương Huyền gật đầu, hắn xem qua về ưng thân người cái này thực nghiệm thể nghiên cứu báo cáo, ưng thân người sẽ ăn luôn chết đi đồng bạn, hơn nữa đem này lợi chảo nghiền nát cắn nuốt, cuối cùng phát sinh biến dị, xử chính mình lợi chảo càng vì sắc bén, cuối cùng nghiên cứu kết quả cho thấy, ưng thân người lợi chảo là có tăng phong công hiệu. Trương Huyền lại liên tục chỉ mấy cái đồ vật, nói ra này công hiệu tới, có chút hiệu quả, thôi điền nghe cũng chưa nghe nói qua. Trương Huynh Đệ, người thật sự là quá mạnh a, à. thôi điền trong lòng đã nhạc nở hoa, không ngừng đối Trương Huyền giơ ngón tay cái lên, Huynh Đệ, người có này bản lĩnh, cũng không thể mai một, về sau lại đi ra ngoài thám hiểm, có thể hay không tìm được bảo bối, vậy xem ngươi. Ha ha, trương huyền khẽ cười một tiếng lắc lắc đầu thôi đại ca người thám hiểm một lần có thể kiếm nhiều ít a à? khó mà nói thôi điền trả lời vận khí tốt giết yêu thú nhiều điểm trở về có thể đổi cái mấy trăm cái đồng bạc vận khí thiếu chút nữa gặp được đại yêu thú các huynh đệ thương vong thảm trọng cũng là có thể tới tay mấy cái tiền đồng cho nên nói muốn kiếm tiền liều mạng vĩnh viễn kiếm bất quá chơi đầu óc trương huyền nói chỉ chỉ đầu mình thôi đại ca Ngươi lăn lộn lâu như vậy, huynh đệ hẳn là rất nhiều đi. Kia cần thiết, thôi điền vỗ vỗ bộ ngực, ta thôi điền khác không nhiều lắm, chính là huynh đệ nhiều. Ha ha, thôi đại ca, ta có cái kiến nghị. Trương huynh đệ ngươi nói. Trương huyền trong mắt tinh quang chợt lóe, ngươi ra tiền, ta xuất lực, ta khai một cái dám bảo các, này nhà thám hiểm nhiều như vậy, ai trong tay đều có một ít đắn đo không chuẩn bảo bối, chúng ta thu phí cho bọn hắn xem, này còn dùng ngươi đi ra ngoài liều mạng sao. Dám bảo các, thôi điền trong mắt xuất hiện một mặt nghi hoặc, liền cùng kia chân bảo các giống nhau. Không, Trương Huyền lắc đầu, chân bảo các là bán, ta không bán, chỉ cho người ta xem, ngươi chỉ cần cho ta một gian sát đường phòng là được, kiếm được tiền, ngươi bảy, ta tam. Hảo, thôi điền đôi tay một phách, sát đường phòng dễ dàng, ta đêm nay là có thể cho ngươi đằng ra tới một gian, ngày mai là có thể khai trương. Thôi đại ca, còn phải phiền toái ngươi, cho ngươi trên đường các huynh đệ đều thông chi một chút, làm đại gia ngày mai đều tới cổ động A. Trương Huyền dơ lên chén rượu, dám bảo các, đối với Trương Huyền mà nói, chính là hắn mạng lưới tình báo bắt đầu, loại địa phương này, trà trộn tam giáo cửu lưu nhiều nhất. Trương 1248 vậy vào thành. Đông phương thành hạ, địa huyệt giữa. Sở các thịnh cấp toàn len keng chuẩn bị một bàn hảo yến sau, hắn đem sở ngưng cùng thời hy gọi vào chính mình trong phòng. Sở Cát Thịnh nhìn chính mình nữ nhi còn có đệ tử, nhíu mày nói, hôm nay rốt cuộc sao lại thế này. Cha, sở ngưng trong thanh âm mang theo khóc nức nở, trương đại ca hắn bán đứng ta. Ta không cần nghe các ngươi hư cấu, sở Cát Thịnh trực tiếp đánh gãy chính mình nữ nhi nói, nói cho ta chân thật sự, toàn len keng không ở, có cái gì các ngươi liền nói. Sư phụ, chúng ta cũng là không có cách nào. Thời hy hít sâu một hơi, ra tiếng nói, chúng ta kho lúa bị những cái đó thợ săn tiền thưởng phát hiện, bọn họ muốn bắt chúng ta trở về đổi tiền thưởng, chúng ta chỉ có thể đem trương ức thanh hy sinh rớt, dù sao hắn chỉ là một cái phế căn mà thôi, lưu trữ cũng không có cái gì dùng. Hồ nháo, sở cát thịnh giận dữ, phách về phía chính mình ghế dựa bắt tay. Sư phụ, ta này chẳng qua là làm cái chính xác lựa chọn, thời hy vội vàng mở miệng, nếu không hy sinh rớt trương ức thanh, ta cùng sư muội đều cũng chưa về. Sở Cát Thịnh lắc lắc đầu, ta nói hổ nháo, đều không phải là là nói ngươi làm lựa chọn, mà là ở toàn len keng trước mặt, ngươi không nên nói Trương ức thanh phản bội, tìm khác lấy cớ đều hảo, vạn nhất toàn len keng cùng Trương ức thanh là quen biết đã lâu, nên như thế nào giảng hòa. Lúc này đây, tính chúng ta vận khí tốt, toàn len keng chỉ cùng Trương ức thanh là bình thủy chi giao, nếu không nhân tài này, chúng ta chỉ sợ cũng lưu không được. Ta đã biết, sư phụ, Thời Hy gật gật đầu. Cha, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Sở ngưng nhìn chính mình phụ thân, trường ức thanh hiện tại bị chúng ta bán, hắn nhất định sẽ nói cho Đông Phương thành chúng ta ẩn thân mà, cái này địa phương, đã vô pháp lại đãi đi xuống. Vậy không đợi, sở cát thịnh trong mắt hiện lên một mà tàn nhẫn thần sắc, chúng ta tàng đến đã đủ lâu rồi, hiện tại nếu ông trời không nghĩ làm chúng ta giấu đi đi, chúng ta đây liền đi ra nơi này, liền nghênh ngang, tiến Đông Phương thành tiến Đông Phương Thành, thời hy trong lòng giật mình, sư phụ, chúng ta hiện tại đi ra ngoài, đó chính là chui đầu vô lưới A. Đông Phương ra những người đó, ước gì chúng ta lộ diện. Ha ha, này thần ẩn giới, còn không phải hắn Đông Phương ra nói tính. Nói đến cùng, chúng ta còn muốn cảm tạ ngoại giới cái kia Trương Huyền A. Sở Cát Thịnh khóe môi treo lên một mặt tự tin tươi cười, kia Trương Huyền, là châu Âu giáo chủ đeo khắc hộ đạo nhân, khoảng thời gian trước, âu thành thành chủ đã cùng ta liên hệ muốn cùng ta kết làm đồng minh còn có nam cực thành châu nam cực tiền nhiệm giáo chủ chết ở trương huyền trong tay kia châu nam cực tân nhiệm giáo chủ là bị đeo khắc bồi dưỡng lên hiện tại chúng ta cũng có đồng minh tuy rằng còn không phải đông phương ra đối thủ nhưng chúng ta muốn vào thành đông phương ra cũng ngăn không được chúng ta thông chi đi xuống làm người chuẩn bị một phen chúng ta hôm nay vào thành sở ngưng cùng thời hy trên mặt đều lộ ra hưng phấn thần sắc có thể ở lại ở trong thành, sống ở dưới ánh mặt trời, ai nguyện đi đường kia chuột chạy qua đường. Đường sở các thịnh này vào thành mệnh lệnh tuyên bố đi xuống khi, sở hữu ở tại địa huyện nội người, tập thể xôi trào. Mỗi người đều bắt đầu thu thập khởi chính mình đồ vật, một giờ sau, đại gia chỉ dẫn theo một ít nhu yếu phẩm ngoại, toàn bộ đều quần áo nhẹ ra trận, bọn họ cũng không có từ tường thành chỗ ngoặt cái kia lỗ chó chui ra, mà là đi rồi mặt khác một cái nói. Ở khoảng cách đông phương thành mấy ngàn mét ngoại, có một chỗ hồ nước, hồ nước chung quanh, sống ở không ít hảo thủy yêu thú, ở hồ nước giữa, cũng có rất nhiều biến dị yêu thú sinh tồn cùng này, một cái chừng 5 mét lớn lên cá sấu khổng lồ, là này chỗ hồ nước bá chủ. Bình tĩnh hồ nước, đột nhiên hiện lên một mặt bọt sóng. Đang ở hồ nước bên cạnh tính nằm cá sấu khổng lồ, đột nhiên mở to mắt, kia một đôi huyết hồng đôi mắt giữa tràn ngập thị huyết sáng rọi Cá sấu khổng lồ ý thức được có con mồi đi vào hồ nước giữa, nó thật lớn thân hình bộc phát ra cùng nó thể tích hoàn toàn không hợp cấp tốc, vọt vào hồ nước giữa, thực mau, liền thấy một cái đầm máu tươi từ hồ nước phía dưới dũng đi lên. Ngay sau đó, có đầu người từ hồ nước giữa toát ra, đúng là Sở Cát Thịnh. Sở Cát Thịnh tay niết cá sấu khổng lồ cái đuôi, đem này một con đã chết hồ nước bá chủ kéo lên bờ. Ở Sở Cát Thịnh phía sau, một đạo lại một đạo thân ảnh từ hồ nước giữa ngoi đầu trong nháy mắt, rậm rạp, bốn phía yêu thú, hoảng sợ tứ tán thoát đi. Đã lâu không cảm thụ quá ánh mặt trời a à. một người hơn 40 tuổi nữ tính, đứng ở hồ nước bên, ngẩng đầu nhìn không trung thái dương. Không có năng lực chiến đấu người, vẫn luôn đãi dưới mặt đất, đã nhiều năm, chỉ có số ít cơ hội có thể ra cửa thông khí. Về sau, các ngươi sẽ mỗi ngày nhìn đến, sở cắt thịnh cười to nói, theo sau bàn tay vung lên, đi. Đi Đông Phương Thành nơi xa đông phương thành có binh sĩ ở vào trên tường thành phương tuần tra trong giây lát một binh sĩ nhìn về phía phương xa đột nhiên phát ngốc kia đó là cái gì binh sĩ bộ dáng lập tức khiến cho còn lại đồng liêu chú ý mọi người chiều kia một phương hướng nhìn lại là người thật nhiều người có thượng vạn người xem dẫn đầu người nọ rất quen thuộc là sở cát thịnh là sở gia người bọn họ đã trở lại mau thông tri thành chủ sở ra người tới công thành. Một trận kim minh tiếng vang lên, những cái đó đang ở cửa thành đi tới ra người, tất cả đều nghe được này kim minh thanh, mỗi người sắc mặt đều là biến đổi. Thành nội minh kim, vậy thuyết minh, có đại sự phát sinh. Quan cửa thành, trên tường thành mới đem lãnh hét lớn một tiếng. Những cái đó cửa thành trước lắc lắc buồn ngủ các binh lính tức khắc tinh thần tỉnh táo, còn ở cửa thành chỗ người không liên quan, tất cả đều chiều cửa thành nội chạy tới, có chút đang chuẩn bị ra khỏi thành người, cũng vội vàng chạy về bên trong thành, bọn họ không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng không thể nghi ngờ, vào thành tuyệt đối là nhất bảo hiểm lựa chọn. Thật lớn cửa thành đóng cửa, sở ra người cũng dám tới công thành, ta mục tông quang tại đây, sở ra mơ tưởng càng cửa thành nửa bước. Một người trực tiếp lăng không mà đến, dừng ở trên tường thành phương, người mặc lượng ngân bạch giáp, cầm trong tay một cây ngân thương, giống như hẻ oi bức sách sử giữa kia thất tiến thất xuất chiến thần giống nhau. Mục Tông Quang nhìn về phía kia sở cát thịnh mang đến thượng vạn người. Sở ra một vạn nhiều người, đi vào thành chỉ phía dưới, cửa thành nhắm chặt, tường thành phía trên, vô số lệ thuộc với đông phương thành binh sĩ thỏ đầu ra, tất cả đều đằng đằng sát khí. Sở cát thịnh nhìn về phía phía trên, cười lớn một tiếng, đông phương thành đây là có ý tứ gì, chẳng lẽ là không nghĩ làm ta chờ vào thành. Sở họ, không được vào thành. Mục Tông Quang cầm trong tay ngân thương, từ trên tường thành rơi xuống, đứng cửa thành trước. Chê cười, sở các thịnh hét lớn một tiếng, hay là này Đông Phương ra thật đem Đông Phương thành coi như chính mình tư hữu chi vật. Này Đông Phương thành, là từ này lục địa mệnh danh, cũng không phải là từ các người Đông Phương ra mệnh danh, không cho chúng ta vào thành. Người Đông Phương ra, đây là muốn tạo phản không thành. Mục Tông Quang ngân thương vung, người sở ra cấu kết yêu thú, muốn nói tạo phản, cũng là người sở ra tạo phản. Tạo phản, ai tạo phản a? À? Các người phương đông lục địa, thật nhiều chuyện xưa a. À? Một đạo thân ảnh, đột nhiên từ trên bầu trời xuất hiện. Mục tông quang ánh mắt một phiết, trong mắt xuất hiện một mặt ngưng trọng. Âu thành người. Lúc này, có còn lại châu người tới đây, tuyệt phi là trùng hợp đơn giản như vậy. Không chung người nọ, rõ ràng người da trắng, một đầu kim hoàng đầu tóc, ở đông phương thành trên không có vẻ phá lệ trói mắt bổn ni, đông phương thành sự, người muốn cắm một chân sao. Mục tông quang nhìn chằm chằm người tới. Bổn ni, chính là Âu Thành thành chủ, thần ẩn dưới bảy đại thế lực thủ lĩnh chi nhất. Nga, ta thân ái mục, trên bầu trời bổn ni rơi trên mặt đất, đứng ở sở cát thịnh bên cạnh, sở ra vốn chính là đông phương thành người, hiện tại có người bá chiếm một tòa thành trì, ta tưởng đây là ở trái với toàn bộ thần ẩn giới quy củ đi. Ta bổn ni liền không thể cắm một chân sao bổn ni lão huynh nói rất đúng, một người ở trần tráng hán, cũng từ không trung rơi xuống, hắn hạ thân ăn mặc một tầng da thú, cường tráng màu đồng cổ cơ bắp dưới ánh mặt trời đều có điểm phản quang cảm giác, ta em cũng không thể ngồi xem có người làm ra chiếm địa vì vương loại sự tình này, chúng ta nhiệm vụ là tiêu diệt yêu thú, mà không phải nội đấu, đông phương thành loại này cách làm, là muốn cùng mọi người là địch a. À. Mục Tông Quang sắc mặt ngưng trọng nhìn đã đến hai người, này em chính là nam cực thành thành chủ, tuy rằng nam cực thành thực lực ở toàn bộ thần ẩn giới lót đế nhưng hắn như thế nào cũng là này thần ẩn giới bảy đại thế lực thủ lĩnh chi nhất không thể làm lơ khó trách hôm nay sở các thịnh dám như vậy trắng trợn táo bạo dẫn người tới đông phương thành nguyên lai là có hai đại thành thành chủ cho hắn chống lưng như thế nào này ban ngày ban mặt lại vội yêu thú bốn phía tiến công này đông phương thành môn nói quan liền quan em nghe cũng đứng ở sở các thịnh bên cạnh lớn tiếng quát lớn nói chẳng lẽ, này phương đông lão huynh, thật sự đem đông phương thành coi như là hắn nhà mình tư hữu vật. Đây là cửa thành, không phải nhà hắn ra môn, nếu có người tao ngộ yêu thú tập kích, chẳng lẽ các ngươi đông phương ra, muốn đem người cự chi ngoài cửa sao? Ha ha, bổn ni cũng phát ra một tiếng cười lạnh, hiện tại ngoài thành, có thượng vạn người, yêu thú tùy thời khả năng tàn sát bừa bãi, một thành làm che chở nơi, lại là cửa thành chói chặt. Nếu yêu thú đột nhiên đột kích, làm sao bây giờ? Trên tường thành, một người đột nhiên hô lên thanh, đây là sở ra người, không phải chúng ta đông phương ra người. Chết thì chết. Ngu xuẩn, trên tường thành tướng lãnh vừa nghe thanh âm này, sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, chiều thanh âm truyền đến địa phương nhìn lại, lại là tìm không thấy người, hắn trong lòng biết, đây là bị người âm. Ha ha ha, bổn ni cười to, hảo một cái không phải đông phương ra người, đã chết liền đã chết, các người đông phương ra, đây là muốn làm gì? Đông Phương thành chủ, hay là muốn làm này thần ẩn giới chi chủ? Ta cùng với bổn ni tới chơi, lại chỉ có thể đứng ở cửa thành ngoại nói chuyện sao? Emir bất mãn nói. Ha ha ha, này thật là lũ lụt vọt Long Vương miếu A, à, có chút người không hiểu chuyện nói lung tung, các vị không nên tưởng thiệt, chỉ là vừa mới nhận được tin tức, nói có yêu vương hóa thành hình người, tiềm tàng ở sở ra người giữa, vì bên trong thành bá tánh an nguy, lúc này mới làm ra đóng cửa việc, không nghĩ tới làm hai vị hiểu lầm ha ha ha. Một đạo người mặc màu trắng áo dài bóng người, phiêu nhiên cùng cửa thành phía trên, người này nhìn qua hơn 40 tuổi, nam tính, tóc dài thúc ở sau đầu, giống như cổ đại hiệp khách giống nhau. Phương Đông Lê, này rõ ràng đều là một ít bá tánh, gì nói yêu vương nói đến đâu. Bổn ni nhìn về phía cửa thành phía trên. Ha ha, là ta lầm. Phương Đông Lê cười nói, theo sau phất tay, tới, mở cửa thành, hoàn nghênh lão bằng hữu về nhà sở cát thịnh đồng dạng nhìn về phía phía trên, đông phương thành chủ, không biết ta sở cát thịnh đi ra ngoài lâu như vậy, ta sở ra nhà cũ, còn ở. Này nhà cũ đều là ta sở ra cơ nghiệp, sẽ không bị có chút người coi như chính mình tư hữu sản vật xử lý đi. Ta tưởng, một thành chi chủ, cũng không cái này quyền lợi, trừ phi hắn là tưởng thay đổi này thần ẩn giới quy củ. Sở lão huynh nói đùa, các người tổ trạch, vẫn luôn nhưng đều lưu trữ, ta hiện tại an bài người, mở tiệc, vì các người đón gió tẩy chân Đông Phương Thành môn chậm rãi mở ra Sở Cát Thịnh cùng bổn ni cùng em mia ba người song song đi hướng Đông Phương Thành Đại môn Mục Tông Quang chờ mắt nhìn Sở Cát Thịnh từ chính mình trước người đi qua bước vào Đông Phương Thành trung Mục Tông Quang hừ lạnh một tiếng hai chân vừa động dây tiếp theo đã xuất hiện ở trên tường thành phương đứng phương Đông lê bên cạnh thành chủ thật sự khiến cho Sở ra vào thành Phương Đông lê mắt lạnh nhìn phía dưới sở ra đại quân thấp giọng nói: Sở Cát Thịnh liên hợp Âu Thành cùng Nam Cực Thành, nếu không cho hắn vào thành, tác cấp này hai châu lấy cớ. Hiện tại có người âm thầm truyền lại đối với ta Phương Đông Lục địa bất lợi tin tức, này hai nhà muốn tìm được lấy cớ, tất nhiên sẽ hướng ta Đông Phương thành ra tay. Đến lúc đó, còn lại bốn châu cũng đều sẽ qua tới phân thượng một ly canh, làm cho bọn họ tiên tiến thành đi. Sở ra hôm nay thượng vạn người dũng mãnh vào Đông Phương thành. Đông Phương Thành chủ Phương Đông Lê mở tiệc, hoan nghênh sở cát thịnh về nhà. Này Đông Phương Thành, chú định tại đây mấy ngày nội ám lưu dũng động, sở Gia dám trực tiếp tiến Đông Phương Thành, chỉ dựa vào còn lại hai đại thành chủ chống đỡ khẳng định không đủ. Ở Đông Phương Thành nội rốt cuộc chôn nhiều ít ám tay, chỉ có sở cát thịnh chính mình trong lòng rõ ràng. Về sở Gia vào thành một chuyện, bên trong thành người đều đã nghe nói, Trương Huyền tự nhiên cũng biết được tin tức này. Trương Huyền một chút đều không ngoài ý muốn sở ra sẽ hôm nay vào thành. Hôm nay, hắn bị thời hy bán đi, sở ra hoặc là vứt bỏ cái kia địa huyệt chạy đến địa phương khác chạy trốn, hoặc là chính là vào thành, chỉ có này hai con đường tới đi. Đông phương thành nội, binh sĩ ở trên phố tuần tra, sau so dĩ vãng tần suất càng thêm cao, mỗi một người binh sĩ cũng đều có vẻ phi thường trịnh trọng. Thành chủ phủ nội, mở tiệc trăm bàn khoản đãi sở ra cao tầng. Mãi cho đến đêm dài đèn diệt, thành chủ phủ yến hội mới tản mất. Đương ngày hôm sau bình minh, trên đường phố dòng người, hiển nhiên so dĩ vãng càng thêm dày đặc. Ở đông phương thành một cái tuyến đường chính đầu đường, một nhà tên là giám bảo các cửa hàng, đột nhiên khai trương. Nguyên bản đi nào đều cõng đao thôi điền, hôm nay thay một thân nho sĩ phục, trên mặt hắn giữ tợn đao sẹo xứng với hắn này một thân trang điểm, có vẻ phá lệ biệt nữ. Ha ha ha, các vị huynh đệ, bên trong thỉnh bên trong thỉnh chúng ta đại sư liền ở bên trong. Lão huynh đệ ta có thể hố các ngươi sao, có phải hay không bảo bối chúng ta đại sư liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Dựa, đều nói, lão huynh đệ dám định là miễn phí, mau vào đi. Dám bảo các một khai trương, cửa liền vây quanh rất nhiều người. Thôi điền đích xác không có cùng trương huyền khoác lác, hắn khác không nhiều lắm, chính là huynh đệ nhiều, hơn nữa thôi điền huynh đệ, cơ hồ đều là này thần ẩn dưới nguyên trụ dân. Ở nguyên trụ dân trong mắt, toàn bộ thần ẩn giới là vì nhất thể, không có bảy đại thành chi phân, bọn họ sẽ không vẫn luôn ở tại một thành, vào nam ra bắc, nào đều đi qua, này cũng đã nói lên, hắn tin tức, là nhất linh thông, thả từ bọn họ trong miệng biết được tin tức, là sẽ không chuyên môn đi thiên hướng nào một phương. Trương Huyền ngồi ở giám bảo các nội một trương ghế thái sư, hắn thân xuyên áo đen, chân dẫm màu đen dày vải, trong tay cầm một bộ tay xuyến, sống thoát thoát một cái đoán mệnh đại sư trang điểm. Từ nhỏ vào Nam ra Bắc, làm Trương Huyền có thể thích ứng bất luận cái gì thân phận chuyển biến, mặc kệ là đoán mệnh thần côn, vẫn là cao lãnh tổng tài, Trương Huyền đều có thể tới một hồi hoàn mỹ suy diễn. Dám bảo các trước cửa, mấy chục hào người, xếp hàng. Đại sư, phiền toái người giúp ta xem hạ thứ này, là ta từ một cái yêu thú trong cơ thể lấy ra. Một người đem một khối màu xanh lục tinh thạch đặt ở Trương Huyền trước người. Trương Huyền chỉ là liếc mắt một cái, đều có thể cảm nhận được kia tinh thạch nội tràn ngập lực lượng, có ngưng khí đỉnh cảm giác, ngưng khí dưới lực lượng, khó có thể thúc giục này tinh thạch nội năng lượng. Trương Huyền đã từng ở phản tổ minh cái kia phòng thí nghiệm trông được quá cùng loại báo cáo, có chút thực nghiệm thể, sẽ đem năng lượng chứa đựng ở trong thân thể, loại này tiến hóa, liền cùng loại với lạc đà bướu lạc đà giống nhau, cũng thuộc về sinh vật bình thường tiến hóa một loại. Này thiên nhiên giữa, kỳ diệu sinh vật quá nhiều quá nhiều, tiến hóa thành gì dạng, Trương Huyền đều không kỳ quái, không nói cái khác, chỉ là những cái đó nhỏ bé bảo tồn tại, bản thân chính là một loại thân tích. Trương Huyền đem này tinh thạch tình huống đúng sự thật nói cho đối phương, đối phương sắc mặt đại hỷ, chất chứa ngưng khí đỉnh núi lực lượng, đối hắn mà nói, nhưng có rất lớn trợ giúp a. À. Lại có người lại đây, đại sư, thỉnh ngươi giúp ta nhìn xem cái này. Cự vượn xương tay, có nhất định tính dẻo, có thể mài rũa thành vũ khí, cường độ nói, chống đỡ ngưng khí lúc đầu cao thủ công kích không là vấn đề, hơn nữa có chuyển khí tác dụng, làm binh khí nói, thực không tồi. Cảm ơn đại sư, cảm ơn đại sư, người tới vui sướng tránh ra, hắn vẫn luôn đều suy nghĩ này cứng rắn xương cốt suốt cuộc là cái gì, có người ra giá mua quá, hắn cũng không bán, hiện tại biết thứ này có ích lợi gì, chẳng sợ bán, cũng sẽ không bị người hố, đương nhiên, loại này thứ tốt, hắn là tuyệt đối sẽ không bán. Đại sư, ngoài cửa người, theo nhau mà đến. Dám bảo các ngoài cửa, không ít người nghe nói nơi này có sẽ xem bảo bối đại sư, tất cả đều về nhà lấy chính mình chân quý bảo bối đi tới. Ở thân ẩn dưới chung, đại bộ phận người đều sẽ đi ra ngoài thám hiểm. Cơ hồ mỗi người, trong tay đều có như vậy một hai kiện chính mình nói không rõ rốt cuộc là gì đó chân quý phẩm. Dám bảo hai chữ một tá ra, tức khác đưa tới vô số người chen chúc. Đông Phương Thành, tại đây hai ngày nội, phát sinh hai việc. Đệ nhất sở ra thượng vạn người dũng mãnh vào bên trong thành đệ nhị dám bảo các khai trương bất quá so với sở ra người dũng mãnh vào đông phương thành nội ở tại trong thành cư dân càng thêm để ý vẫn là dám bảo các rốt cuộc sở ra cùng đông phương ra mặc kệ như thế nào đấu kia đều là thượng tầng sự cùng bọn họ không quan hệ nhưng dám bảo các khai trương chính là theo chân bọn họ cùng một nhịp thở a dám bảo các từ danh hào đánh ra ở đại gia còn không xác định này dám bảo đại sư hay không thật sự có bản lĩnh dưới tình huống cũng đã kín người hết chỗ, rốt cuộc rất nhiều người ôm thử một lần tâm thái, cũng tính toán đến xem. Một cái sáng sớm qua đi, Trương Huyền miệng liền không bình quá, vì gần trăm người nhìn bảo bối, này cũng làm Trương Huyền danh hào tại đây ngắn ngủn một buổi sáng liền đánh đi ra ngoài. Dám bảo các đại sư là thật sự có bản lĩnh. Cái này danh hào một truyền ra đi, này dám bảo các sinh ý càng phát hỏa hơn nữa phàm cầm đồ vật tới dám bảo các người đại bộ phận đều dám định ra chính mình trong tay đồ vật là cái bảo bối ở trương huyền thao tác hạ một phen phá thiết kiếm kia đều có thể biến phế vì bảo thôi điền đến giữa trưa thời gian miệng đã cười đến khép không được nhìn trước mặt hộp gỗ ăn mặc kiểu trung quốc tràn đầy đồng vàng này so với hắn đi ra ngoài chơi một lần mệnh kiếm được nhưng nhiều quá nhiều thôi điền hiện tại là thật sự cảm tạ thời hy đem như vậy một cái bảo bối cục gưng đưa cho chính mình hảo hảo các vị đại sư cũng lại yêu cầu nghỉ ngơi ta dám bảo các mỗi ngày giữa trưa nghỉ ngơi ba cái giờ buổi chiều lại buôn bán thôi điền nhìn mắt ngồi ở ghế thái sư trương huyền vội vàng ngăn lại muốn vào muôn người hắn sợ đem chính mình này cây cây dụng tiền cấp mệt lão thôi này thật vất vả đến phiên ta ngươi khiến cho đại sư giúp ta nhìn xem ta nhiều cho ngươi điểm tiền còn không thành sao đều nhiều năm như vậy huynh đệ chuẩn bị vào cửa người nọ cấp vò đầu bứt tai không được huynh đệ về huynh đệ sinh ý về sinh ý đại sư đã mệt mỏi chúng ta buổi chiều lại đến giống nhau đem đại sư mệt muốn chết rồi về sau ai còn cấp các huynh đệ dám bảo a à có phải hay không thôi điền nói xong lại thấp giọng nói ta biết các huynh đệ nóng vội nhưng các người phải cho đại sư chọc giận đại sư vừa giận đi rồi đi khắc thành đến lúc đó ta đã có thể đến đi địa phương khác tới cửa cầu người các người nói có phải hay không sốt ruột không thể cấp này trong chốc lát sao đúng 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 không thể mệt đại sư chúng ta đây buổi chiều tới buổi chiều tới làm đại sư hảo hảo nghỉ ngơi a à. xếp hạng đằng trước người nọ vừa nghe lời này cũng chỉ đến từ bỏ nói buổi chiều lại đến trước cửa có người tan đi có người tắc còn xếp hạng nơi này đơn giản phải đợi ba cái giờ thôi điền đi vào dám bảo các nội hắn lại xem trương huyền ánh mắt đã không phải lúc trước xem huynh đệ như vậy kia hoàn toàn chính là cùng xem chính mình thân cha giống nhau trương huynh đệ vất vả vất vả, mau uống một ngụm trà. Thôi điền tự mình vì Trương Huyền pha trà. Ha ha, Trương Huyền khẽ cười một tiếng, thôi lão ca không cần như vậy, chúng ta đây là cùng có lợi, hôm nay sáng sớm thượng kiếm được không ít đi. Ha ha, thôi điền cố nén chính mình nội tâm giữa hưng phấn, cũng không tệ lắm, đại khái 600 cái đồng vàng. Đừng nhìn thôi điền đem Trương Huyền giao cho thành chủ phủ có thể đổi 1.000 đồng vàng, phải biết rằng, thôi điền vì cha ra sở ra kho lúa, phế đi bao nhiêu thời gian cùng sự, còn tiêu tiền mới nghe được tin tức, hơn nữa việc này, một năm có thể gặp được một lần đều không tồi. Nhưng hiện tại đâu, sáng sớm thượng liền 600 cái đồng vàng, này đối với Thôi Điền tới nói, cùng nhặt tiền không có gì khác nhau a à? Thôi Điền đột nhiên cảm thấy, chính mình phía trước vài thập niên đều sống đến cầu trên người đi, quả nhiên giống như Trương Huynh Đệ nói như vậy, muốn nói kiếm tiền, liều mạng kiếm bất quá động não. Trương Huyền cười nói, thôi lão ca, lúc này mới chỉ là bắt đầu chờ ngươi đem chúng ta dám bảo các thanh danh tuyên truyền đi ra ngoài đến lúc đó còn lại sáu đại thành người đều lại đây ngươi liền biết cái gì mới là chân chính kiếm tiền yên tâm thôi điền cùng tiêm máu gà giống nhau ta tuyệt đối ở trong thời gian ngắn nhất đem chúng ta dám bảo các thanh danh đánh ra đi trương huyền vừa lòng gật gật đầu đi vào đông phương thành sau trương huyền cùng thôi điền nghe được một ít việc hắn phát hiện về chính mình bên ngoài cấu kết yêu thú sự là từ khác châu thành truyền đến, đều không phải là là đông phương thành bên trong. Hơn nữa thôi Điền còn nói cho Trương Huyền, lúc trước sở ra cấu kết yêu thú hại chết phương đông thiếu thành chủ sự, có không ít thành chỉ thành chủ đều lấy ra chứng cứ, chuyện này ở rất nhiều năm trước. Trương Huyền đột nhiên ý thức được, cũng không giống như là có người nhầm vào chính mình đơn giản như vậy, hắn muốn nhầm vào là toàn bộ phương đông lục địa. Nói đúng ra, nhằm vào chính là lục lão nhân này một mạch, Đông Phương gia là lục lão nhân người theo đuổi, mà sở ra còn lại là trực thuộc với phương đông lục địa giáo chủ. Phần lớn người cũng không rõ ràng lục lão nhân cùng sở tranh quan hệ, nhưng hiện tại tránh ở âm thầm người, nhất định biết, hắn ở đối phương đông lục địa thế lực tiến hành phân liệt, người này, sở đồ cực đại, thả địa vị, cũng tuyệt đối không thấp. Buổi chiều thời gian, sở ra người rất nhiều xuất hiện ở đông phương thành trên đường phố, giống như ở biểu thị công khai bọn họ trở về sở các thịnh tự mình mang theo toàn len keng đi vào trên đường, cấp toàn len keng giảng giải về đông phương thành sự, hắn hiện tại nghiễm nhiên một bộ muốn mạnh mẽ bồi dưỡng toàn len keng bộ dáng. Sở ngưng, thời hy, còn có lưu tú ba người đi ở trên đường, dạo bên đường tiểu quán. Sư muội cái này ngươi thích sao? Lưu tú cầm lấy một cái châm cài, mang đến sở ngưng trên đầu. Sở ngưng hơi hơi mỉm cười, đem châm cài tháo xuống thả lại đến quầy hàng thược, sư huynh chúng ta không cần loạn tiêu tiền lạp mới vừa vào thành có rất nhiều đồ vật yêu cầu đặt mua chúng ta phương diện này thực khẩn trương này có thể mấy cái tiền a à? lưu tú không để bụng vẫy vẫy tay đúng lúc này một người sở ra người đầy mặt nôn nóng chạy tới lưu tú sư huynh không hảo đã xảy ra chuyện đây là một người sở ra chuyên môn phụ trách hậu cần người gấp cái gì lưu mày đẹp đầu vừa nhíu nhìn về phía bốn phía theo sau của mắng tấp tấp bột trộp, bị người thấy được giống cái dạng gì. Sao lại thế này, nói. Người tới lau một phen cái chán hán, lưu sư huynh, không hảo a à, vừa rồi chúng ta đi mua lương, toàn bộ đông phương thành lương giới, chướng bốn lần. Cái gì, lưu tú kinh hãi, lương giới chướng bốn lần, kia đông phương thành cư dân còn không tạo phản. Bọn họ tạo cái gì phản a à, đêm qua, phương đông lê mở tiệc chiêu đãi sư phụ thời điểm, đông phương ra phái binh cấp trong thành đã phát lương tạp, có lương tạp nói có thể tiện nghi mua lương, từng nhà đều có lương tạp, liền chúng ta không có, đây là muốn bước đi chúng ta a à. Buồn cười, lưu tú vạt áo vung, đi, mang ta đi nhìn xem. Mấy người bất chấp lại xem quầy hàng, đi nhanh chiều kho lúa đi đến. Ở đi ngang qua một cái đường phố khi, lưu tú nhìn đến, có mấy trăm danh nhà thám hiểm, đêm này đường phố đều phá hỏng, đám người toàn dũng ở chỗ này, nghĩ tới cái lộ đều đến tễ nửa ngày. Này sao lại thế này? Lưu Tú hỏi một tiếng. Vừa mới tới báo tin tên kia sở ra người trả lời, này mới vừa khai một nhà giám bảo các, bên trong có vị đại sư có thể giám định bảo bối, những người này đều là bài đội tới tìm đại sư giám định đồ vật. Giám bảo, Lưu Tú ánh mắt lộ ra một mà tham lam thần sắc, hắn chiều giám bảo các nội nhìn lại, nhưng nề hà vây người quá nhiều, hắn căn bản cái gì đều nhìn không thấy. Sẽ giám bảo, kia nhưng đều là kỳ nhân dị sĩ A. Thời Hy mở miệng nếu chúng ta sở ra có nhân tài như vậy, kia đi đâu cái địa phương, đều sẽ bị người coi như khách quý đối đãi nhật tử căn bản là không cần quá như vậy túng quẫn Đúng vậy, sở ra tên kia báo tin người thở dài, nghe nói nhà này dám bảo các, quang sáng sớm thượng, liền thu vào 600 đồng vàng, này vẫn là bọn họ ngày đầu tiên khai trương, rất nhiều người đều miễn phí, thật muốn thu hồi phí tới, sáng sớm thượng 1.000 đồng vàng cũng không có vấn đề gì, chúng ta đi ra ngoài mạo hiểm, liều sống liều chết, lấy về tới đồ vật cũng cũng chỉ có thể mua cái mấy chục đồng vàng, đây đều là tốt. Trong thành chân bảo các còn không phải là như vậy sao? Lưu Tú triều thành phương đông hướng nhìn thoáng qua, này đông phương thành chân bảo các liền ở cái kia phương hướng, nghe nói tìm chân bảo các đại sư xem một kiện bảo bối, chính là mấy ngàn đồng vàng, liền này đều đến xếp hàng, đại sư có cho hay không xem, kia đều phải xem đại sư tâm tình, này dám bảo các người liền tính không có chân bảo các đại sư có bản lĩnh, nhưng kiếm tiền tốc độ cũng không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Thời hy hùng hùng hổ hổ, chúng ta nếu có nhân tài như vậy, còn dùng để ý này điều Đông Phương Thành lấy lương giới tới áp chúng ta. Phải có nhân tài như vậy, căn bản không cần ở tại Đông Phương Thành, muốn đi nào liền đi đâu. Ai sẽ đắc tội chúng ta, sẽ dám bảo nhân tài, kia chính là so cao thủ đứng đầu, còn muốn chân quý A. Lưu Tú cảm khái nói, tính, đi nhanh đi, bực này nhân tài, cùng chúng ta không có gì quan hệ vài tên sở ra người vòng qua nảy phố, đi trước kho lúa. Dám bảo các chung, Trương Huyền tiếp tục ngồi ở ghế thái sư, trang nổi lên hắn đại sư. Lấy Trương Huyền đối vật thí nghiệm nhận chi mà nói, căn bản là không có đường hào như vậy phong phú, rốt cuộc đường hào ở phòng thí nghiệm đãi lâu như vậy, nhàm chán hắn cơ hồ đem toàn bộ nghiên cứu tư liệu đều mau bối xuống dưới. Mà Trương Huyền cũng chỉ là đại khái nhìn thoáng qua, hắn hiện tại dám bảo, nói trắng ra là, ba phần dựa lý luận, ba phần dựa thực tiến, cũng chính là hắn cường đại thực lực có thể nhìn ra một ít cơ bản đồ vật hư thật, còn lại bốn phần, dựa vào đều là mông, người khác không biết, hắn cũng không biết, hắn trước nói ra tới, kia người khác tự nhiên chính là nghe hắn. Đại sư, đại sư, thỉnh ngươi giúp ta nhìn xem cái này. Một người cả người là huyết hán tử vào tới trương huyền trước mặt, trên người hắn vết máu vừa mới làm không lâu, đây là cũng chưa tới kịp trở về đổi thân quần áo, liền chạy đến giám bảo các tới. Không cần cấp, có thứ gì, lấy ra tới ta vừa thấy liền biết. Trương huyền thần côn tư thế bãi mười phần. Liền thấy, đối phương từ quần áo của mình nội, lấy ra mấy khối vải, phóng tới trương huyền trước mặt, này vải có lớn bằng bàn tay, toàn thân ngâm đen, phiếm có một tầng ánh sáng, tay sờ lên, phá lệ bóng loáng, còn mang theo một mặt mắt lạnh. Trương huyền tâm tư vừa động, một đạo màu tím khí mang ở trương huyền trong tay ngưng tụ, này khí mang như châm giống nhau tế. Đối phương căn bản là không chú ý tới. Đường Trương Huyền trong tay khí mang chạm vào này phải nháy mắt, khí mang hoàn toàn tiêu tán, lại xem vải thượng, liền một chút dấu vết cũng chưa lưu lại. Phải biết rằng, tuy rằng chỉ là Trương Huyền trong tay một đạo khí mang, nhưng đây chính là đến từ chính phú thần cảnh cao thủ khí mang A. Hơn nữa, Trương Huyền tu luyện diệt tự thần ý, lực phá hoại cường đại, lúc trước mới vào phú thần, là có thể nhất kiếm tiêu diệt khô mộc, có thể thấy được hắn này khí lực sát thương nhưng giờ phút này thế nhưng vô pháp tại đây phải thượng lưu lại một chút dấu vết trương huyền hỏi người từ nào được đến này nhà thám hiểm nuốt khẩu nước bọt trong mắt không cấm lộ ra một tia sợ hãi có thể thấy được hắn nội tâm giữa chỉ là nhắc tới thứ này lai lịch đều cảm thấy sợ hãi hắn run run rẩy rẩy nói ra hai chữ yêu cốc yêu cốc trương huyền nhàn thời điểm cũng từ người khác kia nghe tới một ít về thần ẩn giới sự cái gọi là yêu cốc dùng nguyên trụ dân nói chính là những cái đó yêu thú ra đời điểm, kỳ thật cũng chính là phản tổ minh phòng thí nghiệm vị trí. Yêu cốc tồn tại thời gian cực dài, bên trong không biết sinh ra nhiều ít biến dị yêu thú. Các ngươi đi yêu cốc? Không phải, nhà thám hiểm liên tục lắc đầu, yêu cốc nơi đó, chúng ta nào dám đi, chúng ta là bị một con đại yêu đuổi theo đến yêu cốc phụ cận, nhưng ai biết yêu trong cốc yêu thú thế nhưng rất nhiều xuất hiện ra tới, nhìn dáng vẻ, giống như lại phải tiến hành một lần vây thành này vậy là ta tự yêu ngoài cốc mặt nhặt được. Nhặt, Trương Huyền cười lạnh một tiếng, là từ một cái cự mãng trên người bái xuống dưới đi. Nó có phải hay không cụ bị nhất định linh trí, biết dùng nào đó đồ vật đi dụ dỗ các ngươi thượng câu, mà nó tránh ở một bên đi săn. Ta nói cho ngươi, ngươi tới tìm ta cho ngươi xem đồ vật, thứ này lai lịch ngươi nếu không nghĩ đúng sự thật nói, ngươi liền đi thôi. Trương Huyền nói, trực tiếp phất tay, rất có đuổi khách ý tứ. Nhà thám hiểm vừa thấy Trương Huyền này thái độ, lập tức hoảng sợ, vội vàng bồi thượng một bộ gương mặt tươi cười, đại sư, ngài đừng nóng giận, đừng nóng giận. Trương Huyền hừ lạnh một tiếng, ngươi là tới tìm ta cho ngươi xem đồ vật, không phải tới tìm ta phô trương, biết sao. Những thứ khác, Trương Huyền vẫn là dựa đoán cùng mông, nhưng trước mắt này đó vậy, Trương Huyền căn bản không cần phải đi đoán, này ngoạn ý, hắn quá quen thuộc, lúc trước hắn chính là dựa vào này đó vậy, sống một mạng. Nhà thám hiểm liên tục chắp tay thi lễ, thấy Trương Huyền hết giận, mới mở miệng, đại sư, đích xác như ngài theo như lời, này đó vậy, là từ một cái cự mãng trên người bái xuống dưới, bất qua kia cự mãng có hay không linh trí ta cũng không rõ ràng, này cự mãng lúc ấy cùng mặt khác một con yêu thú đánh hung tàn, này đó vậy, là cự mãng trên người rơi xuống, bị ta nhặt được. Trương Huyền là một phen suy tư, theo sau mở miệng, ta hỏi ngươi, kia cự mãng có bao nhiêu đại, trên đầu vai nam sao? Nhà thám hiểm suy nghĩ một chút, theo sau đáp, có 30 trượng trường, trên đầu ta không dám xem. Nói đến này thời điểm, nhà thám hiểm có chút ngượng ngùng đi xem Trương Huyền, hắn lúc ấy thật là bị dọa phá mật, nhặt được đồ vật liền chạy, liền xem cũng không dám nhiều xem hai mắt, liền này, vẫn là đã chết mười mấy huynh đệ, cuối cùng chỉ có hắn một người chạy trở về. Trương Huyền ánh mắt lộ ra ngưng trọng thần sắc. Này phải chủ nhân, Trương Huyền khẳng định, chính là Ba Sa. Lúc trước hắn tránh ở ba xà trong cơ thể, dựa vào kia một con tuổi nhỏ ba xà lực phòng ngự, sinh sôi chống lại hạch bạo uy lực đánh sâu vào. Mà hiện tại này chỉ ba xà, so với kia chỉ tuổi nhỏ ba xà, khủng bố không biết nhiều ít. Trương Huyền đột nhiên nghĩ đến Chessia đã từng cùng hắn nhắc tới quá phản tổ minh tạo thần kế hoạch. Phản tổ minh, này thật là muốn tạo thần minh ra tới A. Trương Huyền nội tâm cảm khái, 30 triệu lớn lên cự mãng một đống lâu bãi tại đây cự mãng trước mặt, đều cùng cái món đồ chơi dường như. Hơn nữa Trương Huyền cũng xem qua ba sàng nghiên cứu số liệu, kia ngoạn ý, có thể nói khủng bố. Phản tổ minh này làm nơi nào là phòng thí nghiệm, này quả thực chính là cái thần ma đào tạo chàng A. Hiện tại, chỉ là bóc ra xuống dưới vảy, khiến cho Trương Huyền khí vô pháp ở mặt trên lưu lại dấu vết, tuy rằng này đều không phải là Trương Huyền mạnh nhất vũ lực. Nhưng khuy đốm mà biết toàn bộ sự vật, này chỉ là một khối, bóc ra vảy A. À. 30 trượng lớn lên ba xà, nếu là làm nó lại trưởng thành năm trượng, căn cứ phản tổ minh số liệu ghi lại, này ba xà, chỉ sợ cũng muốn hóa giao, bất quá này cũng chỉ là phản tổ minh thiết tưởng mà thôi, này sinh vật cụ thể tiến hóa phương hướng, bọn họ cũng không có khả năng hoàn toàn nói minh bạch. Huống hồ, còn có một con có thể cùng ba xà chém giết yêu thú, này thần ẩn giới, tràn ngập nguy hiểm A. À. Này vậy, cứng rắn trình độ vượt quá tưởng tượng của ngươi, chỉ sợ tốt nhất thợ rèn đều không thể đối này tiến hành mài rũa, này tác dụng chỉ có một, đó chính là làm thành hộ tâm kính, đương nhiên, ta còn có cái càng tốt kiến nghị cho ngươi. Đại sư ngài nói, đem này vậy, ném đến ngoài thành đi. Này không thể được, nhà thám hiểm liên tục lắc đầu, hắn liền tính là cái ngốc tử, cũng biết này phải chân quý trình độ. Tùy ngươi đi, trương huyền lắc lắc đầu, hắn gặp qua một cái ba xà, cùng với đánh quá giao tế, này ba xà có được cực cường kiên nhẫn. Cũng có linh trí, hơn nữa là cái cực kỳ mang thù tính tình, hiện tại chính mình phải bị người lấy đi, trời biết này ba xà, có thể hay không tìm phải tìm tới. Trương Huyền phất tay, đuổi đi người tới. Tên này nhà thám hiểm cũng không có nói thêm nữa cái gì, xoay người rời đi, Trương Huyền cho hắn kiến nghị, hắn tuyệt đối không thể tiếp thu. Bởi vì tên này nhà thám hiểm sở lấy ra đồ vật, toàn bộ một buổi trưa, Trương Huyền đều biểu tình ngưng trọng, tuy rằng này ba xà chỉ tồn tại với thần ẩn dưới chung nhưng ai cũng nói không chừng nào một ngày này ba xà liền sẽ xuất hiện đến trên mặt đất trăm mét lớn lên cự mãng trước không nói nó có thể tạo thành bao lớn lực phá hoại chỉ là nó xuất hiện chỉ sợ cũng sẽ làm thế giới đại loạn cả buổi chiều như cũng là ở giám định giữa vượt qua kiếm bổn mãn bát mãn thôi điền đã đem trương huyền trở thành hắn tái sinh phụ mẫu trương huynh đệ hôm nay vất vả ngươi đi ca ca đã đính hảo tiệc rượu chúng ta hảo hảo đi uống một chén. các cô nương đã sớm chờ đâu. thôi điền đầy mặt hồng quang ôm trương huyền bả vai. hắn cảm giác chính mình thẳng đến hôm nay mới hiểu được nhân sinh ý nghĩa. trương huyền lắc đầu. thôi lão ca, người tin ta sao? tin a? À, ta không tin ngươi còn có thể tin ai? thôi điền lập tức ra tiếng trả lời. trương lão đệ, ngươi nói như vậy, vậy cùng ca ca ta thấy ngoại không phải. trương huyền hít sâu một hơi. người phải tin ta đêm nay, nào cũng không đi, đem kiếm tiền, toàn lấy ra tới. Đây là muốn làm gì? Nghe được Trương Huyền đề tiền, thôi điền có chút do so dự, bất quá lập tức lại nói, Trương Lão đệ người có phải hay không có cái gì khó khăn, tiền nói, hôm nay kiếm lời có 1.600 đồng vàng, ca ca tất cả đều không cần, đều cho ngươi, ca ca chính mình này còn có một ít, cũng đều cho ngươi. Trương Huyền xua tay, thôi lão ca, ta không cần này đó tiền, hiện tại, chúng ta cầm này đó tiền, đi chuân lương. Chuân lương, thôi điền cả kinh, theo sau cười nói, trương lão đệ, chúng ta đồn cái gì lương a à, ai đều có thể nhìn ra tới, này đông phương thành lương giới đột nhiên bạo trướng, đó là đông phương ra ở nhầm vào sở ra đâu, cùng ta nhưng không gì quan hệ, ta hiện tại mua lương, vẫn là giá gốc. Giá gốc về giá gốc, nhưng cũng xem người có phải hay không còn có thể mua được. Trương Huyền ra tiếng, hôm nay ta tìm hiểu đến một tin tức, yêu cốc yêu thú đều ra tới, khả năng muốn vây thành, một khi vây thành, ngoài thành ruộng tốt toàn bộ đều phải tao ương, đến lúc đó chỉ sợ sẽ có không ít người ùa vào bên trong thành, người tưởng mua lương, chỉ sợ cũng chưa người bán lạc. Vây thành, thôi điền sắc mặt biến đổi, thân là nguyên trụ dân hắn, đương nhiên biết, này yêu thú vây thành đại biểu cái gì, hắn cũng trải qua quá hai lần, ngoài thành thây sơn biển máu, bên trong thành khóc kêu một mảnh, mỗi một lần yêu thú vây thành, đều sẽ tử thương thảm trọng. Đối, Trương Huyền gật đầu, hơn nữa lấy một loại khẳng định ngữ khí hướng thôi điền nói, lúc này đây, tuyệt đối có đại gia hỏa muốn tới. Kia còn chờ cái gì, đi 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 lão đệ, trước không uống rượu, chuân lương quan trọng. Thôi điền lập tức trở nên nôn nóng lên, hắn phân phó chính mình thủ hạ, đi mua lương. Bất quá, nếu kia nhà thám hiểm có thể đem yêu thú khả năng muốn vây thành tin tức nói cho Trương Huyền, kia cũng có thể nói cho người khác. Thôi điền phái ra đi thủ hạ, không có một cái có thể mua lương trở về, các đại kho lúa, tất cả đều bán không, thôi điền vừa thấy này, cũng minh bạch, chính mình này Trương huynh đệ đều không phải là bắn tên không đích a. Lão đại, chúng ta tìm hiểu đã có cái tư thương, lương còn rất nhiều, chỉ là giá cả so bình thường lương quý gấp đôi. Năm lần cũng đến mua, thôi điền cấp giống giống, thật muốn yêu thú vây thành, này lương thực so mệnh quý. Các ngươi mau đi, không, ta tự mình đi. Trương lão đệ, chúng ta cùng nhau đi một chuyến. Đông Phương thành sở ra nhà cửa nội. Sở Cát Thịnh ngồi ở chủ thính chủ vị thượng, hắn bốn gã đệ tử, sở ngưng, toàn len keng, còn có chút sở ra cao tầng, đều ngồi ở bên tòa. Sư phụ, này đông phương gia chính là tưởng bước đi chúng ta, như vậy lương giới, chúng ta căn bản là không đủ sức. Lưu mặt đẹp sắc âm trầm nói. Sở Cát Thịnh nhìn về phía một người sở ra trung niên nam nhân, sở liền, làm ngươi hỏi thăm tư thương, thế nào? Tên là sở liền người trả lời nói, cái này tư thương lương giới cũng không tiện nghi, nhưng còn ở chúng ta tiếp thu trong phạm vi, là bình thường lương giới gấp đôi. Mua đi, có thể mua nhiều ít mua nhiều ít, lưu tú, các ngươi sư huynh đệ mấy cái cùng đi. Sở các thịnh thở dài, chúng ta nhiều năm như vậy nén giận đều sống sót, hiện giờ vào đông phương thành, còn có thể bị lương giới bước đi không thành. Đông phương thành nội một tòa kho lúa. Đã trời tối, kho lúa nội như cũ đèn đuốc sáng trưng. Tô lão bản, người này lương giới, thật sự không thể lại tiện nghi. Kho lúa chung, sở ra lưu tú vài vị sư huynh đệ, bao gồm sở ngưng, đang ở cùng kho lúa lão bản có kè mặc cả. Kho lúa lão bản, là cái bụng phệ trung niên mập mạp người mặc cẩm y hoa phục, nhìn qua phá lệ phú quý. Này lương giới còn quý sao, tô lão bản hừ lạnh một tiếng, các người sở ra người đi toàn bộ đông phương thành hỏi một chút. Nơi nào có so với ta này còn muốn tiện nghi lương giới các ngươi muốn nhàn ta này quý, đi địa phương khác lấy lòng. Tô lão bản, đừng nhúc nhích khí sao, sở các thịnh đại đệ tử bùi địch ra tiếng, người cũng biết, chúng ta sở ra những năm gần đây, quá cũng không như ý, hiện tại mới vừa tiến đông phương thành, có thể nói là từng bước duy gian, bất quá tô lão bản, chúng ta sở ra thực lực, người cũng là biết đến, hiện tại chỉ là tại đây kinh tế phương diện kém một chút, sớm muộn gì có một ngày, chúng ta sở ra có thể khôi phục dĩ vãng thanh thế, có nói là dệt hoa trên gấm dễ, đưa than ngày tuyết khó, hiện tại ngươi này đó lương, đối chúng ta sở ra tới nói. Đó chính là đưa than ngày tuyết A, chúng ta sở ra về sau, tuyệt đối sẽ nhớ rõ tô lão bản ngươi ân tình. Tô lão bản ánh mắt đánh giá sở ra mấy người, theo sau yên lặng gật đầu, các ngươi sở ra, đích xác có vài phần thực lực, nhưng muốn một chốc khôi phục trước kia thanh thế, nói dễ hơn làm. Tô lão bản, ngươi là người làm ăn, đôi mắt hẳn là xem đến so với ai khác đều lượng. Lưu Tú ra tiếng, chúng ta sở ra lần này nếu có thể tiến đông phương thành, liền phương đông lê đều ngăn không được chúng ta, này liền thuyết minh chúng ta tự tin cùng với át chủ bài, chúng ta sở ra một lần nữa quật khởi, chỉ là thời gian vấn đề mà thôi. Tô lão bản lại làm một phen tự hỏi, ta có thể được đến cái gì chỗ tốt? Một cái tuyến, bùi địch vươn một ngón tay, một khi chúng ta sở ra khôi phục nguyên khí, ta sẽ mang ngươi đi một cái tuyến, tô lão bản, ngươi này đó lương, vận đến trong thành tới, chỉ sợ không dễ dàng đi, chúng ta có một cái tuyến, có thể làm ngươi lẩn tránh đông phương thành nhãn tuyến, đối với ngươi mà nói, này tuyến, hẳn là không tiện nghi đi. Tô lão bản ánh mắt sáng lên, các ngươi thật sự có tuyến. Ở thân ẩn giới, kho lúa là bị các đại thành trì khống chế, chỉ có có được lương quyền người, mới có bán lương tư cách, nhưng này lại phải cho thành chủ phủ triều thành, còn phải theo đông phương thành định thống nhất giá cả, khó có thể phát tài. Mà làm tư nhân kho lúa, đều sẽ có một hai điều chính mình tuyến, tiến một ít tư lương đến thành trung, tuy rằng chịu trách nhiệm nguy hiểm, nhưng ích lợi lại là phiên vài lần. Tại đây nhà thám hiểm hoành hành thời đại, ai đều có như vậy hai cái kẻ thù, ai đều có bị đuổi giết không dám thỏ đầu ra thời điểm, tư lương căn bản là không lo không địa phương đi bán. Sở các thịnh nhị đệ tử mông hán tiến lên vỗ vỗ tô lão bản bả vai, tô lão bản, chúng ta sở ra bên ngoài nhiều năm như vậy đều bình an không có việc gì, tự nhiên là có nhất định năng lượng, phương diện này, người không cần lo lắng, chúng ta sở ra, cũng cũng không phải gì đó ác đồ, này lương giới, ngươi chỉ cần cho chúng ta áp xuống tam thành tựu hào, như thế nào. Tô lão bản ánh mắt lộ ra một mặt giấy dụa thần sắc, ở sở ra người một phen lời nói hạ, hắn cùng sở ra làm, đã không đơn giản là bán lương sinh ý, mà là lớn hơn nữa một bút sinh ý. Trải qua một phen sau khi tự hỏi, tô lão bản trong lòng một hoành, gần nhất hắn lương nói thật sự khó đi, có một cái tân nói, đối hắn mà nói, phá lệ quan trọng, đang lúc tô lão bản phải đáp ứng xuống dưới khi một người tiểu công bộ dáng người hoang mang rối loạn chạy tiến kho lúa nội lão bản không hảo đã xảy ra chuyện tiểu công vào tới tô lão bản bên người bò đến tô lão bản bên tai mật ngữ vài giây sau tô lão bản sắc mặt mãnh biến người nói thật sự thiên chân vạn xác a lão bản tiểu công thở hổn hển dùng sức gật đầu hiện tại tin tức truyền đến các nơi đều đúng rồi tô lão bản hít sâu một hơi hướng lưu hy đám người nói ngượng ngùng các ngươi điều kiện ta không đáp ứng lưu tú cùng bùi địch hai người sắc mặt khó coi vài phần tính vậy giá gốc mua đi mông hán ra tiếng không giá gốc ta cũng không bán tô lão bản lắc đầu hiện tại này lương ta muốn ấn giá gốc gấp ba bán gấp ba sở ra mọi người vừa nghe tất cả đều cả kinh thời hy sắc mặt âm trầm tô lão bản người đây là cố ý muốn bắt chúng ta sở ra a một đạo tiếng cười to từ kho lúa ngoại vang lên ha 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 các người sở ra không cần ta toàn muốn tô lão bản gấp ba giá cả người có bao nhiêu ta muốn nhiều ít ở sở ra mọi người nhìn chăm chú giữa thôi điền bước đi nhanh đi vào kho lúa giữa ở thôi điền phía sau còn đi theo bọn họ đều gặp qua trương huyền nhìn dáng vẻ các người sở ra cũng không thế nào sao liền lương đều mua không nổi thôi điền khó chịu nhìn thời hy liếc mắt một cái ở trong mắt hắn, thời hy còn lấy quá một khối ngọc bội lừa hắn đâu, bất qua thôi điền cũng không phải quá để ý, kia ngọc bội là rác rưởi, nhưng này trương huynh đệ chính là bảo a, sở ngưng nhìn đến trương huyền trên mặt xuất hiện một mặt mất tự nhiên thần sắc, nhưng thật ra thời hi sắc mặt bình thường, âm dương quái khí nói, nhìn dáng vẻ người thôi điền lại làm không ít sinh ý a, hiện tại thợ săn tiền thưởng tốt như vậy kiếm tiền sao, gấp ba lương giới đều thu, người này người không lấy thành chủ phủ đổi tiền thưởng sao? Thôi điền cười cười, thợ săn tiền thưởng kiếm tiền kia đều là liều mạng, có thể nhiều kiếm A. Bất quá đã phát bút tiền của phi nghĩa nhưng thật ra sự thật, này hết thảy, cũng đều ít nhiều các ngươi sở ra A. Thôi điền nói, chiều phía sau nhìn thoáng qua, nếu không có người thời hy đem trương lão đệ đưa đến ta này tới, ta thôi điền làm sao có thể khai được kia một cái dám bảo các đâu ngươi làm ta đem một cái sẽ dám bảo đứng đầu đại sư đưa đến thành chủ phủ đổi tiền thưởng loại này bán đứng chính mình huynh đệ sự cũng liền các ngươi sở ra làm được ta thôi điền nhưng làm không được a à. thôi điền nói tựa như một viên sấm sét ở sở ra mọi người bên tai nổ vang hắn nói cái gì trương ước thanh sẽ dám bảo kia dám bảo các là thôi điền khai hôm nay kia dám bảo các kiểu gì thịnh cảnh sở ra mấy người chính là xem rõ ràng sở ra mọi người trong lòng gió nổi mây phun ánh mắt tất cả đều chiều trương huyền nhìn lại thôi điền hướng thời hy vươn một cái ngón tay cái thời hy ngươi thật là ta thôi điền quý nhân a à, các ngươi sở ra đều nghèo túng đến loại trình độ này liền mua lương đều phải mặc cả còn đem trương lão đệ bực này nhân tài chắp tay tặng cho ta này phân lễ ta thôi điền cần phải nhớ cả đời a à, ha 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 thôi điền cất tiếng cười to hắn tiếng cười to nghe vào sở ra mọi người trong tai là như vậy trói tai Bọn họ như thế nào cũng chưa nghĩ đến, này Trương ức thanh, thế nhưng là cái sẽ dám bảo đứng đầu nhân tài. Người tài giỏi như thế quan trọng trình độ, nhưng không thể so toàn len keng cái loại này đỉnh cấp tư chất muốn kém. Thậm chí ở một mức độ nào đó, là hoàn toàn siêu việt có được đỉnh cấp tư chất nhân tài. Đặc biệt là đối hiện tại sở ra tới nói, nếu là cái kia dám bảo các thuộc về sở ra, chỉ bằng vào một cái dám bảo các, là có thể làm sở ra đánh một hồi sinh đẹp khắc phục khó khăn, thậm chí ở sau này rất dài một đoạn thời gian, đều sẽ ở sở ra đảm đương quan trọng nhất tác dụng. Nguyên bản, thời hy nhìn đến Trương Huyền, còn có chút ngạo nghễ, rốt cuộc ở trong mắt hắn, cái này Trương ức thanh, bất quá là một cái có thể có có thể không phế căn mà thôi, là có thể bị chính mình vì tay lấy ra đi làm giao dịch người. Nhưng hiện tại, thời hy nhìn đến Trương Huyền, liền phảng phất một cây thứ vẫn luôn chát ở hắn trong lòng, Trương Huyền đứng ở kia, thật giống như ở trào phúng thời Hi vô chi, trào phúng hắn hẹp hòi. Tô lão bản A, người có thể ra nhiều ít lương, ta toàn muốn. Thôi điền rất là đại khí mở miệng. Tô lão bản nghĩ nghĩ, ta hiện tại có thể ra nửa thương, dư lại, ta muốn lưu trữ. Làm một cái người làm ăn, tô lão bản tự nhiên rõ ràng, này đó lương lưu lại đi sẽ có bao nhiêu đại ích lợi, nhưng hắn đồng thời cũng rõ ràng, chính mình chỉ là một cái tư thương, nếu một viên lương đều không ra, này đó mũi đao thượng liếm huyết nhà thám hiểm, không nhất định sẽ lại dùng tiền tới cùng chính mình nói chuyện, bọn họ sẽ huy động trong tay dao nhỏ, rốt cuộc, chính mình không có thành chủ phủ làm dựa vào. Mà những cái đó công thương, đồng dạng cũng chỉ dám trộm đột một bộ phận lương, nếu không muốn nháo đến có người tiếp côn, thành chủ phủ sẽ trước hết gặp đánh sâu vào. Tô lão bản, nửa thương có điểm thiếu đi, thôi điền đôi mắt nhíu lại, còn tưởng tranh thủ một chút, hiện tại mỗi nhiều mua được một ít lương, đó chính là mặt sau tư bản đương nhiên nguy hiểm vẫn phải có rốt cuộc yêu thú vây thành loại sự tình này ai cũng sẽ không trăm phần trăm khẳng định đại gia đến bây giờ đều chỉ là suy đoán mà thôi tô lão bản liên tục lắc đầu không nửa thương đã là ta cực hạn thôi điền ta là cái người làm ăn người biết hiện tại lương đại biểu chính là cái gì hành đi thôi điền cũng không lại kiên trì có thể mua nửa thương lương hắn đã thấy đủ nếu lại đến trễ chút chỉ sợ một chút đều mua không thượng tô lão bản thu thôi điền tiền sau sai người mang theo thôi điền đi kéo lương thôi điền an bài vài tên thủ hạ đi làm chuyện này thôi điền người không phải là tưởng ở trước mặt ta cố ý khoe ra đi thời hy mắt lạnh nhìn thôi điền người thôi điền hiện tại là nhặt được bảo kia dám bảo các là có điểm danh khí khá vậy gần là có danh tiếng mà thôi người thôi điền bất quá vẫn là cái thợ săn tiền thưởng thủ hạ của ngươi những người đó ta sở ra chỉ bằng vào ngón út là có thể đem các người bóp chết, người hiện tại cố ý chạy tới mua gấp ba lương dưới lương, là mua cho ta sở ra xem. Cùng ta sở ra băn khoăn. Thôi điền mắt trợn trắng, ta nói thời hy, người không khỏi có chút quá để mắt chính mình đi. Ta thôi điền tiền, kia đều là dùng mệnh đổi lấy, ta đáng giá vì làm cho người xem tới hoa này tiền. Người cho rằng ngươi là thứ gì, người sở ra người nhiều thì thế nào. Ta còn không tin ngươi có thể hôm nay ở trong thành đem ta thôi điền thế nào. Thời Hy gầm lên một tiếng, họ thôi, người có điểm cuồng vọng. Cùng ngay, thôi điền người nhiều, sở ra còn không có quy mô vào thành, thời Hi không dám cùng thôi điền nói thêm cái gì. Nhưng hôm nay, sở ra nhân số rõ ràng càng nhiều, hơn nữa đã quang minh chính đại vào thành, thời Hy làm sở ra đương đại gia chủ thân truyền đệ tử, có thể nào nhẫn được một cái thợ săn tiền thưởng ở chính mình trước mặt làm càn. Thời Hi, được rồi, đại đệ tử bùi địch duỗi tay ngăn lại thời Hy, theo sau liếc thôi điền liếc mắt một cái nói thôi điền ta mặc kệ ngươi là cho ai bán mạng cũng mặc kệ là ai sai xử ngươi tới chọc giận chúng ta nhưng ta có chuyện phải nhắc nhở ngươi các ngươi thợ săn tiền thường vĩnh viễn đều chỉ là hồ đàm giữa một mảnh lá rụng, không có định sở ngươi tới chiêu chọc chúng ta sở ra ngươi xác định này hậu quả là ngươi có thể tiếp thu ta nói các ngươi sở ra người đầu óc có phải hay không đều có vấn đề a à? thôi điền duỗi tay chỉ chỉ chính mình nguyệt thái dương các người cho rằng ta thôi điền nhàn, có biết hay không ta dám bảo các này trong chốc lát có thể kiếm bao nhiêu tiền? thôi điền, có chuyện cứ việc nói thẳng đi. mông hán ra tiếng, ai làm người tới cùng chúng ta sở ra đoạt lương. phương đông lê cho ngươi cho phép cái gì hứa hẹn? ta và các người sở ra đoạt lương, các người sở ra thực sự có ý tứ. thôi điền một bộ xem ngu ngốc bộ dáng nhìn bọn họ, hiện tại toàn thành lương đều bán không có, có một viên lương bán đều có người cướp mua, ta còn cùng các ngươi sở ra đoạt lương, các ngươi sở ra liền bưng đi, trời yêu thú vây thành thời điểm, các ngươi một viên lương đều mua không được, có các ngươi khóc thời điểm. Ai, nói đến này vẫn là muốn cảm tạ các ngươi sở ra, này tin tức là trương lão đệ nói cho ta, nếu không phải các ngươi sở ra lớn như vậy nghĩa, ta cũng không cơ hội cùng ta trương lão đệ rắn chắc a, à. ha ha ha. Thôi điền nói xong, ngạo mạn nhìn sở ra mọi người liếc mắt một cái, theo sau nói, đi trương lão đệ, chúng ta uống rượu ăn thịt đi. Sở ra mọi người, đầu tiên là ở trương huyền giám định đại sư thân phận chung ngây người một lần, hiện tại, lại nhân này tin tức, lại lần nữa ngây người. Yêu thú vây thành, sở ra trước kia cũng sinh hoạt tại đây đông phương thành nội, có thể nào không rõ, yêu thú vây thành đại biểu cái gì. Thượng một lần, yêu thú vây thành một tháng, ngoài thành dân chạy nạn toàn bộ ùa vào đông phương thành nội, khi đó, ngay cả trên đường phố đều ngủ đầy người, nơi này người, tôn sùng vũ lực, không làm chính trị, căn bản là không có chân lương vừa nói, lúc ấy kho lúa, không đến nửa tháng toàn bộ không rớt, người ở trong thành, liền cơm đều ăn không đủ no, mỗi ngày cháo loãng độ nhật, thậm chí nghe nói có người, ở ăn đồng loại. Yêu thú vây thành khi, lương so mệnh quý. Đối hiện tại sở ra mà nói, lương cũng đã trở thành một nan đề, thật đến vây thành khi sở ra sẽ như thế nào. Bùi địch đám người, thậm chí cũng không dám tưởng tượng mau mau trở về nói cho sư phụ tin tức này hiện tại không thể lại tưởng khác chuân lương quan trọng nhất bùi địch vội vội vàng vàng rời đi kho lúa sở ra còn lại mọi người đuổi kịp ban đêm đông phương thành lâm vào cấm đi lại ban đêm nơi này dù sao cũng lại yêu thú hoành hành tới rồi buổi tối binh lính sẽ ở trong thành tuần tra cửa thành cũng sẽ đại quan sở ra nhà cửa nội như cố sáng lên ánh nến sở ra sở hữu cao tầng toàn bộ đều tập trung ở sở gia nghị sự trong đại sảnh, mỗi người trên mặt đều mây mù che phủ. Từ bùi địch đám người đem yêu thú vây thành tin tức mang về tới sau, sở cát thịnh lập tức khiến cho người khắp nơi hỏi thăm tư thương, cũng không cho bọn họ quản lương thực giá cả, có thể mua liền chạy nhanh mua, rốt cuộc, mặc kệ có thể hay không xuất hiện yêu thú vây thành, những cái đó tư thương, đều sẽ trong khoảng thời gian ngắn bị người mua không, đến lúc đó, sở gia tưởng mua cũng chưa chỗ nào bán, phải biết rằng, bọn họ chính là có thượng vạn người muốn nuôi sống A. Kết quả, sở ra người tìm khắp sở hữu tư thương, tất cả đều đã không có lương bán, sở ra người không tin, thậm chí mạnh mẽ mở ra đối phương kho lúa, quả nhiên đã sớm đã bị dọn không. Tin tức này, đối với sở ra tới nói, không thể nghi ngờ là dậu đổ bìm leo. Muốn nói toàn bộ sở ra phòng nghị sự nội, duy nhất không có mang theo khuôn mặt u sầu, chỉ có toàn len keng, thứ này giờ phút này còn một tay bắt lấy một cái đùi gà, chính không ngừng gặp. Sở ra tuy rằng lương khẩn, nhưng đối với cái này đỉnh cấp tư chất nhân tài, vẫn là có thể chiếu cố thật tốt, liền chiếu cố thật tốt. Len Ken A, à, sở các thịnh nhìn về phía toàn Len Ken, kia trương ức thanh, thật sự sẽ dám định bảo bối. Sẽ A, à, toàn Len Ken gật đầu, hắn sẽ đổ vật nhiều đâu. Nhiều đâu, sở các thịnh lại là cảm giác trong lòng tê dần, nguyên bản biết trương ức thanh sẽ dám định bảo bối sau, hắn liền cảm giác đủ lo lắng. Đúng vậy, toàn len ken gật đầu, dù sao hắn đặc biệt sẽ kiếm tiền, đặc biệt đặc biệt sẽ. Audio điện tử võ tấn bền chương 1255 2 tỷ muội Tiền Khả năng đối với sở ra tới nói, hiện tại quan trọng nhất chính là tiền. Nhiều năm giấu ở âm u điệu huyệt giữa, làm sở ra vẫn luôn ở tiêu hao cho tới nay tích góp tiền vốn, thượng vạn người, chỉ là mỗi ngày ăn uống, chính là một bút thật lớn chi tiêu. Đông Phương thành một nhà bình thường, nhà cửa nội. Trương Huyền ngồi ở mép giường, đẩy ra trước mắt một cửa sổ, nhìn bầu trời đêm. Trăng rằm treo ở không trung, còn thừa đen nhánh một mảnh. Nơi này vì cái gì sẽ có Thái Dương cùng ánh trăng đâu? Hơn nữa liên tục thời gian cùng ngoại giới phản xạ là tương đồng. Nếu tương lai tại đây, nàng hẳn là có thể giải thích rõ ràng đi. Trương Huyền trong đầu hiện ra những cái đó huynh đệ thân ảnh. Hy vọng các ngươi hết thảy đều hảo đi. Đây là loạn thế trừ phi hoàn toàn rời khỏi nếu không ai đều không thể thoát thân a bầu trời đêm thực tính ngẫu nhiên ngoài thành sẽ vang lên một tiếng đến từ yêu thú gào giống này gào giống thanh sẽ làm một ít đã đi vào giấc ngủ người thường đột nhiên bừng tỉnh sinh ra mãn bối mồ hôi lạnh thành chủ phủ nội đông phương gia chủ phương đông lê khoanh tay đứng trong viện giao xem sao trời mưa gió sắp đến a hiện tại toàn thành người đều biết yêu thú sắp sửa vây thành tin tức sao trở về thành chủ tuyệt đại đa số người đã biết, thăm trạm canh gác tới báo, đã có rất nhiều nhà thám hiểm chính chiều bên trong thành vọt tới, đầu nhập vào yêu thú nội gian cũng lẫn vào trong đó. Ngày mai khai thành thả người đi, thuận tiện phát ra thư hàm, hướng còn lại 6 thành cầu viện, yêu thú vây thành, một lần so một lần hung hãn, lúc này đây, chỉ dựa vào chúng ta đông phương thành, là ngăn không được. Phương Đông lê cánh tay vung lên, một khối màu đen vảy xuất hiện ở trong tay hắn, đúng là chiều nay trương huyền ở giám bảo các nội thấy kia một khối phương đông lê nhìn chằm chằm trong tay vẩy lẩm bẩm nói nay thân ẩn giới đã tồn tại lâu như vậy vẫn luôn đều ở thăm dò nhưng trước sau không có tìm được kia cổ năng lượng ngọn nguồn đồ vật đến tột cùng sẽ ở đâu đâu yêu vật biến dị tốc độ càng lúc càng nhanh đã muốn đỉnh không được a à, nói dối một khi bị vạch trần toàn bộ thế giới đều sẽ đại loạn lúc này một đạo thanh âm lại lần nữa từ trong bóng đêm vang lên thành chủ về bên trong thành cái kia dám bảo các yêu cầu làm người đi xem sao không cần phương đông lê thu hồi trong tay vẩy lắc lắc đầu an bài người chiếu cố một chút liền hảo sẽ dám bảo đều là nhân tài tận lực giao hảo bực này nhân tài có thể lưu tại chúng ta đông phương thành nội vẫn là không cần đem hắn bước đến còn lại sáu thành đi hảo minh bạch một đêm lặng yên mà qua ngày hôm sau sáng sớm trương huyền trợn mắt mới vừa mở ra chính mình cửa phòng, liền thấy hai gã tuổi trẻ mạo mỹ thiếu nữ, thân xuyên lụa mỏng váy dài, chính cung kính đứng ở chính mình trước phòng, một người tiểu gia bích ngọc, một người cao gầy xinh đẹp. Đại nhân, ngài tỉnh. Hai gã thiếu nữ nhìn thấy Trương Huyền, đồng thời khom người, cung kính mở miệng. Đây là, Trương Huyền nghi hoặc nhìn trước mặt hai gã thiếu nữ. Ha ha, một trận tiếng cười to truyền đến, liền thấy thôi điền ôm hai cái đấy đảm mỹ nữ, trái ôm phải ấp đi tới. Trương lão đệ, đây chính là lão ca ta tỉ mỉ vì ngươi tuyển hai cái nha hoàn, các nàng trải qua huấn luyện, hơn nữa không bị nam nhân chạm qua, thế nào, lão ca ta đủ ý tứ đi. Từ hôm nay trở đi, nàng hai chính là của ngươi, ngươi muốn thế nào, liền thế nào. Trương huyền nhìn mắt hai gã thiếu nữ. Này hai gã thiếu nữ thấy Trương huyền xem ra, đều mặt lộ vẻ thẹn thùng, một bộ nhậm quân nhấm nháp bộ dáng. Cái này lùn, kêu tiểu song, cái cao, kêu tiểu cửu, thôi điền đi đến phụ cận tới nhìn về phía hai gã thiếu nữ tiểu song tiểu cửu đem ta trương lão đệ hầu hạ vui vẻ hai người chỗ tốt không thể thiếu nếu không vui hừ hừ lão tử liền đem các người bán được nhà thổ đi nghe minh bạch sao tiểu song cùng tiểu cửu tức khắc lộ ra sợ hãi bộ dáng trương huyền vẫy vẫy tay thôi lão ca không cần như vậy ta mấy năm nay đều thói quen chính mình một người người đột nhiên an bài hai người chiếu cố ta ta sẽ không thích ứng Thôi Điền không trả lời Trương Huyền vấn đề, mà là trừng mắt nhìn hai gã thiếu nữ liếc mắt một cái. Hai nàng không cấm run lập cập, lập tức một tả một hữu trộn lẫn thượng Trương Huyền cánh tay. Đại nhân, chúng ta trước hầu hạ ngài rửa mặt, tiểu cửu vội vàng nói, muội muội, người đi cấp đại nhân múc nước, ta hầu hạ đại nhân thay quần áo. Tiểu song gật gật đầu, ngoan ngoãn đi vào phòng trong, cầm lấy thao đồng, sau đó ra cửa múc nước đi. Tiểu cửu ở Trương Huyền bên cạnh, Vẻ mặt cầu xin nhỏ giọng nói: "Đại nhân, ngài liền giúp giúp chúng ta đi, chúng ta không nghĩ bị bán đi vào a, nghe nói nơi đó mỗi ngày buổi tối đều sẽ có người chết." Trương Huyền nhìn Tiểu Cửu liếc mắt một cái, theo sau liếc hướng phòng trong, "Vậy ngươi đi giúp ta đem giường đệm hảo đi." "Cảm ơn đại nhân." Tiểu Cửu vội vàng gật đầu, vui vẻ vọt vào phòng trong vì Trương Huyền trải giường chiếu. "Trương lão đệ, hảo hảo hưởng thụ a." Thôi điền hướng Trương Huyền vứt một cái đáng khinh ánh mắt. Theo sau ôm trong lòng ngực hai nàng, bước đi khai. Buổi sáng, Trương Huyền còn chưa tới giám bảo các, giám bảo các trước cửa cũng đã bài nổi lên hàng dài, có chút mới từ bên ngoài vào thành người, nghe được giám bảo các tin tức, lập tức liền tới đây xếp hàng. Thôi điền đứng ở giám bảo các trước cửa, nhạc miệng đều khép không được, khóe miệng đều mau liệt đến lỗ tai căn đi. Sở ra mọi người đi ở trên đường, hỏi thăm một ít về kho lúa tin tức, bọn họ biết hiện tại khẳng định còn có nhân thủ chung chân lương, chỉ là còn không có lấy ra tới bán, sở ra cần thiết phải nắm chặt suy xét lương thực sự. Đường trải qua dám bảo các trước cửa, nhìn đến kia trường long giống nhau đội ngũ khi, sắc mặt đều thật không đẹp. Thời hy, lúc trước người đặc biệt tìm sư phó, đem người muốn qua đi, hiện tại khen ngược, một nhân tài, đã bị người bạch bạch đưa ra đi. Lưu Tú âm dương quái khí nói. Lưu Tú, người cũng đừng nói ta. Thời hy bất mãn nói, lúc trước không biết là ai luôn miệng nói hai cái đều là phế xài, kết quả một cái đỉnh cấp tư chất, một cái sẽ dám định bảo bối. Thời Hy, đây là người cùng ngươi sư huynh nói chuyện thái độ sao? Lưu Tú bất mãn nhìn Thời Hy. Ngươi đừng ở trước mặt ta bãi sư huynh cái giá. Thời Hy căn bản không mua Lưu Tú chướng, ngươi thiên tư thường thường, đơn giản chính là so với ta sớm bái hai năm sư môn, người ở trước mặt ta có cái gì nhưng ngạo. Một bên bùi địch thấy hai người có muốn đại xảo ý tứ, lập tức phất phất tay, được rồi, đều cho ta bớt tranh cãi. Hai người có tại đây tranh công phu, chỉ bằng suy nghĩ tưởng kho lúa sự. Bùi địch nói xong, cũng không cam lòng nhìn dám bảo các nước mắt một cái, đây là một cây cây dụng tiền A, đối với hiện tại sở ra tới nói, đó là có thể cứu mạng. Sở ngưng nhìn về phía giám bảo các, hàm răng khẽ cắn môi, sư huynh, nếu không ta đi thử thử, đem hắn mang về đến đây đi. Không cần, thời hy trực tiếp ra tiếng, chúng ta sở ra thật đúng là cần thiết muốn dựa hắn không thành. Đi, đi tìm kho lúa. Dám bảo các trước cửa, tiếng người ồn ào. Thôi điền nhìn đến đi ngang qua sở ra đám người, chuyên môn ra tiếng nói, này không phải sở ra đại gia sao. Tới tới tới, đều là lão người quen, ta này dám bảo các khai lên vẫn là dựa các ngươi, các ngươi có gì bảo bối tới giám định, giống nhau yêu đãi năm thành, chỉ thu các ngươi năm cái đồng vàng, thế nào? Này giá cả không quý đi. Thôi điền nói, đối với sở ra mọi người mà nói, phá lệ trói tai. Đối với Trương Huyền tới nói, ở Đông Phương Thành Nhật Tử, thực mau liền trở nên nhìn bài một điệu lên, hắn cái này dám bảo đại sư mỗi ngày ngồi ở dám bảo các chung, danh khí ngày càng tăng trưởng. Mỗi ngày xếp hạng dám bảo các trước người càng ngày càng nhiều. Thôi điền ban đầu còn đều mỗi ngày ngồi ở dám bảo các trước cửa đếm tiền, hiện tại liên tiếp 10 ngày qua đi, thôi điền liền đếm tiền đều lười đến đếm, hắn mỗi ngày ngủ ở thanh lâu chung, Tình lại đó là uống hoa tử, ngay cả hắn đau, đều đặt ở trong phòng 4 ngày không có đi chạm qua. Tại đây 10 ngày thời gian nội, Đông Phương Thành nội cũng ùa vào càng ngày càng nhiều người, về yêu thú sắp vây thành tin tức, cũng truyền bên trong thành nơi nơi đều là, có chút mới từ ngoài thành tiến vào người thậm chí nói, bọn họ đã thấy được yêu thú đại quân ở tập kết, khoảng cách Đông Phương Thành đã không xa. Này tin tức một truyền ra tới, tức khắc nhân tâm hoảng sợ. Phương Đông Lê lập tức hạ lệnh, đem truyền bá khủng hoảng người toàn bộ nắm lên, đánh vào đại lao giữa. Thành chủ phủ nội, Đông Phương Thành nghe thủ hạ truyền đến báo cáo, cau mày. Còn lại sáu đại thành cho hồi phục sao? Hồi bẩm gia chủ, kia sáu vị thành chủ hồi phục là, yêu thú vây thành chỉ là một cái suy đoán, hiện tại nếu dẫn người chi viện chúng ta, khả năng sẽ làm yêu thú đối còn lại thành trì sấn hư mà nhập, bọn họ hiện tại vô pháp tới rồi. Những người này, Phương Đông Lê Niết Quyền, hắn trong tầm tay chén trà nháy mắt chia năm sẻ bảy mở ra đến loại tình huống này bọn họ còn nghĩ trước dự yêu thú tới suy yếu ta đông phương thành thực lực yêu thú một lần so một lần cường đại chúng nó ở tiến hóa chúng nó ở biến dị hiện tại yêu trong cốc đại yêu có bao nhiêu đáng sợ đã không phải bọn họ có thể tưởng tượng còn tưởng nội đấu còn tưởng nội đấu tới khi nào phương đông lê đầy người lệ khí đứng ở phương đông lê dưới thân vị là nhiều danh đông phương gia cao tầng lúc này thấp đầu, không nói một lời, bọn họ cũng đều biết Phương Đông Lê đối với yêu thú có bao nhiêu ghi hận. Phương Đông Lê trưởng tử, chính là chết vào yêu thú thủ hạ. Gia chủ, ta nghe bên ngoài có người nói, lúc này đây, xuất hiện không dưới ba con hình thể vượt qua 30 trượng đại yêu, loại này yêu vật, phía trước chưa bao giờ gặp qua. Thông chi đi xuống, Phương Đông Lê bàn tay vung lên, hiện tại mọi người đều cho ta ra khỏi thành đào rãnh. Chúng ta trước tiên, đem mộ, cấp những cái đó yêu thú chuẩn bị tốt. Thành chủ phủ ra lệnh một tiếng, bên trong thành người, tất cả đều ra khỏi thành, với ngoài thành đào hào. Các loại khí mạch đan sen, chiều sâu đạt tới 50 mét rãnh, ở vô số ngự khí cường giả trong tay, chỉ dùng một ngày liền hoàn thành, rãnh khoan cũng đạt tới 50 mét, quay chung quanh đông phương thành một chỉnh vòng. Này rãnh một đào, này vật tư, là rất khó lại vận lại đây, những cái đó ở tại ngoài thành, sẽ không ngự khí người, cũng khó có thể vào thành sở ra nhà cửa giữa mỗi người đều cau mày gia chủ chúng ta hay không hẳn là khống chế một chút toàn len keng lượng cơm ăn hiện tại gia tộc giữa mỗi ngày đồ ăn đã giảm bớt tam thành toàn len keng một người còn có thể ăn một bàn đã dẫn tới rất nhiều người âm thầm bất mãn a à. một người sở ra cao tầng hướng sở cát thịnh mở miệng có được đỉnh cấp tư chất nhân tài ăn nhiều một chút lại như thế nào sở cát thịnh mở miệng chờ lần này sự tình qua đi chỉ cần hơi thêm huấn luyện Toàn len ken liền có thể một mình đảm đương một phía. Hắn về sau trưởng thành không thể hạn lượng. Nhưng gia chủ, chúng ta cũng đến vì phía dưới người suy nghĩ a. À. Tên này sở ra cao tầng nói, hiện tại trong nhà rất nhiều người đều bởi vì vô pháp ăn no bắt đầu trở nên táo bạo lên. Chỉ là hôm nay liền đã xảy ra bốn lần xung đột, lại như vậy đi xuống, ta sợ sẽ xảy ra chuyện a. À. Sở Cát thịnh lắc đầu, loại tình huống này sớm muộn gì đều sẽ xuất hiện, người tận lực đi ổn định nhân tâm. Ta sẽ làm toàn len keng ở ăn cái gì thời điểm thu liếm một ít. Hảo! Một ngày thời gian, lại một lần qua đi. Trương Huyền đi ra giám bảo các nội, tiểu song cùng tiểu cửu vẫn luôn đi theo hắn bên người. Này hai cái xinh đẹp như hoa thiếu nữ, hấp dẫn không ít người trong mắt. Trương Huyền tự nhiên cũng thành mọi người hâm mộ đối tượng. Không riêng có thể tại đây hai cái tuyệt sắc mỹ nữ giữa hưởng hết tề nhân chi phúc, càng có một thân bản lĩnh, làm mỗi người cung kính. Trương Huyền rời đi giám bảo các mang theo hai nàng, thẳng đến thanh lâu mà đi. Trương Huyền mấy ngày trước liền tới nơi này uống qua hoa tử, cũng nhận thức một vị cô nương. Thanh lâu là một tin tức truyền lưu nhanh nhất địa phương, này tú bà cũng biết trong thành đều có này đó đại nhân vật, Trương Huyền vị này sắp tới nổi bật nhất thịnh giám bảo đại sư, nàng lại có thể nào không biết. Trương Huyền vừa vào cửa, này tú bà liền đón đi lên. Ai u, Trương Đại gia, ngài như thế nào mới đến a? À? Tú bà lắc mông chi đi tới, đây là một cái vẫn còn phong vận trung niên nữ nhân, đã hơn 40 tuổi, bất quá ngự khí thực lực, làm nàng nhìn qua cùng 30 suốt đầu giống nhau, đúng là một nữ nhân lực sát thương lớn nhất bộ dáng. Ha ha, Trương Huyền cười cười, theo sau hỏi, "Canh Lan đâu?" Canh Lan đã sớm đang chờ Trương đại gia ngươi đâu. Tú bà cầm trong tay một phen nhan sắc tươi đẹp phượng quạt lông, che miệng cười, "Trương đại gia không tới, Canh Lan nào dám bồi người khác a." À? Tính ngươi hiểu chuyện. Trương Huyền ném ra 10 cái đồng vàng. Tú bà vội vàng tiếp được, biểu hiện càng nhiệt tình, đem Trương Huyền dẫn tới một phòng chung. Vào phòng trước, Trương Huyền quay đầu nhìn mắt tiểu song cùng tiểu cửu. Hai người tại đây chờ ta. Nói xong, Trương Huyền liền đi vào trong phòng. Trương Huyền mới vừa vào phòng, liền có vài tên trang điểm hoa hòe lộng lẫy cô nương tiến đến tú bà trước người, chiều kia nhắm chặt cửa phòng nhìn lại. Mụ mụ, này họ Trương, cũng thật có tiền a. À gì thời điểm có thể cho chúng ta cũng giới thiệu một chút. Chính là, tùy tiện vừa ra tay, liền mấy chục cái đồng vàng. Chúng ta suốt ngày, hầu hạ nam nhân, còn không bằng nhân ra động động mồm mép kiếm được nhiều đâu. Bất quá này họ trương, giống như đầu không hảo xử như vậy hai cái như hoa như ngọc mỹ nhân nhi theo bên người, hắn cố tình thích tuổi đại. Đi đi đi, tú bà múa may trong tay màu phiến, các người biết cái gì a à, loại này tiểu cô nương, nào có chúng ta loại này người từng trải sẽ hầu hạ nam nhân hơn nữa a à, thành thục nữ nhân so với kia ngây ngô tiểu cô nương phải có mị lực nhiều đâu kia mụ mụ muốn hay không ngươi tự mình thượng a à. một người cô nương trêu gẹo nói mụ mụ ngươi muốn đích thân thượng tuyệt đối cấp kia họ trương mê chết lão nương vừa lên sợ các ngươi cũng chưa cơm ăn lạc tú bà phe phẩy trong tay màu phiến đi đến một bên đi trương huyền vào nhà phòng trong kia nữ nhân ước chừng 30 tuổi, mày liếu bích mắt, một đầu tóc dài, váy dài phết đất, ngồi trên một đàn tranh trước, mang theo một loại trí thức mỹ, ngón tay khẽ nhúc nhích, trong tay nhạc cụ, liền phát ra làm người không cấm sung sướng tiếng vang. Một huyền nhiều âm, này đàn tranh vô khúc má, sở tấu ra nhạc vang, lại là so phổ tốt khúc, càng có thể đả động nhân tâm. Trương huyền thuần thục ngồi ở phòng trong bên cạnh bàn, cho chính mình đảo thượng một ly rượu gạo. Tranh trước nữ tử hơi hơi mỉm cười, mở miệng ra tiếng, nàng thanh âm bất đồng với bình thường nữ tử như vậy thanh thúy, trung gian hỗn loạn một loại từ tính, giống như có nào đó ma lực giống nhau, làm người nghe được nàng thanh âm liền sẽ cảm thấy thoải mái. Người mỗi lần tới, ta đều sẽ đổi một loại nhạc cụ, người mỗi lần đều có thể làm ra một phen đánh giá, nhìn dáng vẻ, người thực ái nhạc cụ. Đều đọc qua một ít đi, Trương Huyền cầm lấy chén rượu, ta cũng không nghĩ tới, áo tang đồ đệ, đối nhạc cụ yêu sâu sắc, lão nhân kia nhưng không giống như là một cái có nhã hứng người. Trong phòng tranh Thanh Đình Chỉ, nữ nhân vuốt phẳng tranh huyền, hơi hơi mỉm cười, gặp người thời điểm, ta đồng dạng rất khó tin tưởng, tại đây thịnh truyền, mưu cầu hòa bình yêu thú, trọng thương hồng y giáo chủ Trương Huyền, là cái nhìn qua như vậy phúc hậu và vô hại thanh niên. Nữ nhân đứng dậy, theo sau ngồi ở Trương Huyền đối diện. Trương Huyền uống xong một ngụm rượu gạo, hỏi, sự tình tìm hiểu thế nào? Đã có thể xác định có yêu thú ở ngoài thành tập kết. Trương Huyền gật gật đầu, lại lần nữa hỏi, một cái khác đâu? Còn chưa tra ra tới, bất quá có thể khẳng định chính là, sở ra tuyệt đối không có liên hợp yêu thú, Đông Phương ra cũng không có tự đạo tự diễn, là có người ở trong đó phân liệt hai nhà quan hệ. Hơn nữa, về người cái này tân nhiệm phương đông lục địa giáo chủ là lục tiên đồ đệ tin tức, bị người cố ý che giấu, bằng không Đông Phương ra tuyệt đối sẽ biết được, nhưng hiện tại xem ra phương đông lê căn bản là không biết hiện tại phương đông lục địa giáo chủ cùng lục tiên quan hệ phong tỏa tin tức người ở thần ẩn hội có tuyệt đối địa vị nếu không không có khả năng ở thần ẩn giới làm được như vậy một tay che trời trương huyền hơi hơi mỉm cười phân liệt phương đông lục địa làm như vậy đối ai nhất có chỗ lợi đâu trương huyền cầm trong tay không ly ánh mắt tụ tập ở ly thân phía trên ở suy tư canh lan lắc lắc đầu sở tranh đại nhân chiến lược vô song không ai dám đối này bất kính cũng không ai dám đối phương đông lục địa biểu hiện ra địch ý tới người này không hảo tìm kia tám kỳ bộ là chuyện như thế nào bọn họ cùng đông phương ra vẫn luôn đều ở giao hảo sao trương huyền hồ nghi nói cũng không phải canh lan phủ nhận nói chỉ là địch nhân của địch nhân chính là bằng hiếu tám kỳ bộ nhầm vào chỉ là sở ra mà thôi ta yêu cầu đi ra ngoài nhìn xem trương huyền thuần thục đi đến mép giường mở ra giường ở một gian ám cách nội, tìm ra một thân y phục giả hành tròng lên trên người, đem mặt che lại. Canh Lan giận Trương Huyền liếc mắt một cái, phong tình vạn trùng. Người đi ra ngoài, ta đêm nay, lại muốn vất vả. Trương Huyền ngượng ngùng cười cười, vậy phiền toái ngươi, lại vất vả cả đêm đi. Trương Huyền nói xong, mở ra cửa sổ, thân hình nhất dược, biến mất ở trong phòng. Canh Lan nhìn mắt Trương Huyền biến mất địa phương, đem cửa sổ quan hảo. Trương đại gia, không cần như vậy nóng vội sao, trước làm nô ra cho ngươi đàn tấu một đầu nhưng hảo, ai nha trương đại gia không cần. Ân tương đương a à tương đương. Ngoài cửa thủ tiểu song cùng tiểu cửu, nghe được phòng trong vang lên thanh âm, mặt đẹp đỏ lên, đồng thời xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía cửa phòng. Trương huyền thân xuyên y phục dạ hành, trong bóng đêm hành động nhanh chóng, hiện giờ đông phương thành nội nhét đầy người, trên đường đều đã nằm nơi nơi đều là, bên trong thành quân sĩ muốn tuần tra, khó khăn so dĩ vãng gia tăng không ít. Trương Huyền trên người không có bất luận cái gì khí khí cơ chảy ra, lấy thực lực của hắn, có thể lẩn tránh này đó tuần tra binh lính. Trương Huyền hành động mau lẹ đi vào trên tường thành, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến quay chung quanh toàn bộ đông phương thành thật lớn rãnh, khoan 50 mét, thâm 50 mét rãnh, ở nhìn đến ánh mắt đầu tiên, là phi thường chấn động. Trương Huyền nhìn này mặt đất rãnh, đột nhiên, Trương Huyền như là ý thức được cái gì, Hắn thân hình lại lần nữa nhảy, nhảy ra Đông Phương thành phạm vi, chiều ngoài thành phóng đi. Bên cạnh không có người khác, Trương Huyền cũng liền nhẹ nhàng rất nhiều, bình thường yêu thú thậm chí liền Trương Huyền thân ảnh đều nhìn không tới, những cái đó cường đại chút hơi có linh trí yêu thú, ở Trương Huyền tới gần trước cũng đã trước một bước chạy trốn rồi. Lấy Trương Huyền thực lực, không dám nói có thể hoành hành toàn bộ thần ẩn giới, nhưng 90% địa phương, hắn có thể xuất nhập tự nhiên, dư lại 10% chính là những cái đó làm người vô pháp tưởng tượng biến dị đại yêu. Trương Huyền nhanh chóng rời đi đông phương thành Phạm Vi, theo sau leo lên một ngọn núi điên. Ở bước lên đỉnh núi trong nháy mắt kia, Trương Huyền đồng tử phát sinh một trận mãnh liệt co rút lại, hắn rõ ràng nhìn đến, ở sơn bên kia, đen nhìn nhịt một mảnh yêu thú, như đất đá trôi giống nhau, chính hướng phương đông thành phương hướng mà đến. Này đó yêu thú số lượng có bao nhiêu, căn bản vô pháp phán đoán, đủ loại hình thù kỳ quái, sát khí tận trời. Trương Huyền nhìn đến, một con giống như voi yêu thú, thuận miệng liền nuốt lấy nó trước người hơi nhỏ một ít yêu thú, dùng để no bụng. Trường nhân loại bình thường giống nhau lớn nhỏ phi mũi xoay quanh ở không trung giữa, trong giây lát, một cây đánh thẳng trên không, đem kia phi mũi thổi quét, chủ nhân, là một người mặt ếch thân quái vật, hình thể vượt qua 3 mét. Ở này đó yêu thú cuối cùng phương, kia một cái dài đến 30 trượng cửa máng, chỉ là mấp máy nó thân hình, là có thể mang cho người khổng lồ áp lực. Này đó yêu thú như có mục đích giống nhau dũng hướng Đông Phương Thành, lấy chúng nó tốc độ, nhiều nhất hai ngày thời gian, là có thể tới Đông Phương Thành. Trương huyền ánh mắt trở nên trầm trọng lên, này rõ ràng chính là một con yêu thú đại quân, phảng phất mới từ địa ngục giữa bỏ ra, muốn xâm lược nhân gian. Khó có thể tưởng tượng, nếu không có khác thế lực kiềm chế phản tổ minh, hiện tại thế giới này sẽ biến thành cái dạng gì? Trên thế giới này, luôn có như vậy một đám kẻ điên, muốn thay đổi toàn bộ thế giới. Trương Huyền nhảy xuống đỉnh núi, hắn cũng không có phản hồi Đông Phương Thành, mà là tiếp tục đi trước, bởi vì ở trong lòng hắn, có một cái đáng sợ phỏng đoán. Vài tiếng thuộc về yêu thú chu lên tiếng vang lên. Đông Phương Thành nội người, không cấm lại đánh một cái run run. Rất nhiều người ở ban đêm căn bản vô pháp đi vào giấc ngủ, sợ hãi yêu thú đột nhiên đột kích, thẳng đến sắc trời hơi lược, bọn họ mới dần dần ngủ. Thanh lâu nội, canh lan trong phòng tiếng kêu cũng rốt cuộc dừng lại. Canh giữ ở cửa hai nàng một đêm không ngủ, nàng hai trên mặt che kín một tầng, liền cùng lửa đốt giống nhau. Đương tiếng kêu hoàn toàn dừng lại sau, Tiểu Song thở dài nhẹ nhõm một hơi, phun ra, đại nhân hắn cũng quá lợi hại đi. Tiểu Cửu vỗ vỗ ngực, này nếu là hai ta, cả đêm còn không được bị đại nhân lăn lộn chết a. Ngươi nói cái gì đâu? Tiểu Song trên mặt lại lần nữa hiện lên đỏ ửng ta còn không có tưởng hảo đâu. Ngươi cái nhà đầu ngốc, tiểu cửu vươn ngón tay ngọc, ở tiểu song chán thượng dùng sức một chút, đại nhân hắn tuổi trẻ, tướng mạo đường đường, còn có bản lĩnh, ngươi cho hắn làm thông phòng nha hoàn, đó là chuyện tốt, bằng không còn mỗi ngày giống các nàng giống nhau, bồi các loại nam nhân túi A. Tiểu cửu nói xong, quét mắt những cái đó bị uống lên một đêm rượu rượu khách nhóm kéo vào phòng phong trần nữ nhân. Thẳng đến mặt trời lên cao, Tiểu Song cùng Tiểu Cửu trước mặt cửa phòng mở ra, Trương Huyền đánh ngáp, rũi lười eo từ bên trong đi ra, nhìn đến hai cái nha hoàn vẻ mặt mỏi mệt, Trương Huyền phất phất tay, các ngươi hai cái đi về trước nghỉ ngơi đi. Tiểu Cửu thực hiểu chuyện thấu đi lên, cấp Trương Huyền sửa sang lại còn có chút hỗn độn quần áo, đại nhân muốn Tiểu Cửu hầu hạ ngài về nhà nghỉ ngơi sao? Không cần, Trương Huyền phất phất tay, ta muốn đi dám bảo các. Đường Trương Huyền đến dám bảo các thời điểm dám bảo các còn như thường lui tới giống nhau bài khởi hàng dài chỉ là không thấy thôi điền thân ảnh trương huyền đổi hảo tự mình kia thân thần côn quần áo ngồi ở kia trương ghế thái sư bắt đầu rồi hắn nhìn bài một điệu công tác đang lúc trương huyền chuẩn bị tiếp đãi cái thứ nhất khách hàng khi dám bảo các ngoại đột nhiên vang lên một tiếng thét chói tai ngay sau đó các loại tiếng kêu sợ hãi không dứt bên tai yêu thú tới yêu thú tới trương huyền trong lòng giật mình tối hôm qua hắn quan sát quá yêu thú hướng đi, lấy những cái đó yêu thú hành động quỹ đạo tới nói, tuy rằng sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn tới Đông Phương Thành, nhưng tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy liền tới. Nhất định là có cái gì nhân tố, dẫn tới yêu thú đột nhiên ra tốc. Nguyên bản tìm trương huyền giám định bảo bối người, vừa nghe này tiếng hô, thân thể run lên, lập tức thu hồi chính mình đồ vật, cũng bất chấp giám định. Sát, một đạo tiếng kêu vang lên. Trương huyền cũng đi ra giám bảo các, Ngẩng đầu nhìn xa, thấy kia thân xuyên khôi giáp quân sĩ, đứng ở trên tường thành, bọn họ cầm trong tay đặc chế cung tiến, ở tướng lãnh chỉ huy hạ, khởi sướng một đợt lại một đợt tiến công. Có loài chim bay yêu thú nhẹ nhàng lướt qua kia 50 mét rãnh, bay đến đông phương thành trên không. Bên trong thành tức khắc loạn làm một đoàn, vô số người ở trên đường phố tán loạn. Không cần hoảng, đều tìm địa phương đãi hảo không hảo hoảng, một người thân xuyên khôi giáp tướng sĩ vào tới trên đường phố, giống lớn. Một con loài chim bay yêu thú từ không trung lao xuống xuống dưới, thẳng đến tên này tướng sĩ mà đến. Tướng sĩ hừ lạnh một tiếng, cánh tay vừa động, mũi nhọn chợt lóe, bên hông bảo kiếm ra khỏi vỏ. Liền thấy một đạo hàn mang chợt lóe rồi biến mất, kia lao xuống xuống dưới loài chim bay yêu thú nháy mắt nứt vì hai nửa, máu tươi ở không trung phun, yêu thú thi thể rơi trên mặt đất thượng. Chỉ là một ít cấp thấp yêu vật mà thôi, chớ sợ." Tướng sĩ hét lớn một tiếng. Thấy tướng sĩ như thế dứt khoát liền chém giết một con yêu thú, nơi này hoảng loạn đám người khôi phục một ít bình tĩnh. Trương Huyền nhìn lướt qua lâm vào rối loạn đường phố, quay đầu liền chiều sau hẻm đi đến. Sau hẻm giữa cũng tràn ngập hoảng loạn đám người, gặp được ngoại giới truyền đến nguy hiểm, người theo bản năng phản ứng là sẽ tìm một ít tương đối nhỏ hẹp địa phương trốn tránh lên. Trương Huyền đi vào đám người giữa những cái đó ở hoảng loạn chung nhằm phía người của hắn, đều sẽ bị một cổ vô hình lực lượng đẩy ra. Nơi này quá hoảng loạn, căn bản không ai sẽ chú ý tới điểm này. Trương Huyền đi vào đường tắt cuối, chiều phía sau nhìn thoáng qua sau, theo sau đẩy ra bên cạnh cửa phòng. Đây là một gian rách nát xài phòng, đường Trương Huyền vào cửa sau, lập tức đóng cửa lại. Xài phòng giữa, một đạo mập mạp thân ảnh đã chờ ở nơi này, đường nhìn đến Trương Huyền sau, khối này mập mạp thân ảnh lập tức thấu tiến lên đây ca, người rốt cuộc tới, bên ngoài quá dọa người. Toàn len khen vẻ mặt ủy khuất tiến đến Trương Huyền trước người. Trương Huyền theo bản năng lui về phía sau một bước, sợ này mập mạp làm ra cái gì biến. Thái hành động tới. Toàn len khen vẻ mặt u oán nhìn chầm chầm Trương Huyền, ca, ta như thế nào cảm giác người có điểm ghét bỏ ta. Người tự tin một chút, đem cảm giác xóa. Trương Huyền trợn trắng mắt, nói chính sự đi, sở ra hiện tại thế nào có hay không người ly kỳ mất tích, hoặc là nháo sự linh tinh. Không, toàn len keng lắc đầu, sở ra cùng trước kia giống nhau, chính là ăn càng ngày càng không hảo, ta gần nhất mấy ngày, đều không có ăn no, nhưng cho ta đói lả, ca, người dẫn ta đi ăn một đốn tốt đi. Liền ngươi đều ăn không đủ no, nhìn dáng vẻ, sở ra thật là khó khăn. Trương huyền trầm ngâm một phen, như vậy, người tiếp tục giúp ta nhìn chằm chằm sở ra, đến nỗi ăn đồ vật, Chờ từ này rời đi, ta mang người hảo hảo ăn một đốn. Trương Huyền nói xong, không đợi toàn len keng nói chuyện, liền trực tiếp rời đi. Toàn len keng vẫn luôn đãi ở sở ra, chính là Trương Huyền an bài. Rốt cuộc phương đông lục địa phân liệt việc này, bên trong liên lụy thật sự là quá nhiều. Trương Huyền muốn làm rõ ràng, vấn đề rốt cuộc là xuất hiện ở đâu một phương. Trương Huyền mới vừa đi ra phòng chất củi. Trương Lão Đệ, Trương Lão Đệ, vài tiếng hô to. Thôi Điền từ một bên đầy mặt nôn nóng chạy tới, Trương Lão đệ, ngươi nhưng hù chết lão ca ta, ta vừa được biết đã xảy ra chuyện, lập tức chạy tới, vừa rồi chưa thấy được ngươi, còn tưởng rằng ngươi ra cái gì ngoài ý muốn, thật là hù chết lão ca ta. Đa tả thôi lão ca quan tâm, Trương Huyền cũng lộ ra một bộ hoảng loạn bộ dáng, thôi lão ca, này làm sao bây giờ a? À? Bên trong thành đều rối loạn, yên tâm, Thôi Điền vẻ mặt tự tin nói, này thành loạn không được, hiện tại tới đều là một ít cấp thấp yêu vật, trừ bỏ sẽ phi, còn lại liền bên ngoài rãnh đều quá không tới. này Đông Phương Thành cũng không phải bãi xem, chẳng sợ những cái đó đại yêu tới, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. gần nhất một đoạn thời gian, còn tính an toàn, thành chủ đã an bài người đưa ra thư từ, thỉnh cầu còn lại sáu thành chi viện, này đó đều là bọn họ đại nhân vật sự, cùng chúng ta này đó tiểu nhân vật không có gì quan hệ. chúng ta a à, quá hảo tự mình là được, trường lão đệ người mấy ngày nay cũng đừng tới dám bảo các, cùng ca ca đi. Thôi Điền nói xong, mang theo Trương Huyền chiều đường tắt ngoại đi đến. Thôi Điền lần này cũng không có mang Trương Huyền trở lại chỗ ở, mà là đi tới một cái kho để hàng hóa chuyên trở. Trương Huyền nhìn đến, kho để hàng hóa chuyên trở chung quanh, có rất nhiều Thôi Điền người trông coi, hắn có thể đoán được, đây là kho lúa. Hiện tại yêu thú đã tập thành, vây thành liền ở trước mắt, lương đem trong tương lai trong khoảng thời gian này, trở nên đặc biệt quan trọng, người ở tuyệt vọng thời điểm chuyện gì đều có thể làm được đoạt lương gì đó một chút đều sẽ không làm người ngoài ý muốn lão đệ người kia hai cái nha hoàn ta cũng cho người cái đó thôi điền vỗ vỗ trương huyền bả vai liền thấy tiểu song cùng tiểu cử từ kho để hàng hóa chuyên trở nội đi ra hai nàng trên mặt còn đều mang theo kinh hoàng thần sắc thôi điền nhìn trương huyền liếc mắt một cái mở miệng nói lão đệ a à, lão ca đến nói nói ngươi này hai cái như hoa như ngọc cô nương ngươi không chạm vào liền thích đi thanh lâu tìm những cái đó tuổi đại, người cũng muốn nhấm nháp một chút tiểu cô nương tư vị, thực không tồi. Ha ha, mỗi người mỗi sở thích, các có điều ái. Trương Huyền ôm trầm tiểu song cùng tiểu cửu. Đông phương thành trên không, một con lại một con loài chim bay yêu thú bị chém giết, thi thể rớt vào trong thành, này đó yêu thú, bộ mặt dữ tợn, chẳng sợ đã chết, chỉ là tướng mạo, đều sẽ làm người cảm thấy vô cùng sợ hãi. Trên tường thành, phương Đông Lê đã thay một thân khôi giáp, eo đừng bội kiếm, nhìn nơi xa. Lúc này đây yêu thú số lượng, viễn siêu phía trước. Phương Đông Lê hít mắt, hắn có thể nhìn đến nơi xa kia trên sườn núi, đang ở chậm rãi mấp máy trăm mét cự mãng, cự mãng nhưng đem đỉnh núi quấn lên, liền giống như thần thoại giữa sắp muốn phi thăng hóa rồng yêu xà giống nhau, kia thật lớn tam giác trên đầu, màu đỏ tươi đôi mắt, tựa như đèn lồng màu đỏ giống nhau, chẳng sợ cách xa nhau xa như vậy, Phương Đông Lê đều có thể cảm nhận được trong đó sợ ẩn chứa tàn bạo đại nhân chúng ta vẫn luôn đều khó có thể lý giải này yêu thú vì sao sẽ đột nhiên vây thành một người phó tướng đứng ở phương đông lê bên cạnh phương đông lê cười một chút yêu thú vây thành đơn giản chính là hai cái mục đích đệ nhất chúng nó ở tìm một thứ gì đó rốt cuộc cường đại yêu vương cùng chúng ta giống nhau cụ bị linh trí cũng có thể sử dụng này đó yêu thú kia đệ nhị đâu phó tướng khó hiểu hỏi đệ nhị phương đông lê xoay người đi xuống tường thành vừa đi vừa nói liền cùng chúng ta nhân loại cày bừa vụ xuân thu hoạch vụ thu một đạo lý chúng nó đem này thành làm như là ra xúc phòng cách một đoạn thời gian liền tới kiếm ăn trên bầu trời đã không thấy yêu thú xoay quanh thân ảnh rơi xuống đất yêu thú thi thể cũng đều bị quan binh kéo đi hoảng loạn đám người cuối cùng khôi phục bình tĩnh rất nhiều tướng sĩ đi lên đường phố bắt đầu đối nơi tiến hành an bài lên yêu thú tập kích làm Đông Phương Thành nội những cái đó còn ôm có may mắn tâm lý người hoàn toàn minh bạch, chuyện này đều không phải là là có người ở nói giỡn. Có thể nhìn đến, Đông Phương Thành trên tường thành, lưu thủ binh sĩ càng nhiều, thả mỗi người đều làm tốt tùy thời chuẩn bị chiến đấu bộ dáng Ở yêu thú tập thành nửa ngày sau, Đông Phương Thành xuất hiện thực rõ ràng phe phái phân chia. Ở thân ẩn giới, có một bộ phận nhà thám hiểm là cùng yêu thú hợp tác. Đông Phương Thành vì tránh cho phía trước tiến vào Đông Phương Thành người nội có lẫn vào yêu thú nội gian, cho nên đem Đông Phương Thành hóa thành hai cái khu vực. Thành chủ phủ tọa lạc với Đông Phương Thành nhất trung tâm, lấy thành chủ phủ vì nguyên điểm, hướng ra phía ngoài khuếch tán 3.000 mễ bán kính viên, tạm thời bị xưng là nội thành, địa phương còn lại, tắc bị xưng là ngoại thành. Phi Đông Phương Thành thường trú dân cư, không được tiến vào nội thành. Mà nội thành không gian, chỉ có như vậy lớn một chút, cho nên, có quyền có tiền người liền trụ tiến nội thành không có tiền không quyền cho dù là thường chú dân cũng đều bên ngoài thành ở nội thành ngoại có tuần tra binh lính không ngừng qua lại tuần tra bảo đảm nội thành sẽ không xuất hiện vấn đề mà phương đông lê cũng là ra lệnh một tiếng sở hữu hiện tại trong tay có lương lão bản cộng đồng đi trước thành chủ phủ thương nghị chuyện quan trọng mỗi người đều minh bạch phương đông lê đây là muốn chinh lương nội thành giữa trụ đều là có quyền thế người thanh lâu liền ở phân chia ở bên trong thành giữa, đừng nhìn hiện tại ngoại thành, mỗi người ngủ ở đường cái, khốn cùng điểm liền đốn cơm no đều ăn không nổi, nhưng thanh lâu giữa, như cũ náo nhiệt phi phàm, trên bàn rượu ngon món ngon, các thực khách không ngừng nâng chén, tiếng cười một mảnh, này phúc cảnh tượng, hoàn toàn nhìn không ra có yêu thú vây thành dấu hiệu. Thành chủ phủ nội đèn đuốc sáng trưng, thôi điền cũng đi vào thành chủ phủ nội. Sở ra, vừa vặn ở đông phương thành vẽ ra nội thành bên cạnh, một đội tuần tra binh lính từ sở gia tường viện cùng nội thành giới tuyến chi gian đi qua chứng minh sở ra tình cảnh hiện tại sở gia chúng cao tầng cũng ngồi ở hội nghị trong phòng này phương đông lê chính là cố ý cho chúng ta khó coi gia chủ hắn hiện tại triệu tập sở hữu chuyên lương người đây là không nghĩ cho chúng ta sở gia lưu một chút cơ hội phương đông lê làm có chút qua gia chủ đến ngẫm lại biện pháp gần nhất hai ngày một ngày tam cơm tất cả đều là cháo loãng, đại gia tu luyện đều hữu khí vô lực, lại như vậy đi xuống, chỉ sợ muốn xảy ra chuyện A. Sở ra cao tầng nhóm, một người một câu, toàn là một ít mặt trái tin tức. Sở Cát Thịnh ngồi ở chủ tỏa thượng, trong mày, sở ra tình huống hiện tại như thế nào, hắn trong lòng nhất rõ ràng bất quá. Gia chủ, hiện tại ngoại thành phá lệ loạn, chúng ta nếu tiếp tục đãi bên ngoài thành, sẽ làm sở ra dần dần lưu lạc vì đông phương thành nhị đẳng gia tộc, chúng ta phải nghĩ biện pháp tiến vào nội thành a đang lúc sở ra cao tầng một người một câu thời điểm đại sảnh ngoại đột nhiên vang lên một đạo nôn nóng tiếng động gia chủ không hảo có người cường sấm đại viện thanh âm này vừa ra sở ra trong đại sảnh mọi người tất cả đều thay đổi sắc mặt cường sấm sở ra đại viện sớm nhất sở ra còn ở đông phương thành khi tuy rằng thành chủ vì đông phương ra người nhưng đông phương ra cùng sở ra có thể nói là chân vạc mà đứng ai đều không kém ai, từ trước sở ra người đi ra ngoài, ai nhìn thấy, kia không đều đến cung cung kính kính, nhưng hiện tại, thế nhưng đều có người dám sấm sở ra đại viện. Sở Cát Thịnh bỗng nhiên đứng dậy, đi, đi xem, ai to gan như vậy. Đường Sở Cát Thịnh mang theo sở ra mọi người tới đến tiền viện khi, nhìn đến sở ra đại viện môn đã bị người phá khai rồi, hướng sở ra trong đại viện hướng, không phải phương nào thế lực, mà là những cái đó ở đông phương thành liền chỗ ở đều không có dân chạy nạn một người sở ra cao tầng quát to các ngươi đang làm gì khi chúng ta sở ra là địa phương nào là các ngươi tưởng sấm liền sấm sở cắt thịnh người muốn vẫn là cá nhân hôm nay khiến cho chúng ta đi vào lúc trước ngươi sở ra cấu kết yêu thú mưu hại đông phương thành thiếu thành chủ chúng ta đều là ngươi sở ra nhất phái các ngươi suốt đêm chạy trốn căn bản là không bận tâm chúng ta các ngươi sở ra khen ngược vừa đi nhiều năm ở bên ngoài hô mưa gọi gió mà chúng ta đâu bởi vì bị các ngươi liên lụy bị đông phương thành chủ bài xích sở hữu gia sản đều bị đông phương thành tịch thu đây đều là các ngươi sở ra làm hại không tồi chúng ta thậm chí liên thành nội đều vào không được nếu không có lần này yêu thú đột kích chúng ta còn tại dã ngoại ở thảo phòng các ngươi sở ra nhưng thật ra có thể a à, vẻ vang trở về đông phương thành ở nguyên lai nhà cửa ta nói cho ngươi sở cắt thịnh chúng ta chính là đứng sai đội mới rơi vào như vậy kết cục hiện tại ở tại các ngươi sở ra làm sao vậy? Nếu không phải các ngươi, chúng ta có thể liền cái nơi đều không có. Chính là, ngoài cửa phòng, tình cảm quần chúng xúc động, liếc mắt một cái nhìn lại, hơn một ngàn người có thể ở cường sấm sở ra. Sở ra cơ nghiệp khổng lồ, có thượng vạn thành viên, tuy rằng nhân số thượng có thể nghiền áp này hơn một ngàn người, trên thực lực cũng căn bản là không sợ, nhưng những người này trong miệng nói, làm sở cát thịnh, căn bản là vô pháp đối bọn họ động võ, một khi hôm nay động thủ, như vậy sở ra, rốt cuộc đừng nghĩ từ Đông Phương Thành đứng lên, cũng không cần lại nghĩ đi theo Đông Phương ra chống lại. Sở Cát Thịnh trầm ngâm một phen, đơn giản bàn tay vung lên, làm người đều vào đi, cấp an bài chỗ ở. Sở ra tên kia cao tầng lập tức cả kinh, vội nói, gia chủ, chúng ta sở ra hiện tại đã tự thân khó bảo toàn, lại tiếp nhận hắn. Tên này cao tầng lời nói còn chưa nói xong, liền bị sở Cát Thịnh đánh gãy, làm cho bọn họ vào đi, đều là chúng ta sở ra lão bằng hiếu. Sở cát thịnh, tính ngươi vẫn là cá nhân. Lương tâm còn không có hoàn toàn mất đi. Ngoài cửa người hùng hùng hổ hổ. Sở ra canh dư ở cửa người, không cam lòng thối lui đến hai sườn, nhìn những người này xông vào sở ra đại viện giữa. Sở cát thịnh phất phất tay, đi an bài một chút đi, tận lực làm mỗi người đều có chỗ ở, địa phương không đủ, khiến cho nhà mình người tế một tế. Này! sở ra tên kia cao tầng nhìn nhìn ùa vào tới một ngàn nhiều hào người, lại nhìn nhìn sở cát thịnh, cuối cùng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đi an bài. Sở ra là đại, nhưng hiện tại, sở ra cũng tới rồi dầu hết đèn tắt nông nỗi, nếu là trước kia sở ra, đừng nói tiếp nhận một ngàn nhiều người, chính là năm nghìn người, sở ra cũng có cái này tự tin, thậm chí còn ước gì những người này lại đây, bọn họ sở ra hảo cấp chút chỗ tốt, phước cành ô lưu, nhưng hiện tại, đối với sở ra mà nói, này một ngàn người, đã là cực hạn. Một đêm qua đi, nội thành có tin tức truyền đến, nói các đại lão bản ở thành chủ phủ, cùng đông phương thành chủ đàm phán một đêm, nhưng nói chính là cái gì nội dung, ai cũng không biết. Sở ra đại viện, sáng sớm, sở ra người liền bắt đầu ở trong viện phân lương, hai đại nổi cháo loáng, chính là sở ra mọi người bữa sáng, liền một khối bạch diện màn thầu đều không có. Hôm nay như thế nào ít như vậy a à? một người sở ra thành viên, nhìn trong tay nửa chén cháo loãng bất mãn lẩm bẩm này nửa chén giữa, còn tất cả đều là thủy, gạo không có nhiều ít. Không có biện pháp, gia chủ tối hôm qua tiếp thu một ngàn nhiều người. Phân lương người cũng toàn là bất đắc dĩ, sáng nay lại tới nữa 500 nhiều người, về sau này thức ăn, chỉ có thể xúc co rụt lại. Cơm đều ăn không đủ no, còn thu người đâu. Không có biện pháp, những người này, trước kia đều là đứng ở gia chủ bên này. Kia thì thế nào, nếu Trương Ước Thanh ở, chúng ta tuyệt đối sẽ không rơi vào hiện tại kết cục này. Trương Ước Thanh cùng thời hy đi ra ngoài một lần liền có chuyện, còn nói người Trương Ước Thanh là Đông Phương Thành người, kia dám bảo các cùng Đông Phương Thành có một chút quan hệ sao. Chính là cái thợ săn tiền thưởng, ta hoài nghi lúc này hy, chính là đem Trương Ước Thanh cấp bán. Sở ra người bất mãn cảm xúc đã đi lên, ở bọn họ liền bụng đều điền không no thời điểm, còn có thể nghe được Trương Ước Thanh mỗi ngày hốt bạc tin tức, tức khắc liền đem lòng tràn đầy oán khí, đều do đến lúc đó hy trên người, nhân tính chính là như vậy. Hư, nói nhỏ thôi, phải bị người nghe được nhưng không tốt. Nói chuyện người nọ theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy không ai chú ý tới chính mình, thở phào một hơi, theo sau cũng không hề nói thêm cái gì. Từ sở ra hôm nay phân bữa sáng, cũng đã có thể nhìn ra, sở ra quá có bao nhiêu túng quẫn. Sáng sớm, Trương Huyền duỗi thân lười eo, từ trong phòng đi ra, bởi vì yêu thú đột kích quan hệ, dám bảo các cũng không khai trương, đối với Trương Huyền mà nói, hắn nghìn bài một điệu ban ngày sinh hoạt cũng có thể được đến chút thay đổi. Đây là Trương Huyền quang minh chính đại, hảo hảo đánh giá tòa thành này. Trương Huyền trụ địa phương, là ở vào nội thành, mới ra nội thành đường danh giới, Trương Huyền liền nhìn đến kia trên đường phố ngủ mãn người một màn. Đại nhân, cầu xin ngài, cấp một chút đi, đại nhân. Có một người năm sáu tuổi hài đồng, ôm Trương Huyền cẳng chân, đôi mắt giữa tràn ngập cầu xin. Trương Huyền cầm y hoa phục, cùng bên ngoài này đó quần áo tả tơi, cơm ăn không đủ no, rác không chỗ ngủ người, hình thành tiên minh đối lập. Đại nhân, cầu xin ngài, cứu cứu ta hài tử đi, hắn đã hai ngày không có ăn cái gì. Một người hơn 30 tuổi phụ nữ, quỳ gối Trương Huyền trước mặt, không ngừng dập đầu, phụ nữ trên tay nứt đều là khẩu tử, môi khô nứt, sắc mặt trắng bệch, trên trán mạo mồ hôi, có thể nhìn ra, nàng đã phi thường hư nhược rồi. Trương Huyền nhìn đến này hai mẹ con, bừng tỉnh gian, giống như lại đến rất nhiều năm trước cái kia mùa đông, chính mình mẫu thân, cũng là như vậy đau khổ cầu xin, chỉ nghĩ muốn một ngụm cơm ăn, như vậy nhật tử tuy rằng khổ, nhưng trong lòng, luôn là ấm áp à. Trương Huyền thở dài, đem bàn tay đến túi áo nội, bắt một phen đồng vàng, vừa muốn lấy ra, lại nghĩ nghĩ, đem đại bộ phận đồng vàng buông ra, chỉ để lại một quả, theo sau lấy ra, ném cho trước mặt phụ nữ phụ nữ nhìn này kim quang lấp lánh đồng vàng, trong lúc nhất thời có chút sững sờ, nhưng thật ra bên cạnh tiểu nam hài, vội vàng nhặt lên này cái đồng vàng, không ngừng hướng Trương Huyền dập đầu. Cảm ơn đại nhân, cảm ơn đại nhân. Trương Huyền khóe miệng hơi hơi liệt khai, năm đó, mẫu thân nhìn đến thanh hạm truyền đạt áo bông cùng kia tờ giấy tệ, cũng là lăng ở nơi đó, đồng dạng cũng là làm hài đồng chính mình, xông lên đi lấy qua áo bông cùng tiền. Trương Huyền không có cho bọn hắn quá nhiều, hắn rõ ràng, cấp nhiều, đó là hại đôi mẹ con này hai. Trương Huyền xoa xoa này hài đồng đầu, lớn lên về sau, phải hảo hảo đối với người mụ mụ, biết không? Tình thương của mẹ là trên thế giới, vĩ đại nhất. Ân, Nam Hải gật đầu, ta sau khi lớn lên, nhất định sẽ trở thành cường giả. Ta tin tưởng ngươi sẽ. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, theo sau xoay người. Trương Huyền không nghĩ lại đi ngoại thành, hắn biết, ngoại thành giữa, có rất nhiều như vậy mẫu tử, thậm chí so với bọn hắn còn muốn thê thảm đều có, Trương Huyền không nghĩ nhìn đến, hắn thơ ấu, chính là như vậy lại đây. Ngoại thành, một mảnh thê thảm. Lại xem nội thành, mỗi người sinh hoạt, cùng thường lui tới không việc gì, hàng đêm sinh ca, hào môn thịnh yến. Cửa son rượu thịt thúi, ngoài đường xác chết đói. Chỗ sâu trong ngoại thành giữa, có thể rõ ràng cảm nhận được, lần này yêu thú vây thành, đối toàn bộ đông phương thành tạo thành đánh sâu vào, cùng với mọi người nội tâm giữa sợ hãi, nhưng ở bên trong thành, hoàn toàn cảm thụ không đến này đó, chuân lương người, đang chuẩn bị, đem này đó lương, bán một cái càng cao giá cả. Trương Huyền đi ở nội thành trên đường phố. Một đội quan binh hướng Trương Huyền đi tới. Yêu thú lập tức đột kích, mau chóng trở lại chính mình nơi đi. Có quan binh chuyên môn hộ tống Trương Huyền, trở lại chỗ ở. Trương Huyền vừa mới vào nhà, nghe nói viện ngoại có hét lớn vang lên yêu thú tới, chuẩn bị phòng ngự. Trên bầu trời, lại xuất hiện loài chim bay yêu thú đột kích. Hôm nay yêu thú tập kích, sau ngày hôm qua còn muốn mãnh liệt, vô số loài chim bay yêu thú xoay quanh không chung, phát động lao xuống công kích, bị thủ thành vệ binh chém giết. Hôm nay yêu thú tập kích, ước chừng rằng có cả ngày, thẳng đến đang lúc hoàng hôn, mới có người nhàn rỗi ra tới, thu thập trên đường phố tàn cục. Trương huyền ngày này, đều đãi ở trong phòng. Màn đêm buông xuống, Đêm qua ở thành chủ phủ đàm phán cả một đêm Thôi Điền, từ chính mình trong phòng đi ra, hai gã Mỹ phụ đi theo bên cạnh hắn, cho hắn sửa sang lại còn hỗn độn ở trên người quần áo. Thôi Điền đánh ngáp, phân phó nói, cái kia ai, các người mấy cái, đều cùng ta tới. Trương Huyền đi ra ngoài cửa, thôi lão ca, đã trễ thế này, làm cái gì đi. Phát lương bái, Thôi Điền đầy mặt khó chịu, ngày hôm qua thành chủ đem chúng ta trong tay có lương, toàn gọi vào thành chủ phủ đi cho phép một đống chỗ tốt liền muốn cho chúng ta đem lương lấy ra tới có hai cái không đồng ý tối hôm qua đã bị yêu thú cắn chết trương huyền minh bạch này cái gọi là bị yêu thú cắn chết là có ý tứ gì huynh đệ người muốn cảm thấy nhàm chán liền cùng ca ca đi ra ngoài đi dạo hiện tại mạng người không có lương đáng giá người muốn xem thượng cái nào cô nương một cân lương là có thể cho ngươi mua vào ổ chăn thôi điền nói hướng trương huyền nhướng mày đi xem đi Trương Huyền thở sâu. Phân lương địa phương, liền ở bên trong thành cùng ngoại thành giao giới tuyến. Ngoại thành người đã được đến đêm nay muốn phân lương tin tức, tất cả đều tễ đến này tới. Trương Huyền nhìn đến, có không ít quần áo phú quý thương nhân, đều thực thôi điền giống nhau, đầy mặt không tình nguyện chiều đường danh giới đi tới. Ở bọn họ phía sau, đều có vài tên thủ hạ, đẩy xe con, trên xe ném lương túi. Có quan binh phụ trách ở đường danh giới duy trì trật tự, sở ra người tế ở đám người giữa. Thời hy một thân màu trắng áo dài, có vẻ phá lệ xuất trần, bất quá hắn áo dài, ở xâm nhập đám người không đến một phút sau, liền biến thành áo hoa, các loại hắc thủ ấn ở thời hy quần áo thượng ấn ra các loại đồ án. Thời hy vẻ mặt chán ghét nhìn người chung quanh, trong miệng không ngừng quát, cút ngay. Các người này đó khất cái, lăn xa một chút. Người cao quý người đừng tới lãnh lương A. Cùng là chó nhà có tang, còn làm bộ làm tịch thời hy nói, lập tức đưa tới một số đông người bất mãn. Sở ra không riêng thời hy, trừ bỏ sở cắt thịnh cùng toàn len keng bên ngoài, còn lại người, tất cả đều ra tới lãnh lương. Gần tam vạn người đen nhìn nhịt một mảnh, tiếng ồn ào không dứt bên tai. Đường phân lương ngay từ đầu, cơ hồ mọi người, đều gần như điên cuồng hướng phía trước dũng đi, muốn nhiều lấy điểm lương. Trương Huyền nhìn trước mắt một màn, không cấm có chút bi ai, thế giới này, vô luận ở nơi nào, đều là cá lớn nuốt cá bé, thịnh thế dưới, tranh lệch không lớn, nhưng đến loạn thế, kẻ yếu, liền sống sót, đều là xa cầu. Này càng chắc chắn, Trương Huyền muốn trở thành trí cường giả quyết tâm. Trong đám người, thời hy tự giữ thân phận, khinh thường với cùng người khác tranh đoạt, chờ hắn không nhanh không chậm đi vào phân lương chỗ thời điểm, hôm nay lương, đã phân xong rồi. Không có không có, phân lương người giống như đuổi đuổi đi rồi bỏ giống nhau. Không có, Thời hy nhìn thoáng qua đã giống tuyết lương túi, hắn đột nhiên thấy được đứng ở cách đó không xa Trương Huyền, thời hy tức khắc tâm sinh ý tưởng, hét lớn một tiếng, Trương ức thanh. Còn lương, thời hy một tiếng giống to, thanh âm này thông qua khí truyền bá mà ra, chấn đến một ít tu vi kẻ yếu màng tai sinh đau. Đông đảo ánh mắt chiều thời hy nơi địa phương xem ra. Thời hy nhìn cách đó không xa Trương Huyền, lại lần nữa quát, Trương ức thanh, người thiếu chúng ta sở ra lương, cũng nên còn đi. Thời hy, người hắn sao có ý tứ gì? Liền ở trương huyền bên cạnh thôi điền chửi ầm lên một tiếng, tuy rằng sở ra người đông thế mạch, nhưng thôi điền trong tay có lương, thả hiện tại có thành chủ phủ làm hậu thuẫn, thôi điền căn bản là không sợ sở ra. Ta có ý tứ gì? Thời hy hừ lạnh một tiếng, này họ trương, lúc trước ở chúng ta sở ra, nhưng không ăn ít chúng ta sở ra đồ vật, dựa theo thị trường tới tính, hắn nơi ta sở ra ăn dùng, ít nhất đỉnh 2.000 cân lương thực, thời hy mở ra bàn tay, so ra một cái nhị thủ thế tới. Sở ra đại viện nội. Sở Cát Thịnh tuy rằng không có tiến đến lãnh lương, nhưng hắn tâm tư, nhưng vẫn luôn đều đặt ở này lãnh lương sự thượng. Sở Cát Thịnh đôi tay lưng đeo ở sau người, qua lại ở sở ra đại viện nội dạo bước, thỉnh thoảng chiều đại viện ngoài cửa xem một cái, muốn biết lãnh lương kết quả. Sư phụ, sư phụ, một đạo tràn ngập kinh hỉ thanh âm vang lên. Sở Cát Thịnh vội vàng xoay người nhìn lại, liền thấy Vương Giản một bước nhanh chiều đại viện chạy tới. Vương Giản một đều không phải là là Sở Cát Thịnh thân truyền đệ tử, hắn chỉ là tiến sở ra tiến sớm, bao gồm Vương Giản một ngày thường cũng là đối nhân tâm thiện, là cái tốt bụng, cho nên mỗi người đều kêu hắn một tiếng Vương sư huynh, bất quá, Vương Giản một thiên phú thực bình thường, cho nên ở sở ra, cũng không có cái gì địa vị đáng nói. Sở Cát Thịnh thấy Vương Giản một hai tay chống chân chạy tới, lập tức ra tiếng hỏi, "Lãnh lương đâu?" Vương giản một chạy đến sở cát thịnh trước mặt, thở hồn hển hai khẩu khí thô, lấy hắn mới vừa vào ngưng khí tu vi, đều biểu hiện như vậy bộ dáng, đủ để thấy hắn này trên đường có bao nhiêu nôn nóng. Vương giản lay động đầu, sư phụ, người nọ quá nhiều, hôm nay phân lương rất khó lãnh thưởng, chúng ta sở ra, có hơn phân nửa người cũng chưa lãnh thưởng lương, chỉ có một thiếu bộ phận lãnh thưởng, mỗi người cũng liền một cân lượng. Sở cát thịnh mày nhân lại, Vương giản một ha ha cười, sư phụ, người đừng có gấp a tuy rằng lương lãnh không thượng nhưng là có chuyện tốt ra à. chuyện tốt cái gì chuyện tốt sở cát thịnh khó hiểu là trương huynh đệ vương giản một cũng không bán cái nút trương huynh đệ vừa rồi tìm được rồi ta hắn nói hắn sơ tới lúc này cảm tạ chúng ta sở ra một cơm tri ân cho nên riêng đưa chúng ta sở ra một vạn cân gạo xem như báo đáp chúng ta sở ra ân tình một vạn cân sở cát thịnh trong lòng giật mình trên mặt cũng phát ra ra kinh hỉ thần sắc người không nghe lầm là một vạn cân không sai tuyệt đối không sai vương giản một thực khẳng định gật đầu bất quá sở các thịnh mày thực mau lại nhíu lại này trương ức thanh nói chính là thật sự sao chúng ta sở ra cùng hắn kỳ thật cũng không có quá lớn ân tình hiện tại cái này tình huống một vạn cân mễ kia cũng không phải là một cái số lượng nhỏ a à. sư phụ ta cho rằng trương huynh đệ không lý do gạt ta vương giản một đạo hắn mới vừa cho ta nói làm chúng ta an bài người đi kéo mễ ta liền chạy nhanh trở về tìm ngươi, sư phụ, không bằng chúng ta đem trương huynh đệ kêu trở về đi, ta cảm thấy lúc trước thời hy sư đệ có thể là có chút hiểu lầm, trương huynh đệ không có khả năng là đông phương thành an bài, hơn nữa, hắn hiện tại cũng không đi đông phương thành A, mà là cùng một cái thợ săn tiền thường ở bên nhau. Sở Cát Thịnh trong lòng có khổ, lại nói không ra, hắn chỉ có thể nói, việc này mặt sau rồi nói sau, đi trước mau đem người đều kêu trở về, xe đẩy đi kéo mế sở cát thịnh trong lòng là có chút lo lắng vương giản một không biết trương ước thanh vì sao rời đi sở ra nhưng sở cát thịnh lại rất rõ ràng trương ước thanh là bị chính mình kia đồ đệ thời hy cấp từ bỏ a hiện giờ trương ước thanh nói phải cho lương là thật cấp vẫn là nhục nhã sở ra bất quá hiện tại cho dù là muốn nhục nhã sở ra sở cát thịnh cũng phải nhường người qua đi thử một lần một vạn cân mê a đối với hiện tại sở ra tới nói chẳng sợ làm người mỗi ngày hướng no rồi ăn kia đều có thể ăn 4 năm ngày tuyệt đối là đưa than ngày tuyết. Vương giản vừa được đến sở các thịnh mệnh lệnh, lập tức bay nhanh đi gọi người. Ta và ngươi cùng đi, sở các thịnh cắn răng một cái, cùng vương giản nhất nhất khởi xuất phát. Hai người thực mau liền liên hệ tới rồi mấy chục cái sở ra thành viên, vương giản một thực hưng phấn nói cho bọn họ muốn đi kéo một vạn cân lương thực sự. Này Trương ức thanh thật sự cho chúng ta một vạn cân lương thực. Không thể nào, một vạn cân lương thực a à này trương ước thanh làm gì hào phóng như vậy báo đáp chúng ta sở ra một cơm tri ân người quản trương ước thanh làm gì hào phóng như vậy đâu nhân gia chịu cấp đó chính là giúp chúng ta sở ra đúng 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 này trương ước thanh là người tốt a à? sở ra mọi người nghe được vương giản vừa nói ra tin tức sau phản ứng các có bất đồng bất quá cuối cùng còn đều là đang nói trương ước thanh lời hay trương huyền cấp sở ra lương thực đều không phải là thật là hắn theo như lời muốn báo một cơm tri ân. Sở ra, thuộc về phương đông lục địa giáo chủ một mạch, trương huyền kế thừa phương đông lục địa giáo chủ chi vị, này sở ra, có thể nói là hắn tại đây thần ẩn giới trực hệ, hiện tại sở ra gặp nạn, hắn xem ở trong mắt, không có khả năng chẳng quan tâm, hơn nữa, trương huyền trong lòng cũng thực minh bạch, là có người cố ý muốn phân liệt phương đông lục địa thế lực, nếu sở ra bị buộc đến tuyệt cảnh, tuyệt đối sẽ làm ra cái gì xúc động cử chỉ, đến lúc đó, giấu ở âm thầm người nọ, phân liệt phương đông lục địa thế lực mục đích. Vậy thật sự đạt tới, Trương Huyền phải làm, là bảo đảm này trung gian cân bằng. Sở ra một hàng mấy chục người, đẩy xe, cao hứng phấn chấn chiều phân lương địa phương đi đến. Mọi người chính chiều kia đi, liền nghe phía trước vang lên một trận tiếng hoan hô cùng với tiếng ca ngợi. Thời hy sư huynh, người cũng quá lợi hại đi. Chính là, chúng ta vào tới phía trước đi, đều tranh phá đầu, mới lãnh đến như vậy điểm lương thực, người chỉ là nói một câu, liền kéo mấy xe trở về. Thời hy sư huynh, vẫn là người có biện pháp A. À? Sở cát thịnh mọi người, ngành diện nhìn đến thời hy mặt khác một đám sở ra người chiều bọn họ này đi tới, những người này còn đẩy mấy chiếc xe, trên xe đều phóng lương thực. Thấy như vậy một màn, sở cát thịnh đám người trong lòng đại hỉ, vội vàng chạy qua đi, nhìn kia một xe xe lương thực, sở cát thịnh nước mắt đều mau chảy ra, gần nhất một đoạn thời gian, sở ra thật là quá khó khăn, một vạn cân lương thực cũng đủ bọn họ sở ra vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn. Sở ra bản thân còn có một ít lương thực dư, chỉ cần chịu đựng mấy ngày nay, liền hết thảy đều đi qua, yêu thú vây thành, sẽ không liên tục quá dài thời gian. Thời hy sư đệ, người này đó lương thực, từ đâu ra? Vương giản liên tiếp vội hỏi một tiếng. Đương nhiên là từ trương ức thanh kia lấy, thời hy vẻ mặt tự hào nói. Vương giản vừa nghe đến lời này, lộ ra vẻ mặt ý cười, xoay người hướng sở cát thịnh nói, sư phụ, thế nào, ta nói không tồi đi, trương huynh đệ hắn tuyệt đối không phải vong ân phụ nghĩa người, chúng ta nhưng đến cảm ơn trương huynh đệ A. Sở cát thịnh nhận đồng gật gật đầu. Vương sư huynh, người lời này nói nhưng không đúng, lần này có thể lấy về nhiều như vậy lương, kia nhưng đều là thời hi sư huynh công lao, cùng kia trương ức thanh có quan hệ gì. Một người đi theo thời hy phía sau người, bất mãn nói như thế nào liền cùng trương huynh đệ không quan hệ? Vương giản một phản hỏi. Cùng hắn có quan hệ gì? Thời hy phía sau người ra tiếng, này đó lương thực, kia đều là thời hy sư huynh bằng vào năng lực của hắn, từ trương ức thanh kia muốn tới. Sở Cát Thịnh đột nhiên sinh ra một cổ dự cảm bất hảo, ra tiếng hỏi, các người từ trương ức thanh kia, cầm nhiều ít cân lương thực. Thời hy đầy mặt kiêu ngạo, vươn hai ngón tay. Sư phụ, thời hy sư huynh từ trương ức thanh kia, cầm hai ngàn cân. Thời hy phía sau người nọ vẻ mặt hưng phấn nói, sư phụ, thời hy sư huynh, thật là chúng ta sở ra đại công thần A. Sư phụ, người cũng chưa thấy cái kia trương ức thanh vừa mới biểu tình. Lại có người mở miệng, lúc ấy hy sư huynh hỏi hắn muốn lương thời điểm, trương ức thanh kia miệng trương, đều có thể trực tiếp tác tiếp theo cái chứng ngỗng. Giống như nghe được cái gì không thể tưởng tượng sự giống nhau đâu. Sư phụ người cũng chưa nhìn đến kia một màn, quá xuất sắc, thời hy sư huynh nói mấy câu liền đem kia trương ức thanh nói á khẩu không trả lời được, ngoan ngoãn lấy ra hai ngàn kim lương thực. Kia trương ức thanh còn sĩ diện thực, cho lương lúc sau, còn nói cái gì từ đây lại không nợ chúng ta sở ra, giống như chúng ta sở ra thực yêu cầu hắn giống nhau. Đúng vậy, thật là quá có ý tứ. Thời hy sư huynh, người cũng quá tuyệt vời. Đi theo thời hy phía sau người, khen tặng thanh không ngừng. Thời hy trên mặt, cũng lộ ra đắc ý thần sắc, một bộ chuẩn bị chịu công hành thưởng bộ dáng, bọn họ hoàn toàn không có chú ý tới. Sở Cát Thịnh sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi. Sở Cát Thịnh thân thể ở run nhẹ nhẹ, này chứng minh hắn hiện tại nội tâm giữa rốt cuộc có bao nhiêu phẫn nộ. Nguyên bản một vạn cân lương thực a đã có thể bởi vì thời hi biến thành hai ngàn cân. Đây là cái gì khái niệm? Nguyên bản đủ Sở Cát Thịnh cho rằng, sở ra mấy ngày nay cửa ải khó khăn, xem như vượt qua, đã có thể bởi vì thời hi này vượt qua cửa ải khó khăn phương pháp, hoàn toàn không có. Hơn nữa, Trương Ước Thanh chính là một cái sẽ dám bảo chuyên gia, chờ này yêu thú vây thành qua đi, sở ra nếu là lại nỗ nỗ lực, không phải không có khả năng cùng Trương Ước Thanh một lần nữa giao hảo, nhưng thời hy ngạnh sinh sinh đem này ra mặt xé rách, từ nay về sau, sở ra lại khó cùng này nhắc lên quan hệ. Thời hy chờ sở các thịnh khen ngợi thanh, lại chậm chạp không có chờ tới, cái này làm cho thời hy không khỏi nghi hoặc chiều sở các thịnh nhìn lại, liếc mắt một cái, thời hy liền nhìn ra sở cát thịnh cảm xúc không thích hợp. sư phụ, ngài đây là? nhiệt xúc, sở cát thịnh bỗng nhiên huy động cánh tay, một cái tát chiều thời hy trên mặt chiều tới. sở cát thịnh lần này là thật sự nổi giận, này một cái tát, trực tiếp đem thời hy chiều phiên trên mặt đất. đi theo thời hy lại đây những người đó đều bị sở cát thịnh này đột nhiên phản ứng hoảng sợ, không rõ sao lại thế này. sư phụ, một người nữ đệ tử xông lên tiến đến nâng dậy bị sở cát thịnh triều phiên thời hy sư phụ thời hy sư huynh hắn rốt cuộc làm sai cái gì a à? chúng ta biết cái kia trương ức thanh hiện tại địa vị rất cao nhưng thời hy sư huynh cũng là vì chúng ta sở ra hảo mới đi đắc tội hắn a à. hôm nay lãnh lương có một đại bộ phận người đều lãnh không thường, có thể lãnh thượng mỗi người trong tay cũng chỉ có một cân lương căn bản là không đủ a à. thời hy sư huynh hắn là cho chúng ta sở ra mới như vậy Sở Cát Thịnh nhìn thời hy, khí cả người phát run, cuối cùng, lời nói đến bên miệng không có nói ra, vất tay áo quay người, chiều đi trở về. Một hàng sở ra người nhìn Sở Cát Thịnh bóng dáng, đều không rõ, Sở Cát Thịnh vì sao như vậy sinh ra lớn như vậy hỏa khí tới. Vương giản một sư huynh, sư phụ hắn rốt cuộc là, có người nhìn không được, nhìn về phía Vương giản một. Vương giản thở dài khẩu khí, lắc lắc đầu nói, phía trước Trương Ước Thanh đi tìm ta nói vì báo đáp chúng ta sở ra một cơm tri ân, nguyện ý đưa tặng chúng ta sở ra một vạn cân gạo, vượt qua lần này cửa ải khó khăn, nhưng hiện tại. Vương Giản vừa nói đến này, không có nói thêm gì nữa. Một khắc danh đi theo Vương Giản nhất nhất khởi xe đẩy sở ra người mở miệng, đúng vậy, chúng ta xe đều đã chuẩn bị tốt, muốn đi kéo lương, trên đường liền gặp các ngươi, nghe thế sự kiện. Những cái đó nguyên bản còn cao hứng phấn chấn sở ra người, nghe thế một tin tức, tất cả đều lăng tại chỗ, một vạn cân gạo, trương ước thanh tặng không. Một vạn cân, là ước chừng hiện tại năm lần. Phản ứng lại đây người, rốt cuộc minh bạch, sở cát thịnh vì sao sẽ như vậy đại tức giận. Bọn họ cũng nghĩ đến càng sâu một tầng vấn đề. Trương ước thanh nếu sẽ hiện tại ra tay giúp trợ sở ra, đó chính là nói sở ra có cùng trương ước thanh giao hảo khả năng A. Nhưng hiện tại, không riêng này gạo thiếu cầm 8.000 cân, còn hoàn toàn cùng trương ước thanh xé rách ra mặt. Khó trách, khó trách vừa mới Trương Ước Thanh nói, từ nay về sau, hắn không bao giờ thiếu sở ra. Thời Hy đi muốn lương hành vi, đã không phải tự cho là thông minh, làm điều thừa đơn giản như vậy. Nguyên bản những cái đó còn ở khen Thời Hy người, đều yên lặng ngậm miệng lại. Đem Thời Hy nâng lên nữ đệ tử, cũng yên lặng buông lỏng tay ra, lui về phía sau hai bước, hình như là muốn cùng Thời Hy kéo ra quan hệ giống nhau. Một chúng sở ra người, tất cả đều mặc không lên tiếng, nguyên bản giống như chiến lợi phẩm cùng vinh quang giống nhau bị kéo qua tới 2.000 cân lương thực, lúc này thoạt nhìn, là như vậy chói mắt. Đêm khuya, sở ra trong đại sảnh, mỗi người cảm xúc đều phi thường ngưng trọng. Bởi vì thời hy hôm nay làm trò như vậy nhiều người mặt, cùng Trương Huyền xé rách ra mặt quan hệ, làm sở ra ở lãnh lương lúc sau trong khoảng thời gian này, xuất hiện không ít phiền toái. Về giám bảo các giám định đại sư, danh khí đã vang vọng toàn bộ đông phương thành, hiện tại yêu thú vây thành, dám bảo các không khai, nhưng này không đại biểu, mỗi người liền không đem dám bảo các đương hồi sự, hoàn toàn tương phản, càng là tại đây loại khó xử thời khắc, này đó nhà thám hiểm nhóm, càng là có thể cảm nhận được một phen hảo binh khí, một kiện hảo hộ giáp tầm quan trọng, đó là có thể trực tiếp tăng lên thực lực, ở thời điểm mấu chốt có thể cứu mạng đồ vật. Có thể khẳng định, chờ lần này yêu thú vây thành sự tình sau khi chấm dứt, dám bảo các cửa bài người, sẽ càng nhiều, thậm chí chỉ bằng vào xếp hàng giao tiền, đều không nhất định có thể tìm đại sư cho chính mình xem một cái, kia chân bảo các đại sư, nếu không có nhất định thân phận, nhân ra đều không cho xem. Cho nên, lúc ấy khi ở như vậy nhiều người trước mặt cùng Trương Huyền xé rách ra mặt lúc sau, những cái đó muốn hướng Trương Huyền kỳ hảo nhà thám hiểm nhóm, liền tự phát tiến đến sở ra, tìm sở ra phiền toái. Đương nhiên, những người này cũng không sẽ cùng sở ra liều mạng vẫn là thế nào, bọn họ cách làm, chính là đem sở ra cô lập, hơn nữa nói ra một ít khó nghe nói. Nhưng cố tình, sở ra hiện tại sợ nhất, chính là thanh danh hư rớt. Lần này tiến vào Đông Phương Thành, sở ra đạt được còn lại hai đại thành chủ duy trì, là chuẩn bị dốc sức làm lại, cùng Đông Phương Thành một tranh cao thấp, nhưng hiện tại, không đợi bọn họ cùng Đông Phương Thành đi tranh, cũng đã có một đại bộ phận người, bất mãn hắn sở ra. Hơn nữa hiện tại lập trường đã thuyết minh, cùng sở ra Gia giao hảo, đó chính là cùng giám định đại sư không qua được một cái giám định đại sư là ở trên thực lực so bất quá sở ra, nhưng ở lực ảnh hưởng thượng, chút nào không kém gì sở ra loại này quái vật khổng lồ. chương 1263 sát tâm Sở ra trong đại sảnh, mỗi người sắc mặt đều không đẹp, hiện tại bên ngoài truyền đến những lời này đó, đối sở ra đều phi thường bất lợi, có thể tưởng tượng, lần này yêu thú vây thành sự kiện qua đi, sở ra muốn đi chiêu binh mãi mã, đều thực khó khăn. Gia chủ, hiện tại bên ngoài đều nói, Trương ức thanh cùng chúng ta sở ra như nước với lửa, cùng chúng ta sở ra giao hảo, liền không cần lại bước vào dám bảo các một bước. Tin tức này không biết là ai truyền ra tới, dù sao hiện tại truyền nơi nơi đều là, ta hoài nghi có Đông Phương thành người từ giữa làm khó dễ. Khẳng định là Đông Phương ra người làm việc này, bọn họ ước gì chúng ta sở ra bị cô lập đâu. Sư phụ, vương giản một mở miệng, nếu không ta lại đi tìm Trương ức thanh huynh đệ nói một câu đi này trung gian kỳ thật là có hiểu lầm. Không cần, sở cát thịnh lắc lắc đầu, sự tình cứ như vậy đi, từ giờ trở đi, sở ra giữa, ai đều không cần lại đi tìm trương ức thanh phiền toái, nếu như bị ta biết, ra pháp hầu hạ. Sở cát thịnh nói xong, đứng dậy, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, đi ra nghị sự đại sảnh. Sở ngưng đứng ở sở cát thịnh dưới thân vị trí, nhìn phụ thân bóng dáng, sở ngưng lắc lắc môi, như là làm nào đó quyết định giống nhau, cũng là đi ra phòng nghị sự. Đêm khuya, Đông Phương Thành tuần Cha binh ở thành trì nội qua lại xuyên qua, nếu như có cái gì hành động khác thường người, tuần Cha binh liền đề ra nghi vấn đều sẽ không làm, trực tiếp trước chảo như đại lão, đây là đặc thù thời kỳ, vì để ngừa có liên hợp yêu vương nhà thám hiểm đối Đông Phương Thành tiến hành thẩm thấu, hết thảy thủ đoạn đều là cần thiết. Ở bên trong thành cùng ngoại thành chỗ giao giới, Sở Ngưng thân xuyên màu trắng váy dài, nàng cố ý trang điểm trải chuốt một phen, kia điểm mỹ bộ dáng, dẫn tới không ít người ghé mắt sư muội một đạo thanh âm từ sở ngưng phía sau vang lên cấp sở ngưng hoảng sợ sở ngưng một cái giật mình quay đầu liền thấy thời hy đứng ở chính mình phía sau sở ngưng thấy rõ người tới mới thở phào một hơi thời hy sư huynh là người a à, làm ta sợ nhảy dựng sư muội người tới này làm chi thời hy chất vấn mở miệng sở ngưng mắt quang có chút né tránh không không làm gì a à. thời hy nhìn chằm chằm sở ngưng ngươi là tới tìm Trương Ước Thanh đúng không? Ngươi không cần gạt ta. Sở ngưng hít sâu một hơi, gật gật đầu, đúng vậy, ta tưởng cùng hắn đem lần trước sự nói rõ ràng, ta cùng Trương Đại ca tuy rằng tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng ta có thể nhìn ra tới, hắn người này, tâm địa không xấu, nếu không cũng không có khả năng sẽ ra tay giúp chúng ta. Thời hy hừ lạnh một tiếng, tìm hắn làm chi, chúng ta to như vậy một cái sở ra, chẳng lẽ còn sợ hắn một cái phế căn liền tính sẽ dám bảo lại như thế nào. Nếu là một cái người chết, chẳng sợ hắn có ngập trời bản lĩnh, cũng sốc không dậy nổi cái gì bọt sóng tới. Sở ngưng sắc mặt cả kinh, thời hy sư huynh, ngươi là muốn. Không tồi, thời hy trong mắt xuất hiện một mà tàn nhẫn chi sắc, chỉ cần hắn vừa chết, nhằm vào ta sở ra người, tự nhiên ngoan ngoãn an tĩnh lại. Thời hy sư huynh, ngươi như vậy. Sở ngưng vừa muốn nói cái gì, liền nghe một đạo thanh âm từ sau lưng vang lên. Sở Cô Nương, đêm khuya tìm tại hạ, không biết cái gọi là chuyện gì. Trương Huyền ăn mặc một thân màu đen trường bào, mang theo Tiểu Song cùng Tiểu Cửu hai nàng, từ trong thành phương hướng đi tới. Giờ phút này, ở đây năm người, ba người đứng nội thành giữa, hai người đứng ngoại thành, một đạo vô hình giới hạn, đưa bọn họ phân chia mở ra. Sở Ngưng đầu tiên là nhìn Trương Huyền bên cạnh hai nàng liếc mắt một cái, theo sau thấp giọng mở miệng, "Trương đại ca, ta tìm ngươi là tưởng cùng ngươi giải thích một chút." kỳ thật chúng ta sở ra, cũng không. Hảo sở cô nương, trương huyền duỗi tay, ngừng sở ngưng nói, sở cô nương, ta trương ức thanh hôm nay đã nói được rất rõ ràng, từ giờ trở đi, ta không hề thiếu các ngươi sở ra cái gì, có cái gì ân tình, ta đã toàn bộ trả hết. Trương đại ca, người nghe ta giải thích được không? Sở ngưng tiến lên một bước, chủ động duỗi tay, giữ chặt trương huyền ống tay áo, này phúc nhu nhược đáng thương bộ dáng, cơ hồ là cái nam nhân, đều sẽ không làm lơ rớt. Thời hy nhìn đến sở ngưng hướng Trương Huyền vươn tay nháy mắt, trong mắt đốn sinh thô bạo thần sắc, hắn nhìn mắt bốn phía, mới vừa còn không có tuần tra binh tồn tại, hắn bước chân vừa động, cả người chiều Trương Huyền bạo hướng mà đến. Họ Trương, nhận lấy cái chết. Thời hy trong mắt sát ý xuất hiện, hắn là hạ quyết tâm, mượn cơ hội này, muốn Trương Huyền mệnh. Thời hy không biết, hắn trong mắt sát chiêu, ở Trương Huyền trong mắt, bất quá chính là tiểu hài tử siếc, hắn bộc phát ra chính mình nhanh nhất tốc độ, nhưng ở trương huyền xem ra liền cùng chậm động tác không sai biệt lắm trương huyền khóe miệng gợi lên một nụ cười trong giây lát một đạo tiếng nổ mạnh ở trương huyền phía sau cách đó không xa vang lên này tiếng nổ mạnh mang theo một cổ thật lớn lực đánh vào nguyên bản chính hướng trương huyền đánh tới thời hy bởi vì này cổ lực đánh vào trực tiếp tung bay đi ra ngoài mà sở ngưng cũng đồng dạng bị này cổ lực đánh vào hung hăng đâm bay trương huyền phía sau dưới chân gạch Tứ tán băng phi, Trương Huyền bên cạnh hai nàng phát ra một tiếng thét chói tai, không chịu khống chế tung bay đi ra ngoài. Trương Huyền tay mắt lanh lẹ, giữ chặt hai nàng mới không làm nàng hai quăng ngã bay ra đi, nếu không bằng vào hai nàng tu vi, lần này khả năng muốn ra vấn đề. Tiếng nổ mạnh vang lên chung quanh, ngay cả phòng ốc đều tại đây lực đánh vào hạ trực tiếp sụp xuống. Yêu tập, tường thành phía trên truyền đến một tiếng giống to, ngay sau đó một trận minh kim tiếng vang lên này ý nghĩa thành chỉ có hiểm oanh một tiếng trọng vang trương huyền trơ mắt nhìn đến phương tây trên tường thành bị phá ra một cái thật lớn chỗ hồng cự thạch từ trên tường thành lăn xuống tạp đến trên mặt đất mang theo một trận tiếng thét chói tai kia xuất hiện chỗ hồng địa phương một viên màu đỏ tươi đôi mắt giống như ác ma chăm chú nhìn xuyên thấu qua tường thành đánh giá trong thành mặt hết thảy ở nhìn đến này viên màu đỏ tươi mắt to nháy mắt rất nhiều người đều sởn tóc gáy oanh lại là một đạo tiếng vang phương đông tường thành lại phá vô số yêu thú theo tường thành phá vỡ địa phương liền cùng con kiến ra huyệt giống nhau điên cuồng dũng mãnh vào đông phương thành nội trên bầu trời vô số loài chim bay yêu thú xoay quanh nhìn xa nơi xa một tôn thật lớn hắc ảnh như ẩn như hiện yêu thú thế nhưng ở đêm nay khởi xướng tổng tiến công oanh lại là một thanh âm vang lên toàn bộ cửa thành hoàn toàn phá rớt. Một con loài chim bay yêu thú ngậm khởi một người tường thành quân coi giữ, bay đến không trung giữa, ở rất nhiều người nhìn chăm chú hạ, này loài chim bay yêu thú, đem tên này quân coi giữ, hoàn toàn xé thành hai nửa. Giống, điếc tai thú tiếng hô vang lên, chừng 3 mét cao man nghiêu yêu thú đảm đương nổi lên tiên phong quân, xông vào phá vỡ cửa thành đệ nhất nháy mắt. Mà trương huyền nơi nội thành phương hướng, kia thật lớn tiếng nổ mạnh, cùng với sóng xung kích xuất hiện, chỉ là bởi vì một bóng hình, một cái có hình người, chiều dài sừng trâu, thân cao đạt tới 4 mét biến dị yêu vật, tại đây yêu vật trên người, nhưng tản ra một tầng nhàn nhạt khí mang, chứng minh, đây là một con ít nhất đã ngưng khí yêu. Sừng trâu yêu vật vặn vẹo cổ, như là lại làm nhiệt thân vận động giống nhau, hắn miệng phun nhân ngôn, phát ra cười lạnh tiếng động, ha ha, này đó là đại danh đỉnh đỉnh đông phương thành sao. Bất quá như vậy mà thôi sừng châu yêu thú thanh âm hồn hậu, hắn trong ánh mắt tràn ngập hung tàn, đương tầm mắt vừa chuyển, liền nhìn thẳng quang ngã ở cách đó không xa sở ngưng. chương 1264 địa ngục bộ dáng Sở ngưng bị vừa mới kia cổ mãnh liệt lực đánh vào ném đi, ngã trên mặt đất, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa vặn nhìn đến một khối cực đại thân ảnh chính nhìn chằm chằm chính mình, đối phương trên người truyền đến khủng bố hơi thở, làm sở ngưng cảm giác hai chân nhũn ra sừng châu yêu thú ánh mắt lộ ra thì huyết hung mang, hắn một bước liền bước ra 2 mét, lập tức hướng sở ngưng nơi phương hướng. Yêu thú trong tay lộ ra một đoàn màu vàng nhạt quang mang, chợt dơ lên cao hắn kia thô tráng cánh tay, có thể tưởng tượng, lấy hắn vừa mới sở tạo thành lực sát thương, chỉ cần cánh tay vung lên, sở ngưng tất nhiên, hương tiêu ngọc tổn. Sư muội đi, thời điểm mấu chốt, lúc trước đánh lén trương huyền không thành thời hi hét lớn một tiếng, thân hình nhanh chóng vọt đến sở ngưng bên cạnh, bế lên sở ngưng sau, lại nhanh chóng biến mất. Thời hy hai người vừa mới rời đi, sở ngưng vừa mới vị trí vị trí, liền phát sinh nổ mạnh, cường đại dòng khí đem đá xanh dọn gạch mặt đất khai một cái thật lớn khẩu tử. Sừng châu yêu thú bị mất mục tiêu, phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú, theo sau lại đem mục tiêu, phóng chuẩn khoảng cách hắn gần nhất trương huyền ba người. Đi, đương sừng châu yêu thú ánh mắt xem ra trong nháy mắt kia, tiểu song cùng tiểu cửu hai nàng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, hai chân nhũn ra. Trương huyền chặn ngang bế lên tiểu song cùng tiểu cửu, tốc độ bay nhanh chiều một bên chạy tới, hiện tại đói đến hai nàng, đại não trống rỗng, căn bản là phản ứng không kịp, nhà mình đại nhân vì sao đột nhiên có được nhanh như vậy tốc độ. Giống, liên tiếp hai lần mất đi mục tiêu, làm sừng châu yêu thú phá lệ phẫn nộ, hắn tuy rằng sẽ phun nhân ngôn, nhưng thú tính đã chiếm cứ hắn tuyệt đại bộ phận lý trí, hắn không ngừng phát ra giống giận. Giờ này khắc này, nội thành cũng không phải tuyệt đối an toàn địa phương, đương yêu thú phá vỡ cửa thành, toàn bộ đông phương thành đều đem lâm vào hỗn loạn giữa. Tiếng chém giết, khóc tiếng la không ngừng vang lên, mỗi người cảm thấy bất an. Sở ra đại viện, đại môn nhắm chặt, sở hữu sở ra thành viên, tất cả đều tụ tập ở trong viện, không chung yêu thú xoay quanh mà đến, liên tiếp bị chém xuống. Gia chủ, thành đã phá, yêu thú sát vào được, hiện tại đúng là lập uy hảo thời cơ, chúng ta sát đi ra ngoài đi. Một người sở ra người hét lớn. Hiện tại còn không phải thời điểm, sở cát thịnh ánh mắt ngưng trọng nhìn không chung giữa, yêu thú quá nhiều, đông phương ra còn ở ngủ đông, không có phái ra cao thủ, chúng ta hiện tại lao ra đi, tất nhiên sẽ bị yêu thú theo dõi, này sẽ làm chúng ta tổn thất thảm trọng, rốt cuộc vô pháp cùng đông phương ra tranh hùng. Sở ra viện ngoại, có người chụp đánh viện môn, truyền đến khóc tiếng la sở gia chủ, cứu ta a à, cứu. Ngoài cửa khóc tiếng là đột nhiên im bặt, mặc cho ai đều có thể nghĩ đến, bên ngoài đã xảy ra cái gì, mới có thể làm này khóc tiếng la ngừng. Máu tươi nhiễm hồng đông phương thành mặt đất, một người điên cuồng chạy trốn, đột nhiên dưới chân bị vướng, cúi đầu vừa thấy, là một khối thi thể, lại ngẩng đầu, một con yêu thú liền ngồi xổm trước mặt hắn, trong miệng ngậm một khối máu chảy đầm đìa thịt tươi. Cứu mạng, tiếng quát tháo vang vọng một mảnh, Ai cũng không nghĩ tới, yêu thú lại là như vậy đột nhiên liền xuất hiện, thậm chí liền đông phương thành quân coi giữ cũng chưa phát hiện, thành trì đã bị khai cái lỗ thủng ngoài thành kia 50m thâm rãnh, hiện tại cũng không ai có rảnh đi xem, yêu thú rốt cuộc là như thế nào lướt qua tới. Thành chủ phủ nội, vừa mới giải quyết giao lương thực phương Đông Lê, liền nhận được yêu thú phá thành tin tức. Thành chủ, động thủ đi, hiện tại mỗi nhiều chờ một lát, sẽ có vô số điều mạng người bị chết ha không động đẩy tay, Phương Đông Lê nghe thành chủ phủ ngoại chuyện tới hết hò, lắc đầu, sở ra người đã vào thành, bọn họ là đang đợi chúng ta động thủ, nếu chúng ta tiêu hao thật lớn, có Âu Thành cùng Nam Cực Thành làm trợ lực sở ra, tuyệt đối sẽ thay thế được chúng ta Đông Phương ra ở Đông Phương Thành vị trí, đừng quên, bọn họ sở ra, chính là cùng yêu thú cấu kết quá. Nhưng bên ngoài, nhẫn, Phương Đông Lê cắn răng, ta cố ý đem sở ra đặt ở ngoại thành, chính là muốn buộc bọn họ ra tay trước có đại yêu sắp vào thành, sở ra sẽ so với chúng ta trước nhịn không được. Bọn họ không động thủ, liền hoàn toàn chứng thực bọn họ cùng yêu thú cấu kết. Phương Đông Lê nhìn chằm chằm khẩn ngoài thành, kia một tôn trong bóng đêm như ẩn như hiện cự ảnh, tản ra cường đại cảm giác áp bách. Đông Phương thành nội thành trong phạm vi, hàng không xuống dưới không ít cường đại yêu thú, này đó yêu thú, cũng cụ bị trí tuệ, nếu không cũng sẽ không nửa đêm đột nhiên phá thành, đánh Đông Phương thành một cái trở tay không kịp. Trước hai ngày bị chém xuống loài chim bay yêu thú, bất quá là đảm nhiệm trinh sát binh nhân vật, yêu thú có kế hoạch đáp xuống ở Đông Phương thành nội, tiến hành tập kích cùng phá hư. Tuy rằng ngoại thành so nội thành muốn có vẻ hỗn loạn, nhưng tương đối mà nói, ngoại thành còn càng an toàn một ít, tuy rằng yêu thú số lượng đông đảo, nhưng thực lực là vô pháp cùng nội thành so sánh với. Nội thành giữa yêu thú, mỗi một cái đều là đại boss cấp bậc. Trương Huyền mang theo tiểu Song cùng tiểu Cửu hai nàng chạy đến ngoại thành một cái đường tắt chung núp vào, này đường tắt tương đối an tĩnh, làm dọa phá gan hai nàng thật vất vả mới bằng phẳng xuống dưới. Tiểu song hoa dung thất sắc, thân hình rúc vào trương huyền trong lòng ngực, không ngừng phát ra run rẩy ngay cả nói chuyện đều không nhanh nhẹn, đại. Đại nhân, thành phá, làm sao bây giờ a à, ta, chúng ta có thể hay không chết a à? Không có việc gì, trương huyền khẽ lắc đầu, thành chủ phủ cùng sở ra đều có cao thủ, thực mau là có thể giải quyết, yên tâm đi tiểu cửu biểu hiện còn tính chấn định, nàng dùng sức nuốt một ngụm nước bọt, đại nhân, nơi này không an toàn, ta biết một cái hầm, chúng ta đi hầm cất giấu đi, liền ly này không xa. Hảo, Trương Huyền gật gật đầu, làm tiểu cửu dẫn đường, hắn tắc đỡ đã hoàn toàn dọa phá gan tiểu xong ba người một đường dán tường, thật cẩn thận chiều tiểu cửu theo như lời cái kia hầm đi đến. Dọc theo đường đi, Trương Huyền ba người thấy được quá nhiều thi thể, ngang dọc ở dưới chân, các loại thịt nát, nội tạng, nơi nơi đều là, nhân loại cùng yêu thú thi thể hỗn hợp đến cùng nhau, mùi máu tươi tận trời, ngẩng đầu còn có thể nhìn đến thật lớn yêu thú thân ảnh ở gào giống, chung quanh đều là đoạn bích tàn viên, nhiễm nhiên một bộ địa ngục cảnh tượng. Vốn là sợ tới mức sợ hãi tiểu song, thấy như vậy một màn, nôn một tiếng khom lưng liền phun. Trương huyền nhíu mày, hắn tưởng không rõ, vì cái gì đông phương thành cùng sở ra còn không có phái cao thủ ra tới. Hiện tại đều là một ít trung tầng sức chiến đấu ở chỗ yêu thú giao phong, hướng tiểu cửu đưa mắt ra hiệu, nhẹ giọng nói, đi. Tiểu cửu sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, run run rẩy rẩy cấp trương huyền chỉ lộ. Ba người đi rồi ước chừng có ba phút, nhưng này ba phút, đối với tiểu song cùng tiểu cửu mà nói, giống như qua mấy năm lâu như vậy, trên đường, bọn họ nhìn đến không ít người chết ở yêu thú thủ hạ cảnh tượng, trương huyền muốn ra tay giúp một phen, đều không kịp, hắn rốt cuộc chỉ là cái phú thần cảnh, không phải thần. Đại nhân, phía trước cái kia trong viện liền có cái hầm, ta trước kia đã tới này. Tiếp cận mục đích địa, tiểu cửu trên mặt mang theo một mặt hưng phấn. Tiểu cửu vừa muốn cất bước đi trước, nàng sở chỉ tường viện, liền âm âm sập, bãi ở tiểu cửu trước mặt, là từng khối đã tàn phá thi thể. Ở tường viện mặt sau, có một cái hố to, đúng là tiểu cửu nói cái kia hầm, giờ phút này đã bị yêu thú hủy diệt, bên trong thi thể, đem hầm đều nhét đầy. Trường 1265 vì cái gì? sụp xuống tường vây phía sau, một con hình thể thật lớn yêu thú, đạp lên đầy đất thi thể thượng, nó ánh mắt ở này đó thi thể thượng không ngừng đánh giá, giống như là ở chọn lựa nó ăn khuya giống nhau. Này một con yêu thú liền như vậy xuất hiện trong người trước, tiểu cửu mở to hai mắt nhìn, cả người đều hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Mụ mụ, ngươi ở đâu, mụ mụ? Một đạo hài đồng tê tâm liệt phế tiếng vang, hấp dẫn yêu thú lực chú ý, cũng hấp dẫn trương huyền lực chú ý liền xem một cái hài đồng, bất quá 4 năm tuổi tuổi tác, quần áo rách nát, cả người là huyết, tập tính tại đây thây sơn biển máu giữa, hài đồng kia sáng ngời đôi mắt giữa, tràn ngập bất lực, chẳng sợ yêu thú liền trong người trước, hắn trong miệng như cũ ở kêu mụ mụ hai chữ, cái kia từ hắn sinh ra ở tã lót liền bảo hộ hắn nữ nhân, là hắn hết thảy. Nhìn đến này mới mẻ người sống, yêu thú ánh mắt lộ ra một mặt hưng phấn, nó lập tức từ bỏ này đầy đất thi thể, chiều hài đồng nhìn lại hài đồng cùng không thấy được này yêu thú giống nhau, hắn mất hồn dường như, trong miệng không ngừng kêu mụ mụ hai chữ, hắn biểu tình chết lặng đảo qua trên mặt đất thi thể, cái này hài đồng, đúng là Trương Huyền ban ngày chứng kiến, cũng cấp ra một khối đồng vàng. Trương Huyền thầm kêu một tiếng không xong, cả người nháy mắt chiều hài đồng nơi phương hướng phóng đi. Trương Huyền tốc độ bay nhanh, so theo dõi hài đồng kia chỉ yêu thú nhanh không biết nhiều ít, tiểu song cùng tiểu cửu chỉ cảm thấy một đạo ảo ảnh xẹt qua, đang lúc Trương Huyền muốn bế lên hài đồng là lúc, Trương Huyền trên chán một sợi toái phát, lại đột nhiên đoạn rớt. Tại đây đồng thời, kia khoảng cách Trương Huyền bất quá 5 mét xa hài đồng, đột nhiên lăng ở tại chỗ, hắn trong miệng mới hô lên một cái mẹ tự, liền không có thanh âm, hài đồng ánh mắt trở nên ngây dại ra, hắn đồng tử phát sinh khuếch tán. Trương Huyền nhìn đến hài đồng bộ dáng, đột nhiên định trụ bước chân, trong miệng lẩm bẩm không, 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 không được, không phải như vậy. Không phải như vậy. Hải đồng cũng thấy được Trương Huyền, hắn chết lặng biểu tình, bắt đầu trở nên có một tia vui sướng, bất quá, cũng chỉ đến đó mới thôi. Máu tươi từ hài đồng bên hông chảy ra, hài đồng thân thể, lấy một cái cực kỳ quỷ dị phương thức, về phía sau tài đi, mà hắn chi dưới, còn đứng ở nơi đó. Trương Huyền nhìn trước mắt một màn, chỉ cảm thấy oanh một chút, đại não trống rỗng. Kia chỉ nguyên bản theo dõi hài đồng yêu thú, ánh mắt lại phóng tới Trương Huyền trên người, đem trương huyền coi như tân con mồi trương huyền thấp hèn đầu nhìn dưới mặt đất hắn thanh âm trở nên có chút khàn khàn vì cái gì vì cái gì a à? yêu thú không hoán không chậm đi vào trương huyền phụ cận giống như hài hước đánh giá trương huyền vì cái gì a à? hắn còn như vậy tiểu bọn họ hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau hắn bất quá là muốn tìm đến hắn mụ mụ vì cái gì vì cái gì không cho hắn đi tìm Yêu thú như là nghe hiểu Trương Huyền nói giống nhau, đứng ở Trương Huyền trước người, giống như nhìn một cái ngu ngốc giống nhau, nhìn Trương Huyền. Các ngươi có biết hay không, Trương Huyền rũ xuống cánh tay dần dần nhiết quyền, có biết hay không, đối với một cái hài tử tới nói, hắn mụ mụ là cỡ nào quan trọng, kia chính là hắn, trên thế giới này, quan trọng nhất người. Các ngươi vì cái gì, không cho hắn, tìm được, hắn, mụ mụ, phanh, cách đó không xa một đống phòng ốc, đột nhiên tạc vỡ ra tới. Một đạo màu tím khí mang, ở trương huyền bên cạnh quanh quẩn. Yêu thú như là cảm nhận được nào đó nguy cơ, tức khắc thu hồi kia hài hước thần sắc, mở ra nó bồn máu mồm to, chiều trương huyền cắn xé mà đến. Chẳng qua, yêu thú mới vừa phát ra, liền bị một con từ khí biến thành màu tím bàn tay to nắm yết hầu. Ta minh bạch, nhân vi giao thất ta vì thịt cá. Trương huyền lại lần nữa ra tiếng, khả năng ở các người yêu thú trong mắt, chúng ta nhân loại, liền cùng kia gà vịt cá giống nhau, bản thân chính là đồ ăn, chúng ta ăn thịt, cũng là tạo hạ sát nghiệt, nhưng ta, không phải thánh nhân, chết ở ta thủ hạ người, cũng không ít, nhưng khó chịu, chính là khó chịu, các người ngay trước mặt ta, giết hắn, làm hắn đến chết, cũng không có tìm được hắn mụ mụ, ta, không muốn nhìn đến như vậy sự. Trương huyền dứt lời gian, bỗng nhiên ngẩng đầu, kia thâm thúy như biển sao hai tròng mắt giữa, tràn ngập hờ hững chi sắc. Trương Huyền về phía trước một bước đi ra, kia bị màu tím bàn tay khổng lồ sở bắt lấy yêu thú, đột nhiên lộ ra thống khổ thần sắc. "Ta hôm nay, Trương Huyền cánh tay phải nghiêng duỗi, có rất nhiều vấn đề muốn hỏi." Màu tím quang mang ở Trương Huyền trong tay tụ tập, hắn lại lần nữa cất bước, kia yêu thú thân thể tầng ngoài bắt đầu vỡ vụn mở ra. Trương Huyền đầu nhìn về phía trên không, trong bóng đêm, kia một tôn cự ảnh đã đi vào thành trì bên cạnh vừa mới kia tua nhỏ trương huyền trên trán toái phát, muốn hài đồng mệnh khí nhận, đó là đến từ này cự ảnh. Màu đen cự ảnh giống như cũng chú ý tới trong thành xuất hiện này một cổ khí, kia một đôi so đèn lồng còn đại đôi mắt, hướng bên này xem ra. Màu tím khí mang ở trương huyền dưới chân ngưng tụ, chung quanh đá vụn bắt đầu trên mặt đất phát sinh nhảy lên. Tiểu song cùng tiểu cửu hai nàng, vẻ mặt giật mình nhìn trước mắt trương huyền, các nàng nơi nào sẽ nghĩ đến, chính mình hầu hạ vị đại nhân này, thế nhưng sẽ có như vậy một mặt màu tím khí mang càng tụ càng nhiều ở đông phương thành trên không mây đen cuồn cuộn mà đến dường như bão lốc phát sinh điểm báo đông phương thành nội phương đông lê nhìn thành biên thật lớn hắc ảnh thành chủ lại không động thủ thành liền thật phá không thể cấp sở ra giấu ở âm thầm bọn họ liên hợp yêu thú chúng ta hiện tại muốn đi ra ngoài tòa thành này mới là thật sự luân hãm sở ra đại viện giữa Sở Cát Thịnh đồng dạng nhìn đến kia bên ngoài thật lớn hắc ảnh. Gia chủ, không thể kéo, lại kéo xuống đi, kia đại yêu vào thành, Đông Phương thành liền hủy a. Chúng ta không phải vì quyền, chúng ta tại đây Đông Phương thành là vì cái kia sứ mệnh a. Một người sở ra cao tầng, quỳ gối sở Cát Thịnh trước mặt, "Gia chủ, động thủ đi, chúng ta không cùng Đông Phương ra tranh, chết người đã đủ nhiều a." "Ta biết, ta biết, ta đều biết." Sở Cát Thịnh hét lớn một tiếng nhưng đông phương ra còn không có động vương giản một cho ta mang về tới tin tức thượng một lần đông phương ra phái người phục kích sở ngưng cùng lưu tú bọn họ người đã liên hợp yêu thú bọn họ mới là chân chính cấu kết yêu thú người chúng ta hiện tại đi ra ngoài liều chết đại yêu tử thương thảm trọng từ nay về sau không còn có người có thể kiềm chế đông phương ra lúc ấy đông phương thành sẽ làm sao sinh hoạt ở chỗ này người sẽ làm sao chúng ta sở ra chẳng sợ trên lưng thiên cổ bêu danh, cũng không thể làm đông phương ra bực này cấu kết yêu thú bại hoại thực hiện được. Nhẫn, nhất định phải nhịn xuống. Yêu thú tập thành, đông phương ra cùng với sở gia cao thủ, tất cả đều đóng cửa không ra. Bên trong thành, kêu rên một mảnh, giống như địa ngục. Đông phương thành chủ, cứu chúng ta a à, có người quỳ trên mặt đất, đối thiên khẩn cầu, như vậy thảm trạng, đã đánh sập nàng nội tâm, nàng liền trốn đều không chạy thoát, liền quỳ gối nơi đó, bởi vì nàng không biết, còn có thể chạy trốn tới nơi đó, chung quanh, đều là thi thể. Sở gia chủ, cũng có người ở kêu gọi sở cắt thịnh. Chính là, đông phương gia cùng sở gia, phảng phất ngăn cách với thế nhân giống nhau, đều không có xuất hiện. Tuyệt vọng quanh quẩn ở mỗi người trong lòng, thẳng đến. Kia một mặt màu tím quang mang, từ chân trời hiện lên. Chân trời, một đạo màu tím quang mãn lóng lánh, xua tan tiểu bộ phận hắc ám. Có bên trong thành người, nhìn đến hôm nay chống không tử mang, hô to ông trời mở mắt. Thành chủ phủ cùng với sở ra mọi người, toàn nhìn đến này mặt màu tím quang mang xuất hiện. Bọn họ nhịn không được. Sở Cát Thịnh cùng Phương Đông Lê, cơ hồ đồng thời hô lên này sáu cái tự. Một đạo người mặc áo đen thân ảnh, xuất hiện ở đông phương thành trên không, hắn giống như đạp tử mang mà đến, đầy trời mây đen quấy, tường thành ngoại, kia tôn thật lớn hắc ảnh như là cảm nhận được nào đó uy hiếp, nhìn chằm chằm vào không trung kia đạo nhân ảnh. Không trung người nọ rũi khởi cánh tay, trong nháy mắt này, đầy trời màu tím quang mang toàn bộ ngưng tụ, theo sau biến mất, giữa trời đất này, lại biến thành một mảnh hắc ám, nhưng này hắc ám cũng chỉ rằng qua một giây mà thôi. Giây tiếp theo, lóa mắt màu tím quang mang một lần nữa nở rộ, màu tím quang mang, ở không trung hình thành một cái thật lớn chặt đầu chảm, đem kia tôn màu đen cự ảnh, tạp ở chặt đầu chảm trong phạm vi một cổ cuồng bạo hơi thở ở không khí giữa lan tràn, nguyên bản tàn sát bừa bãi yêu thú, thế nhưng tại đây một khắc, tất cả đều đình chỉ chúng nó động tác, thậm chí. Chúng nó ở run bần bật. Toàn bộ thế giới, giống như đều tại đây một khắc, trở nên yên lặng. Liền nghe một đạo thanh thúy vang chỉ tiếng vang lên, thật lớn giao cầu, bỗng nhiên rơi xuống, hướng kia màu đen cự ảnh đầu mà đi. Trong lúc này, không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang, cũng không có bất luận cái gì khí cùng khí chi gian va chạm màu tím giao cầu ở màu đen cự ảnh đầu cùng cổ gian xuyên qua, theo sau biến mất. Một giây, năm giây, mười giây, yên tĩnh vẫn luôn đều ở liên tục. Yêu thú ở phủ phục run rẩy bên trong thành các tu sĩ cũng đang run rẩy giữa trời đất này tràn ngập bạo ngược chi khí, thật sự là quá dọa người. Phương Đông Lê cùng Sở Cát Thịnh đều ánh mắt ngưng trọng nhìn trên không, bọn họ có thể cảm nhận được đối phương cường đại. Suốt 20 giây qua đi, những cái đó nguyên bản ở phủ phục run rẩy các yêu thú, đồng thời phát ra một tiếng gầm rú, nhưng lúc này đây, chúng nó gầm rú giữa, tràn ngập không hề là bạo ngược, mà là sợ hãi. Loài chim bay yêu thú toàn bộ phóng lên cao, trốn cũng dường như hướng ngoài thành bay đi. Mà những cái đó chỉ có thể trên mặt đất hành động yêu thú, cũng phía sau tiếp trước hướng ngoài thành phóng đi, tức khắc loạn làm một đoàn, mỗi một con yêu thú đều là liều mạng ở chạy. Không chung giữa, một đạo sấm sét chợt lóe rồi biến mất. Ngoài thành, kia tôn thật lớn hắc ảnh đầu, đột nhiên cùng cổ phân cách mở ra, liền giống như vừa mới tên kia hài đồng giống nhau. Hư ảnh cổ đức gãy địa phương, không hề có máu tươi chảy ra, hoàn toàn bị một tầng khí cấp phong tỏa. Thật lớn đầu từ phía trên nện xuống, dừng ở đông phương thành nội, tạp hủy hoại số đống phòng ốc, hắc ảnh bản thân, tắc về phía sau tài đi. Oanh! Một tiếng vang lớn từ ngoài thành truyền đến, thật lớn động tính, làm mặt đất đều ở. Không chung giữa, mây đen tan đi, màu tím quang mang cũng hoàn toàn trôi đi, nhưng kia một đạo nhỏ bé hắc ảnh, lại khác ở mọi người trong lòng, hắn một người, ra tay chém giết đại yêu, cứu vớt đông phương thành. Sở ra cùng thành chủ phủ, cơ hồ đồng thời có thân ảnh phi thiên dựng lên, sự tình kết thúc, bọn họ như thế nào cũng muốn ra tới lộ cái mặt. Sở ra là sở cát thịnh cầm đầu, mang theo một người sở ra cao tầng mà Đông Phương Thành, còn lại là Phương Đông Lê cầm đầu, mang theo tên kia ngân giáp ngân thương chiến tướng Mục Tông Quang, cũng phóng lên cao. Đương hai nhà cao thủ mới bay lên trời, bốn đạo màu tím quang mang, liền trống rỗng xuất hiện, thẳng đến bốn người mà đến. Bốn người này đều là sắc mặt mãnh biến, vội vàng ngự khí ngăn cản. Phương Đông Lê cùng Sở Cát Thịnh, nguyên bản đều cho rằng đây là đối phương người, kết quả đương hai người bọn họ nhìn đến đối phương cũng đều đã chịu tập kích sau, biểu tình đều đã xảy ra biến hóa. Phương Đông Lê ngăn cản một cái công kích sau, lớn tiếng mở miệng, cảm tạ các hạ cứu ta Đông Phương Thành với nước lửa, không biết các hạ người nào. Sở Cát Thịnh cũng vội vàng mở miệng, tại hạ sở ra gia, gia chủ, đa tả anh hùng ra tay. Ta có mấy vấn đề, Trương Huyền ra tiếng, đây là hắn ở ra tay lúc sau, mở miệng nói chuyện, hắn thanh âm thực nhẹ, nhưng lại truyền phi thường rõ ràng. Phương Đông Lê không rõ Trương Huyền thái độ, vừa mới đối phương ra tay làm hắn không dám tiếp cận, cách không ôm quyền nói, tại hạ Đông Phương Thành thành chủ, các hạ thỉnh giảng. Phương Đông Lê chuyên môn nói ra thân phận của hắn, một là muốn nói cho người này, này Đông Phương Thành là ai cầm quyền, đệ nhị là nói cho bên trong thành người nghe, hiện tại là hắn Đông Phương ra đại biểu Đông Phương Thành cùng người giao thiệp. A, à, một đạo tràn ngập khinh miệt tiếng cười vang lên, Đông Phương Thành chủ. Hảo một cái Đông Phương Thành chủ, ta hỏi ngươi kia đại yêu tàn sát bừa bãi khi, người đông phương ra, đang làm cái gì? Phương Đông Lê đã sớm chuẩn bị tốt này bộ lý do thoái thác, bản thân là muốn ứng phó sở ra, lúc này lấy ra tới mở miệng, vừa mới bên trong thành, cũng có đại yêu tàn sát bừa bãi, ta chờ. Không chờ Phương Đông Lê nói xong, Trương Huyền thay đổi câu chuyện, lại nhìn về phía sở các thịnh nơi vị trí, các ngươi sở ra, lại đang làm cái gì? Phương Đông Lê đang ở giải thích, lại trực tiếp bị người làm lơ, tình huống như vậy, làm hắn một chút sừng sốt. Sở Cát Thịnh ra tiếng, ta sở ra cũng tìm được đại yêu, mới vừa. Nhất phái nói bậy, Trương Huyền giận mắng một tiếng, lần này, thanh như chuông lớn, mặc cho ai đều có thể nghe ra, này trong đó, tràn ngập tức giận. Trương Huyền dẫm với không chung, hắn một thân áo đen, trong bóng đêm, mọi người thấy không rõ hắn diện mạo. Trương Huyền lớn tiếng quát hỏi, người đông phương ra, đảm nhiệm đông phương thành chủ, yêu thú tàn sát bừa bãi cao thủ không ra thậm chí đến bây giờ trên người liền vết máu đều không có ta hỏi ngươi người đông phương ra xứng đương này đông phương thành chủ sao ngôn lạc trương huyền lại lần nữa ra tiếng sở ra làm đông phương thành đệ nhị thế lực lớn đồng dạng ở yêu thú tàn sát bừa bãi khi đóng cửa không ra ta thật sự rất tò mò các ngươi này hai đại gia tộc muốn tới di dung di dung này hai chữ nghe vào bên trong thành cư dân trong tai, đều là trong lòng giật mình. Lời này chung hàm nghĩa, là muốn lật đổ Phương Đông cùng sở này hai nhà chủ quyền A. Phương Đông lê sắc mặt buồn bã, các hạ, người cứu ta Đông Phương thành cư dân, lực trảm đại yêu, là ta Đông Phương thành ân nhân, cũng là ta Phương Đông lê ân nhân, nhưng này không đại biểu, người có thể vì tiện bôi nhỏ ta Đông Phương ra. Không tồi, sở Cát thịnh cũng mở miệng, ta sở ra là vì Đông Phương thành dân. Bôi nhỏ, Trương Huyền Thanh âm mang theo vài phần ngả ngớn, người nói các ngươi vừa mới, ở lực chiến đại yêu. Đúng vậy, Phương Đông Lê gật đầu. Kia đại yêu đâu, Trương Huyền lại hỏi. Phương Đông Lê trả lời, đã chảm. Đại yêu rất khó sát sao, Trương Huyền lại lần nữa ra tiếng. Khó, Phương Đông Lê đáp, ta đông Phương ra, dùng hết toàn lực. Nga, Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, nếu là như thế này, vậy ngươi đông Phương ra, hẳn là kiệt lực đi, kia làm ta thử xem, người đông phương ra, rốt cuộc có hay không giống các người theo như lời như vậy, vì đông phương thành, dùng hết toàn lực. Giang giác, một đạo tia chớp cắt qua bầu trời đêm, ở như vậy trong nháy mắt, chiếu sáng lên trương huyền thân ảnh. Vô số màu tím khí mang, lại lần nữa che trời lấp đất vào tới, theo sau, ở trương huyền phía sau, hình thành một phen lại một phen khí kiếm bộ dáng Nhìn trong bóng đêm kia nói bị màu tím sở bao phủ hắc ảnh, Phương Đông Lê biểu tình trở nên ngưng trọng lên. Mục Tông làm vinh dự quát một tiếng, lớn mật yêu nhân, tưởng mê hoặc ta đông phương thành dân tâm. Dân tâm, ngươi cho ta nói dân tâm, ha ha ha, ha 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 ha, Trương Huyền đột nhiên cười, hắn cười rất lớn thanh, hắn tiếng cười, quanh quẩn ở toàn bộ đông phương thành trên không, thành đều như thế, ngươi cho ta nói dân tâm. Dân tâm, là người đương quyền giảng đồ vật, các ngươi đông phương ra tồn tại mục đích, là bảo hộ này tòa đông phương thành, là bảo hộ ở tại trong thành người, mà không phải muốn các ngươi đi khống chế tòa thành này. Dân tâm, ta không biết dân tâm các ngươi còn có thể không được đến, nhưng sơ tâm, các ngươi đã không có, đi. Trương huyền duỗi tay, nhẹ nhàng một lóng tay. Trương huyền phía sau, kia che trời lấp đất màu tím thần kiếm, vạn kiếm quy tông, hướng giữa không trung phương đông lê cùng mục tông quang mà đi. Phương Đông Lê cùng Mục Tông Quang có thể rõ ràng cảm nhận được này màu tím thần kiếm thượng truyền lại tới lực áp bách, hai người liếc nhau sau đồng thời ngự khí ngăn cản này vô số phi kiếm phương đông lê cùng mục tông quang trước người hình thành một đạo hình cung cái lồng khí kiêm màu tím thần kiếm chạm vào cái lồng khí lúc sau sẽ phát ra từng trận trầm đục trương huyền khoanh tay mà đứng vô số phi kiếm ở hắn phía sau hình thành theo sau bắn nhanh đi ra ngoài lại hình thành lại bắn nhanh này đó là các ngươi cái gọi là kiệt lực lúc sau bộ dáng sao trương huyền chất vấn thanh lại lần nữa vang lên ta không biết các ngươi trong miệng kiệt lực là đến loại nào trình độ, ta chỉ biết, một cái 4 năm tuổi hài đồng, vừa mới đều có thể tập tễnh tại đây bên trong thành, mà ngươi phương đông lê, thân là đông phương thành chủ. Thế nhưng, không thấy thân ảnh. Còn có ngươi sở ra, đông phương ra không ra tay, ngươi sở ra, cũng không động tĩnh sao. Sở Cát Thịnh không có mở miệng. Trên bầu trời, phương đông lê hai người trước người sở hình thành hình cung cái lồng khí, đột nhiên vỡ vụn mở ra, vô số màu tím thần kiếm hướng hai người phi tập mà đi, phương đông lê cùng mục tông quang hai người thần sắc đại biến, đang lúc này màu tím thần kiếm sắp tiếp cận hai người trước người khi, đột nhiên trống rỗng tiêu tán. Phương đông lê phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh sở ướt nhẹp. Đầy trời màu tím quang mang biến mất, Trương Huyền lại lần nữa ra tiếng, từ hôm nay trở đi, người phương đông lê, dỡ xuống này đông phương thành chủ một vị, mà sở ra nhà cửa phạm vi, cắt giảm gấp đôi, từ đây sau này, Đông Phương ra cùng sở ra, không bao giờ có thể phát triển chính mình thế lực. Trương huyền lời này vừa ra, Đông Phương ra người cùng sở ra người, đồng thời sắc mặt biến đổi. Các hạ, đây là ta Đông Phương thành bên trong sự tình, giống như cùng ngươi không quan hệ đi. Sở Cát Thịnh ra tiếng. Như thế nào, Trương huyền nhìn về phía sở Cát Thịnh nơi phương hướng, các ngươi không bỏ xuống được trong tay quyền lợi. Này cùng quyền lợi không quyền lợi không có quan hệ, sở Cát Thịnh lắc đầu, nếu các hạ có này chờ thực lực nên rõ ràng ta sở ra cùng Đông Phương gia tại đây Đông Phương thành rốt cuộc là vì sao người nói không cho chúng ta hai nhà phát triển ta sở các thịnh cả gan hỏi hạ các hạ nhưng có tư cách này Trương Huyền không có ra tiếng lâm vào trầm mặc thấy Trương Huyền trầm mặc Sở Các Thịnh tiếp tục mở miệng ta sở ra cùng Đông Phương gia đều có sứ mệnh trong người các hạ thật là bi ai a trầm mặc thật lâu sau Trương Huyền đột nhiên ra tiếng đánh gãy sở cát thịnh nói tưởng sở tranh có lục hợp vô địch chi xưng vì đại nghĩa thân chôn côn luân người sở ra là sở tranh lúc sau đi sở cát thịnh sắc mặt biến đổi ngươi là người phương nào trương huyền không để ý đến hắn lại nhìn về phía phương đông lê đông phương ra lục tiên người theo đuổi đánh như vậy một cái danh hào liền có thể ở đông phương thành tác oai tác phúc ngươi phương đông lê khẩn nhìn chằm chằm trương huyền người rốt cuộc là ai trương huyền cánh tay vung lên một đạo tử mang sáng lên ngay sau đó liền thấy lưỡng đạo thân ảnh bị màu tím quang mang nâng lên này lưỡng đạo thân ảnh đúng là trương huyền kia hai cái nha hoàn tiểu song cùng tiểu cửu trương huyền hơi hơi mỉm cười thanh âm truyền bá tiểu song tiểu cửu nói cho bọn họ ta là ai này này tiểu cửu thanh âm phát run đây là nhà ta đại nhân trương trương ước thanh trương ước thanh trên bầu trời sở cát thịnh cùng với sở gia đại viện nội mọi người, đều là thân thể chấn động. Mang theo sở ngưng dấu ở âm thầm thời hy, đồng dạng thấy được hiện tại một màn, cũng nghe đến tiểu cửu nói. Trương ức thanh, phương đông lê gật gật đầu, nguyên lai các hạ chính là vì kia nổi bật chính thịnh giám định đại sư, cửu ngưỡng đại danh. Trương huyền không để ý đến phương đông lê nói, hắn vẻ mặt tò mò nhìn tiểu cửu, ra tiếng nói, ta rất kỳ quái, người biết rõ ta hỏi người chính là cái gì, lại càng muốn cấp ra như vậy một cái trả lời Thật khi ta là ngốc tử sao Tiểu cửu thân thể run lên Cả người nháy mắt trở nên sụi lơ lên Tiểu song còn lại là sắc mặt trắng bệch Lời nói cũng không dám nói Trương Huyền lại một lần phất tay Lại một đạo thân ảnh Bị màu tím khí mang kéo lên không chung Đây là Thôi Điền Thôi Điền lúc này cũng là run bần bật Nhìn không chung Trương Huyền Thôi Điền bồi một bộ gương mặt tươi cười Trương Lão Đệ, người này Người đây là ý gì a à? trương huyền mặt mang ý cười thôi đại ca nếu ngươi xếp vào ở ta bên người hai người không muốn nói không bằng ngươi tới nói cho bọn họ ta là ai hảo thôi điền bồi cười trương lão đệ ngươi này đã có thể hiểu lầm ca ca ta này xếp vào nói đã có thể có chút qua trương huyền như cũ đầy mặt tươi cười ngươi không nói ta liền làm thịt ngươi thôi điền không cấm run lập cập ánh mắt theo bản năng chiều nào đó phương hướng nhìn lại bất quá chợt ý thức được cái gì lại bay nhanh đem ánh mắt thu hồi bất quá như vậy một cái động tác nhỏ, như cũng bị Trương Huyền ý thức được. Thôi Điền, Trương Huyền lần này thẳng hô Thôi Điền tên họ, ta cho người 3 giây đồng hồ thời gian, tam. Thôi Điền cái chán, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống. Hai, Trương Huyền thanh âm lại lần nữa vang lên. Thôi Điền hai chân đều ở không ngừng đánh run run, môi cũng bắt đầu trở nên trắng. Một, Trương Huyền thanh âm, hình như là một đạo bùa đòi mạng. Ta nói, ta nói, Thôi Điền giống to ra tới, hắn là Trương Huyền, là Trương Huyền. Hô lên Trương Huyền hai chữ, phảng phất dùng hết thôi Điền toàn thân lực lượng giống nhau. Trương Huyền cánh tay vung lên, thôi Điền cùng tiểu song hai chị em, một lần nữa hạ xuống trên mặt đất. Trương Huyền. Này hai chữ, đối với Đông Phương Thành Nguyên trụ dân tới nói, phi thường xa lạ, đại biểu không được cái gì, nhưng đối với Đông Phương Thành cao tầng, cùng với Sở gia cao tầng mà nói, bọn họ quá rõ ràng, Trương Huyền hai chữ đại biểu cái gì? Phương Đông lục địa, tân nhiệm giáo chủ. Phương Đông lê cùng sở các thịnh ánh mắt giữa, tràn ngập một loại không thể tin tưởng. Hai vị, Trương Huyền mở ra đôi tay, các người hiện tại nói cho ta, ta có hay không tư cách, hạn chế các người hai nhà phát triển. Phương Đông Lê cùng Sở Cát Thịnh đều ở sướng sờ, bọn họ làm sao nghĩ đến, vị này tân nhiệm giáo chủ, đã vào thần ẩn giới, hơn nữa, vẫn luôn liền ở bọn họ mí mắt phía dưới lắc lư, sở cát thịnh trước hết phản ứng lại đây hắn với hư không giữa quỳ xuống đất lớn tiếng nói sở ra sở cát thịnh gặp qua đại nhân sở ra chính là đi theo phương đông lục địa giáo chủ một mạch sở cát thịnh hư không quỳ xuống một màn làm bên trong thành người trừng thẳng đôi mắt sở ra tuy nói hiện tại thanh thế không thể so từ trước nhưng như cũng có thể cùng đông phương ra địa vị ngang nhau nhưng hiện tại lại làm trò nhiều người như vậy mặt quỳ xuống này góc chung thời hy hiện tại sợ tới mức sắc mặt phát tím. Trương Huyền, cái này chính mình vẫn luôn không ngừng kêu gào người, thế nhưng chính là Trương Huyền. Trương Huyền với không chung khoanh tay mà đứng, nhìn về phía phương Đông Lê, mở miệng ra tiếng nói, từ hôm nay trở đi, người phương Đông Lê, cách đi Đông Phương thành chủ chức. Phương Đông Lê sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, tuy rằng này mỗi một thành thành chủ, đều là các lục địa giáo chủ người phát ngôn, nhưng Đông Phương Thành có chút đặc thù, Phương Đông Lê cắn răng, "Trương Huyền đại nhân, ngươi." Trương Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đầy trời màu tím quang mang nháy mắt bộc phát ra tới, thẳng dũng hướng Phương Đông Lê mà đi. Tại đây đầy trời màu tím thần mang giữa, đang ở giữa không trung Phương Đông Lê, như một viên đạn pháo, trực tiếp bay ngược đi ra ngoài, thật mạnh nện ở trên mặt đất. Oanh một tiếng trọng vang, mặt đất cuốn lên bụi mù, đường bụi mù tan đi, một cái thật lớn hố sâu xuất hiện ở mọi người trong mắt, Phương Đông Lê liền nằm ở hố sâu giữa, có thể nhìn ra, hắn đã là thân bị trọng thương. Lời nói của ta, người không có nghe rõ sao. Trương huyền thanh âm, lại lần nữa vang lên. Nhất chiêu, trọng thương phương đông lê, như thế thực lực, làm cho cả thành chủ phủ, toàn bộ biến sắc. Một phen thật lớn màu tím thần kiếm, ở không trung giữa ngưng tụ mà thành, mũi kiếm chiều hạ, tại đây màu tím thần kiếm chính phía dưới, thình lình chính là đã thân bị trọng thương phương đông lê. Trương Huyền cánh tay giơ lên cao, giống như tuyên bố thẩm phán, Đông Phương gia, các ngươi thật sự không muốn buông trong tay quyền lợi sao? Tuy rằng này màu tím thần kiếm còn ở giữa không trung giữa, nhưng kia thượng sở để lộ mũi nhọn, đã cắt qua phương đông lê làn ra. Bên trong thành lặng ngắt như tờ. Trương huyền dơ lên cao cánh tay bỗng nhiên huy hạ. Không trung giữa, kia màu tím thần kiếm cũng vuông góc rơi xuống. Hảo, chúng ta đáp ứng ngươi. Một tiếng giống to, từ đông phương thành nội vang lên. Màu tím thần kiếm rũ xuống chi thế đột nhiên im bặt, giờ này khắc này, kia như là có thể phá hủy hết thảy mũi kiếm, khoảng cách phương đông lê chóp mũi, chỉ còn không đến tam công phân khoảng cách, kia mặt trên sở phát ra mũi nhọt, làm phương đông lê cảm giác chính mình thân thể đều sắp bị xé rách giống nhau. Phương đông lê giờ phút này vô pháp vận khởi một chút ít khí tới, hắn cảm giác chính mình liền hô hấp đều khó khăn. Trương Huyền ở vào không trung, hừ nhẹ một tiếng, sáng suốt lựa chọn, người đông phương ra ở từ nhiệm trước, lại tuyên bố cuối cùng một đạo mệnh lệnh đi, tu bổ tường thành, bỏ thêm vào rãnh. Đêm khuya, đông phương thành nội hỗn loạn dần dần bình ổn, trên đường phố thi thể bị quân coi giữ xử lý rất, mọi người tự phát bắt đầu tu sửa tổn hại phòng ốc, tại đây luyện khí giả đông đảo thế giới, tu bổ phòng ốc đều không phải là là cái gì việc khó. Thành chủ phủ, Trương Huyền ngồi ở chủ vị phía trên, Tiểu song cùng tiểu cửu hai nàng đứng ở trương huyền phía sau, như cũng đảm nhiệm thị nữ nhân vật, bất quá tuy rằng là thị nữ, nhưng này hai nàng thân phận, ở mặt ngoài, liền sở cát thịnh cũng không dám đắc tội. Chẳng qua, như vậy địa vị đột nhiên đề cao, không những không có làm hai nàng cảm thấy vui vẻ, từ nàng hai không ngừng run dày thân hình là có thể nhìn ra, nàng hai có bao nhiêu sợ hãi. Phương Đông Lê cùng sở cát thịnh hai người đứng ở trương huyền xuống tay biên vị trí, Đông Phương ra cùng sở ra cao tầng, đứng ở hai người phía sau phương vị trí. Thời Hy cũng đứng ở sở Cát thịnh phía sau, giờ phút này hắn thấp đầu, đầu cũng không dám nâng. Đến nỗi thôi điền, tắc đứng ở trương huyền phía sau, hắn sắc mặt trắng bệch, thân thể cũng ở không ngừng đánh run run. Trương huyền phủng một chén trà nhỏ ly, nhẹ nhàng thổi khẩu khí, theo sau hơi phẩm mấy khẩu, lúc này mới mở miệng, các người hai nhà, một cái thân là sở tranh hậu nhân, một cái thân là lục tiên hậu nhân, Hoài sứ mệnh đóng quân Đông Phương Thành, yêu thú đột kích khi vì bảo tồn thực lực đóng cửa không ra. Đây là các ngươi thủ thành cách làm. Sở Cát Thịnh cùng Phương Đông lê sôi nổi ngậm miệng không nói. Trương Huyền lại lần nữa phẩm trà, toàn bộ thành chủ phủ trong đại sảnh một mảnh yên lặng, chỉ có một bên truyền đến toàn len ken ăn cơm thanh. Dương Trương Huyền đem trong tay nước trà uống xong, hắn phất phất tay, các ngươi hai nhà đi về trước, từ giờ trở đi không được rời đi Đông Phương Thành nửa bước ta sẽ tự mình đi tìm các ngươi. Trương Huyền buông chén trà, theo sau không hề xem sở các thịnh cùng Phương Đông Lê liếc mắt một cái. Phương Đông Lê cùng sở các thịnh cũng minh bạch, không rên một tiếng, quay đầu dẫn người rời đi thành chủ phủ. Đông Phương ra cùng sở ra rời đi sau, toàn bộ thành chủ phủ đại sảnh, chỉ còn lại có không ngừng ăn cơm toàn len keng, cùng với Trương Huyền, còn có chính là Tiểu Song, Tiểu Cửu, hơn nữa thôi điền. Phiền toái thêm chút nước ấm, Trương Huyền chỉ chỉ trong tay chén trà. Tiểu cửu run rẩy xuống tay, bưng tới ấm nước, vì Trương Huyền chén trà giữa thêm thủy. Trương Huyền nhìn về phía Thôi Điền, ra tiếng nói, như thế nào, rất kỳ quái ta vì cái gì sẽ biết sao. Thôi Điền run run thân mình, gật gật đầu. Trương Huyền duỗi người, kỳ thật, người cũng không có lộ ra cái gì sơ hở, chỉ là người đối với một cái thợ săn tiền thưởng tâm lý hoạt động, nắm giữ vẫn là không đủ nghiêm cẩn. Trương Huyền quét mắt tiểu xong cùng tiểu Cửu hai nàng, đối với một cái thợ săn tiền thưởng mà nói, tiền là siêu việt hết thảy vật chất hưởng thụ, ta đã liên tiếp đi mấy lần thanh lâu, biểu hiện ra ta thích thành thục một chút nữ tính, nếu ngươi đem ta coi như cây dụng tiền, vì sao phải còn kiên trì muốn các nàng hai lưu tại ta bên người đâu? Hơn nữa ta rất nhiều lần làm trò ngươi mặt, ám chỉ quá ngươi kia hai nữ nhân, nếu kia hai nữ nhân thật là ngươi dùng tiền mua tới, các nàng hẳn là sẽ chủ động liên hệ ta, đáng tiếc một lần đều không có này liền thuyết minh, nàng hai, cùng ngươi quan hệ, đều không phải là mặt ngoài như vậy. Đương nhiên, Trương Huyền búng tay một cái, này chỉ là trong đó một chút, trong khoảng thời gian này, ta cũng coi như hiểu biết Đông Phương thành thế lực phân bố, sở ra tuy rằng thế yếu, trốn tránh dưới mặt đất, nhưng Đông Phương ra đều không phải là không biết, sở ra mỗi lần làm người vào thành mua lương, kỳ thật đều là Đông Phương ra ngầm đồng ý, bọn họ cũng biết, vô pháp đem sở ra đuổi tận giết tuyệt, mà ngươi một cái dựa giang hồ ăn cơm thợ săn tiền thưởng, không có khả năng không hiểu biết này đó, nhưng ngươi còn cố tình dám đối với kho lúa người xuống tay. Thậm chí muốn bắt sở ra người trở về, này hợp lẽ thường sao? Có người đã an bài hảo, làm ngươi dám thị ta, đúng không? Thôi điền không rên một tiếng. Đại, đại nhân, ngài trà, tiểu cửu run run rẩy rẩy đem mới vừa tục nóng quá thủy trà đưa cho Trương Huyền. Cảm ơn, Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, từ nhỏ chín trong tay tiếp nhận chén trà, thổi khẩu khí, đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa phương hướng, đúng rồi, còn có ngươi, ngươi cũng có sơ hở, phiền toái tiến vào một chút đi. Thôi điền sắc mặt biến đổi. Trương Huyền tiếp tục ra tiếng, đều lão bằng hiếu, hà tất che che giấu giấu, người ở bên ngoài trong mắt, chúng ta chính là vượt qua vài cái một đêm xuân tiêu a. À. Lợi hại, ngoài cửa vang lên một đạo giọng nữ, theo sau, liền thấy canh lan từ trên không phiêu nhiên mà rơi, xuất hiện ở thành chủ phủ phòng nghị sự trước cửa ta muốn biết ta sơ hở lại ở nơi nào đâu trương huyền nhìn chậm rãi đi tới canh lan hơi hơi lắc lắc đầu kỳ thật nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến ta thật sự không thể tin được áo tang đổ đệ cũng sẽ làm phản nói cái gì làm phản canh lan đi vào phòng trong vì tiện tìm một cái ghế ngồi xuống chúng ta chỉ là lập trường bất đồng mà thôi đối đãi vấn đề phương thức không giống nhau đâu ra làm phản đâu nếu mặc kệ đúng sai đều đi nghe theo kia không phải thành ngu chung sao ân trương huyền tán thành gật gật đầu người nói cũng đúng đối đãi vấn đề góc độ bất đồng mà thôi thế giới này bản thân liền không có cái gì đúng cùng sai người sơ hở kỳ thật rất lớn canh lan lộ ra một bộ kinh ngạc bộ dáng ta muốn nghe xem còn nhớ rõ hai ta thấy sao trương huyền ra tiếng ta đi tìm ngươi nói áo tang để cho ta tới ngươi lộ ra một ít kinh ngạc thần sắc lại liền hỏi ta mấy vấn đề lúc này mới xác định ta thân phận nói thật xúi dục người của ngươi thật đúng là chưa cho ngươi tiến hành quá hệ thống tính huấn luyện nếu không tam lưu diễn viên đều so ngươi diễn muốn chân thật áo tang đều bị phế đi lấy thực lực của hắn chuyên môn tới ngân châu tìm ta ta tưởng hắn cũng không phải là chuyên môn vì nói cho ta muốn trước tới thần ẩn giới nhìn xem hắn biết rõ hắn nhất cử nhất động đều sẽ bị người theo dõi hắn a là để cho ta tới nơi này giúp thảo a làm ta ngẫm lại có thể an bài người nhìn chằm chằm áo tăng người rất nhiều, nhưng có thể biết được ta tiến thần ẩn giới, cũng không sẽ rất nhiều, xài cửu minh, không có khả năng, kia này sau lưng người, chính là dư lại hai cái hồng y đại chủ giáo lạc. Canh Lan hơi hơi mỉm cười, nói thật, người thật đúng là tự xưng là thông minh không được. Ta cũng nói thật, người kỹ thuật diễn, cũng thật sự không được. Trương Huyền trong tay chén trà đột nhiên bạo liệt, tiểu song cùng tiểu cửu trên mặt lộ ra một bộ hoảng sợ thần sắc, theo bản năng lui về phía sau vài bước. Chén trà vỡ vụn, nhưng ly trung thủy lại không tàn mất, ngưng tụ thành một đoàn, như có linh tính ở trương huyền đầu ngón tay nhảy lên. Ta trước không nói người ở nhìn thấy ta kia một khắc, lộ ra nhiều ít vốn không nên biểu hiện ra dấu vết, chỉ cần là từ ngươi thấy ta đến bây giờ, không hỏi quá áo tang tình huống, này liền đã làm ngươi bại lộ, ta tưởng, chân chính canh lan, đã chết đi. Canh lan sắc mặt đổi đổi, theo sau ra tiếng, như thế nào, ta thường xuyên sẽ cùng sư phụ ta liên hệ không được sao. Trương Huyền lắc lắc đầu, vậy ngươi sẽ không biết áo tăng âm nhạc tạo nghệ có bao nhiêu cao sao. Thất sát, chính là, có thể sử dụng âm luật giết người. Ngươi, canh lan mày nhăn lại, theo sau thư hoãn mở ra, hành đi, ta thừa nhận, canh lan đích xác đã chết, nàng này trương ra người mặt nạ dùng cũng không tệ lắm, mệt ta còn vẫn luôn lo lắng, ngươi là nhìn ra tới ta đeo một trương ra người mặt nạ đâu. Canh lan giọng nói rơi xuống, liền thấy nàng duỗi tay phóng tới chính mình mặt sườn, theo sau dùng sức một xé, một trương ra người mặt nạ liền như vậy bị nàng xé xuống, ném tới trên mặt đất. Mà ở này trương ra người mặt nạ hạ là một trương đã hoàn toàn vặn vẹo mặt. Đây là vì này một khuôn mặt ta đem cái mũi của mình đều tước không có, tưởng ta năm đó là cỡ nào xinh đẹp, có bao nhiêu nam nhân nguyện ý vì ta liều mạng. Hiện tại a à? người này lắc lắc đầu, bất quá không sao cả chỉ cần có thể làm thịt ngươi cái gì đều đáng giá người này nói cho hết lời thân hình bỗng nhiên bạo động chiều trương huyền vọt tới hô trương huyền thở phào một hơi nhìn dáng vẻ ngươi lại nhận được tân mệnh lệnh a à, người chủ tử đây là đã tính toán đem ngươi từ bỏ sao cũng đúng thôi điền bọn họ hẳn là cũng chỉ là nghe lệnh cùng ngươi nếu ngươi đã chết cũng không ai biết ngươi chủ tử sau lưng là ai không phải đi trương huyền ngón tay bắn ra một giọt nước thẳng đến canh lan mà đi. Canh lan vào tới trước thân ảnh bỗng nhiên tạm dừng, ngay sau đó, liền thấy nàng đồng tử bắt đầu khuếch tán, giữa mày chỗ một mặt điểm đỏ hiện ra, cả người cũng vuông góc hướng phía trước phương tài đi. Thôi điền cùng với tiểu song hai nàng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Trương huyền đứng ở tại chỗ, không có động, hắn quay đầu lại nhìn ba người liếc mắt một cái, theo sau ra tiếng, làm ta đoán xem, kế tiếp, nên có người nói ta liên hợp yêu vật, giết đông phương ra người đi sau đó sở ra người sẽ bị giam lỏng, đến nỗi vừa mới đi ra ngoài những cái đó đông phương ra người, chỉ sợ đã mất đi tự do. Ngươi, thôi điền trừng lớn đôi mắt nhìn Trương Huyền. Nói thật, các ngươi ba cái, thật không có làm sai cái gì, chúng ta chỉ là lập trường bất đồng mà thôi. Trương Huyền búng tay, có tam giọt nước chia lìa mở ra. Tiểu song cùng tiểu cửu không ngừng phe phải đầu. Không, không cần, cầu, cầu ngươi, tiểu song sắc mặt trắng bệch, hai chân mềm nhũn, liền quỳ gối trên mặt đất. Tiểu cửu quần, cũng trực tiếp than ướt một mảnh. Ai, Trương Huyền thở dài, cho nên nói, đứng thành hàng nhất định phải minh xác A, à. nhân sinh chính là như vậy, đứng sai đội, khả năng liền ngã xuống vực sâu. Lần này các ngươi chủ tử dẫn yêu thú vào thành, ý đồ phân liệt phương đông lục địa, các ngươi cũng đã sớm ở hắn hy sinh danh sách đi. Chạy A, à, thôi điền hét lớn một tiếng, dùng hết toàn lực hướng ngoài cửa phóng đi. Trương Huyền không nói gì, lại lần nữa búng tay, tam giọt nước bắn nhanh mà ra, phân biệt nhắm ngay ba người mà đi. Cơ hồ ở đồng thời, thôi điền ba người giữa mày chỗ, xuất hiện một đạo điểm đỏ, mặc kệ là chạy trốn thôi điền, vẫn là quỳ xuống đất tiểu song, cùng với đái trong quần tiểu cửu, đều tại đây một khắc, lăng tại chỗ, theo sau, thống nhất hướng phía trước tải đi. Trương huyền trưởng thành cho tới bây giờ, phi thường minh bạch một đạo lý, đối địch nhân nhân từ, chính là đối chính mình tàn nhẫn. Tuy rằng, trước mặt ngã xuống ba người cùng trương huyền bản nhân không có một chút ăn tết thậm chí mấy ngày nay trương huyền cuộc sống hàng ngày còn đều là này hai nữ nhân đi chiếu cố nhưng lập trường bất đồng hắn liền sẽ không lưu thủ trương huyền biết chính mình không phải cái gì người tốt hắn cũng không muốn đi đương cái gì người tốt có đôi khi người tốt hảo đến cuối cùng ngược lại là hại chính mình thôi điền ba người theo tiếng ngã xuống đất phòng nghị sự ngoại liền truyền đến một đạo hét lớn một tiếng tội nhân trương huyền, cấu kết yêu thú, mưu hại đông phương thành chủ, nên chu. Ai, trương huyền thở dài, lắc lắc đầu, lẩm bẩm nói, này tội nhân danh hào, ở thần ẩn hội, đã không biết bị xếp vào bao nhiêu lần, liền không thể tới điểm mới mẻ đồ vật sao. Đường bên ngoài tiếng vang rơi xuống lúc sau, liền thấy, một đại đội người, vọt vào phòng nghị sự nội, ước chừng có hơn 20 hào, mỗi người trên người, đều có mãnh liệt khí cơ tung hoành, những người này, mỗi người đều là cao thủ một đạo thân ảnh, từ bên ngoài đi đến, người này thân xuyên ngân giáp, cầm trong tay màu bạc trường thương, giống như chiến thần giống nhau, đúng là phía trước vẫn luôn đãi ở phương Đông Lê bên cạnh Mục Tông Quang. Tội nhân Trương Huyền, người dẫn yêu thú vào thành, tàn hại bá tánh, mưu hại đông phương gia nhất tộc, hiện kết hợp sáu đại thành chủ thống nhất ý kiến, đem người giam giữ, người nhưng có ý kiến. Trương Huyền đôi mắt nheo lại, đánh giá người tới, theo sau ra tiếng, tới một đám tạp gã, đi lên liền cho ta định tội, đây là tưởng ngạnh bức ta phản ý tứ sao. Audio điện tử võ tấn bền Mục Tông làm vinh dự quát một tiếng, tội nhân Trương Huyền, còn không đền tội. Trương Huyền nhún vai, Mục Tông quang chuyên môn chờ đợi vài giây, thấy Trương Huyền không có bất luận cái gì phản ứng, phất phất tay, tức khắc đi lên tới hai người, cầm trong tay dây thừng, đem Trương Huyền trói gô. Này dây thừng trói người, hiển nhiên chính là đi rồi cái hình thức mà thôi. Ngay sau đó, Trương Huyền bị Mục Tông Quang dẫn người, áp ra khỏi thành chủ phủ, thành chủ phủ ngoại, rất nhiều người đều đem một màn này xem ở trong mắt. Mục Tông Quang dẫn người không ngừng tuyên dương một tin tức, tội nhân Trương Huyền, liên hợp yêu thú, hãm hải phương Đông Lê, ý đồ cường lấy Đông Phương thành chủ quyền, mà sở ra, còn lại là Trương Huyền phụ thuộc, lúc này đây, yêu thú đột kích là bởi vì sở ra vào thành, dẫn yêu thú tới tin tức này từ mục tông quang trong miệng tuyên dương, hơn nữa lấy cực nhanh tốc độ, truyền bá toàn bộ Đông Phương Thành đều là. Đông Phương Thành vừa mới đã trải qua như vậy hết thảy, những cái đó sống sót người, đối yêu thú hận, đã thâm nhập cốt tủy, nguyên bản, ở bọn họ trong mắt, cái kia xuất hiện ở không trung phía trên, mang theo đầy trời màu tím thần mang người, là bọn họ trong lòng anh hùng, nhưng giờ phút này, anh hùng hình tượng đột nhiên tan biến, biến thành tội nhân, tức khắc tiếng mắng một mảnh sở ra nhà cửa ngoại phẫn nộ đám người càng là đã sớm vào tới nơi này đông phương thành nội có một tòa thiên lao nơi này giam giữ đều là một ít vi phạm pháp lệnh hạng người bị trói gô trương huyền liền bị người đưa tới nơi này ném vào một cái nhà tù giữa này nhà tù liền cùng cổ trang điện ảnh chung nhà tù giống nhau từ từng đoạn đầu gỗ tạo thành hàng rào đừng nói là ngự khí cao thủ chính là hơi chút có điểm thủ đoạn người cũng giam giữ không được mục tông quang liền an bài người đem trương huyền ném đến nơi đây sau không hề để ý tới đến nỗi buộc chặt trương huyền dây thừng vốn chính là làm làm bộ dáng lúc này đều đã tự nhiên bóc ra mở ra nhà tù nội có vẻ âm u ẩm ướt không có một chút ánh sáng đãi ở chỗ này sẽ làm người cảm giác cực kỳ không thoải mái u này không phải cái kia hiên ngang lẫm liệt trương huyền sao như thế nào cũng bị người ném đến nơi đây tới giờ phút này một đạo trào phúng thanh âm vang lên, từ Trương Huyền đối diện mặt truyền đến. Trương Huyền lúc này mới chiều đối diện nhìn lại, cũng là một cái nhà tù, nhà tù chung nhét đầy không ít người, Trương Huyền một cái đều không quen biết. Như thế nào, cứu vất đông phương thành đại anh hùng, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức đại anh hùng, như thế nào bị đánh vào thiên lao. Này đại khái là cái thứ nhất bị quan tiến nhà mình thành thiên lao lục địa giáo chủ đi, ha ha ha. Cấu kết yêu vật rác rưởi ta phi. Từng đạo tiếng mắng vang lên. "Hảo, đều bớt tranh cãi đi." Một đạo thanh âm từ nhà tù chỗ sâu trong vang lên, chửi bậy mọi người nghe thế thanh âm, ngoan ngoãn nhắm lại miệng. Này một đạo thanh âm chủ nhân, Trương Huyền nghe ra tới, là Phương Đông Lê. Trương Huyền nhẹ nhàng phất tay, trước mặt nhà tù môn tự động mở ra, Trương Huyền đi ra nhà tù, đi vào đối diện nhà tù trước, theo sau lại lần nữa phất tay, đối diện nhà tù môn cũng nhẹ nhàng mở ra. "Ngươi làm cái gì?" nhà tù chung người thấy Trương Huyền đi tới, tất cả đều lộ ra một bộ cẩn thận bộ dáng. Muốn ta đoán xem, Trương Huyền cười một chút, cái kia mục tông chỉ là không phải nói cho các ngươi, đã nắm giữ ta liên hợp sở ra cấu kết yêu thú chứng cứ, chỉ là cho các ngươi ủy thân tại đây, chờ giải quyết ta cùng sở ra, khiến cho các ngươi một lần nữa đi ra ngoài. Nhà tù chung người không có hé răng. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, nhìn dáng vẻ, ta đoán không tồi. Trương Huyền đi vào đối diện nhà tù chung. Họ Trương, người muốn làm gì? Có người quát hỏi nói. Trương Huyền duỗi tay chỉ chỉ đám người chỗ sâu nhất, tìm phương đông lê tán gẫu một chút. Lại lần nữa có người quát, chúng ta thành chủ không nghĩ cùng ngươi lưu, người đi ra ngoài. Chú ý một chút lời nói của ta. Trương Huyền trong tay một mặt màu tím quang mang thoáng hiện, ta nói chính là, ta tưởng cùng hắn lưu, không để bụng hắn có nghĩ cùng ta lưu, minh bạch sao. Hiện tại, lăn. Trương Huyền trong miệng, lăn tự vừa ra, che ở trước mặt hắn đông phương ra người, cơ hồ đồng thời chiều phía sau lui lại mấy bước, cấp Trương Huyền nhường ra một con đường. Lấy Trương Huyền thực lực, ở chỗ này, là có thể xưng là tuyệt đối nghiền áp. Trương Huyền từ đông phương ra đám người giữa xuyên qua, thấy được ngồi ở nhà tù tận cùng bên trong phương Đông Lê. Phương Đông Lê nhìn Trương Huyền, trong mắt tràn ngập chán ghét, ở phía trước, Phương Đông Lê liền nghe được nghe đồn, Phương Đông lục địa giáo chủ Trương Huyền, liên hợp yêu vật, trọng thương hồng y đại chủ giáo xài cửu minh. Ha ha, đông phương thành chủ, ta cho rằng, chỉ có liên hợp yêu vật mới có này đãi ngộ đâu, không nghĩ tới, liền ngươi cũng có này đãi ngộ, ta là cái thứ nhất bị quan tiến nhà mình thành trì nhà tù giáo chủ, ngươi lại làm sao không phải cái thứ nhất bị quan tiến vào thành chủ đâu. Họ trương, ngươi không cần nói lung tung, một người đông phương ra người quát, chúng ta bất quá là tạm thời đãi ở chỗ này, một khi giải quyết rớt các ngươi này đó liên hợp yêu vật, chúng ta đông phương ra tự nhiên có thể lại thấy ánh mặt trời ha ha, tưởng thật tốt a trương huyền cười lạnh một tiếng họ trương người cười lạnh làm chi đương nhiên là cười các ngươi quá thiên chân a à. trương huyền nhún vai các ngươi liền không có nghĩ đến mục tông quang như thế nào đột nhiên liền có cái này kế hoạch mà lấy thực lực của ta bằng vào một cái mục tông quang có thể đem ta chảo tiến này đại lao nội các ngươi còn không biết đi ở các ngươi tiến vào đại lao sau toàn bộ đông phương thành tới ít nhất 10 tên phú thần cường giả, mà Mục Tông Quang cũng đã bị ủy nhiệm với Đông Phương thành đại lý thành chủ. Hơn nữa, ở đối ngoại tuyên bố chung, ta Trương Huyền đã đem các người Đông Phương ra người đều cấp hại. Ở người khác trong mắt, các người đã là một đám người chết, các vị đều là chơi quyền mưu, sẽ không tưởng không rõ nơi này có cái gì vấn đề đi. Đông Phương ra người, sắc mặt đều có chút khó coi. Cái gọi là đại lý thành chủ, kia chẳng phải là ở tiền nhiệm trước, dùng để ôm quyền một cái lý do thoái thác sao? Họ Trương, người cố ý cùng chúng ta nói này đó, không phải chuyên môn nghĩ đến trào phúng một chút đi. Một người sắc mặt khói mù. Ta nhưng không như vậy nhàm chán. Trương Huyền lắc lắc đầu, ta chỉ là tới cùng Đông Phương thành chủ, nói cái hợp tác. Không có hứng thú, Phương Đông Lê trực tiếp ra tiếng, ta Phương Đông Lê, tuyệt đối sẽ không cùng ngươi loại này cấu kết yêu thú bại hoại nói chuyện hợp tác. Đông Phương thành chủ không cần cấp sao, trương huyền cười nói nghe một chút lại quyết định cũng không muộn hiện tại đông phương thành một mảnh hỗn loạn yêu thú còn không có hoàn toàn thối lui cư dân nhóm căn bản là không có chính mình tự hỏi năng lực người đương quyền nói cái gì bọn họ liền tin cái gì hiện tại bọn họ truyền bá các người đông phương ra đã bị hại tin tức một khi các người theo ta đi đi ra ngoài vì ta làm chứng có thể nháy mắt lật đổ mục tông quang đến lúc đó các người như cũng làm các người đông phương thành chủ mà sở ra ta sẽ làm bọn họ ngoan ngoãn nghe các ngươi nói, đến lúc đó Đông Phương Thành, vẫn là người Đông Phương ra một nhà độc đại, đến nỗi ta, tắc sẽ rời đi nơi này, đi ra ngoài làm ta giáo chủ, thế nào? Ta nói, Phương Đông Lê lạnh lùng nói, ta sẽ không cùng cùng yêu thú cấu kết bại hoại hợp tác. Cho người mặt không cần sao, Trương Huyền ánh mắt nháy mắt trở nên sắc bén lên, bắt lấy Phương Đông Lê cổ, Đông Phương Thành chủ, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn tưởng một chút, hoặc là cùng ta hợp tác, hoặc là, người đông phương ra người, toàn chết ở chỗ này. chương 1271 diễn thật vất vả A. À. Phương Đông Lê bị Trương Huyền nắm cổ, sắc mặt đỏ lên, hắn cả người khí cơ bị phong tỏa, ở Trương Huyền trước mặt, thực lực cường đại Phương Đông Lê, cùng người thường cũng không cái gì khác nhau. Phương Đông Lê, đơn giản như vậy lựa chọn đề, người hẳn là sẽ làm đi. Trương Huyền trong mắt tràn ngập hung mang, màu tím hơi thở ở hắn thân thể chung quanh bò lên lan tràn, Phương Đông Lê khóe miệng, chậm rãi gợi lên một nụ cười, họ. Trương, ngươi, vọng tưởng, tìm chết, hảo, thành toàn ngươi, một phen màu tím khí nhận, tự trương huyền trong tay hình thành. Đông Phương ra người, tất cả đều mặc không lên tiếng. Phương Đông Lê cũng nhắm mắt lại, làm tốt một bộ không sao cả bộ dáng, chuẩn bị nghênh đón trương huyền trong tay khí nhận. Nhưng đợi hồi lâu, Phương Đông Lê tưởng tượng giữa cảm giác đau đớn cũng không đánh úp lại, ngược lại hắn cảm giác thân thể buông lỏng kia đem chính mình hoàn toàn áp chế cuồng bạo đột nhiên biến mất ta rất tò mò trương huyền thanh âm vang lên phương đông lê mở to mắt phát hiện trương huyền trong tay khí nhận đã không thấy trương huyền nhìn phương đông lê theo ta được biết các ngươi sở đi theo người đã chết mà hắn cũng không thuộc về thần ẩn hội các ngươi dùng đến như vậy trung thành và tận tâm sao họ trương ta cảnh cáo ngươi phương đông lê hét lớn một tiếng có chút tiên hiền, chẳng sợ đã tây đi, cũng không phải người bực này người có thể. Cái gì? Phương Đông Lê nói một nửa, đột nhiên mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nhìn trước mắt. Giờ này khắc này, ở trương huyền đỉnh đầu, một đóa tản ra yêu dị quang mang màu tím hoa sen, đang ở thong thả xoay tròn. Phương Đông Lê nhìn này đóa màu tím hoa sen, ánh mắt dần dần trở nên tràn ngập mê luyến lên. Họ trương, người khiến cho cái gì yêu pháp, ta, một người đông phương ra người giống to, nói còn chưa dứt lời, đã bị mặt khác một người đông phương ra cao tầng giữ chặt. Câm miệng, tên kia đông phương ra cao tầng quát lớn một tiếng sau, ánh mắt phức tạp nhìn Trương Huyền, ánh mắt kia chung, có khó lòng tin tưởng, cũng có kinh nghi, có chấn động, còn có chút thỏa mãn. Trương Huyền mặt mang mỉm cười, nhẹ nhàng mở miệng nói, nhận thức sao? Phương Đông Lê run rẩy thân thể, run run mở miệng, tiên, tiên, tiên liên, nhìn dáng vẻ các ngươi nhận thức trương huyền đỉnh đầu hoa sen đột nhiên biến mất hiện tại ngươi còn cảm thấy ta liên hợp yêu thú sao phản ứng lại đây phương đông lê hai đầu gối một loan liền như vậy quỳ gối trương huyền trước mặt theo sau hành phục thân đại lễ gặp qua tiên đồ đông phương ra đông đảo cao tầng thấy phương đông lê như thế cũng đều phản ứng lại đây đồng thời quỳ sát gặp qua tiên đồ hảo đứng lên đi trương huyền phất tay sở hữu hành lễ người đều bị một cổ vô hình lực lượng nâng lên, ta còn có chút sự muốn hỏi các ngươi. Phương Đông Lê nuốt khẩu nước bọt, tiền đồ đại nhân, tại đây phía trước, có không cho phép ta hỏi một vấn đề. Trương Huyền gật gật đầu, người nói. Phương Đông Lê bàn tay theo bản năng nắm chặt quyền, lục tiên hắn, hắn thật sự. Ân, không chờ Phương Đông Lê hỏi xong, Trương Huyền liền ra tiếng, ta thân thủ chôn Phương Đông Lê hốc mắt nháy mắt trở nên đỏ bừng, ta chờ vẫn luôn cho rằng, tin tức này, chỉ có bảy phần là thật, lại không nghĩ rằng. Không cần thương tâm, Trương Huyền lắc lắc đầu, là lão nhân kia chính mình không muốn sống nữa, bằng không lấy thực lực của hắn, sao có thể đến phiên ta đi chôn hắn, hắn người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh còn kém không nhiều lắm, ta có mấy vấn đề muốn hỏi các ngươi, về ta liên hợp yêu thú tin tức, là ai truyền ra tới. Phương Đông Lê trầm ngâm một phen, suy nghĩ một chút, đáp lại, tin tức này là từ ngoại thành truyền đến, cụ thể bắt đầu từ nào tòa thành, ta không rõ ràng lắm. kia cái thứ hai vấn đề. trương huyền vươn một ngón tay, ta nghe nói lúc ấy sở ra liên hợp yêu thú hại chết ngươi nhi tử. đúng vậy. phương đông lê ánh mắt lộ ra hận ý. lúc trước chính là sở ra liên hợp yêu thú hại chết khuyển tử. ngươi nhưng có chứng cứ? không có chứng cứ. phương đông lê lắc đầu đầu, nhưng kia sự kiện lại là ta tận mắt nhìn thấy. lúc trước là sở cát thịnh thân thủ giết ta nhi tử, ta xem rành mạch sở cát thịnh sử dụng ra công pháp, chính là yêu vương sử dụng. Trương huyền nhíu mày, lại suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi, cuối cùng một sự kiện, các người đông phương ra, rốt cuộc có hay không người, liên hợp yêu thú. Ta sơ tiến thần ẩn dưới kia một ngày, nhìn đến các người đông phương ra có người, đi bắt cóc sở ngưng, dùng cũng là liên hợp yêu thú phương pháp. Không có khả năng, phương đông lê phi thường tin tưởng mở miệng, ta đông phương ra, tuyệt đối không có khả năng liên hợp yêu thú, cũng không có khả năng đi đối sở ra nữ hoa động thủ sở cát thịnh cấu kết yêu thú nhưng ta tin tưởng sở ra đại bộ phận người đều là vô tội ok trương huyền búng tay một cái ta hỏi ngươi nếu ta hiện tại mang ngươi đi ra ngoài tiêu diệt sở cát thịnh ngươi có hay không tin tưởng đem đông phương thành một lần nữa lấy về tới có phương đông lê gật đầu thực hảo như vậy liền trương huyền nhìn dưới chân đột nhiên trương huyền cánh tay trước rối trực tiếp nắm một người đông phương ra cao tầng cổ. Phương Đông Lê Kinh Hãi, tiên đồ, ngài. Nói thật, Trương Huyền nhéo trong tay người cổ, nhìn về phía Phương Đông Lê, cười như không cười mở miệng, ngươi làm đông phương ra gia chủ, vì cái gì đương ngươi xảy ra chuyện thời điểm, một cái vì ngươi người nói chuyện đều không có đâu. Là bởi vì mọi người đều cảm thấy, ngươi cái này con dối, không quan trọng, đúng không? Phương Đông Lê sắc mặt biến đổi. Trương Huyền tiếp tục ra tiếng, nếu ngươi sau lưng người đã biết ta tới thần ẩn giới, bọn họ sao có thể không thể tưởng được? Ta sẽ ở ngươi trước mặt triển lộ thân phận đâu? Người kỹ thuật diễn là so còn lại người hảo điểm, bất quá a, à, người có chút theo bản năng hành vi, là kỹ thuật diễn che đậy không được. Người nếu thật là thành chủ, không có khả năng mỗi một lần ta làm gì đó thời điểm, các ngươi đông phương ra những cái đó cao tầng đều sẽ chiều hắn xem ra. Trương Huyền trên tay dùng sức bị hắn nắm cổ người nọ, lại là một chút vẻ mặt thống khổ đều không có ngược lại trên mặt còn lộ ra một bộ cười lạnh. Đây là một cái nhìn qua hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, diện mạo bình thường, rất khó làm người chú ý tới. Trương Huyền A Trương Huyền, người thật sự không tồi, khó trách có thể từ một cái tầng dưới chót, Bỏ đến bây giờ vị trí này. Đối phương như thường mở miệng, bất quá, người thật sự suy nghĩ cẩn thận sao. Tính toán động thủ, hiện tại ngươi, nhưng bị rót thượng một cái cấu kết yêu thú danh hào A, một khi ngươi động thủ, ngươi cảm thấy sẽ có thể buông tha ngươi sao người người theo đuổi sở ra cũng sẽ bị thần ẩn hội sở mặt sát ta cảm thấy ngươi nói không đúng trương huyền rất có tự tin mở miệng này sở ra không phải cũng là các ngươi người sao từ ta đến cái này thần ẩn giới bắt đầu các ngươi liền ở diễn kịch cho ta xem diễn xuất một bộ có người muốn phân liệt ta phương đông lục địa bộ dáng diễn xuất một bộ muốn phân liệt sư phụ ta một mạch bộ dáng làm ta đoán xem các ngươi chân chính muốn Hẳn là không phải ta Trương Huyền đi phản mà là muốn biết nào đó tin tức đi. Mà này tin tức từ ta trong miệng là hỏi không ra tới. Muốn hỏi phải hỏi chân chính Phương Đông lê cùng sở cát thịnh đúng không? Ngươi thật đúng là tự tin a. À. Bị Trương Huyền nắm yết hầu trung niên nam nhân lộ ra một mặt cười lạnh. Ngươi liền thật cho rằng chính mình đoán toàn đúng không? Không sao cả. Trương Huyền nhún vai. Kỳ thật ta vừa rồi hỏi nhiều như vậy, bất quá chỉ muốn biết một sự kiện mà thôi. Các ngươi nói nhiều như vậy cũng chỉ cho ta nói một câu lời nói thật đi. Nga, trung niên nam nhân lộ ra một bộ rất có hứng thú bộ dáng, ta đến muốn nghe xem, người cảm thấy câu nào lời nói là thật sự. Sở ra giữa, đại đa số người là vô tội, đúng không? Trương huyền mãn nhãn ý cười, ta đến sở ra kia một ngày, trực tiếp gặp mặt sở ra cao tầng, hạ tầng người, ta liền nói chuyện cơ hội đều không có, vô luận sự tình gì, sở các thịnh đều sẽ an bài người mang theo ta, thậm chí liền rời giường, đều sớm đã có người ở ngoài cửa chờ, bất quá, các người thật sự xem nhẹ một sự kiện. Xem nhẹ một sự kiện, trung niên nam nhân mặt lộ vẻ nghi ngờ, là cái gì đâu. Khí hậu mùa, chưa nguyên mở miệng, ở hiện tại cái này mùa, sở ra nơi địa huyệt, lý nên ẩm ướt, nhưng toàn bộ địa huyệt giữa, lại có vẻ dị thường khô giáo, ta tiến vào địa huyệt lúc sau, vẫn luôn là xuống phía dưới đi, nhưng kia bất quá là một cái thị giác sai biệt đúng không? Liên cùng loại với tà sườn núi giống nhau tồn tại, nhìn như đi xuống, kỳ thật hướng về phía trước, chúng ta ở, nhưng đều không phải là ngầm, đây là một chút, còn có một chút, lấy đông phương thành kiến trúc công nghệ, ngoài thành 50 m khoan thâm rãnh, nếu thật là ngầm bị đào giống, chỉ sợ một đoạn thành rác đã sụp đổ đi. Ở tại ngầm, chẳng qua là các ngươi nói cho ta mà thôi, xây dựng một cái đông phương ra cùng sở ra tranh hùng biểu hiện giả dối, kỳ thật, hai nhà tầng dưới chót người, căn bản là không biết đã xảy ra chuyện gì, kia vào thành một màn, cũng là các người chuyên môn diễn xuất tới, cho ta xem đi. Trung niên nam nhân cười như không cười, sau đó đâu? Sau đó rất đơn giản, vô luận là ta tin tưởng sở ra, vẫn là tin tưởng đông phương ra, đều sẽ chiều mặt khác một nhà động thủ, một khi này tay động, chỉ sợ các người phân liệt phương đông lục địa mục đích, cũng liền hoàn toàn đạt tới, đương nhiên, này chỉ là một trong số đó. Trương Huyền nheo lại đôi mắt, đến nỗi điểm thứ hai sao, ta ai đều không tin, thậm chí mặc kệ chuyện này, vậy các ngươi có thể tùy tiện hướng ta trên đầu chụp mũ, phương đông lục địa giáo chủ đầu nhập vào yêu thú một loại, này tin tức bốn phía tuyên dương đi ra ngoài, ta phương đông lục địa, như cũng sẽ biến thành một mảnh tán xa, ít nhất, rốt cuộc vô pháp giống như trước như vậy ngưng tụ, kể từ đó, mặc kệ là sở tranh khâm định người thừa kế, vẫn là lục lão nhân truyền nhân, đều không thể kế thừa phương đông lục địa giáo chủ một vị. Này phương đông lục địa, các người tưởng như thế nào thẩm thấu, liền như thế nào thẩm thấu đúng không đến lúc đó các ngươi tưởng từ chân chính sở cắt thịnh cùng phương đông lê trong miệng được đến cái gì tin tức cũng liền đơn giản ha ha xuất sắc xuất sắc a à. kia trung niên nam nhân nâng lên cánh tay không ngừng vỗ tay không hổ là địa ngục quân vương thật là lợi hại uổng phí chúng ta nhiều người như vậy bồi ngươi diễn một vở diễn kết quả là còn làm địa ngục quân vương ngươi diếu cợt một phen lợi hại nhưng ngươi có hay không nghĩ đến một cái khả năng đó chính là, chúng ta căn bản là không nghĩ được đến cái gì cái gọi là tin tức, cũng không có cái gọi là tin tức làm chúng ta được đến. Vậy càng tốt lý giải, Trương Huyền ánh mắt giữa, hàn mang lập lòe, nếu phân liệt phương đông lục địa mục đích không có đạt thành, các người cũng không nghĩ làm ta ra này thần ẩn giới, đúng không? Ha ha ha, ha ha ha, địa ngục quân vương, cùng ngươi loại này người thông minh giao lưu, quả thực là quá vui sướng, ha ha ha. Trung niên nam nhân lên tiếng cười, ngay sau đó trên người hắn bộc phát ra một cổ uy thế cường đại trương huyền sắc mặt hơi đổi cả người nhanh chóng chiều phía sau thối lui oanh toàn bộ thiên lao tại đây nháy mắt sụp xuống một đạo màu đỏ khí mang thổi quét trung niên nam nhân toàn thân theo sau này màu đỏ khí mang bao trùm ở hắn thân thể thượng hình thành một kiện màu đỏ áo choàng áo choàng thượng khắc trang rằm đồ án trung niên nam nhân đem áo choàng khấu thượng nhẹ nhàng mở miệng thần ẩn hội hồng y giáo chủ kim hán thanh gặp qua địa ngục quân vương ha ha lại là một người hồng y giáo chủ trương huyền cánh tay duỗi ra màu tím trường kiếm tự trong tay hắn hình thành người xác định người có thể lưu lại ta sao chỉ bằng vào một người tự nhiên khó có thể lưu lại đại danh đỉnh đỉnh quân vương các hạ lại một đạo thân ảnh vang lên có người xuất hiện ở trương huyền phía sau hắn đồng dạng thân khoác lụa hồng sắc áo choàng áo choàng thượng ấn nếu là ngôi sao đồ án Thần ẩn hội Hồng Y giáo chủ, Lan Nhi, gặp qua Địa Ngục Quân Vương. Trương Huyền khóe miệng đột nhiên gợi lên tươi cười, lợi hại, thần ẩn hội hai đại Hồng Y giáo chủ đồng thời xuất hiện, chỉ vì lưu lại ta Trương Huyền, thật đúng là để mắt ta a. À. Lan Nhi thanh âm thực phiêu huyến, hắn rõ ràng liền đứng ở Trương Huyền phía sau, nhưng thanh âm lại là từ còn lại bất đồng góc độ vang lên. Không có biện pháp, ai làm ngươi là Địa Ngục Quân Vương đâu? Kim Hán Thanh đôi tay hiện lên hai thanh huyết sắc câu liêm. Một quyển sách bìa trắng phiêu phù ở Lan Ni trước người, tản ra quỷ dị màu lam quang mang. Trương Huyền không có nói nữa, hắn thân thể chung quanh màu tím khí mang tức khắc bạo trướng, hai thanh màu tím thần kiếm trống rỗng hình thành, theo sau phân biệt chiều Kim Hán Thanh cùng Lan Ni lăng không chém tới. Kim Hán Thanh trong tay câu liêm đan chéo thành một trương huyết sắc lưới lớn, nháy mắt liền dập nát Trương Huyền sở chém ra thần kiếm mà một khác đem màu tím thần kiếm ở tiếp cận Lan Nhi khi liền bắt đầu trở nên hư ảo lên tốc độ cũng trở nên cực kỳ thông thả ngay sau đó giống như là hạt phân tán giống nhau hoàn toàn tiêu tán hai đại hồng y giáo chủ thủ đoạn căn bản không thể theo lẽ thường suy nghĩ nhà tù nội người đã ở trước tiên liền rút khỏi nơi này bất quá Trương Huyền cũng cũng không có tâm tư cùng hai người ham chiến hắn biết rõ thực lực của chính mình lúc trước có thể đem xài cửu minh đua cái trọng thương là có kia đem đoạn kiếm hỗ trợ, mà sử dụng đoạn kiếm lúc sau, chính mình cũng sẽ kiệt lực, hiện tại Trương Huyền phải làm, là rời đi này thần ẩn giới. Đường Trương Huyền đánh ra lưỡng đạo thần mang lúc sau, cơ hồ không có bất luận cái gì tạm dừng, cả người bay nhanh hướng về phía trước không phóng đi. Nhà tù đã sụp xuống, Trương Huyền trước mặt không có bất luận cái gì trở ngại. Trương Huyền, nếu đã xé rách ra mặt, người cho rằng, người đi được rất sao. Kim Hán Thanh hét lớn một tiếng. Trên bầu trời, một chương từ khí đan chéo ra tới đại võng, bỗng nhiên chiều trương huyền khấu tới, là mục tông quang phía trước mang những cái đó cao thủ, hợp lực hướng trương huyền tập sát mà đến. Cút ngay! Trương huyền quát lên một tiếng lớn, một phen màu tím cự kiếm lăng không chém xuống, trực tiếp chảm phá này một cái lưới lớn. Có thể nhìn đến, vài tên đạp lên không trung phú thần tu sĩ, mồm to phun ra máu tươi, trương huyền lần này, không riêng phá bọn họ chiêu, cũng bị thương bọn họ căn nguyên, diệt tự thần ý, kiểu gì khủng bố. Đột phá đại võng, nho nhỏ đông phương thành, đối với trương huyền bực này tu sĩ mà nói, bất quá ngay lập tức chi gian là có thể lược ra. Ngoài thành, yêu thú đã dần dần lui tán, chỉ có ở cách đó không xa trên sườn núi, kia 30 trượng cự mãng, còn xoay quanh tại đây, phụt lên xà tin. Trương huyền sở chạy trốn địa phương, đúng là kia cự mãng nơi phương hướng, đây là một cái, đã tiếp cận với thành niên ba xà. Trương huyền khẳng định, nếu này ba xà lại trưởng thành một đoạn thời gian, tuyệt đối sẽ lại lần nữa biến dị. chương 1273 nháy mắt di động. Lan Ni là ánh trăng đồ án, Kim Hán Thanh là ngôi sao đồ án, trộn lẫn, đã sửa đúng. Trương huyền thẳng đến kia giữa sườn núi mà đi. Xoay quanh ở giữa sườn núi ba xa, có thể nào chú ý không đến này ngập trời màu tím khí mang, nó mắt lộ ra hung mang, nhìn thẳng cái kia khoảng cách chính mình càng ngày càng gần nhóc con, nó là yêu thú giữa bá chủ tồn tại, nó cũng bị linh trí, yêu thú đã rút đi, mà nó như cũng lưu lại nơi này, chiếm địa vì vương. Hiện giờ, lại là như vậy một cái nhóc con dám khiêu khích nó uy nghiêm, ba xà phụt lên xà tin, thật lớn hình tam giác đầu ngẩng lên, tùy thời chuẩn bị làm ra sắc bén một kích. Bất quá thực mau, ba xà ánh mắt, liền từ khoảng cách nó gần nhất trương huyền trên người sở rời đi, phóng tới trương huyền phía sau người trên người. Kim Hán Thanh cùng Lan Ni hai người, đuổi theo ra Đông Phương Thành. Chặn giết hắn, Lan Ni nói một tiếng. Biết, Kim Hán Thanh gật đầu, ngay sau đó, hắn bộc phát ra mãnh liệt tốc độ, chiều trương huyền phóng đi. Cũng liền tại đây đồng thời, một đạo thật lớn hắc ảnh, tia chấp hướng Kim Hán Thanh đánh úp lại. Kim Hán Thanh sắc mặt biến đổi, nguyên bản vào tới trước thân hình bắt đầu bạo lui, tránh thoát này một đạo tập kích. Kim Hán Thanh ổn định thân hình, nhìn hoành đứng ở chính mình trước người thật lớn thân ảnh, ánh mắt giữa tràn ngập ngưng trọng. Sao lại thế này, này quái vật vì cái gì sẽ hướng người động thủ? Lan Ni nhíu mày, hai người bọn họ là truy Trương Huyền mà đến, nhưng Trương Huyền có thể từ ba thân rắn bên nhẹ nhàng xẹt qua, ngược lại là đuổi giết Trương Huyền Kim Hán Thanh, đã chịu ba xà tập kích. Tiểu tử này có cổ quái. Kim Hán Thanh nhìn thoáng qua Trương Huyền chạy trốn phương hướng, hắn đã từng ở một cái phòng thí nghiệm đãi hồi lâu, chỉ sợ có thể nắm giữ một chút này đó thực nghiệm thể đặc tính. Không có khả năng, Lan Ni phủ nhận, thực nghiệm thể tiến hóa, hoàn toàn là không chịu khống chế, nơi này thực nghiệm thể hiện ở tiến hóa thành cái gì bộ dáng, có cái gì đặc tính, không có khả năng có người có thể đủ nói ra. Đang ở Kim Hán Thanh cùng Lan Ni hai người suy đoán khi, ba xà lại một lần khởi sướng tập kích, nó hoàn toàn bỏ qua Lan Ni, thật lớn tam giác đầu, có được so chạy như bay xe lửa còn muốn mãnh liệt lực pha đập, Xông thẳng kim hán thanh đánh tới. Tuy là lấy kim hán thanh thực lực, bị như vậy đụng vào, kia đều phải trọng thương. Kim hán thanh thân hình nhanh chóng né tránh, nhưng ba xà thân hình, đồng dạng linh hoạt, đừng nhìn này thân hình khổng lồ vô cùng, nhưng động tác kia cùng tia chớp giống nhau, không ngừng đuổi theo kim hán thanh. "Không đúng!" Lan Ni hét lớn một tiếng, "Không phải kia tiểu tử trên người có cổ quái, là trên người của ngươi." Kim hán thanh nghe thế thanh âm theo bản năng kiểm tra rồi một chút tự thân, ở hắn giữa lưng chỗ, kim hán thanh sở đến một khối lớn bằng bàn tay màu đen vảy. Giống, ở kim hán thanh bắt được này khối vảy khi, ba xà phát ra giống như hổ giống tiếng kêu, mở ra bồn máu mồm to, chiều kim hán thanh cắn tới. Kim hán thanh tức khắc minh bạch ngọn nguồn, khó trách này quái vật sẽ nhìn chằm chằm chính mình không bỏ, chính mình trong tay vảy, cùng này quái vật trên người, giống nhau như đúc. Kim hán thanh vì tay ném phi vảy, Nguyên bản nhằm phía Kim Hán thanh ba xa, đột nhiên thay đổi thân hình, thật lớn hình thể giống như sẽ nháy mắt di động, đem kia ném phi vải tiếp được. Kim Hán thanh sắc mặt khó coi không được, tiểu tử này không có sợ hãi hướng bên này chạy, nhất định là tính hảo, hắn là khi nào đem vật kia phóng tới ta trên người. Này bị Trương Huyền tính kế một chút, làm Kim Hán thanh phá lệ phẫn nộ. Trước đừng nghĩ như vậy nhiều, mau đuổi theo. Lan Ni hét lớn một tiếng, hai người bạo hướng, nhanh hơn tốc độ. Trương Huyền tạm thời ném xuống Kim Hán Thanh hai người, thần ẩn giới rất lớn, Trương Huyền đối này hiểu biết thật sự là quá ít, hắn hiện tại chỉ có thể lựa chọn yêu thú rút đi phương hướng chạy như điên. Phía trước, Trương Huyền ở Lao Nội, nói nhiều như vậy, cũng không phải muốn nói cho Kim Hán Thanh đám người, chính mình vạch trần bọn họ âm mưu, kỳ thật, từ đêm đó Trương Huyền nhìn đến ngoài thành rãnh thời điểm, cũng đã ý thức được không thích hợp, hắn cũng ở đêm đó thử canh lan, thật mạnh kết quả nói cho Trương Huyền, nơi này hết thảy đều là có sự mưu, từ ngày đó bắt đầu, Trương Huyền liền muốn rời đi, hắn bất quá vẫn luôn ở tìm một cái cơ hội mà thôi, bởi vì hắn biết, chính mình vẫn luôn bị người nhìn chằm chằm. Tưởng trực tiếp chạy, chỉ sợ rất khó. Trương Huyền phía trước chém xuống đại yêu đầu thời điểm, đồng dạng cũng chú ý tới xoay quanh ở giữa sườn núi chưa từng đi ba xà, Trương Huyền đã từng cùng ba xà đánh quá giao tế, biết này ba xà không rời đi, khẳng định là muốn tìm nó vậy. Sau đó, Trương Huyền đối phương Đông Lê động thủ thời điểm, vừa lúc thấy được Phương Đông Lê trên người sở cầm vải. Cho nên, liền có Trương Huyền ở lao nội trước đối phương Đông Lê động thủ một màn, hắn chế tạo các loại thanh thế, đơn giản là muốn lặng yên không một tiếng động đem này khối vải bắt được tay. Sau đó, Trương Huyền lại nắm Kim Hán Thanh cổ, nói một đống lớn nói, chính là muốn đem vải chuyển rời đến Kim Hán Thanh trên người. Trương Huyền cũng không biết Kim Hán Thanh thân phận, hắn chỉ biết đem hết thảy đồ vật đều làm được, tổng hội hữu dụng được với thời điểm. Trương huyền đối này thần ẩn giới cũng không quen thuộc, để phòng xâm nhập cái gì đại yêu lãnh địa, mỗi tuyển định một phương hướng, đều phải thật cẩn thận, nhưng Kim Hán Thanh cùng Lan Ni hai người, đối nơi này, nhưng lại quen thuộc bất quá, hai người tốc độ thực mau, chỉ là vài phút thời gian, liền nhìn đến Trương huyền thân ảnh. Trương huyền cảm nhận được phía sau truyền đến những cái đó giữ dằn hơi thở, ám đạo một tiếng không tốt, hắn không hề cẩn thận lựa chọn phương hướng nhìn chằm chằm chuẩn một chỗ bỗng nhiên ra tóc truy đừng làm cho hắn chạy kim hán thanh trong tay câu liêm đan chéo ra một mảnh tia máu chiều trương huyền phía sau chém tới mà lan ni còn lại là mở ra chính mình sách bìa trắng trong miệng lẩm bẩm trong giây lát liền thấy kim hán thanh chém ra tia máu đột nhiên biến mất giây tiếp theo đã xuất hiện ở trương huyền trước người trực tiếp phong tỏa trương huyền đường đi như vậy một màn hoàn toàn là làm Trương Huyền không nghĩ tới, hắn biết này hai đại hồng y giáo chủ rất mạnh, chỉ bằng mượn bản thân thực lực, chính mình không phải hai người bọn họ bất luận cái gì một người đối thủ, nhưng lại không nghĩ rằng, bọn họ công kích, thế nhưng có thể làm ra giống như thuấn gì giống nhau thủ đoạn, này hoàn toàn vượt quá lẽ thường. Khí xuất hiện, Trương Huyền có thể lý giải, rốt cuộc tại đây trên thế giới, rất nhiều sinh vật, đều sẽ dùng khí tới tiến hành công kích, chẳng qua là thay đổi phương thức bất đồng. Cuồng bạo tốc độ, Trương Huyền cũng có thể lý giải. Nhưng loại này nháy mắt di động, Trương Huyền thật sự, vô pháp lý giải. Không gian pháp tắc, là trên thế giới này bất luận cái gì một cái sinh vật, đều phải đi vâng theo, không có bất luận cái gì một cái sinh vật, có thể có như vậy cái gọi là nháy mắt di động. Này vượt qua Trương Huyền nhận chi. Huyết hồng cuồng bạo khí mang tới đột nhiên, Trương Huyền muốn phản ứng đã không kịp, khí mang phía trên tràn ngập thật lớn xé rách lực, hướng Trương Huyền nghiền áp mà đến. Trương Huyền miễn cưỡng trong người trước hình thành một tầng khí mang, bất qua tầng này khí mang cũng khởi không đến cái gì quá lớn tác dụng. Huyết hồng khí mang giống như một con bàn tay to, trực tiếp đem Trương Huyền từ không trung nện xuống. Oanh! Một đạo muộn thanh bạo vang, mặt đất nhấc lên một trận bụi mù. Trương Huyền khóe miệng quải huyết, hắn thân thể bốn phía mặt đất, hoàn toàn ra nẻ mở ra. Hồng y đại chủ giáo thủ đoạn, một kích mệnh chung, liền làm Trương Huyền bị thương chương 1274 Ngân Châu quán cà phê. Trương Huyền trên người quần áo tại đây một kích dưới rách nát không ít, hắn từ trên mặt đất bò dậy, mồm to thở dốc. Kim Hán Thanh cùng Lan Ni hai người lăng không mà đến, trên cao nhìn xuống nhìn Trương Huyền. Trương Huyền biết, chính mình hiện tại muốn chạy, đã không có dễ dàng như vậy, vừa mới kia giống như thuấn gì giống nhau công kích phương thức, chính mình căn bản là vô pháp né tránh, bởi vì chính mình căn bản là không thể xác định, này hai người công kích sẽ từ chỗ nào xuất hiện trương huyền nhìn chằm chằm hai người ánh mắt bên trong tràn ngập ngưng trọng thần sắc xa xôi ngân châu tiểu thành một nhà u tính tiệm cà phê nội người mặc màu đen áo dài người miêu điểm hai ly lam sơn cà phê hắn một mình ngồi ở giữa cửa sổ chỗ ngồi trước nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc đinh linh tiệm cà phê môn lương thượng chuông gió đột nhiên phát ra một tiếng vang nhỏ cửa hàng môn mở ra một đạo thân ảnh đi đến thân ảnh ấy có một mét tám thân cao ăn mặc giản dị áo sơ mi quần jean màu trắng vải bạt dày đầu đội đỉnh đầu mũ lưỡi chai mũ ép tới rất thấp làm người thấy không rõ hắn diện mạo người này vào cửa người miêu tức khắc đứng dậy mắt lộ ra cung kính sắc ngồi xuống đi người này mở miệng là một cái trung niên nam nhân thanh âm ta phải nói quá ở bên ngoài biểu hiện bình thường một chút là tiên sinh người miêu gật đầu theo sau ngồi xuống này trung niên nam nhân ngồi vào người miêu đối diện, nhìn thoáng qua trên bàn cà phê, theo sau ra tiếng, người thích những người trẻ tuổi này đồ vật. Không, người miêu lắc lắc đầu, cho người điểm, ta tưởng ngươi hẳn là sẽ thích. Trung niên nam nhân nhìn trên bàn cà phê, hơi hơi ngây người, theo sau cười, thích chưa nói tới, tiếc nuối là có một ít, trương huyền hắn. Đi thần ẩn giới. Đúng vậy, người miêu trả lời, ta cho hắn thiệp mời, cùng thần ẩn hội triệu tập hắn thời gian là giống nhau, Bất quá hắn lựa chọn thần ẩn hội. Ai, trung niên nam nhân thở dài, tay phải đặt lên bàn, ngón tay qua lại gõ mặt bàn, sống ở tường kép giữa, đều không dễ dàng a, à, hắn biết rõ chính mình lần này đi thần ẩn giới, là giữ nhiều lành ít, còn là muốn đi, nếu cãi lời, thần ẩn hội liền có lấy cớ quang minh chính đại giết hắn, cãi lời hội quy, thật là một cái buồn cười quy định. Người miêu trầm ngâm một phen, mở miệng nói, hắn cũng có thể lựa chọn chúng ta thần thánh thiên quốc. Hắn cho rằng chúng ta này, so thần ẩn hội càng nguy hiểm đi, rốt cuộc ở trên người hắn trang bí mật, thật sự là quá nhiều, thật làm người không thể tưởng được, hắn thế nhưng có thể mở ra địa ngục nhà giam, ta nếu sớm chút biết tin tức này thì tốt rồi. Phản tổ Minh cố ý tại đây loại thời điểm truyền ra tin tức này, đơn giản chính là nhà này thế đạo còn chưa đủ loạn sao? Người miêu bĩu môi, tiên sinh, yêu cầu làm chút cái gì sao? Không cần, trung niên nam nhân lắc lắc đầu chúng ta hiện tại tham gia đi vào, chỉ biết xử thế cục càng thêm loạn, thần ẩn hội nhiều nhất chỉ là đem Trương Huyền giam lỏng, bọn họ không dám giết hắn, rốt cuộc ở bên ngoài, còn có hai cái lao phạm đâu, Trương Huyền không phải nói, tánh mạng của hắn cũng liên quan đến đến những cái đó lao phạm tánh mạng sao. Vô luận tin tức này là thật là giả, thần ẩn hội cũng không dám mạo hiểm, căng chết chỉ là đem này giam lòng. Người miêu lo lắng nói, kia vạn nhất làm thần ẩn hội nắm giữ địa ngục nhà giam, chúng ta, a à, trung niên nam nhân phát ra một tiếng tràn ngập khinh thường cười trước không nói trương huyền có thể hay không đem địa ngục nhà giam bí mật đúng sự thật nói ra liền tính trương huyền nói ngươi cho rằng bằng vào thần ẩn hội người dám xuống địa ngục sao huống hồ trung niên nam nhân đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ bọn họ có thể hay không bắt lấy trương huyền còn không nhất định đâu thần ẩn giới nội ba đạo quang hoa đan sen huyết hồng cùng màu lam quang mang hoàn toàn đem kia màu tím quang mang hoàn toàn áp chế. Trương Huyền trên người áo đen tổn hại, lộ ra cường tráng thượng thân, trên người giờ phút này, che kín ngang dọc đan sen miệng vết thương, kim hán thanh sở chém ra huyết hồng khí mang phá lệ quỷ dị, có thể nhẹ nhàng xuyên phá Trương Huyền trước người cái lồng khí, ở Trương Huyền trên người lưu lại từng đạo miệng vết thương. Mà Lan Ni, tay phủng một quyển sách bìa trắng, mỗi một lần kim hán thanh công kích, đều có Lan Ni từ giữa thêm vào, kia uy lực, hoàn toàn không phải Trương Huyền có thể ngăn cản. Trương Huyền mồm to thở dốc, đến bọn họ bực này thực lực, mỗi nhất chiêu giữa, đều ẩn chứa vô số sát khí, mỗi một lần so chiêu, không riêng gì trên thực lực đối kháng, cũng là một loại trí lực thượng giao phong. Kim Hán Thanh cùng Lan Ni hai người hai đối một, đem Trương Huyền hoàn toàn áp chế. Chỉ là ngắn ngủi giao phong, khiến cho Trương Huyền có một loại cùng đường bí lối cảm giác. Trương Huyền, người như thế trạng thái, đang ở thần ẩn dưới giữa, người cho rằng, người có cơ hội trốn sao. Kim Hán Thanh mở miệng, hắn hiện tại hoàn toàn có thể thừa thắng sông lên, nhưng hắn không dám. Lúc trước ở Tây Hạ Vương Lăng Nội, Trương Huyền bị thương nặng xài cửu minh sự, Kim Hán Thanh cùng Lan Ni đều biết, bọn họ trong lòng minh bạch, Trương Huyền còn có át chủ bài, chẳng sợ Trương Huyền giờ phút này trạng thái rất kém cỏi, nhưng kia át chủ bài cũng là làm Lan Ni cùng Kim Hán Thanh kiêng kỵ. sốt cuộc, Xài cửu minh thân là tam đại hồng y giáo chủ đứng đầu, thực lực cũng là ba người giữa mạnh nhất, liền hắn đều bị bị thương nặng, Lan Ni cùng Kim Hán Thanh, ai đều không có nắm chắc có thể tiếp được Trương Huyền át chủ bài. Hiện tại Kim Hán Thanh chính là tại tâm lý thượng, không ngừng cấp Trương Huyền gây áp lực. Họ Trương, Hà Tất còn muốn tiếp tục chống cự đâu. Lan Ni cũng mở miệng, người thật sự cho rằng, người có thể từ đôi ta thủ hạ đào tẩu. Người ngắn ngủn thời gian, từ một người bình thường, đạt tới như thế cảnh giới, cũng coi như là cái thiên tài, kỳ thật, chỉ cần ngươi chịu ngoan ngoãn hợp tác, nói ra về địa ngục nhà giam bí mật, hai chúng ta đều không phải là nhất định phải giết ngươi. Không tồi, Kim Hán Thanh gật đầu, hơn bằng hiếu, nhiều con đường, hiện tại ngươi tay cầm địa ngục nhà giam bí mật sự đã hoàn toàn truyền khai, ta tưởng ngươi hẳn là rõ ràng, ngươi hiện tại gặp phải như thế nào tình cảnh. Trương Huyền hít sâu một hơi, ta cho rằng hai đại hồng y giáo chủ, vì sao đột nhiễm trở mặt, bất quá ta muốn hỏi một vấn đề, ta liền tính nói cho các ngươi về nhà giam sự, bằng các ngươi, dám vào đi sao? Kim Hán Thanh lắc lắc đầu. Chúng ta có dám hay không đi vào liền không phải ngươi yêu cầu lo lắng, chỉ cần ngươi. Kim Hán Thanh nói đến này, đột nhiên hét lớn một tiếng, động thủ. Lan Ni sớm đã có chuẩn bị, đường Kim Hán Thanh trong miệng động tự vang lên nháy mắt, Lan Ni liền thúc giục chính mình trong tay sách bìa trắng. Một đạo huyết sắc quang mang, từ trương huyền phía sau đánh úp lại, tại đây đồng thời, trương huyền trên đỉnh đầu, thân thể hai sườn, cũng phân biệt có huyết sắc quang mang xuất hiện, loại này cùng loại với nháy mắt di động công kích phương thức, căn bản là không phải trương huyền có khả năng lý giải, hắn cùng hai người giao thủ mấy chiêu, trừ bỏ ngạnh kháng bên ngoài, căn bản tìm không thấy khác phá giải phương thức. Mà ở trương huyền trước người, kim hán thanh cũng khởi sướng công kích. Bốn phương tám hướng mà đến cuồng bạo thủ đoạn, hoàn toàn phong tỏa trương huyền sở hữu đường lui một đóa màu tím hoa sen tự trương huyền đỉnh đầu hiện lên, nồng đậm màu tím khí mang đem trương huyền hoàn toàn vây quanh. Oanh! Một đạo vang lớn thần, ngay cả mặt đất đều phát sinh run dày. Tự trương huyền sở đứng thẳng địa phương vì viên điểm, bốn phía mặt đất hoàn toàn sụp xuống, vô số sinh hoạt tại giã ngoại yêu thú lộ ra hoảng sợ khuôn mặt, tứ tán phi trốn. Cuồng bạo thế công qua đi, trong thiên địa lại khôi phục bình tĩnh. Lan Ni cùng Kim Hán Thanh hai người đã lập với không chung, ánh mắt ngưng trọng nhìn phía dưới. Phía dưới, đại địa sụp đổ, bụi mù nổi lên bốn phía, bọn họ thấy không rõ Trương Huyền giờ phút này như thế nào. Theo một trận dòng khí thúc dục cuồng phong thổi quét mà qua, nồng đậm bụi mù bắt đầu tảng lớn phiêu tán. Mà thân ở sụp đổ trung tâm Trương Huyền, cũng dần dần ở Lan Ni cùng Kim Hán Thanh hai người trong mắt thoáng hiện thân ảnh, nhìn Trương Huyền thân ảnh, Lan Ni cùng Kim Hán Thanh khóe miệng, đều không khỏi treo lên tươi cười. Lúc này Trương Huyền, đã hoàn toàn đánh mất năng lực chiến đấu, hắn thượng thân đã bị máu bao trùm, cuồng bạo linh khí xé nát hắn làn ra, vài chỗ lộ ra xâm xâm bạch cốt, có thể thấy được Trương Huyền hiện tại trạng thái có bao nhiêu kém. Bất quá tuy là như thế, Kim Hán thanh cùng Lan Ni hai người cũng không dám lập tức đi xuống, Kim Hán thanh người ở không chung, đánh ra các loại huyết hồng khí mang, đối Trương Huyền tiến hành cự ly xa công kích. Giờ phút này Trương Huyền làm không ra bất luận cái gì hữu hiệu ngăn cản, hắn chỉ có thể ở chính mình thân thể trên không ngưng tụ một tầng cái lồng khí, nhưng mỗi ngăn cản một lần Kim Hán Thanh công kích, Trương Huyền trước người cái lồng khí liền sẽ bạc nhược một phân. Kim Hán Thanh cùng Lan Ni hai người cũng không nóng nảy, cứ như vậy chậm rãi ma Trương Huyền. Trương Huyền quỳ dạp trên mặt đất, cả người là huyết, hắn một bàn tay nắm chặt ở trước ngực, ở trong tay của hắn, nhéo một phen đoạn nhận, giờ phút này. Này đoạn nhận là Trương Huyền đột phá Lan Ni hai người phong tỏa át chủ bài, Trương Huyền khẳng định, chính mình dùng hết toàn lực một kích, tuyệt đối có thể đem này hai người trọng thương, nhưng chính mình kết cục sẽ so này hai người thảm hại hơn, chính mình phải làm, không phải trọng thương hai người bọn họ, mà là chạy ra này thần ẩn giới. Nhưng này thần ẩn giới, hiện tại như thế nào trốn? Hai đại hồng y giáo chủ muốn sát chính mình, bằng vào bình thường lộ, tuyệt đối chạy không thoát, một khi chính mình theo chân bọn họ đua cái lưỡng bại câu thương, đến lúc đó đừng nói canh giữ ở nơi đó phú thần cảnh cường giả chính là tùy tiện một cái ngưng khí cảnh, thậm chí hóa hình cảnh, đều có thể muốn chính mình mệnh. Một loại không chỗ nhưng trốn tuyệt vọng cảm tự Trương Huyền đáy lòng đột nhiên sinh ra, lần này tiến đến thần ẩn giới, Trương Huyền biết có chút hung hiểm, lại không nghĩ rằng, thần ẩn hội có lớn như vậy sát tâm, kỳ thật Trương Huyền đã nghĩ đến, về chính mình biết được địa ngục nhà giam bí mật sự bị hoàn toàn bại lộ ra đi, Trương Huyền hiện tại còn vô pháp khẳng định chính là tin tức này là đeo nói ra đi, hoặc là từ nào tiết lộ từ Thần Ẩn Hội nói cho Trương Huyền muốn gặp mặt hội trưởng, cùng với Thần Thánh Thiên Quốc đối Trương Huyền phát ra cùng một ngày thư mời thời điểm, Trương Huyền cũng đã rõ ràng, đây là hai đại thế lực đang ép chính mình. Hiện giờ Quang Minh Đảo vẫn là thế nhược, đối mặt Thần Ẩn Hội cùng Thần Thánh Thiên Quốc này hai đại thế lực, Quang Minh Đảo chỉ là như trong biển một diệp thuyền con, mà kia hai đại thế lực còn lại là cự luân, một khi sóng gió mãnh liệt, thuyền con muốn lựa chọn một con thuyền cự luân làm dựa ở thần ẩn hội cùng thần thánh thiên quốc bên trong trương huyền lựa chọn thần ẩn hội đáng tiếc hiện tại xem ra hắn lựa chọn cũng không có chính xác đến nơi nào trương huyền quỳ dạp trên mặt đất đầy đất hài cốt đại địa bị oanh sụp đổ đều có thể thấy trôn giấu dưới nền đất trung trồi non trương huyền thân thể trên không hình thành cái lồng khí dần dần bắt đầu bạc nhược lên trên không kim hán thanh đánh ra công kích cũng càng thêm sắc bén lên một đạo trăng non trạng màu đỏ khí mang hướng Trương Huyền chém tới, ở chạm vào Trương Huyền trước người cái lồng khí nháy mắt. Ca, một tiếng vang nhỏ, Trương Huyền trước người cái lồng khí, giống như yếu ớt pha lê giống nhau, đột nhiên vỡ vụn mở ra. Cũng chỉ trong chớp mắt, Trương Huyền trước mắt sáng ngời, hắn nhìn chằm chằm trước mắt thổ nhưỡng giữa toát ra trồi non, khóe miệng hiện ra một nụ cười. Mắt thấy này trăng rằm khí mang muốn chém đến trên người, Trương Huyền cố lấy một hơi, Bỗng nhiên huy cánh tay, một đạo đồng dạng là trang rằm hình màu tím khí mang bị Trương Huyền chém ra. Oanh, lưỡng đạo khí mang va chạm, phát ra một đạo trầm đục, mà Trương Huyền cả người, tắc bay nhanh về phía sau lùi lại. Lúc này Trương Huyền, cả người tắm máu, vai chỗ đều có thể thấy sâm sâm bạch cốt, tình huống phá lệ không xong, nhưng hắn ngoài miệng lại là treo tươi cười. Thú vị, thú vị, thú vị a, à, ha ha ha. Trương Huyền đột nhiên cười to ra tiếng hắn ngẩng đầu, trong trời đêm, kia một vòng trăng rằm cao quải, nơi xa có mây đen bay tới, tin tưởng thực mau, là có thể đem này trăng rằm che đậy. Trương Huyền, người cười gì, Kim Hán thanh nhíu mày, hét lớn một tiếng. Ta vẫn luôn đều cảm giác, này thân ẩn dưới nơi trốn không thích hợp, nhưng lại không thể nói tới nơi nào, nhưng hôm nay, ta rốt cuộc phát hiện, không đúng chỗ nào, khụ. Trương Huyền khụ ra một ngụm máu tươi, trên mặt lại mang theo hưng phấn biểu tình. Trương Huyền dùng tay phải ngón tay cái lau một chút môi, tiếp tục mở miệng nói, phía trước ta nghe người ta nói, này thân ẩn giới không chung, này đây nào đó lập thể hình ảnh bầy biện ra tới, ta vẫn luôn còn ở tò mò, rốt cuộc là loại nào hình ảnh, có thể như vậy rất thật, bao gồm phía trước ta đi cái kia tiểu thế giới cũng là như thế, nhưng hôm nay ta đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, này căn bản, liền không phải cái gì lập thể hình ảnh đúng không? Cường đại nữa lập thể hình ảnh, đều sẽ có bóng mà bộ phận hiện ra, nhưng nơi này, hoàn toàn không có, hơn nữa, ở ta phía trước đoạt được đến tin tức bên trong, tiểu thế giới, là tồn tại với mặt đất chỗ sâu trong, ở tiểu thế giới chung quanh, có cường đại khí áp, làm này tiểu thế giới sẽ không bởi vì vỏ quả đất vận động mà bị đồng hóa biến mất, cũng thật muốn như thế nói, này dưới nền đất không có dư thừa không gian, này cành cây nộn mầm, lại như thế nào sẽ ở thổ nhưỡng chỗ sâu trong ngoi đầu đâu. Tiểu thế giới, nghe tới huyền diệu, nhưng thực tế thượng, nơi này, chính là trên mặt đất đi. Đang ở không trung Kim Hán Thanh cùng Lan Ni, đồng tử đồng thời phát sinh một trận co rút lại. Trương Huyền lắc lắc đầu, nơi nào có cái gì tiểu thế giới, nơi này hẳn là chính là mỗ một chỗ ở trên mạng được xưng sinh mệnh vùng cấm địa phương, không người tiến đến, đúng không? Mỗi một lần tiến vào tiểu thế giới, đều là các ngươi ở cố lộng huyền hư mà thôi, các ngươi cho mỗi cá nhân đáy lòng đều đánh thượng một cái thần ẩn hội tiểu thế giới cờ hiệu, làm mỗi người dưới đáy lòng, liền nhận định đây là một cái tiểu thế giới, gây tê bọn họ tư tưởng, đại gia kỳ thật đều là sinh hoạt ở viên tinh cầu này tầng ngoài, các người thần ẩn hội, đánh tế thế cứu nhân danh hào, làm, lại đều là một ít nô dịch hoạt động. Giết hắn, không thể lưu, Lan Ni đột nhiên hét lớn một tiếng. Kim Hán Thanh không nói gì, nhưng hắn vào tới trước động tác, cũng đại biểu hắn quyết tâm. Một khi đã như vậy nói, Trương Huyền nhìn mắt phương xa, kia yêu thú trải rộng địa phương, là cái này tiểu thế giới cuối, cũng là cái này tiểu thế giới xuất khẩu, đúng không? Trương Huyền hít sâu một hơi, theo sau, phía sau bộc phát ra một cổ cường đại khí mang, sử dụng hắn hướng kia yêu thú dày đặc địa phương phóng đi. Giết hắn, không thể làm hắn chạy. Lan Ni cùng Kim Hán thanh hai người sát ý đã quyết. Mà biết này thần ẩn dưới bí mật Trương Huyền, cũng không hề giống phía trước như vậy tuyệt vọng. Lan Ni cùng Kim Hán thanh hai người tuy mạnh, nhưng hắn cũng không yếu, muốn chạy, không phải không có khả năng huống hổ chính mình trong tay, còn có một cái sát chiêu tồn tại, chờ chạy ra thần ẩn giới, hết thảy, liền đều hảo thuyết. Trương Huyền biết, chính mình hôm nay nói ra thần ẩn giới bí mật, thần ẩn hội tuyệt đối sẽ không lưu chính mình mệnh, có thể tưởng tượng muốn ở đô thị đuổi giết chính mình, Trương Huyền cũng không cho rằng, chính mình mệnh, là như vậy hảo lấy. Thần ẩn giới có một tảng lớn khu vực đều bị yêu thú sở bá chiếm, đại yêu chiếm cứ nơi, đều bị đại yêu coi là chính mình địa bàn, ngày thường không người tới rồi, những cái đó nhà thám hiểm, tất cả đều trên bản đồ thượng, đem có đại yêu chiếm cứ địa phương, vẽ ra huyết hồng dấu chấm than, liên tiếp gần nơi này, cũng không dám. Nhưng tối nay, này đó yêu trung bá chủ địa bàn, thế nhưng là bị người liên tiếp xâm nhập, trong lúc nhất thời, thuộc về yêu thú tiếng giống giận không ngừng. Trương huyền cả người là huyết, nhưng tốc độ lại không thấy chậm, hắn xâm nhập vô số đại yêu lãnh địa, khí này đó đại yêu ở này phía sau đuổi giết. Giống, một con thân cao đạt tới 30 mét cự vượt, phẫn nộ huy quyền, này một quyền không đánh tới Trương Huyền, lại là thiếu chút nữa huy đến đuổi giết Trương Huyền Kim Hán Thanh trên người. Kim Hán Thanh cùng Lan Ni hai người sắc mặt phá lệ khó coi, bọn họ biết Trương Huyền đây là muốn làm cái gì, hiện tại đuổi giết Trương Huyền, không ngừng bọn họ hai người, còn có những cái đó đại yêu, đại yêu cũng không biết hiểu này ba người chi gian ân oán, nhìn thấy đều là nhân loại Kim Hán Thanh cùng Lan Ni, chúng nó sôi nổi phát động công kích. Có đại yêu ở từ giữa làm dối, Kim Hán Thanh cùng Lan Ni hai người đuổi giết Trương Huyền không hề thuận lợi vậy, tùy thời đều phải đề phòng đại yêu công kích, đại yêu mỗi một lần tiến công đều sẽ kéo dài hai người bọn họ tốc độ. Đương nhiên, Trương Huyền cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng, chẳng qua, một cái truy, một cái trốn, tại đây loại hỗn loạn thế cục giữa, rõ ràng thoát được người, muốn càng chiếm ưu thế. Dần dần, Trương Huyền đã đem khoảng cách kéo ra hắn khoảng cách thần ẩn giới bên cạnh vị trí, cũng càng ngày càng gần. Trương Huyền thậm chí đang lẩn trốn độn trên đường, thấy được một tòa phòng thí nghiệm hài cốt, thậm chí còn có một ít không có rách nát vật chứa, bên trong bảo tồn hoàn chỉnh thực nghiệm thể ấu thể. Trương Huyền xẹt qua này trên mặt đất sang hài, ngẩng đầu gian, thấy liền ở cách đó không xa bầu trời đêm hạ, một tòa núi cao nguy nga chót vót ở kia, núi cao giống như liên tiếp thiên địa, thẳng thượng tận trời, chẳng sợ nhắc nhở thật lớn yêu thú, tại đây núi cao trước mặt, đều nhỏ bé như bụi bặm giống nhau. Này đó là này thần ẩn dưới một chỗ bên cạnh đi. Trương Huyền hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua phía sau, Kim Hán Thanh cùng Lan Ni hai người còn bị yêu thú dây dưa, một chốc căn bản là chiều không ra thân, tới đuổi giết chính mình. Trương Huyền hai chân phát lực, bỗng nhiên nhảy, cả người hướng kia đỉnh núi phóng đi. Nguy nga núi cao, toàn là vách đá, Trương Huyền đã là kiệt lực, vô pháp lại tiếp tục dùng khí hình thành bàn đạp, Hắn chỉ có thể dựa vào này vách đá, lựa chọn đặt chân phát lực điểm, một đoạn một đoạn hướng về phía trước trèo lên. Trong trời đêm, ánh trăng đã bị mây đen hoàn toàn bao phủ, đen nhánh bóng đêm hạ, Trương Huyền thân ảnh không ngừng hướng về phía trước trèo lên, kia đỉnh núi phảng phất chính là thuộc về Trương Huyền hy vọng. Mau mau, Kim Hán Thanh cùng Lan Ni hai người mắt thấy Trương Huyền đã leo lên sườn núi, nôn nóng không thôi, nhưng Trương Huyền một đường sấm tới, không biết xông qua nhiều ít đại yêu lãnh địa này đó đại yêu, có mạnh có yếu, nhược không phải Lan Ni hai người đối thủ, nhưng cường, một chút đều không thua gì kia một con ba xà, hiện tại hai người là lòng có dư mà lực không đủ, thậm chí liền ở hai người nôn nóng giờ khắc này, bị một con đại yêu đánh lén một kích, thiếu chút nữa lật xe. Mau, tuyệt đối không thể làm hắn chạy, Lan Ni hét lớn một tiếng. Kim Hán Thanh trong lòng một hoành, trong mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn, Lan Ni, dùng kia chiêu. Kia chiêu, Lan sửng sốt một chút, theo sau lắc đầu, kia nhất chiêu dùng ra, người ta đều đến trọng thương, hơn nữa từ nay về sau, hai ta đã có thể đến cởi trên người này thân hồng bào, đương một con dấu ở âm u chỗ lão thử. Đương lão thử cũng so đã chết muốn hảo, kim hán thanh trong tay hồng mang tụ tập, hiện tại đã cùng hắn xé rách ra mặt, hắn cũng biết tiểu thế giới bí mật, một khi làm hắn chạy, ta tưởng ngươi hẳn là biết hai ta gặp mặt lâm như thế nào kết cục. Nghe được lời này, Lan sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch một mảnh, giống như đã nghĩ tới cái gì bi thảm hậu quả giống nhau. Lan nuốt một ngụm nước bọt, hít sâu một hơi, đến đây đi, dùng kia chiêu. Không cần, một đạo mỏng manh thanh âm, ở hai người phía sau vang lên. Ở nghe được thanh âm này nháy mắt, Lan cùng Kim Hán thanh hai người thân thể đồng thời chấn động. Các ngươi hai cái phế vật, liền điểm này sự đều làm không xong, trở về tự hành bái rất này thân ra, chờ đợi tuyên án đi, Lan, một đạo thân ảnh, từ Lan ni hai người bên cạnh xẹt qua, hóa thành một đạo ảo ảnh, chiều kia cuối núi cao phóng đi. Những cái đó đại yêu, giống như phát hiện không đến này đột nhiên xuất hiện thân ảnh giống nhau, không có đối thân ảnh ấy làm một chút hít ngăn trở. Giờ này khắc này, Trương Huyền đã bò lên tới rồi đỉnh núi, liền ở bước lên đỉnh núi trong nháy mắt kia, Trương Huyền ánh mắt trở nên dại ra lên, hắn nhìn trước mắt, hô hấp dần dần trở nên thô nặng lên liền tại đây đỉnh núi chỗ một chỉnh bài liên tiếp vô phùng sắt thép tường thành đứng sừng sững ở trương huyền trước người chặn hắn đường đi tại đây sắt thép tường thành phía trên giá rậm rạp súng máy tường thành phía dưới là vô số đã hư thối yêu thú thi thể lại thiếu bộ phận có thể nhìn ra mới là vừa mới chết không lâu nói cách khác đều không phải là không có thực nghiệm thể xông lên đỉnh núi chỉ là ở chỗ này tất cả đều bị người giải quyết rớt chỉ bằng vào bình thường súng máy tuyệt đối vô pháp giết chết cường đại thực nghiệm thể, này đó vũ khí cũng đều là trải qua đặc thù hóa. Trương Huyền thậm chí còn nhìn đến, ở kia trên tường thành, chạm có một người, thân xuyên màu trắng thực nghiệm phục, trong tay cầm một cái máy tính bảng, đang ở ký lục cái gì, như vậy thực nghiệm phục, Trương Huyền gặp qua, là ở phía trước cái kia tiểu thế giới phòng thí nghiệm chung, nơi đó nghiên cứu viên tủ quần áo chung, tất cả đều là loại này thực nghiệm phục. Này thực nghiệm phục, rõ ràng chính là thuộc về phản tổ minh. Trương Huyền đột nhiên nghĩ đến một cái cực kỳ đáng sợ khả năng. Mà cái này khả năng nói ra đi, tuyệt đối sẽ khiến cho một trận sóng to gió lớn. Trương Huyền cố nén trong lòng chấn động, chỉ cần lướt qua này bức tường, chính là rời đi này thần ẩn giới. Một đường chạy như điên, đối khí tiêu hao, cùng với trên người trọng thương, đều làm Trương Huyền tới rồi nỏ mạnh hết đà. Hiện tại hắn khoảng cách rời đi nơi này, liền kém cuối cùng một bước, bán ra đi, trời cao biển rộng, mãi không ra đi, hắn mệnh, chỉ sợ cũng muốn hoàn toàn lưu lại nơi này. Trương Huyền nhắc tới một hơi, theo sau cả người bạo khởi, tốc độ cao nhất chiều kia sắt thép tường vây phóng đi. Ở Trương Huyền vào tới tiếp cận sắt thép tường vây nhất định phạm vi khi, kia trên tường vây rậm rạp súng máy khẩu, đều ở cùng thời gian, nhắm ngay Trương Huyền. Mà đứng ở trên tường vây người, phảng phất đã sớm đối như thế tình huống xuất hiện phổ biến giống nhau, chỉ là liếc liếc mắt một cái Trương Huyền sau, liền không còn có nhiều xem. Trương Huyền đột nhiên chú ý tới, ở tường vây phía dưới thi thể giữa, có không ít thi thể, đều là nhân loại, sở hữu vô tình phát hiện thần ẩn dưới bí mật người, đều chết ở nơi này. Những cái đó đối với Trương Huyền súng máy, cũng không có phóng ra liên xuyến viên đạn, mà là ở tục tập nào đó năng lượng, Trương Huyền có thể rõ ràng nhìn đến, ở kia tối om nòng súng chỗ sâu trong, chính tụ tập nào đó năng lượng, này đó tụ tập năng lượng, đã làm Trương Huyền nội tâm giữa, tràn ngập một loại kiêng kỵ đường trương huyền vào tới sắt thép tường vây trước kia một khắc, sở hữu nòng súng, đồng thời phát ra khủng bố uy thế, một đạo lại một đạo năng lượng cột sáng, từ nòng súng giữa bùng nổ mà ra, ngưng tụ ở bên nhau, thẳng đến trương huyền mà đi. Này đó trùng tia sáng ngưng tụ lên lực sát thương phá lệ đáng sợ, có thể nhẹ nhàng bài trừ phú thần cao thủ phòng ngự, nếu không, cũng sẽ không có nhiều như vậy đại yêu chết ở này sắt thép vây thành dưới. Tại đây trùng tia sáng bùng nổ trong nháy mắt, Trương Huyền đỉnh đầu hoa sen nháy mắt hiện ra, theo sau điên cuồng xoay tròn lên, màu tím khí mang từ hoa sen giữa chút xuống mà ra, ở Trương Huyền trước người hình thành một tầng cái lồng khí. Đường trùng tia sáng cùng Trương Huyền thân thể tầng ngoài cái lồng khí tiếp xúc kia một khắc, không có phát ra bất luận cái gì tiếng nổ mạnh vang, nhưng là, đang ở cái lồng khí nội Trương Huyền, lại giống như bị một chiếc chạy như bay xe tải va chạm giống nhau, tuy rằng người không có bay ngược đi ra ngoài, nhưng thân thể sở thừa nhận đánh sâu vào, một chút đều không nhỏ. tại đây một khắc hắn cảm giác cả người gân cốt đều phải đứt gãy giống nhau. một đạo thân ảnh leo lên đỉnh núi, nhìn trương huyền bóng dáng, hắn rũi khởi một bàn tay, mở ra năm ngón tay, nghĩ nghĩ lại đem bốn chỉ khép lại, chỉ để lại một cây ngón trỏ. hắn trong miệng lẩm bẩm nói như vậy, hẳn là liền sẽ không bị những cái đó lão gia hỏa đã nhận ra đi. ai thật là phiền toái a, à, uổng có một thân thực lực, lại nơi trốn đã chịu hạn chế bóng người lẩm bẩm thanh lạc hắn kia vươn ngón trỏ hướng trương huyền nơi địa phương một lóng tay trong miệng nói nhỏ phá kia bao phủ ở trương huyền thân thể chung quanh màu tím cái lồng khí ở bóng người này một tiếng dưới bỗng nhiên vỡ vụn đương này cái lồng khí vỡ vụn nháy mắt một phen màu tím kiếm mang tràn ngập ở bóng người trong mắt ai nha không nghĩ tới a à, bóng người tiếc núi lắc lắc đầu màu tím kiếm mang đón gió bạo trướng cơ hồ ở trong nháy mắt liền có 30 mét trường, cự kiếm lăng không chém xuống, thẳng đến kia sắt thép tường vây mà đi. Oanh! Cả tòa liên miên núi non, đều tại đây một kích dưới, phát sinh hơi hơi run rẩy. Thật lớn bụi mù lăn khởi. Đường bụi mù rơi xuống lúc sau, kia vô phùng sắt thép tường vây, xuất hiện một cái cực đại chỗ hồng, mà trương huyền thân ảnh, sớm đã biến mất không thấy, lưu tại tại chỗ, chỉ có một phen đoạn kiếm. Giờ phút này này đoạn kiếm chỉ còn chuôi kiếm còn hoàn hảo không tổn hao gì, nửa thanh thân kiếm đã thành tất tắc, tắc mảnh nhỏ. Bóng người kia đi lên trước tới, chỉ là nhẹ nhàng phất tay, những cái đó đoạn kiếm mảnh nhỏ liền bay tới giữa không chung. Bóng người tinh tế đoan trang một phen, theo sau cười khẽ ra tiếng, a ah, khó trách có thể đánh ra như vậy một kích, loại này nửa tổ khí, dùng một kiện thiếu một kiện, thật đúng là lãng phí đâu, mỗi người đều đem này coi như bảo bối, người nhưng thật ra nói cho dùng liền cấp dùng, bất quá, liền tới chạy trốn, đảo cũng không gì đáng trách sắt thép trên tường vây chỗ hồng, làm ở tại tường vây nội người, tất cả đều hoảng sợ. Này đạo thân ảnh lăng không, nhẹ nhàng ra tiếng, hắn thanh âm, rõ ràng truyền bá mở ra. Thần ẩn hội tội đồ trương huyền, Huệ thần ẩn hội trí bảo trốn chạy, thần ẩn hội trên dưới, toàn lấy đuổi giết trương huyền làm nhiệm vụ của mình, nhìn thấy, đương trường giết chết, này mệnh lệnh, xuất từ, thần ẩn hội trương. Đỉnh núi dưới, là một tảng lớn rừng rậm, một bóng người gian nan tập tính tại đây dừng rậm giữa hắn cả người là huyết quần áo rách nát trên người nhiều chỗ vết thương đều có thể thấy xâm xâm bạch cốt này tập tính bóng người đúng là trương huyền vừa mới hắn dùng hết cuối cùng át chủ bài chảm khai sắt thép tường vây trốn thoát hơn nữa lợi dụng kia cổ lực lược chạy ra mấy ngàn mét xa giờ phút này hắn đã hoàn toàn giàu hết đèn tắt ngay cả trước mắt hết thảy đều bắt đầu trở nên mơ hồ lên hắn trên chân giống như cột lấy vạn cân cự thạch Mỗi một lần cất bước, đều phá lệ gian nan. Hiện tại Trương Huyền, căn bản không kịp phân biệt đây là nơi nào, hắn có thể khẳng định chính là chính mình còn ở châu Âu, lúc trước tới thần ẩn giới, chính mình ở kia trong phòng đợi đến thời gian cũng không trường, tuyệt đối rời đi không được quá xa. Trương Huyền trong đầu hiện lên mấy cái ở vào châu Âu không người vùng cấm, nhưng không có một cái là cùng thần ẩn giới này bên ngoài hoàn cảnh tương xứng, này rất lớn khả năng là một cái căn bản là không có đối ngoại công khai địa phương liền truyền thông đều chưa từng đưa tin, thậm chí, truyền thông cũng không biết có như vậy cái địa phương, phàm là biết đến người thường, đều không thể rời đi nơi này. Trương huyền trước mắt cảnh vật đã bắt đầu trở nên mơ hồ, hắn đã khó có thể đi thành một cái thẳng tắp, nơi này là rừng rậm, cây cối cao to che đậy trương huyền tầm mắt, hắn hiện tại liền ánh trăng ở đâu cái phương vị cũng không biết, này đen nhánh bầu trời đêm, hắn căn bản là vô pháp phân rõ phương hướng. Một cái tanh tưởi âm u đầm lầy xuất hiện ở trương huyền trước mặt, loại này từ trồng chất lá rụng hỗn hợp giọt nước mà hình thành đầm lầy phi thường ghê tởm, không riêng gì tràn ngập một cổ tanh tươi, bên trong cũng hỗn loạn rất nhiều vi khuẩn, đối với dã ngoại nhà thám hiểm mà nói, rơi vào đầm lầy giữa là một kiện phi thường khủng bố sự tình. Nhưng hiện tại Trương Huyền, nhìn đến này đầm lầy, ngược lại cười, hắn vẫn luôn kiên trì đi lâu như vậy, chính là muốn tìm được như vậy một chỗ địa phương. Không màng đầm lầy giữa tanh tưởi, Trương Huyền cả người ở đầm lầy bên cạnh quay cuồng một vòng, kia hỗn loạn các loại virus bùn đất chui vào Trương Huyền rách nát miệng vết thương chung, mang cho hắn xuyên tim đau đớn. Trương Huyền nhắm chặt miệng, phát ra từng trận kêu rên, chờ đem toàn thân trên dưới đều dính đầy đầm lầy xú thủy ba phải sau, hắn mới từ trên mặt đất bỏ lên, tìm một chỗ hốc cây, chui đi vào, đương chui vào hốc cây lúc sau, Trương Huyền chịu đựng trong đầu kia mãnh liệt ngất cảm, nhặt lên mấy cây rớt ở hốc cây khẩu cành khô, ở hốc cây nội đắp một cái kiến nghị cái giá, đương hắn dùng sức xoay người đến cái giá thượng sau, đôi mắt cơ hồ là nháy mắt liền nhắm lại, vừa mới, hắn chỉ có thể dựa một cổ ý chí lực ở chống đỡ hắn hành vi. Ước chừng 15 phút sau, một mảnh trói mắt ánh đèn tại đây rừng rậm giữa sáng lên, mang theo một trận mô tơ tiếng gầm rú, hơn 30 chiếc sau đấu giá súng máy bước chiến xa chạy lại đây, ở bước chiến xa sau đấu thượng, các chạm có hai người, bọn họ mang đêm coi nghi. Loại này đêm coi nghi chẳng những có thể làm cho bọn họ trong bóng đêm thấy rõ trước mắt sự vật, càng là có nhiệt lượng kiểm tra đo lường công năng phàm là có nhiệt lượng sinh vật, đều trốn bất quá bọn họ đôi mắt. Thực mau, bọn họ liền tới tới rồi trương huyền sở trốn tránh hốc cây bên, chẳng qua, bọn họ đêm coi nghi chỉ ở trương huyền sở trốn tránh trên thân cây đảo qua mà qua, cả người đều bị hy bùn sở bao trùm trương huyền, sẽ không tản mát ra một chút nhiệt lượng. Này đó bước chiến xa chỉ là ở chỗ này tạm dừng một chút, liền lại về phía trước phương quét tới. Thực mau, nơi này lại khôi phục một mảnh yên tĩnh. Thần ẩn dưới chung, Đông Phương Thành Nội. Đối với Đông Phương Thành Nội cư dân tới nói, đây là một cái không giống bình thường ban đêm, yêu thú tàn sát dân trong thành, ở thời điểm mấu chốt, một anh hùng chạm ra, chém giết yêu thú, lớn tiếng quát lớn Đông Phương ra cùng sở ra, nhưng thực mau, lại bị phơi ra, kia anh hùng cùng sở ra liên hợp, cấu kết yêu thú, là muốn kéo Đông Phương ra xuống ngựa, ngay sau đó, kia anh hùng cùng người ở Đông Phương Thành trên không truy đuổi, cuối cùng thoát đi. Mà nguyên Đông Phương Thành chủ, một lần nữa lộ diện bắt đầu một lần nữa chỉnh đốn đông phương thành lúc này dáng người tròn xoe toàn len keng bị một đám người nhìn hắn vẻ mặt ủy khuất ngồi ở chỗ kia các vị quan lão gia oan uổng a à, ta cùng hắn không thân kim hán thanh cùng lan ni đã trở lại đông phương thành nội nhìn trước mặt đầy mặt ủy khuất toàn len keng hai người bọn họ cũng không biết nên như thế nào xử lý sát vẫn là không giết làm thần ẩn hội hồng y giáo chủ này mập mạp là gì thân phận, bọn họ là phi thường rõ ràng, lâu lan truyền nhân. Người này, sát không được a à. Lan Ni thấp giọng hướng Kim Hán Thanh nói, cho hắn lưu một đoạn thời gian đi, chờ làm thịt trương huyền, lại làm hắn đi ra ngoài, họ trương cố ý đem hắn mang tiến vào, đơn giản chính là muốn cho này mập mạp có được một cái bảng quan người thân phận, hắn tới phía trước, liền tưởng hảo âm chúng ta một tay. Chỉ có thể như vậy, trước đem mập mạp vây nơi này. Kim Hán Thanh phất phất tay, đem kia giả mạo Phương Đông Lê chiêu lại đây, đại nhân ngài chỉ thị, giả mạo Phương Đông Lê cung kính mở miệng. Kim Hán thanh chỉ chỉ toàn len khen, hắn muốn ăn cái gì uống cái gì đều thỏa mãn hắn, đừng làm hắn rời đi này. Minh Bạch, hai ta cũng đi thôi. Lan ni ra tiếng, kia tiểu tử cần thiết đến chết, chúng ta đi ra ngoài tìm hắn. Hắn không chết, lòng ta khó an a. À. Đi, Kim Hán coi trọng Chung, tràn ngập mãnh liệt sát ý. Dừng rậm giữa, Trương Huyền mở to mắt, chỉ cảm thấy một trận miệng khô lưỡi khô, từng trận choáng váng cảm truyền đến, hắn đáp ở thân cây bên trong giản dị cái giá đã lung lay sắp đổ, kia nước bùn nước bẩn lây dính đến Trương Huyền miệng vết thương thược, có chút địa phương, đã cảm nhiễm sinh mù. Trương Huyền hơi chút nâng động một chút cánh tay, kia vốn là đã đến đứt gãy bên cạnh cái giá rốt cuộc chống đỡ không được, bỗng nhiên tách ra, Trương Huyền thật mạnh ném tới trên mặt đất, cứ như vậy độ cao, Đều không thể làm Trương Huyền khống chế tự thân cân bằng Có thể thấy được hắn giờ phút này thân thể trạng huống có bao nhiêu kém Trương Huyền bò ra hốc cây, bên ngoài đã là hừng đông Trương Huyền không biết chính mình này một nhắm mắt qua đi bao lâu thời gian Trên người xử lý nước bùn tản ra một cổ thanh cười Trên người kia đã sinh mủ miệng vết thương Làm người xem một cái, đều cảm thấy ghê tởm không thôi Trương Huyền phân biệt một chút thái dương nơi phương vị Nhận định một phương hướng lúc sau, bắt đầu xuất phát trong đầu choáng váng cảm không ngừng đánh úp về phía Trương Huyền, đối mặt loại này mặt trái cảm giác, Trương Huyền chỉ có thể cắn răng cường chống, hiện tại hắn dùng không ra một chút khí, chỉ có thể dựa vào này phúc suy yếu đến mức tận cùng thân thể. Này nhìn như không có cuối rừng rậm đối với Trương Huyền mà nói, là phá lệ dài dòng. Ngày đó lạc lúc sau, Trương Huyền như cũ ở vào này phiến rừng rậm giữa, trước mắt lộ, vẫn là nhìn không tới cuối. Trương Huyền đào ra một ít trên thân cây màu trắng giỏi bọ nhét vào trong miệng, loại này giỏi bọ nhìn như ghê tởm, nhưng lại tại giá ngoại sinh tồn giữa, có vẻ phá lệ quan trọng, loại này giỏi bọ giữa đựng đại lượng cao lòng trắng trứng, là có thể cứu mạng. Ban đêm, Trương Huyền sẽ không lựa chọn tiếp tục lên đường, này phiến rừng rộng ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày rất lớn, nếu tiếp tục lên đường, trong thân thể hắn tản mát ra nhiệt lược, sẽ bại lộ hắn hành tung, Trương Huyền không biết khoảng cách chính mình chạy ra thần ẩn giới đã qua đi thời gian dài bao lâu, nhưng hắn khẳng định chính là thần ẩn hội tuyệt đối sẽ không từ bỏ đối chính mình đuổi bắt. Mỗi một lần thấy vũng bùn hoặc là tanh tưởi đầm lầy, Trương Huyền đều sẽ chủ động qua đi quay cuồng một vòng, hắn miệng vết thương đã bắt đầu chuyển biến xấu, chảy ra màu vàng nước đặc, đối với này hết thảy, Trương Huyền đều đã làm lơ. Trương Huyền có thể từ tầng dưới chót sống đến bây giờ, trưởng thành vì như vậy bộ dáng, hắn ăn qua quá mức người khác sở vô pháp thừa nhận khổ. Liên tiếp bốn ngày qua đi, Trương Huyền đi tới tốc độ càng ngày càng chậm, thân thể hắn đã sớm đã độ cao tiêu hao quá mức, bất quá làm Trương Huyền hưng phấn chính là, thân thể hai sườn rừng rậm, đã có vẻ lơ lỏng không ít, này liền thuyết minh, chính mình thực mau liền phải đến này rừng rậm bên cạnh. Bất quá Trương Huyền nội tâm giữa cũng không có thả lòng bởi vì hắn không biết, ra này phiến rừng rậm, chờ đợi chính mình, sẽ là cái gì hiện tại đã tới rồi trạng vạng, Trương Huyền cũng không có tiếp tục đi tới, hắn đang chờ đợi hắc ám buông xuống, lúc này ở Trương Huyền bên cạnh, liền có một cái vũng bùn, Trương Huyền bò đến vũng bùn giữa, lặng lặng nằm ở bên trong, bằng phẳng chính mình hô hấp, lạnh băng thân thể của mình, bảo đảm nhiệt độ cơ thể sẽ không bay lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cùng ngày không hoàn toàn đen xuống dưới, Trương Huyền từ vũng bùn giữa bò lên, thân thể hắn tầng ngoài, bị một tầng nước bùn bao trùm, có thể tránh thoát nhiệt giống cảm ứng khí tìm tòi. Trương Huyền mỗi một bước đi đều phi thường bình quân, bảo trì một cái ổn định tốc độ, tránh cho chính mình trong cơ thể tản mát ra càng nhiều nhiệt lượng, bốn phía cây cối lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm bớt. Rừng rậm trở nên lơ lỏng lên, một chút ánh đèn xuất hiện ở Trương Huyền trong mắt, này thường thấy ánh đèn, lại là làm Trương Huyền thân hình không khỏi chấn động, hắn thả chậm bước chân, chậm rãi hướng phía trước phương đi đến, trước mắt ánh đèn càng ngày càng nhiều, giống như đầy sao điểm điểm. Trương Huyền tránh ở một thân cây sau, những cái đó ánh đèn đúng là đến từ chính một cái trấn nhỏ, mà hắn nơi rừng rậm chính là ở một ngọn núi thượng, chỉ cần hạ sơn liền đến chấn nhỏ. Kia trấn nhỏ giữa truyền đến còi hơi thanh, đối với Trương Huyền mà nói, hình như là tiếng trời giống nhau. Trương Huyền cẩn thận quan sát bốn phía, xác định không có gì mai phục sau, hắn đi ra rừng rậm, tuyển một cái cũng không bình thản lộ, hướng dưới chân núi đi đến. Ở giữa sườn núi chỗ, Trương Huyền đánh giá chấn nhỏ này, chấn nhỏ rất lớn, nhân số cũng không phải rất nhiều, nhưng có thể nhìn ra, chấn nhỏ này phi thường giàu có, ở chỗ này, cơ hồ không có gì nhà lầu tồn tại, toàn bộ đều là chiếm địa diện tích cực lớn biệt thự đơn lập, cơ hồ mỗi một cái biệt thự nội đều có tư nhân bể bơi, một cái thật lớn giáo đường tọa lạc ở chấn nhỏ trung tâm vị trí, từ bất luận cái gì một cái góc độ, đều có thể xem rành mạch, có thể thấy được này chấn nhỏ là một cái tôn giáo tín ngưỡng cực kỳ dày đặc địa phương lúc này đã trời tối, trấn nhỏ giữa như cũng là đèn đuốc sáng trưng, trên đường phố dòng xe cộ lui tới không ngừng. trương huyền tập tính tới rồi chân núi, một đạo hàng rào sắt chặn trương huyền đường đi. tại đây hàng rào sắt ở ngoài, đó là lui tới chiếc xe, này một đạo hàng rào sắt, dường như chính là thiên đường cùng địa ngục đường ranh giới. trương huyền dùng tay rất nhỏ đụng vào một chút này hàng rào sắt, cũng không có mở điện linh tinh phòng ngựa tính thi thố, cao tới 5 mét hàng rào sắt đối với phía trước Trương Huyền mà nói hình cùng không có gì, nhưng đối với hiện tại Trương Huyền mà nói, muốn lật qua đi, muốn phí một phen sức lực. Đường Trương Huyền dùng hết toàn thân sức lực phiên đến hàng rào sắt nhất phía trên khi, thậm chí liền phiên đi xuống sức lực đều không có, thân thể nhoáng lên, thẳng tắp từ phía trên tài xuống dưới, ngã trên mặt đất, lần này, làm Trương Huyền cảm giác cả người xương cốt đều sắp bị quăng ngã tan, cũng may hắn ném tới hàng rào sắt bên ngoài, nếu là lại quang ngã trở về, Trương Huyền không biết chính mình khi nào mới có thể một lần nữa khôi phục như vậy một cổ sức lực. Hàng rào sắt chung quanh là một mảnh hắc ám, cả người đều là nước bùn Trương Huyền nằm ở chỗ này, cũng không ai phát hiện. Trương Huyền không dám nhiều đãi, hơi chút khôi phục một chút thể lực, liền gian nan bò lên thân tới, hướng chấn nhỏ giữa đi đến, từng nhà độc môn độc viện, cho Trương Huyền nhất định cơ hội, nếu là nội thành cái loại này liền vào cửa đều phải soát mặt phòng hộ thi thố, lấy hiện tại Trương Huyền, vô pháp tìm được bất luận cái gì chỗ dung thân, nhưng này độc môn biệt viện, vẫn là làm Trương Huyền tìm được một cái không ai phòng ở. chương 1279 Thế Cục Lấy Trương Huyền năng lực mà nói, một phen khóa cửa cũng không thể làm khó hắn, đương mở ra cửa phòng, đập vào mắt là một gian tràn ngập âu thức trang hoàng phong cách nhà ở, phòng khách trên vách tường treo một bức tranh sơn dầu, mặt trên hơi hơi phủ một tầng mỏng hôi, chứng minh này phòng ở đã hồi lâu không ai trụ qua. Trương Huyền cũng là chú ý tới này đống phòng ốc trong viện chân tường cỏ dại không ai xử lý, mới lựa chọn nơi này, tuy rằng Trương Huyền rõ ràng, loại này không người xử lý phòng ốc rất có thể sẽ trở thành thần ẩn hội mặt sau trọng điểm điều tra đối tượng, nhưng đối với hiện tại Trương Huyền mà nói, hắn cũng không có cái gì lựa chọn. Trương Huyền không dám mở ra phòng trong đèn, hắn gión ra gión rén tìm kiếm tới rồi rửa mặt gian, hắn nếm thử một chút, phòng trong thủy cũng không có đình, này cũng coi như giảm bớt Trương Huyền hiện tại lớn nhất nan đề, hắn tìm một cái khăn lông, dùng tế thủy đem khăn lông ướt nhẹp, bắt đầu rửa sạch khí chính mình trên người lầy lội. Trương Huyền không dám dùng quá nhiều thủy, thần ẩn hội khoảng cách hiện giờ, đã tồn tại hơn 2.000 năm, bọn họ thế lực rốt cuộc lớn đến loại nào trình độ, vô pháp tưởng tượng, Trương Huyền sợ hãi này phòng đồng hồ nước chuyển động đều sẽ bị người phát hiện, hắn chỉ có thể dùng một cái tiểu bồn, tiếp được như vậy một chút thủy, dùng để rửa sạch tự thân. Đã hư thối sinh mù miệng vết thương cấp Trương Huyền mang đến thật lớn đau đớn, hắn một bên trà lau miệng vết thương, một bên phát ra từng trận kêu rên, đương đem trên người lầy lội rửa sạch sẽ sau, Trương Huyền đã cả người là hắn, kia một cái khăn lông cũng hoàn toàn bị máu loãng nhiễm hồng, bất quá ít nhất, hiện tại hắn, nhìn qua không có như vậy giữ tợn ghê tởm. Trương Huyền gión ra gión rén ở phòng trong tìm tòi một phen, quả nhiên không ra hắn sở liệu, tìm được rồi một cái giản dị hộp y tế, Trương Huyền ở châu Âu sinh hoạt quá một đoạn thời gian, biết rất nhiều nhân gia đều có chuẩn bị hộp y tế thói quen, đặc biệt là loại này giàu có gia đình, loại đồ vật này, cơ hồ là chuẩn bị. Có thuốc hạ sốt cùng băng gạc, Trương Huyền cũng không hề lo lắng miệng vết thương sẽ sinh mủ cảm nhiễm nguy hiểm, vì chính mình là một fan băng bó sau, Trương Huyền ngã vào phòng ngủ trên giường, liền nặng nề ngủ. Một giấc này, Trương Huyền ngủ thực chết. Trong lúc ngủ mơ Trương Huyền, cảm thấy có chút chói mắt, hắn bỗng nhiên từ trên giường bò dậy, phát hiện trời đã sáng, là ngoài cửa sổ truyền đến ánh mặt trời đem hắn thứ tỉnh, Trương Huyền phản ứng đầu tiên chính là đánh giá chung quanh, phát hiện chỉnh gian phòng trong như cũ không có một bóng người, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, ám đạo chính mình sơ suốt quá, ngủ như vậy chết, không có làm bất luận cái gì phòng ngự cảnh báo thi thố, chỉ sợ tới cái tam lưu sát thủ, đều có thể đem chính mình giải quyết. Trương Huyền tiến đến bên cửa sổ, nhìn mắt ngoài cửa sổ, chấn nhỏ cũng không có cho hắn cái gì dị dạng cảm giác, Trương Huyền yên lòng. Nghỉ ngơi cả đêm, làm hắn mỏi mệt tinh thần có một chút chuyển biến tốt đẹp, chỉ là trên người thương một chốc căn bản vô pháp khôi phục trước không nói kim hán thanh công kích trung bí mật mang theo khí còn ở hắn trong cơ thể tàn sát bừa bãi chỉ là trương huyền cuối cùng vì chạm khai sắt thép tường vây dùng hết toàn lực đánh ra một kích quang kia một chút liền không phải một hai ngày có thể khôi phục trương huyền ở phòng trong tìm được rồi một ít đồ hộp ăn ngấu nghiến nhét vào trong miệng lúc này trương huyền ăn cái gì trạng thái tuyệt đối có thể cùng toàn len ken có thượng liều mạng đường lấp đầy bụng sau, Trương Huyền bắt đầu phân tích khởi hiện tại thế cục tới. Liền Trương Huyền hiện tại được đến tin tức tới xem, thế cục là phi thường không lạc quan, ở thần ẩn hội thần ẩn giới bên cạnh, thế nhưng tất cả đều là phản tổ minh người, hai bên liên hợp, một cái ở quyển dưỡng yêu thú, một cái ở đào tạo cường giả. Không, đổi loại phương thức mà nói, là thần ẩn hội cấp phản tổ minh cung cấp đại lượng nhân loại cường giả, làm phản tổ minh thực nghiệm thể, ở này đó nhân loại cường giả trên người cung cấp phản hồi. Mà phản tổ minh này đó dùng để thực nghiệm thực nghiệm thể, còn lại là ở biến tướng vì thần ẩn hội tiến hành kém thắng yêu thái. Cái gọi là yêu thú vây thành, rất có thể chính là một cái đối kẻ yếu tiến hành tẩy bài quá trình, hoặc là nói là phản tổ minh vì thực nghiệm thể chuẩn bị một lần đại quy mô ăn cơm. Thần ẩn hội cùng phản tổ minh chi gian, vẫn luôn là ở liên hợp trương huyền có thể minh bạch hiện tại thế cục đối chính mình mà nói có bao nhiêu bất lợi vô luận là phản tổ minh vẫn là thần ẩn hội hiện tại đều muốn chính mình mệnh mà bằng vào quang minh đảo hiện có lực lượng chính mình căn bản vô pháp làm được tự bảo vệ mình ngược lại sẽ đem toàn bộ quang minh đảo đều lâm vào vực sâu giữa đến nỗi cửu cục thực lực của bọn họ bãi ở thần ẩn hội cùng phản tổ minh loại này quái vật khổng lồ trước mặt còn chưa đủ xem hiện tại có thể theo chân bọn họ đối kháng chỉ có chính mình mà bằng vào hiện tại Trương Huyền, thực lực của hắn, hoàn toàn không phải phản tổ minh cùng thần ẩn hội đối thủ, hắn bức thiết yêu cầu tăng lên chính mình, cái này tăng lên, yêu cầu thời gian, mà có thể bảo đảm chính mình bình yên vô sự địa phương, trừ bỏ địa ngục nhà giam, Trương Huyền rốt cuộc không thể tưởng được còn có nào, cho dù là đãi ở địa ngục nhà giam bên cạnh, lấy huyền thiên thực lực, cũng có thể tạm bảo chính mình bình an. Trương Huyền hiện tại phải làm, chính là mau chóng trở lại quang minh đảo, nhưng hắn trong lòng cũng rõ ràng, thần ẩn hội người, chỉ sợ đã ở tác tô tư phất lôi sa mạc chung quanh bày ra thật mạnh mai phục, một khi chính mình xuất hiện, tất nhiên sẽ trải qua một hồi chết đấu, nhưng, đây cũng là hiện tại chính mình duy nhất đường ra, đương nhiên, đầu tiên chuyện thứ nhất là muốn làm rõ ràng chính mình hiện tại ở đâu, sau đó mới có thể nghĩ cách rời đi. Trước dưỡng thương, Trương Huyền cho chính mình định chế một cái ngắn ngủi mục tiêu, hắn vừa rồi ở trong phòng tìm được rồi một ít tiền lẻ, có thể cho hắn đi tiệm thuốc mua một ít cần thiết phẩm. Đang lúc Trương Huyền chuẩn bị ra cửa khi, đột nhiên nghe được một trận rồn dập tiếng bước chân ở ngoài cửa vang lên. Trương Huyền sắc mặt biến đổi, dùng chính mình hiện tại có khả năng dùng ra tốc độ nhanh nhất, nhằm phía lầu hai phòng ngủ, chui vào tủ quần áo giữa trốn khởi. Tủ quần áo có đại lượng quần áo, ít nhất, đối với hiện tại Trương Huyền mà nói, đó là một cái không tồi trốn tránh không gian. Phanh, một tiếng trọng vang, này gian phòng cửa phòng bị người từ bên ngoài mở ra. Tới rồi, tới rồi, Kiên trì một chút. Tránh ở lầu 2 phòng ngủ tủ quần áo chung Trương Huyền, nghe được một câu hè oi bước giọng nữ từ dưới lầu truyền đến, đối phương thanh âm giữa tràn ngập nôn nóng. Ngay sau đó, Trương Huyền lại nghe được, nữ nhân này giống như kéo cái gì trọng vật. Lại là một trận dồn dập tiếng bước chân vang lên, kia tiếng bước chân thẳng đến lầu 2 mà đến, hơn nữa vọt vào Trương Huyền sở trốn tránh cái này phòng ngủ. Trương Huyền xuyên thấu qua tủ quần áo khe hở, nhìn đến đây là một cái hơn 20 tuổi suốt đầu nữ nhân, tóc ngắn, màu đồng cổ làn da, thân xuyên hắc y, ở này đùi ngoại sườn, còn treo một phen kiểu cũ đe giật eagle. Nữ nhân ở vọt vào phòng ngủ sau, tìm tòi một vòng, tìm được rồi phòng ngủ nội hòm thuốc, theo sau nắm lên hòm thuốc liền chiều dưới lầu phóng đi. Nhìn thấy một màn này, trường huyền hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, như vậy xem ra, đều không phải là là thần ẩn hội người tìm tới môn tới, bất quá Trương Huyền còn không có hoàn toàn thả lỏng cảnh giác, hắn như cũ ở tủ quần áo giữa trốn tránh. Thực mau, Trương Huyền lại lần nữa nhìn đến nữ nhân kia thân ảnh, nữ nhân vọt vào phòng ngủ, dẫn theo một cái vali sách tay, đường đem vali sách tay mở ra sau, bên trong thình lình phóng một phen còn chưa đua trang hoàn thành trọng thư. Trương 1282 nữ nhân Trương Huyền ở tủ quần áo chung, chờ mắt nhìn nữ nhân này đem trong tay này đem trọng thư lắp ráp hoàn thành, sau đó đem thương giá khởi, nhắm ngay cửa sổ, nín thở ngưng thần, đây là một cái tay súng bắn tỉa ở xã kích trước cần thiết phải làm, ổn định chính mình tâm thái. Nữ nhân tập trung tinh thần nhìn chằm chằm ngoài phòng, hoàn toàn không có chú ý tới, liền ở chính mình phía sau tủ quần áo giữa, đang có một người trốn tránh ở bên trong. Một chiếc dài hơn bản chạy băng băng S600 xuất hiện ở nữ nhân tầm nhìn giữa, nữ nhân ngón tay dần dần chuyển qua cỏ súng thược, nàng ngừng lại rồi hô hấp, đang lúc nữ nhân muốn nổ súng khi, một đạo đột một thanh âm từ nữ nhân phía sau vang lên. Ta kiến nghị ngươi không cần nổ súng. Ai? Nữ nhân quát lên một tiếng lớn, cơ hồ ở nháy mắt thay đổi thân hình, nàng trong tay súng ngắm khẩu cũng nhắm ngay thanh âm vang lên phương hướng. Trương Huyền đem tủ quần áo môn đẩy ra, nhìn mắt nữ nhân trong tay súng ngắm, lo chính mình mở miệng, NTW20, 20mm đường kính, phản thiết bị ngắm bắn súng trường, lực sát thương thật lớn, nhưng sức giật cũng đồng dạng khủng bố, thả đường đạn đặc biệt rõ ràng, người lúc này nổ súng, là tưởng nói cho người khác ngươi ở chỗ này sao? Nếu ta không đoán sai, ở dưới lầu, hẳn là còn có một cái người bị thương đi. Ngươi là người nào, nữ nhân họng súng vẫn luôn đối với Trương Huyền. Trương Huyền lúc này mới chú ý tới nữ nhân diện mạo, đơn lấy dung mạo mà nói, nữ nhân diện mạo tuyệt đối có thể coi như là xuất chúng, nhưng nữ nhân giữa mày, luôn là hỗn loạn một cổ lệ khí, làm người thoạt nhìn sẽ cảm thấy phi thường không thoải mái. Trương Huyền cười khổ một chút, chỉ chỉ chính mình cả người sở triền băng gạc, ta chính là một cái muốn sống người, người ở giá thương thời điểm, vai phải có vẻ có chút cứng đờ, người hẳn là không phải mới vừa chơi thương tay mới, này cứng đờ động tác thuyết minh người vai phải có thương tích, nếu lại thừa nhận NTW20 sức giật, chỉ sợ người này cánh tay sẽ tạm thời phế bỏ, liền cùng ta giống nhau. Một trận tiếng gầm rú vang lên, nữ nhân theo bản năng quay đầu lại liếc mắt một cái, liền thấy kia chiếc chạy băng băng S600 đã biến mất ở chính mình tầm nhìn giữa. Đáng chết, nữ nhân chửi ầm lên một tiếng, thương chỉ Trương Huyền đầu, quay người đi. Trương Huyền rất phối hợp xoay người, hơn nữ ý bảo chính mình phía sau cũng không có tảng cái gì vũ khí. Này phòng ở là các ngươi sao? Trương Huyền ngữ khí nhẹ nhàng hỏi. Ít nói nhảm, hiện tại, đi ra môn, xuống lầu. Nữ nhân ghim súng, từ từ tới đến trương huyền phía sau, thương khổng liền đặt ở trương huyền cái ót thượng, chỉ cần nữ nhân ngón tay nhẹ nhàng khấu động cò súng, trương huyền đầu sẽ bị nháy mắt bạo rớt. Trương huyền chậm rãi đi xuống lâu, hắn nhìn đến, ở lầu một trong phòng khách, đồng dạng có một người nữ tính, chính đầy mặt thống khổ nằm ở trên sofa, nàng đồng dạng có một trương hẻ oi bức gương mặt, tiêu chuẩn mặt trái xoan, ngũ quan tú lệ, làn da thực bạch, nhiễm một đầu tóc vàng, lớn lên thật xinh đẹp, trương huyền quan sát hạ nữ nhân này tay bộ, đối phương ngón tay thon dài, non mềm, bảo dưỡng thực hảo, không giống như là chơi thương tay. Ở cái này tóc vàng nữ nhân phần eo bọc một vòng băng gạc, này băng gạc hiển nhiên là mới thay đi, nhưng tại đây ngắn ngủn thời gian, đã bị máu tươi nhiễm hồng. Tóc vàng nữ nhân trên mặt không có một chút huyết sắc, đây là mất máu quá nhiều tạo thành. Trương Huyền có thể rõ ràng cảm giác được, kia dựa gần chính mình cái gáy họng súng ở hơi hơi run rẩy này thuyết minh, cầm súng người, hiện tại trong lòng cũng thực khẩn trương. Trương Huyền đưa lưng về phía tóc ngắn nữ nhân, thử tính mở miệng, súng thương. Ân, xem này xuất huyết trình độ, 7 giờ 6 nhị em em, súng trường tạo thành, bất quá hẳn là chảy ra, không phải thẳng đánh chúng, bằng không lấy cái này mệnh chung góc độ, chỉ sợ sẽ trực tiếp đem thân thể đánh thành hai nửa, viên đạn không có lưu lại trong thân thể, chỉ cần cầm máu là được. Trương Huyền vừa nói, một bên đi phía trước đi. Đứng lại, Tóc ngắn nữ nhân hét lớn một tiếng, người muốn làm gì? Trương Huyền cũng không có để ý tới tóc ngắn nữ nhân nói, mà là đi đến kia hòm thuốc bên, ở hòm thuốc tìm kiếm, đương nhiên là tìm một ít có thể cầm máu đổ vật, nếu không chỉ bằng vào mượn này hai điều băng gạc, nàng sống không đến mặt trời xuống núi. Trương Huyền vừa nói, một bên từ hộp y tế lấy ra một hộp thuốc hạ sốt tới nghiền nát. Tóc ngắn nữ nhân nhìn Trương Huyền động tác, muốn ngăn cản, nghĩ nghĩ, lại không quản, chỉ là họng súng như cũng nhắm ngay Trương Huyền, chỉ cần Trương Huyền có cái gì khác người động tác, tóc ngắn nữ nhân tuyệt đối sẽ không do dự một chút. Trương Huyền nghiền nát vài miếng thuốc hạ sốt sau, lại đi vào sofa bên, hắn xả ra rất dài một cái băng gạc, theo sau tạo thành đoàn, nhét vào tóc vàng nữ nhân trong miệng. Tóc ngắn nữ nhân bước đi đi lên, lại lần nữa dùng nòng súng chống lại Trương Huyền đầu, người lại làm gì? Trương Huyền mắt trợn trắng cấp tóc ngắn nữ nhân, nàng đã vô pháp chịu đựng đau đớn trên người, người không nghĩ xem nàng cắn lưỡi tự sát đi. Trương Huyền nói, cởi bỏ tóc vàng nữ nhân triền ở bên hông đã bị huyết tẩm ướt băng gạc, theo sau cầm lấy một khối mới tinh băng gạc, xử lý tóc vàng nữ nhân phần eo máu tươi, đương máu tươi lau, một cái giữ tợn miệng vết thương xuất hiện ở Trương Huyền trong mắt. Viên đạn đánh vào người trên người, này đệ nhất cảm giác, cũng không phải đau, viên đạn sở tạo thành lực sát thương, là từ viên đạn lực xuyên suốt cùng đình chỉ lực hỗ trợ lẫn nhau quyết định, ở bị viên đạn đánh trúng đệ nhất nháy mắt, là cảm giác bị thứ gì hung hăng đụng phải một chút, theo sau sẽ cảm giác được ma cùng nhiệt từ bị đánh trúng địa phương truyền đến, cuối cùng mới là chui vào đau đớn. Một cái mồm to kính ngắm bắn súng trường đánh trúng mục tiêu, thậm chí sẽ xử người này một nửa thân mình bị nổ bay. Cũng may này đánh trúng tóc vàng nữ nhân viên đạn, chỉ là nhỏ nhất đường kính súng lục viên đạn, hơn nữa cũng chỉ là sát tới rồi biên, nhưng cho dù như vậy, như cũng mang đi tóc vàng nữ nhân phần eo một khối to huyết nhục. Trương Huyền đem mài nhỏ thuốc hạ sốt ngã vào tóc vàng nữ nhân bên hông, ở thuốc hạ sốt đảo thượng nháy mắt, tóc vàng nữ nhân toàn bộ thân thể biến bắt đầu trừ xúc lên. Hảo hảo, không có việc gì, không có việc gì. Trương Huyền đè lại tóc vàng nữ nhân hai tay, tận lực trấn an. Tóc vàng nữ nhân cái chán toàn là mồ hôi, loại này đau đớn, căn bản là không phải người bình thường có thể nhẫn nại tóc ngắn nữ nhân lúc này đây thật không có mở miệng nói cái gì chỉ là vẻ mặt quan tâm nhìn chính mình đồng bạn đi tiếp điểm nước trong lại đây thiếu tiếp một chút trương huyền nhìn thoáng qua tóc ngắn nữ nhân mở miệng nói nga hảo tóc ngắn nữ nhân sững sốt một chút vội vàng chạy đến phòng vệ sinh tiếp thủy đi chờ tóc ngắn nữ nhân bưng một chậu nước trong lại đây sau liền thấy trương huyền đã đem tóc vàng nữ nhân tứ chi cùng sofa tứ giác buộc chặt lên mà Trương Huyền Tắc cầm một cây châm, vì tóc vàng nữ nhân khâu lại miệng vết thương. Điều kiện hữu hạn, chỉ có thể trước như vậy, ta xử lý miệng vết thương, người lau vết máu, huyết quá nhiều ta thấy không rõ. Trương Huyền ra tiếng, ân, tóc ngắn nữ nhân gật gật đầu, buông xuống trong tay thương, tới phối hợp Trương Huyền. Một cái khâu lại quá trình, lấy Trương Huyền y thuật mà nói, yêu cầu 20 phút là có thể kết thúc, nhưng hiện tại hoàn cảnh, hơn nữa Trương Huyền thân thể trạng huống, Cùng với không có gây tê bởi vì đau đớn mà điên cuồng vặn vẹo tóc vàng nữ nhân Cái này quá trình, ước chừng rằng có một tiếng rưỡi Đương miệng vết thương hoàn toàn khâu lại sau Mặc kệ Trương Huyền, vẫn là tóc ngắn nữ nhân Vẫn là bị trói chặt tứ chi tóc vàng nữ nhân Đều đã cả người là hãn Nhưng nhìn tóc vàng nữ nhân đã ngừng đổ máu miệng vết thương Tóc ngắn nữ nhân thật mạnh nhẹ nhàng thở ra Trương 1281 hợp tác một chút Trương Huyền lau một phen cái chán mồ hôi theo sau duỗi tay, lấy rất nhét ở tóc vàng nữ nhân trong miệng băng gạc đoàn. Tóc vàng nữ nhân mồm to thở dốc, nước miếng không chịu khống chế từ trong miệng chảy ra. Trương Huyền cười cười, cảm giác thế nào? Tóc vàng nữ nhân nghiến răng nghiến lợi, ta càng hy vọng ngươi có thể trực tiếp giết ta. Như vậy sẽ làm ta càng thoải mái một chút. Ha ha, Trương Huyền cười nói, quá trình là thống khổ điểm, nhưng kết quả là tốt, không phải sao, ít nhất người này mệnh bảo vệ. Tóc vàng nữ nhân thở vào một hơi, hiện tại tổng có thể đem ta giải khai đi. Đương nhiên, Trương Huyền cười cười, theo sau đứng dậy, cởi bỏ tóc vàng nữ nhân bị buộc chặt tứ chi. Tóc vàng nữ nhân tứ chi bị cởi bỏ sau, nàng quơ quơ cánh tay, ngay sau đó ngồi dậy tới, nhìn về phía Trương Huyền, tiểu đệ đệ, ngươi cứu tỉ tỉ một người, ta nên như thế nào báo đáp ngươi đâu? Lấy thân báo đáp được không a? À? Tính, Trương Huyền cười khổ một chút, ngươi xem ta hiện tại này trạng thái người lấy thân báo đáp, ta cũng chịu không nổi a. À. Khanh khách, tóc vàng nữ nhân che miệng khẽ cười một tiếng, bất quá này động tác có điểm quá lớn, tác động nàng miệng vết thương, làm nàng mày liễu vừa nhíu, vội vàng điều chỉnh hạ chính mình dáng ngồi. Tóc ngắn nữ nhân thu hồi chính mình súng ngắm, theo sau ở trên người sờ soạn một chút, ném ra một tiểu quản chất lỏng cấp trương huyền, cầm đi, ngươi hẳn là yêu cầu cái này. Trương huyền cầm lấy vừa thấy, đừng gluco, thật là ta yêu cầu, Tóc ngắn nữ nhân lại móc ra một cây thuốc lá ném cho Trương Huyền, theo sau chính mình lo chính mình điểm thượng một cây, hít sâu một ngụm, chậm rãi phun ra sương khói, trên mặt lộ ra một bộ hưởng thụ biểu tình, lúc này mới mở miệng hỏi, ngươi ở chỗ này trốn rồi đã bao lâu? Đêm qua vừa mới tới, Trương Huyền chỉ chỉ trấn nhỏ ngoại kia phía núi rừng phương hướng, từ nơi đó. Nguyên lai người vẫn luôn tránh ở nào, khó trách phía trước như vậy nhiều người tìm ngươi, cũng chưa tìm được. Tóc ngắn nữ nhân ngồi dưới đất, lấy một cái thoải mái tư thế dựa vào trên sofa. Như vậy nhiều người tìm ta? Trương Huyền vẻ mặt nghi hoặc. Tóc ngắn nữ nhân vươn ngón tay cái lướt qua bả vai, chỉ chỉ phía sau, bên ngoài nơi nơi đều là ngươi lệnh truy nã, nói ngươi giết hơn 30 cái bình dân, trấn nhỏ thượng cư dân, phía chính phủ đều ở đuổi bắt ngươi, phía trước đem sở hữu phòng ốc đều tìm tòi một lần, ta còn tò mò, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu? Nguyên lai like như vậy, Trương Huyền sờ sờ miệng mình, nhìn dáng vẻ ngươi không đối ta nổ súng cũng là có nguyên nhân, các ngươi đâu? Chín mệnh nhiệm vụ, hiện tại đã nhận được bên này sao? Tóc vàng nữ nhân cùng tóc ngắn nữ nhân nghe được lời này, thân thể đồng thời chấn động. Tóc ngắn nữ nhân hút điếu thuốc, ta nói, ta xem ngươi lệnh truy nã phát nhiều như vậy, còn tưởng rằng ngươi là cái nhân vật, kết quả là cũng là cái ngu xuẩn, chín mệnh tiêu chí là cái này sao? Tóc ngắn nữ nhân loát khởi tay áo, ở cánh tay của nàng thượng thình lình có một chi tulip đồ án. Trương Huyền đem tóc ngắn nữ nhân ném cho chính mình thuốc lá phóng tới trước mũi nghe nghe, theo sau đem thuốc lá ném đến một bên, mở miệng nói, người cánh tay thượng đồ án, là Bạch Lâu đánh dấu, bất quá Bạch Lâu chỉ làm một ít văn vật rời đi hoạt động, hẳn là sẽ không vận dụng súng ngắm đi. Chín mệnh người đều sẽ ở trên người văn có Bạch Lâu xăm mình đánh dấu, bất quá này hai cái tổ chức kỳ thật đều là một nhà, đảo cũng không có gì quá lớn khác nhau, chỉ là bạch lâu không giết người, chín mệnh giết người mà thôi. Tóc ngắn nữ nhân cười cười, nhìn dáng vẻ ta là đụng tới tay già đời, nhiệm vụ của ngươi cùng ta nhiệm vụ giống nhau. Không, Trương Huyền lắc lắc đầu, kỳ thật ta không có gì nhiệm vụ, chỉ là không cẩn thận đắc tội người mà thôi, thế nào, muốn hay không hợp tác một chút. Nga, tóc ngắn nữ nhân rất có hứng thú nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái, ngươi tưởng như thế nào hợp tác? Rất đơn giản ta giúp các ngươi xử lý các người mục tiêu lần này, các người mang ta rời đi nơi này. Trương Huyền nói đến này, nhìn thoáng qua khí huyết suy yếu tóc vàng nữ nhân, các người cách làm, hẳn là làm ngươi vị này đồng bạn đi làm một ít lẻn vào, lại động thủ đi. Hiện tại xem ra, lòi. Trương Huyền cái gọi là lẻn vào, mọi người đều minh bạch. Tóc vàng nữ nhân thở dài, ai, hiện tại này đó nam nhân thúi a, ở trên giường thời điểm, nói sau cái gì cũng tốt nghe nhưng một chút giường, liền trở mặt không biết người. Không có biện pháp, Trương Huyền nhún vai, ai làm thời buổi này, chết ở thạch liệu váy hạ oan hồn quá nhiều, mọi người đều học thông minh. Tóc vàng nữ nhân bày cái yêu nhã tư thế nằm ở trên sofa, một chút đều không thèm để ý chính mình đi quang váy đế, nhìn dáng vẻ, ta này chén cơm, cũng khó ăn lạc. Tóc ngắn nữ nhân mãnh mút mấy khẩu, đem trong tay thuốc lá hút xong, theo sau mở miệng nói, trước không nói người còn ở bị toàn thành truy nã, tình cảnh so với chúng ta nguy hiểm, chỉ nói một chút, người liền chúng ta mục tiêu cũng không biết là ai, dựa vào cái gì nói hiện tại có thể hợp tác. Các người mục tiêu thực hảo đoán lạc, trương huyền hướng tóc ngắn nữ nhân đặt ở một bên súng ngắm chu chu môi, NTW chia làm hai loại đường kính, 20mm, cùng 14.5mm, người lựa chọn 20mm đường kính, hiển nhiên là muốn bạo xe, không phải muốn bạo người, kia xe tất nhiên là chống đạn, này tòa trấn nhỏ có rất mạnh tôn giáo tín ngưỡng, chấn nhỏ nội đại nhân vật, cũng liền như vậy mấy cái, chấn nhỏ chấn trưởng, sẽ không ở các ngươi săn giết trong phạm vi, chấn trên nhà giàu số 1, hiển nhiên cũng sẽ không ở các ngươi săn giết trong phạm vi. Rốt cuộc này tòa chấn nhỏ là tựa vào núi mà dựa, đối với sát thủ mà nói, gia tăng rồi chạy trốn khó khăn độ, các người muốn giết một cái phú hào, không cần thiết lựa chọn cái này địa phương, kia kế tiếp liền hảo lý giải, cái kia giáo đường giáo chủ. Lợi hại, tóc ngắn nữ nhân vỗ vỗ trưởng, người sức quan sát đích xác không tồi, vậy ngươi nói cho ta, ngươi tính toán như thế nào giết chết hắn sao? Hiện tại chúng ta đã rút dây động rừng, hắn trong khoảng thời gian ngắn sẽ không rời đi này tòa chấn nhỏ, nhưng muốn lại tiếp cận hắn, rất khó. Ta không biết, Trương Huyền lắc đầu. Không biết, ta như thế nào biết, Trương Huyền hỏi lại một tiếng, ta hiện tại liền các người mục tiêu là nam hay nữ đều không rõ ràng lắm, ngươi làm ta nghĩ cách. Ít nhất, tình báo nên cùng chung một chút đi. Mục tiêu nam tính, giới tính nam, tuổi 53 tuổi, thân cao 1m86, thể trọng 93kg. Tóc ngắn nữ nhân lấy ra một cái di động, ném cho Trương Huyền, đại khái nội dung liền ở mặt trên, đến nỗi hắn còn có cái gì đam mê, người muốn biết liền hỏi ra tới. Tóc vàng nữ nhân cuộn ở trên sofa, cười khúc khích, ta nhưng tất cả đều biết Nga, bao gồm hắn mỗi lần chỉ có vài phút, ta đều có thể nói cho ngươi. Trương Huyền nhìn tóc ngắn nữ nhân ném tới di động, Nhìn hạ mặt trên ngày 7 tháng 26 hào. Trương Huyền biết, trong khoảng thời gian này, thần ẩn hội chỉ sợ đã đem rất nhiều chuyện đều an bài hảo, chính mình hiện tại thân phận, không riêng ở cái này chấn nhỏ là tội phạm bị truy nã, ở toàn bộ luyện khí giả thế giới, chỉ sợ đều biến thành tội nhân đi. Trương Huyền thông qua tóc ngắn nữ nhân di động, đại khái hiểu biết một chút lần này nhiệm vụ mục tiêu. Chấn nhỏ này giáo đường giáo chủ, tên là ai ngói tì, trên thực tế là một cái quân phiệt bối cảnh đối với loại đồ vật này, Trương Huyền thấy được quá nhiều, hắn đối chín mệnh cùng ai ngói tỷ chi gian có cái gì quá giới một chút hứng thú đều không có. Rốt cuộc, năm đó Trương Huyền làm này hành thời điểm, giết qua quá nhiều người như vậy. Về ai ngói tỷ hứng thú cùng yêu thích, có một ít ký lục, nhưng đối lúc này Trương Huyền căn bản là không có gì trợ giúp. Trương Huyền thông qua tóc ngắn nữ nhân giải một chút bên ngoài sự, hiện tại chính mình lệnh truy nã, vẫn cứ treo đầy cả tòa chấn nhỏ, một khi chính mình lộ diện, chỉ sợ đi không ra vài bước, phải bị người nhận ra tới. Trương Huyền khẳng định, thần ẩn hội tuyệt đối có người lưu tại này tòa chấn nhỏ, lấy chính mình tình huống hiện tại mà nói, một người ngự khí cảnh là có thể làm thịt chính mình. Trước quan sát đi, Trương Huyền đưa điện thoại di động ném còn cấp tóc ngắn nữ nhân. Tóc vàng nữ nhân thân bị trọng thương, tóc ngắn nữ nhân bả vai chỗ cũng xuất hiện chút vấn đề, này hiển nhiên không có biện pháp làm các nàng lập tức liền đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, thảm mục tiêu đã bị kinh động, hiện tại muốn giết, có chút khó khăn, đối phương tuy rằng sẽ không rời đi chấn nhỏ này, nhưng hắn vị trí vị trí, nhất định có tầng tầng trông coi, làm một cái quân phiệt, ai ngói tỷ phản trinh sát năng lực cũng là phi thường cường, muốn tìm được cự ly xa ngắm bắn hắn cơ hội, rất khó rất khó. Hơi chút nghỉ ngơi một chút, tóc ngắn nữ nhân sửa sang lại nhà dưới gian chung những cái đó mang huyết băng gạc, đường hết thảy đồ vật toàn bộ thiêu hủy sau, tóc ngắn nữ nhân hướng Trương Huyền nói, này có chút nguy hiểm, theo ta phải đến tin tức, này trấn trên người gần nhất hai ngày còn sẽ tiến hành một lần đại điều tra tới tuần bộ ngươi, đi ngầm trốn một trốn đi. Tóc ngắn nữ nhân mang theo Trương Huyền đi đến phòng bếp, liền thấy nàng ở trên tường nhẹ khấu vài cái, theo sau, liền nghe một đạo vang nhỏ thanh từ bệ bếp hạ truyền ra, tóc ngắn nữ nhân mở ra bệ bếp hạ tủ bát, một cái địa đạo, thình lình xuất hiện ở Trương Huyền trong mắt. Đi thôi, bên trong dự trữ đủ chúng ta dùng một đoạn thời gian tóc ngắn nữ nhân đi đầu chui vào tủ bát nội, hướng địa đạo hạ đi đến. Nhìn dáng vẻ, đây là các người an toàn phòng, bất quá chín mệnh đích xác có cái này quy củ, ở mỗi một cái thành trấn đều sẽ bố trí một cái an toàn phòng, lấy bảo đảm thành viên có thể làm được lớn nhất trình độ tự cứu. Trương Huyền đi vào địa đạo nội, địa đạo nhập khẩu thực âm u, hẹp hòi, đương liên tục đi xuống mấy chục giai thang lầu sau, một cái đại sảnh xuất hiện ở Trương Huyền trước mắt. Toàn bộ đại sảnh đại khái có 60 nhiều bình phương, mấy chương mộc chế giường đơn dựa vào ven tường, một ít dùng để uống thủy cùng đồ hộp cùng cái tiểu sơn giống nhau đôi ở trong góc, liền này đó vật tư cũng đủ một người sinh hoạt mấy tháng. An toàn phòng thiết bị cũng không có giống điện ảnh chung như vậy công nghệ đen, còn có các loại súng ống đạn dược, này an toàn chủ nhà muốn tác dụng là trốn tránh, gửi quá nhiều kim loại sẽ gia tăng bại lộ nguy hiểm, nơi này đồ hộp, đều là bình thủy tinh. Ba người đi vào này sau, từng người tuyển một chiếc giường, liền bắt đầu nghỉ ngơi lên. Nằm ở trên giường, Trương Huyền trong đầu vẫn luôn đều nghĩ đến về thần ẩn hội cùng phản tổ minh chi gian sự, hiện tại thế cục đã dần dần rõ ràng, nhưng loại này rõ ràng thế cục, mang cho toàn bộ luyện khí giả thế giới, chỉ biết có hỗn loạn, mà quang minh đảo, liền ở vào loại này hỗn loạn lốc xoáy giữa. Đội trưởng bọn họ chi viện lại đây, tóc ngắn nữ nhân từ trên giường nhảy dựng lên, ta đi nghênh bọn họ một chút, thuận tiện nhìn xem bên ngoài tình huống. Tóc ngắn nữ nhân nói xong, rời đi tầng hầm ngầm. Thời gian chậm rãi qua đi, một trận mỏi mệt cảm đánh úp lại, Trương Huyền hiện tại thân thể trạng huống còn phi thường suy yếu, hắn mỗi ngày đều yêu cầu thời gian dài nghỉ ngơi. Đang lúc Trương Huyền mơ mơ màng màng khi, hắn nghe được một trận hơi mang thống khổ rầm gì thanh, thanh âm này ép tới rất thấp, cũng thực dễ dàng bị người hướng một cái khác phương hướng liên tưởng, thanh âm này liền từ mặt khác trên một cái giường truyền đến. Trương Huyền đi xuống giường, theo thanh âm truyền đến địa phương đi đến liền thấy kia tóc vàng mỹ nữ đang ở trên giường không ngừng vặn vẹo nàng thân thể phiếm hồng cái chán toát ra tinh mịn mồ hôi sao lại thế này trương huyền nhíu nhíu mày nơi nào không thoải mái không biết tóc vàng nữ nhân gian nan mở miệng nàng môi đỏ giờ phút này khô nứt ta liền cảm giác ngực phát nấu thực nhiệt trương huyền nắm lên tóc vàng nữ nhân tay vươn hai ngón tay đặt ở này mạch đập chỗ mấy chục giây sau Trương Huyền ánh mắt lộ ra một mặt ngưng trọng, người bị người hạ độc, có cái gì có thể cung cấp tin tức sao? Ta, ta không biết, tóc vàng nữ nhân hô hấp bắt đầu dồn dập lên, ta hiện tại liền cảm giác nóng quá, ngực buồn. Tóc vàng nữ nhân nói, đôi tay đã phóng tới chính mình trước người, theo sau liền nghe xé kéo một tiếng, tóc vàng nữ nhân kéo ra chính mình váy lãnh, lộ ra một mảnh. Trương Huyền chú ý tới, ở tóc vàng nữ nhân lộ ra làn da thượng, bắt đầu hiện lên rậm rạp điểm đỏ trương huyền vội vàng cầm một lọ thủy toàn bộ tưới ở tóc vàng nữ nhân trên mặt ngay sau đó trương huyền kéo ra tóc vàng nữ nhân miệng vết thương quấn quanh băng gạc nhìn đến đối phương miệng vết thương cũng che kín rậm rạp điểm đỏ miệng vết thương có cảm nhiễm trương huyền hít sâu một hơi không phải hạ độc người phía trước chạm vào độc ta không có biện pháp tóc vàng nữ nhân gắt gao cắn răng bọn họ bước ta ta cũng không nghĩ như vậy nhưng không có biện pháp Tóc vàng nữ nhân nói lời nói gian, thân thể của nàng bắt đầu chiều động lên, Trương Huyền biết đây là nghiện phạm vào. Tóc vàng nữ nhân đôi tay thành chảo, bắt đầu không ngừng ở trên người gái, kia một cái thon dài bạch chân, một chút đã bị nàng chính mình chảo ra lưỡng đạo vết máu thật sâu tới, bởi vì nàng này đại biên độ động tác, nguyên bản liền miễn cưỡng khâu lại miệng vết thương lại bị xé rách, chảy ra máu tươi. Đắc tội, Trương Huyền hít sâu một hơi, theo sau xoay người lên giường, phân biệt ngăn chặn nữ nhân tứ chi, hiện tại không có dây thường buộc chặt trương huyền chỉ có thể áp dụng như vậy phương pháp không thể không nói một cái như vậy mỹ nữ tại thân hạ trần trọc đối với trương huyền mà nói là cái cực đại khảo nghiệm trương huyền nhắm mắt lại không đi xem những cái đó kiểu diếm cũng không thèm nghĩ chỉ là nữ nhân thanh âm vẫn là sẽ không ngừng truyền tiến trương huyền trong tai đối với một cái bình thường nam nhân tới nói đều sẽ không làm lơ mấy thứ này trương huyền không ngừng mà làm hít sâu một trận tiếng bước chân từ cái này ngầm an toàn phòng nhập khẩu vang lên, Trương Huyền biết là tóc ngắn nữ nhân đã trở lại, hắn trong lòng nhẹ nhàng thở ra, như vậy ấn xuống đi, Trương Huyền sẽ không lo lắng cho mình nhịn không được, nhưng loại cảm giác này thật sự là quá mức tra tấn. Người làm gì đâu, một đạo hét lớn một tiếng vang lên, này cũng không phải tóc ngắn nữ nhân thanh âm, mà là một đạo giọng nam. Trương Huyền trợn mắt quay đầu nhìn lại, liền thấy một người tuổi 30 tả hiếu, diện mạo xoái khí, thân cao ở 1m8 nam nhân, chính đầy mặt vẻ mặt vẫn nộ nhìn chằm chằm chính mình. Mà kia tóc ngắn nữ nhân, liền đứng ở này nam nhân bên cạnh. Bọn họ rõ ràng nhìn đến, trương huyền đè ở tóc vàng nữ nhân trên người, tóc vàng nữ nhân váy lãnh đã xé rách, mà kia hai điều thon dài bạch chân, cũng lộ ở không khí giữa. Trường 1283 bọn họ chỉ sợ muốn thất bại. Người cho ta buông ra nàng, tóc ngắn nữ nhân bước nhanh vào tới, một phen kéo xuống còn đè ở tóc vàng nữ nhân trên người Trương Huyền, đồng thời cởi ra chính mình áo trên, cái ở tóc vàng nữ nhân trên người. Đến nỗi nam nhân kia, còn lại là sông tới, một quyền chiều Trương Huyền trên mặt huy tới. Này nam nhân thực lực không yếu, lấy Trương Huyền hiện tại thân thể trạng huống mà nói, đối mặt này một quyền, hắn thế nhưng vô pháp làm được hữu hiệu né tránh, bị đối phương này một quyền tạp đến trên mặt. Trương Huyền về phía sau lảo đảo vài bước. Lão tử giết ngươi. Nam nhân hét lớn một tiếng. Đừng, tóc ngắn nữ nhân vào lúc này hô to một tiếng, ngừng nam nhân động tác, nàng giờ phút này cũng phát hiện tóc vàng nữ nhân không thích hợp. Trương Huyền lau một phen khóe miệng máu tươi, nàng nghiện phạm vào, ta không có biện pháp, chỉ có thể như vậy ngăn chặn nàng tứ chi, các ngươi tới liền hảo, giao cho các ngươi, nàng chỉ sợ chờ hạ sẽ ngất xỉu, ta nghỉ ngơi một chút, nàng miệng vết thương nứt ra, đến một lần nữa khâu lại. Trương Huyền nói xong, đi đến một bên cầm lấy một lọ thủy ừng ực ừng ực uống lên lên vừa mới kia quá trình làm đến hắn miệng khô lưỡi khô tóc ngắn nữ nhân cũng biết chính mình trách lầm trương huyền lộ ra một bộ xin lỗi ánh mắt đến nỗi kia nam nhân còn lại là thu hồi nắm tay một câu cũng chưa nói cũng không đi lại xem trương huyền liếc mắt một cái liền giống như trương huyền theo như lời như vậy tóc vàng nữ nhân thực mau liền ngất qua đi ta đi lấy hộp y tế tóc ngắn nữ nhân nói một câu theo sau chiều an toàn ngoài phòng chạy tới. Chờ tóc ngắn nữ nhân rời đi sau, cái này hơn 30 tuổi nam nhân chừng mắt nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái, cảnh cáo nói, ngươi cho ta thành thật một chút, ta biết ngươi vì cái gì bị truy nã, nếu không phải nghe Ly nói ngươi giúp các nàng, ta liền sẽ ra tay làm thịt ngươi. Trương Huyền không để ý đến đối phương, làm một người nam nhân, Trương Huyền thực có thể lý giải đối phương tâm tư, nam nhân đều có rất mạnh chiếm hữu dục, cái này tóc vàng nữ nhân là cái mỹ nữ, lại là bọn họ đồng bạn, tuy rằng bọn họ chi gian khả năng không có gì chuyện xưa, nhưng chính mình thấy được tóc vàng nữ nhân thân mình, hắn liền sẽ đối chính mình khó chịu, rốt cuộc đây là hắn cũng chưa gặp qua cảnh đẹp. Thực mau, tóc ngắn nữ nhân lại lần nữa trở về, lúc này đây cùng nàng tới, còn có ba người, cũng đều là nam tính, tuổi tất cả đều ở 25 đến 30 tuổi chi gian, mỗi người hổ khẩu chỗ, đều có chút vết chai, mỗi người đều là dùng thương tay ra đời trong đó một người nhìn thấy trương huyền cười lạnh một tiếng đây là tên cặn bã kia a à? liền hắn nói muốn cùng chúng ta hợp tác còn dẫn hắn đi ra ngoài ta phi hảo đều bớt tranh cãi đi khả năng trong đó có cái gì hiểu lầm đâu tóc ngắn nữ nhân đánh hạ giảng hòa không nói trương huyền phía trước cứu chị quá tóc vàng nữ nhân hiện tại còn phải dựa vào trương huyền tới cấp tóc vàng nữ nhân một lần nữa khâu lại băng khai miệng vết thương đâu trương huyền chú ý tới tại đây tân đã đến ba người chung, trong đó một người trong tay cầm một trương lệnh truy nã, mặt trên treo, đúng là chính mình chân dung, trương huyền nheo lại đôi mắt, nhìn một chút lệnh truy nã nội dung, mặt trên viết, là chính mình vũ nhục nhiều danh nữ tính trong sạch, hơn nữa xong việc còn giết người cả nhà, dù sao đem chính mình viết không chuyện ác nào không làm. Trương huyền cười khổ một chút, giống nhau loại người này, là dễ dàng nhất kích khởi sự phẫn nộ của dân chúng, thần ẩn hội cho chính mình an như vậy một cái danh hào, chỉ sợ không có cái nào cư dân sẽ vui trợ giúp chính mình. Trương Huyền lắc lắc đầu, từ tóc ngắn nữ nhân trong tay tiếp nhận hộp y tế, đi giúp tóc vàng nữ nhân khâu lại miệng vết thương, còn lại đã đến người, còn lại là phi thường không thích Trương Huyền, thậm chí Trương Huyền cấp tóc vàng nữ nhân xử lý miệng vết thương thời điểm, đều có người muốn tới nhìn chằm chằm hắn. Trương Huyền cũng lười đến theo chân bọn họ giải thích nhiều như vậy, chờ rời đi nơi này lúc sau, đại gia chính là hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới người chỉ sợ đời này đều sẽ không lại gặp phải một mặt. Cứ như vậy, thời gian liên tiếp mấy ngày qua đi, Trương Huyền chủ yếu mục đích chính là cho chính mình chữa thương, ngẫu nhiên hắn sẽ rời đi an toàn phòng, đến mặt trên đi xem vài lần. Trên đường, quả thực có người điều tra quá này gian phòng, bất quá tóc ngắn nữ nhân kia bốn cái mới tới đồng đội, thực nhẹ nhàng liền đem người đuổi đi, này bốn cái nam tính mỗi ngày đều sẽ đi ra ngoài, thu thập một ít tình báo, sau đó ở an toàn phòng đối mục tiêu lần này tiến hành phân tích. Đường Trương Huyền ở an toàn phòng đợi cho ngày thứ bảy thời điểm, tóc ngắn nữ nhân bọn họ quyết định động thủ. Tuy rằng tóc ngắn nữ nhân cũng cấp còn lại bốn gã đồng đội nói qua Trương Huyền muốn theo chân bọn họ hợp tác sự, nhưng ai cũng chưa đem cái này hợp tác đường hồi sự đi xem. Đến nối tóc vàng nữ nhân, nàng miệng vết thương tuy rằng bắt đầu khép lại, nhưng như cũ vô pháp tham gia loại này hành động, thả nàng bản thân liền không phải cái gì chiến đấu thành viên, bị lưu tại an toàn phòng giữa, Trương Huyền cũng giống nhau, đãi ở chỗ này. Tại đây một tuần thời gian, tóc vàng nữ nhân có vẻ tiêu tụy không ít, trên người nàng khi trường sẽ có nghiện phát tác, cái này làm cho nàng vô pháp đi vào giấc ngủ, đồng thời cũng ăn không vô đi đồ vật, nàng cuộn tròn ở trên giường, uể oải ỉu xìu, nguyên bản một cái mỹ nhân, liền tại đây 7 ngày thời gian nội, bị tra tấn phá lệ chật vật, ở nàng trên người, đã nhìn không ra một chút mỹ cảm, nàng ánh mắt giữa tràn ngập hư không. Trương Huyền thở dài, đối với độc thứ này, hắn cũng là từ đáy lòng cảm thấy chán ghét, này ngoạn ý có thể nhẹ nhàng hủy diệt một người, hủy diệt một cái ra, trước kia Trương Huyền còn dưới mặt đất thế giới hoạt động thời điểm, phàm là gặp được chạm vào độc người, Trương Huyền đều sẽ nhân tiện giải quyết một chút. Trương Huyền đi đến tóc vàng nữ nhân bên cạnh, nhìn mắt đối phương, ra tiếng nói, thực mau nơi này sự liền kết thúc, người liền có thể đi trở về, tu dưỡng một đoạn thời gian, cái gì đều sẽ quá khứ. Tóc vàng nữ nhân thân thể cuộn thành một đoàn, há miệng thở dốc, cuối cùng phun ra hai chữ, cảm ơn. Đi thôi, nơi này vô pháp đái. Trương Huyền giữ chặt tóc vàng nữ nhân cánh tay, tại đây loại trấn nhỏ, cư dân bản thổ ý thức rất mạnh, bọn họ này đó xa lạ hẻ oi bức hương mặt đã sớm bị người chú ý tới. Một khi động thủ, sẽ có người tìm tới nơi này tới, hơn nữa, bọn họ hành động, chỉ sợ là muốn thất bại a. À. Trương Huyền nói, nhìn thoáng qua vách tường, tại đây 7 ngày bên trong, tóc ngắn nữ năm người vẫn luôn đều ở chế định một cái hành động kế hoạch, cái này kế hoạch Trương Huyền xem ở trong mắt, là thực chặt chẽ, nhưng vẫn là có một ít lỗ hồng, này lỗ hồng tuy rằng rất nhỏ, nhưng lại là chí mạng. Thất bại, tóc vàng nữ nhân lắc lắc đầu, sẽ không, đội trưởng làm việc thực nghiêm cẩn, còn không có thất bại quá. Đương nhiên, Trương Huyền gật đầu, làm này một hàng, thất bại một lần, không phải mất mạng sao, có thể sống đến bây giờ, cơ hồ đều là không có thất bại quá. Tóc vàng nữ nhân một sửng sốt, theo sau trong mắt xuất hiện một mặt ảm đạm. nếu nói những người này bên trong ai tín nhiệm nhất Trương Huyền, đó chính là tóc vàng nữ nhân. Đi thôi, Trương Huyền lôi kéo tóc vàng nữ nhân đứng dậy, hai người mở ra an toàn phòng đại môn, hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Lầu một phòng một người đều không có, đương Trương Huyền mở ra cửa phòng, một tia nắng mặt trời chiếu xuống tới, làm Trương Huyền cảm thấy một trận thoải mái, tóc vàng nữ nhân cũng lộ ra một bộ hưởng thụ bộ dáng này 7 ngày, nàng vẫn luôn đều đãi ở kia âm u an toàn phòng giữa. chương 1284 thất bại. Đương dương quang tưới xuống, trương huyền mang theo tóc vàng nữ nhân, chiều chấn nhỏ một góc đi đến. Chúng ta muốn đi đâu? Tóc vàng nữ nhân đi theo trương huyền phía sau, ánh mắt giữa mang theo một tia nhút nhát, nàng ở chỗ này thiếu chút nữa mất đi tính mạng, lại bị người hại thành dáng vẻ này, đối này chấn nhỏ, trong lòng sợ hãi. Trước đến tìm chiếc xe, Trương Huyền rất có mục đích tính chiều một phương hướng đi đến, mấy ngày nay ta quan sát quá chấn nhỏ dòng xe của quỹ đạo, cũng kế hoạch hảo một cái lộ tuyến, có chiếc xe càng dễ dàng rời đi. Xe, tóc vàng nữ nhân sửng sốt một chút, đi đâu tìm xe. Chấn nhỏ Tây Nam mới có một cái vứt đi bãi đỗ xe, ta mấy ngày nay lấy kính viễn vọng quan sát một chút, có mấy chiếc xe hẳn là có thể khâu một chút, đi trước nhìn xem đi. Trương Huyền ôm tóc vàng nữ nhân, hai người giống như một đôi thân mật tình lữ giống nhau, chiều phế bãi đỗ xe đi đến. Hai người như vậy đi ở chấn nhỏ trên đường, càng sẽ hấp dẫn người ánh mắt, nhưng đồng thời lại sẽ không làm người chú ý tới, có người nhìn đến, tăng chết nhiều xem một cái, lại sẽ không đem cái này ôm mỹ nữ nam nhân, cùng chấn nhỏ thượng cái kia truy nã phạm liên hệ đến cùng đi. Bên kia, tóc ngắn nữ năm người, đã bắt đầu rồi bọn họ hành động. Bọn họ lần này mục tiêu, cũng không ở giáo đường nội, mà là thân ở với một cái trang viên giữa, năm người này 7 ngày tới, đã thăm dò trang viên địa hình, cùng với phòng thủ lực lượng phân bố. Lúc này, tóc ngắn nữ năm người, phân biệt từ bất đồng phương hướng lẻn vào trang viên giữa, dọc theo đường đi lặng yên không một tiếng động giải quyết không ít chạm gác ngầm, tiếp cận lần này mục tiêu. Ở trang viên trung tâm, có một cái thật lớn lộ thiên bể bơi, mười mấy danh dáng người nóng bỏng người mẫu ở bể bơi giữa chơi đùa, tóc ngắn nữ nhân lần này mục tiêu ai ngói tỷ liền nằm ở bể bơi bên dựa ghế, hưởng thụ hai cái người mẫu phục vụ. Một người người mẫu nằm ở ai ngói tỉ bên tai, nhẹ nhàng bật hơi, theo sau phát ra âm thanh, lão bản, bọn họ tới rồi, hiện tại giải quyết sao? Đương nhiên, ai ngói tỉ mặt lộ vẻ tươi cười, sớm một chút giải quyết, chúng ta hảo sớm chút làm chút làm người vui vẻ sự. Minh bạch, người mẫu lên tiếng, theo sau đứng dậy, duỗi thân quyến rũ dáng người, nàng tư thế này, chính là ở truyền lại một cái tín hiệu, một người ngồi ở bể bơi bên cạnh người mẫu cười duyên một tiếng, theo sau thả người nhảy, lấy một cái duyên dáng tư thế nhảy vào bể bơi giữa. Một người chín mệnh đội viên liền ở quan sát bên này, hắn nhìn đến, kia người mẫu nhảy vào trong nước, vài giây sau, người mẫu một lần nữa từ mặt nước trung hiện lên, hơn nữa nhìn về phía phía chính mình, còn chiều chính mình lộ ra một cái quỷ dị tươi cười. Tên này chín mệnh đội viên trong lòng một cái lộp bộp, một loại dự cảm bất hảo nổi lên trong lòng, ngay sau đó hắn nhìn đến, tên này mới từ mặt nước trồi lên tới người mẫu, dơ lên một phen hơi hướng, nhắm ngay chính mình. Goodbye. Người mẫu mở miệng. Chín mệnh đội viên nghe không được đối phương trong miệng nói chính là cái gì, nhưng này khẩu hình, hắn vẫn là xem đã hiểu, nhiều năm kinh nghiệm, làm hắn ở trước tiên, nhanh chóng thay đổi thân hình, liền ở phía sau một giây, một trận tháp tháp tiếng vang lên, tên này chín mệnh đội viên vừa mới vị trí vị trí, một trận bụi đất phi dương, đây là viên đạn đập sở tạo thành. Cơ hồ tại đây đồng thời, còn lại bốn gã chín mệnh thành viên, tất cả đều gặp tới rồi công kích, nguyên bản ở thủy biên chơi đùa nóng bỏng người mẫu, giờ phút này tất cả đều biến thành xét đánh thiếu nữ đẹp, cầm trong tay hơi hướng, nổ súng thời điểm không có biểu hiện ra một chút ít do so dự tới. Trong lúc nhất thời, tiếng súng nổi lên bốn phía. Bại lộ, kia trung niên đội trưởng hét lớn một tiếng, triệt. Hành động đã bại lộ, bọn họ năm người độc thân lẻn vào tiến vào, nhân ra sớm có chuẩn bị, bọn họ nhiệm vụ này, hôm nay không có khả năng hoàn thành, không đi, sẽ phải chết ở chỗ này, những người này là sát thủ, giết người tiền đề, này đây chính mình sống sót làm cơ sở. Còn lại chín mệnh thành viên căn bản là không có chút nào trần chờ tất cả đều ở trước tiên hướng ra phía ngoài triệt hồi. Muốn chạy, ai ngói tỷ lộ ra một bộ cười lạnh, theo sau liền thấy hắn chậm gì gì cầm lấy đặt ở một bên di động, duỗi tay ở trên di động ấn hai hạ, toàn bộ trang viên lập tức vang lên một trận tiếng cảnh báo. Theo sau, rậm rạp tiếng bước chân từ toàn bộ trang viên bốn phía vang lên, nghe thấy này tiếng bước chân, đều biết nơi này mai phục bao nhiêu người. Chín mệnh năm người thực mau tới tới rồi ước định tụ tập điểm, nghe chung quanh rậm rạp tiếng bước chân, mỗi người đều sắc mặt khó coi tới cực điểm. Sao có thể bại lộ, hắn giống như đã sớm liệu đến chúng ta sẽ đến giống nhau. Tóc ngắn nữ nhân bưng trong tay vũ khí, Cẩn thận đánh giá bốn phía. Trung niên đội trưởng lắc lắc đầu, bại lộ khả năng tính có rất nhiều, trước không cần tưởng này đó, nghĩ cách rời đi đi. Rất khó, một khác danh đội viên mở miệng, bọn họ người quá nhiều. Kia thì thế nào, cùng lắm thì đại gia đồng quy vô tận. Một người tính tình hỏa bạo đội viên mở miệng. Cùng ta tới, một người dáng người hơi chút gầy ốm một ít đội viên mở miệng, hắn nói xong, đầu tàu gương mẫu xông vào phía trước. Còn lại bốn người không nghi ngờ có hắn, đi theo tên này đội viên phía sau, chiều trang viên ngoại phóng đi. Trang viên nội ùa vào rất nhiều lính đánh thuê, đối toàn bộ trang viên triển khai thảm thức tìm tòi bao vây tiếu trừ, chín mệnh năm người kinh nghiệm đanh đá chua ngoa, bọn họ khứu sát nhanh nhạy tránh đi đại lượng lính đánh thuê, ngẫu nhiên nhìn thấy mấy cái, cũng bị mấy người nhanh chóng giải quyết rớt. Ở năm người cường đại thực lực cùng đanh đá chua ngoa kinh nghiệm hạ, bọn họ chạy ra trang viên, theo sau năm người phân tán, năm người trong lòng đều cảm thấy phi thường may mắn loại tình huống này thế nhưng còn chạy ra tới tóc ngắn nữ nhân cùng trung niên đội trưởng cùng nhau rời đi trang viên sau hai người bọn họ tìm cái địa phương trốn tránh thật lâu nhìn vô số ngồi đầy lính đánh thuê chiếc xe từ chính mình trước mắt xử quá thẳng đến hơn nửa giờ qua đi hai người mới dám lộ diện xác định không có bất luận cái gì nguy hiểm sau phản hồi an toàn phòng đương hai người tiến phòng liền nhìn đến có hai gã đội viên thế nhưng bị trói gô khấu đang ngồi ghế, miệng cũng bị lấp kín, kia hai người nhìn đến trung niên đội trưởng cùng tóc ngắn nữ nhân sau, điên cuồng hướng hai người đưa mắt ra hiệu, phát ra ô ô tiếng kêu. Trung niên đội trưởng cùng tóc ngắn nữ nhân nháy mắt ý thức được không ổn, quay đầu liền phải chạy, nhưng hai người vừa mới xoay người, liền nhìn đến tối om họng súng nhắm ngay đầu mình, mà bọn họ mục tiêu ai ngói tì, liền đứng ở nơi đó, vẻ mặt châm biếm nhìn chính mình hai người. Thảo, người chạy, một đạo tiếng quát mắng vang lên, liền thấy, tên kia dáng người gầy yếu chín mệnh thành viên từ trong phòng bếp đi ra, một bộ hùng hùng hổ hổ bộ dáng, ở hắn phía sau còn mang theo vài tên lính đánh thuê, tên này dáng người gầy yếu chín mệnh thành viên không có một chút tù binh bộ dáng. Chín mệnh, một cái thực đặc thù tổ chức sao, ai ngói thì phát ra sức sẹo hè oi bức lời nói, ai cho các ngươi tới giết ta. Trung niên đội trưởng cùng tóc ngắn nữ nhân thấy như vậy một màn, sao có thể không rõ đã xảy ra chuyện gì, Khó trách hành động sẽ bại lộ, nguyên lai like là trong đội ngũ đã sớm ra nội quỷ, vừa mới có thể chạy ra trang viên, cũng không phải may mắn, mà là ai ngói tỉ cố ý phóng chính mình đám người chạy, chính là sợ chính mình đám người ở trang viên theo chân bọn họ liều mạng, chơi đồng quy vô tận. Như bây giờ, không uổng một binh một tốt, là có thể đem chính mình đám người một lưới bắt hết. Audio điện tử Võ Tấn Bền trung niên đội trưởng cùng tóc ngắn nữ nhân sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm tên kia dáng người gầy yếu chín mệnh thành viên. Ta không rõ, tóc ngắn nữ nhân khẽ lắc đầu. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Dáng người gầy yếu chín mệnh thành viên cười cười, lo chính mình điểm thượng một cây thuốc lá, hoàn thành nhiệm vụ lần này, mới bao nhiêu tiền, mà người biết, ai ngói tỷ đại nhân, cho ta ra cái gì giới sao. Tên này đội viên nói đến đây là, vươn một ngón tay, các người một cái mệnh, liền giá trị một ngàn vạn. Mà cái kia lệnh truy nã người trên, tác giá trị năm ngàn vạn. Tóc ngắn nữ nhân há miệng thở dốc, cuối cùng không nói gì, bọn họ làm này một hàng, bản thân liền vì tiền, người chết vì tiền chim chết vì mồi, lời này nói đảo cũng không tồi, chỉ là nàng vẫn là có chút khó có thể tiếp thu bị đồng bạn bán đứng sự thật, rốt cuộc đại gia, chính là cùng nhau liều mạng đua ra tới. Ai ngói tìm một bộ người thắng bộ dáng, hắn đi vào này gian trong phòng, nhìn về phía tên kia phản bội đội viên mở miệng nói ta muốn người kia đâu không biết phản bội đội viên lắc lắc đầu phía trước còn tại đây nhưng hiện tại tìm không thấy bất quá không sao cả mấy người này đã rơi xuống ngươi trong tay không phải sao phế vật ai ngói tìm mắng to một tiếng ta muốn này mấy cái phế vật có ích lợi gì ta muốn chính là một người khác đi cho ta đem hắn tìm ra phanh một tiếng trọng vang từ ngoài phòng truyền đến đánh gãy ai ngói tỉ tiếng quát mắng. Liền nghe Trương Huyền thanh âm từ ngoài phòng vang lên, tìm ta sao? Ai ngói tỉ bỗng nhiên quay đầu lại, liền thấy Trương Huyền, chính mở ra một chiếc rách nát xe bán tải, ngừng ở này gian phòng ngoại, mà vừa mới kia thanh trọng vang, chính là này ra tạp đâm lạn tường vây phát ra ra. Là ngươi, ai ngói tỉ đồng tử co rụt lại, trên mặt phát ra ra kinh hỉ biểu tình, hét lớn một tiếng, bắt lấy hắn. Trương Huyền vươn một ngón giữa, ngay sau đó, liền thấy hắn một tay lấy ra một cái bom cay chuẩn xác ném vào phòng trong theo sau chân nhấn ga nhanh như chớp liền chạy bom cay ở rơi xuống đất nháy mắt liền phát huy ra uy lực trong phòng người tất cả đều đã chịu ảnh hưởng tóc ngắn nữ nhân cùng trung niên đội trưởng đều là kinh nghiệm đanh đá chua ngoa hạng người này bom cay vừa ra hai người đều bắt được cơ hội đương trường đem để ở chính mình trên đầu súng ống đánh bay theo sau chiều phòng trong phóng đi hỗn loạn giữa ai ngói thì còn ở trong phòng trước mặt khói đặc nổi lên bốn phía, hắn giống lớn, đừng nổ súng, ta tại đây. Ta tại đây. Những cái đó súng vác vai, đạn lên nòng lính đánh thuê nào dám khấu động thủ chung cò súng, này cho trung niên nam nhân cùng tóc ngắn nữ nhân cơ hội, hai người bằng vào viễn siêu người khác thân thủ, liên tục phóng đếm ngược cái lính đánh thuê, tìm được rồi bị nhốt đang ngồi ghế còn lại hai gã đội viên, rút ra trùy thủ, đem buộc chặt hai người dây thừng cắt đứt, đang lúc bốn người tính toán phá vây khi, lại nghe một tiếng trọng vang, phanh. Tóc ngắn nữ bốn người phía sau vách tường bị tạc một cái lỗ thủng ra tới. Tới tới tới, từ này đi, này phương tiện. Trương Huyền ngồi xổm kia lỗ thủng bên ngoài, không ngừng cấp bốn người phất tay. Bốn người liếc nhau sau, liên tiếp từ lỗ thủng chung chui đi ra ngoài. Trương Huyền sở khai kia chiếc cũ nát xe bán tải đã ngừng ở nơi này, tóc ngắn nữ bốn người mới vừa chen vào cửa xe, Trương Huyền liền một chân chân ga, xe bán tải mang theo một trận bụi mù, chạy nhanh mà đi vai vị nhìn dáng vẻ hành động không phải thực thuận lợi a à. trương huyền ngồi ở hàng phía trước bắt lấy một cây đùi gà tóc ngắn nữ bốn người sắc mặt phi thường khó coi nếu không có trương huyền kịp thời đuổi tới bọn họ thật sự liền phải công đạo ở chỗ này hơn nữa vẫn là thua tại người một nhà trong tay ngồi ở trên ghế phụ tóc vàng nữ xoay người nàng đem trong tay lấy một cái điều khiển từ xa đưa cho tóc ngắn nữ nhân này mặt trên đồ vật liên tiếp các người cái kia đội viên tưởng ấn nói liền ấn xuống đi, cũng có thể thuận tiện hoàn thành nhiệm vụ. Trương Huyền cắn một ngụm trong tay đùi gà, ra tiếng nói. Tóc ngắn nữ nhìn tóc vàng nữ truyền đạt điều khiển từ xa, ngơ ngác xuất thần. Liền ở tóc ngắn nữ còn sướng sở khi, tên kia tính tình tương đối hỏa bạo đội viên bắt lấy điều khiển từ xa, không hề nghĩ ngợi, liền đem cái nút đè xuống. Oanh! Một trận thật lớn tiếng nổ mạnh, từ kia gian an toàn phòng vang lên, mấy người trở về đầu, rõ ràng nhìn đến, kia nóc nhà đều bị tạc thượng thiên. Bốn gã chín mệnh đội viên theo bản năng nuốt khẩu nước bọt. Kia trung niên đội trưởng mở miệng, người nói, này thuốc nổ, là lưu tại chúng ta tên kia đội viên trên người. Ân, Trương Huyền gật đầu. Vì cái gì, trung niên đội trưởng hỏi, người nghĩ đến đối phó chúng ta. Đối phó các ngươi làm gì? Trương Huyền búng tay một cái, ta phía trước nghe được các ngươi thảo luận quá kế hoạch, người kia ta lần đầu tiên thấy hắn khi, hắn liền biểu hiện có chút không tự tin, ở thảo luận kế hoạch thời điểm, hắn vẫn luôn đều ở nghiên cứu hắn vũ khí, này thuyết minh, hắn hoặc là đã có kế hoạch của chính mình, hoặc là, liền chưa bao giờ tham dự kế hoạch thảo luận, đúng không? Tóc ngắn nữ nhân há miệng thở dốc, theo sau gật đầu, là, hắn đích xác vẫn luôn cũng chưa tham dự quá kế hoạch chế định, trước kia cũng là như vậy. Đó chính là lạc, Trương Huyền lại cắn một ngụm đùi gà, nhưng hôm trước, hắn đột nhiên đưa ra phi thường kín đáo kế hoạch, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Chỉ bằng điểm này sao? Trung niên đội trưởng hỏi. Đương nhiên không phải, Trương Huyền lắc đầu, này chỉ là ta hoài nghi hắn một cái điểm, làm ta xác định hắn làm phản chính là, hắn cánh tay phải động mạch chủ thượng, nhiều một cái thật nhỏ lỗ kim, đây là phía trước không có xuất hiện quá, thả hắn ngồi ở kia thời điểm, sẽ không tự giác vò đầu bứt tai, động tác cùng nàng giống nhau. Trương Huyền nói đến này, chỉ hạ thân biên tóc vàng nữ nhân. Trung niên đội trưởng mày nhân lại, ngươi là nói hắn cũng chạm vào độc. Ân, Trương Huyền gật đầu. Hắn nếu chạm vào độc, lại có thể tồn tại trở về, trừ phi hắn đã làm phản. Nếu không không còn có khác khả năng. Cho nên sự tình cứ như vậy là. Hảo, ta đáp ứng các ngươi sự đã hoàn thành, các ngươi nhiệm vụ mục tiêu đã giải quyết. Kế tiếp, có phải hay không nên các ngươi thực hiện hứa hẹn mang ta rời đi nơi này? Tóc ngắn nữ nhân gật gật đầu, tự nhiên chúng ta đều không phải là nói không giữ lời người, người muốn đi đâu. Trương Huyền hít sâu một hơi, Quang Minh đảo. Quang Minh đảo, trên xe 5 người, đồng thời lộ ra kinh vội, bao gồm cái kia tóc vàng nữ nhân cũng giống nhau. Đúng vậy, ta yêu cầu các người mang ta đi Quang Minh đảo. Rất khó, trung niên đội trưởng nhíu mày, Quang Minh đảo hiện tại ngồi lập với tác tô tư phất lôi sa mạc, muốn đi vào, cần thiết trải qua tầng tầng xét duyệt. Người không có đạt tới nhất định tiêu chuẩn, là vô pháp đi vào, người đi kia làm gì? Kia không phải chúng ta loại người này nên đặt chân địa phương. Ta có cái lão bằng hữu ở kia, đi tìm hắn lấy điểm đồ vật. Trương Huyền tùy tiện tìm cái lý do. Chúng ta có thể mang người đi, tóc ngắn nữ nhân mở miệng. Còn lại chín mệnh đội viên muốn nói cái gì, lại bị tóc ngắn nữ nhân dùng thủ thế ngăn lại. Tóc ngắn nữ nhân tiếp tục nói, khả năng không thể đi vào, chúng ta không dám bảo đảm, địa ngục tân vương lập hạ quy củ, hiện tại Quang Minh Đảo đã biến vị. chương 1286 trở về tác tô tư phất lôi. Một chiếc cũ nát xe bán tải sử ra này tòa chấn nhỏ. Chấn nhỏ ngoại là một cái lâu dài hoang vắng thẳng tắp quốc lộ, quốc lộ hai bên toàn là cách vách, còn có thổ bao phập phồng, này chiếc xe bán tải bị vứt bỏ ở ven đường, vừa rồi thị trấn phát sinh như vậy đại sự, nếu có tâm người, hoàn toàn có thể căn cứ này chiếc xe bán tải siêu tầm đến mấy người. Chín mệnh mấy người cũng đã sớm chuẩn bị tốt lộ tuyến. Tam giá giản dị tàu lượn bị bọn họ giấu ở một tòa thổ bao mặt sau. Này chấn nhỏ là kiến ở trên núi, phía trước có cái sườn dốc có thể cho tàu lượn cất cánh, rời đi nơi này sau, có cái tư nhân sân bay kinh doanh một ít dân dụng phi cơ, đại đa số không có đường hàng không. Tóc ngắn nữ nhân đem một trận giản dị tàu lượn đẩy ra tới, loại này tàu lượn thường, nhiều nhất chỉ có thể cưỡi hai người, tuy rằng đường hàng không căng thẳng bất quá vẫn là có thể cho chúng ta đến Berlin bên cạnh, đến lúc đó ta sẽ bồi ngươi đi tác tổ tư phất lôi, nghĩ cách làm ngươi tiến vào quang minh đảo. Đa tả, Trương Huyền gật gật đầu. Mọi người đều là trải qua huấn luyện, này tàu lượn cũng không cần ai dạy, mọi người đều sẽ sử dụng, tổng cộng 6 người, chia làm hai người một tổ, đẩy tàu lượn, lao xuống sườn dốc. Nửa giờ sau, một hàng 6 người đi vào tóc ngắn nữ nhân nói cái kia tư nhân sân bay, này sân bay phá lệ đơn sơ, đỗ đều là một ít loại nhỏ phi cơ trực thăng, nơi này thậm chí liền máy bay hành khách cất cánh đường băng cũng chưa dùng. Này đó loại nhỏ phi cơ trực thăng cũng đều phi thường có cảm giác niên đại, có vài tên công nhân lười nhác đi ở sân bay nội, đối một ít nhìn qua tùy thời đều phải tan thành từng mảnh phi cơ trực thăng tiến hành một ít kiểm tu. Chưa nguyền sáu người chen vào một trận loại nhỏ phi cơ trực thăng nội, cái này sân bay, cũng mặc kệ ngươi lai lịch, chỉ cần ngươi cấp đủ rồi sở yêu cầu ủy trị phí dụng bọn họ liền sẽ làm ngươi ngừng ở nơi này lại đem châm du cho ngươi bổ mãn sáu người cũng không có đi tìm cái gì người điều khiển trừ bỏ tóc vàng nữ nhân bên ngoài đang ngồi bất luận cái gì một cái đều trải qua như vậy huấn luyện một người chín mệnh đội viên đảm nhiệm người điều khiển công tác còn lại năm người tắc ngồi ở cabin nội hảo hảo nghỉ ngơi hiện tại bọn họ xem như tạm thời an toàn trung niên đội trưởng bắt đầu kiểm tra trên người trang bị tới nga đúng rồi Trương Huyền nhìn trung niên đội trưởng động tác, đột nhiên mở miệng, người hai bao thuốc nổ bị ta cầm đi, lúc ấy chưa cho ngươi nói, người tính đến chiến tổn hại bên trong đi. Trung niên đội trưởng động tác sừng sốt, người chừng nào thì lấy đi. Các ngươi xuất phát trước một ngày buổi tối, ta trên người lại không trang bị, chỉ có thể từ các ngươi này mượn điểm lạc. Trương Huyền theo lý thường hẳn là nói. Trung niên đội trưởng nuốt khẩu nước bọt, hắn ban đầu nhìn thấy Trương Huyền, căn bản là không đem người này để ở trong lòng, vẫn luôn bao gồm thượng phi cơ trước, trung niên đội trưởng đối Trương Huyền cũng chưa cái gì hảo cảm, hắn là cảm kích người này giúp chính mình đám người một phen, nhưng đối hắn cá nhân cảm quan vẫn là không được. Nhưng hiện tại, trung niên đội trưởng hoàn toàn điên đảo chính mình phía trước cái nhìn, người này sức quan sát nhạy bén đến đáng sợ, hơn nữa hắn thủ đoạn, chính mình trang bị bị hắn sở đi rồi, chính mình đều hồn nhiên bất giác, người này nếu là làm chính mình địch nhân, chỉ sợ chính mình liền khi nào chết, cũng không biết đi trung niên đội trưởng há miệng thở dốc, còn muốn hỏi cái gì, nhưng xem Trương Huyền đã nhắm mắt lại, trung niên đội trưởng chỉ có thể đem đến bên miệng nói nuốt tiến bụng. Kịch liệt cánh quạt thanh làm người căn bản vô pháp ở cabin nội đi vào giấc ngủ, bất quá cái này đi quá trình cũng không có liên tục quá dài thời gian, một giờ sau, mọi người liền ở Berlin bên cạnh rất xuống. Đường đến này sau, cái này chín mệnh tiểu đội, cũng liền tạm thời giải tán. Trung niên đội trưởng muốn mang tóc vàng nữ nhân trở về trị liệu, mà tóc ngắn nữ nhân, tắc mang theo trương huyền, đi trước tác tổ tư phất lôi sa mạc. Chín mệnh thành viên có chính mình chuyên trúc con đường, trương huyền cái này trên tay không có bất luận cái gì giấy chứng nhận người, như cũng là mua vé máy bay, bước lên máy bay hành khách. Trương ức thanh, người rốt cuộc là trêu chọc đến cái gì đại nhân vật. Máy bay hành khách trên chỗ ngồi, tóc ngắn nữ nhân hướng trương huyền dò hỏi, vừa mới mua sắm vé máy bay thời điểm, tóc ngắn nữ nhân dò hỏi trương huyền tên, được đến Trương Ước Thanh cái này xưng hô. Mà Trương Huyền, cũng biết tóc ngắn nữ nhân tên, chín mệnh người đều kêu nàng kêu ly. Trương Huyền hướng ly nói, nói như thế nào đâu, là đắc tội không ít người, bọn họ quyền thế đều rất đại. Khó trách, ly ra tiếng, hiện tại nơi nơi đều có về người truy nã tin tức, chỉ sợ đã toàn châu Âu đều đúng rồi. Trương Huyền cười khổ một chút, ta phỏng chừng không ngừng, hẳn là trừ bỏ hè oi bước bên ngoài, thế giới các nơi đều có ta truy nã tin tức đi hiện tại trương huyền cùng thần ẩn hội hoàn toàn xé rách ra mặt lấy thần ẩn hội lực ảnh hưởng không riêng gì ở bình thường xã hội chẳng sợ luyện khí giả thế giới kia cũng đều có thể làm được toàn thế giới phạm vi đi phong sát một người ly sửng sốt một chút nàng không ngừng đánh giá trương huyền người rốt cuộc là cái gì thân phận a có thể làm người như vậy nhằm vào ngươi trương huyền nhún vai nói như thế quang minh đảo ta nói chuyện tính toán thiết, ly tức khắc lộ ra một bộ khinh thường biểu tình, người nói chuyện tính toán còn sợ bị người truy nã, lấy quang minh đảo địa vị, ai dám truy nã ngươi. Trương huyền chậm rãi lắc đầu, cường đại thực lực quá nhiều, quang minh đảo ở những cái đó cường đại thế lực trong mắt, cái gì đều không tính. Thôi đi ngươi, còn cùng ta thuyết giáo đi lên, ly lấy một cái thoải mái tư thế dựa vào trên chỗ ngồi, được rồi, hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta đã đi theo bên kia người liên hệ. Gần nhất quang minh đảo thế cục không tốt, Dĩ vãng liền bình thường du khách đều có thể đến kia tòa sắt thép chi thành đi du lịch, nhưng gần nhất không biết sao lại thế này, Quang Minh đảo Tân Vương đột nhiên cấm sở hữu ngoại lai người tùy ý tiến vào Quang Minh đảo, còn lại các thế lực lớn muốn đi vào, mỗi người đều đến trải qua báo bị mới được, trở nên phi thường phiền toái. Trương Huyền làm sao đoán không được hiện tại Quang Minh đảo là như thế nào một cái thế cục, thần ẩn hội rất rõ ràng, chính mình hiện tại át chủ bài, liền ở địa ngục nhà giam, chỉ sợ hiện tại quang minh đảo, nơi nơi đều xen kẽ bọn họ người đi. Phi cơ cửa khoang đóng cửa, thân máy trượt. Dựa vào ghế dựa thượng trương huyền đột nhiên mở miệng, đúng rồi, người có hay không nghe nói qua hắc ám đảo. Hắc ám đảo, đang ở nhắm mắt dưỡng thần ly lộ ra một bộ nghi hoặc bộ dáng, trước nay không nghe nói qua, tên này, ai dám kêu. Đây là rõ ràng muốn cùng quang minh đảo đối nghịch sao. Trương huyền lắc lắc đầu, ta chính là nghe người ta nhắc tới quá, cho nên hỏi một chút. Không có khả năng có cái này tổ chức, Ly Phi thường khẳng định nói. Trương Huyền không hề ra tiếng, nhìn dáng vẻ, tổ hiển cái này tổ chức hiện tại làm đều không phải là rất lớn a. À. Lần này đi thời gian yếu lực hơi trường một ít, Trương Huyền cũng có thể hảo hảo nghỉ ngơi thượng một chút, đợi cho phi cơ thành công cất cánh sau, Trương Huyền cũng nhắm mắt lại ngủ, hiện tại hắn như cũ còn không có khôi phục, thậm chí liền ngự khí thực lực đều dùng không ra, không có biện pháp. Ở thần ẩn giới tiêu hao, thật sự là quá thật lớn. Đường đi kết thúc, Trương Huyền ở một trận giọng nói bá báo chung mở to mắt, nhìn mắt bên cạnh người cửa sổ, bên ngoài thiên đã hoàn toàn đen. Mà hắn cũng tới rồi lần này mục đích địa. Chương 1287 quang minh đảo sắp xuống dốc. Tác tô tư phất lôi, này phiến tràn ngập huyết tinh sa mạc, bị đêm tối bao phủ. Dĩ vãng lúc này, sân bay đều sẽ có đi trước sắt thép chi thành xe chuyên dùng, bất quá gần nhất đường sắt thép chi thành tuyên bố không hề tiếp thu ngoại lai người thời điểm, không còn có người dám qua bên kia. Ban đầu thời điểm, còn có chút người tự giữ có điểm tài lực, tưởng dùng nhiều điểm tiền đi vào, nhưng đến sau lại phát hiện, bọn họ vô luận nguyện ý nhiều đào bao nhiêu tiền, đều không có dùng, càng có đồn đãi, từ sắt thép chi thành đóng cửa lúc sau, tác tổ tư phất lôi giữa đã xảy ra rất nhiều quỷ dị sự, có chút người bước vào kia phiến sa mạc sau, liền rốt cuộc không ra tới quá. Trương Huyền một chút phi cơ, liền nghe được như vậy đồn đãi về cái gọi là quỷ dị sự, ở hiện tại Trương Huyền xem ra, phi thường rõ ràng này trong đó rốt cuộc có như thế nào miêu nị, đơn giản là nhìn đến một ít không nên xem sự bái. Giống như là thần ẩn giới tồn tại, thần ẩn giới nếu là tồn tại với trên mặt đất, như vậy trăm ngàn năm tới, không có khả năng không có người đánh bậy đánh bạ tiến vào quá thần ẩn giới, nhưng đến bây giờ, đều không có như vậy tin tức truyền ra, chỉ là có về mỗ một chỗ cực kỳ quỷ dị người đi vào rốt cuộc ra không được khủng bố đồn đãi, loại này đồn đãi giữa, chân chính chết vào tự nhiên hoàn cảnh không phải không có, nhưng tuyệt đối không đủ một phần ngàn, tuyệt đại đa số biến mất người, kia đều là chết ở đồng loại trong tay A. Ly mang theo trương huyền ra sân bay. Hiện tại sắt thép chi thành không đối ngoại mở ra, ta liên hệ một cái bằng hiếu, hắn kia có điểm chiêu số. Ly hướng Trương Huyền nói, giờ này khắc này, sắt thép chi thành giữa. Ở tại tòa thành này nội người, đều không ngoại lệ, toàn bộ đến từ chính thế giới ngầm, ngay cả một cái thủy ấm công, một cái bên đường người bán rong, kia ở đã từng đều là thế giới ngầm đại nhân vật. Bất quá, nguyên bản phồn hoa náo nhiệt sắt thép chi thành, ở bế thành lúc sau, hoàn toàn thay đổi bộ dáng, nguyên bản ban đêm, nơi này như cũ là đèn đuốc sáng trưng, một bộ phồn hoa cảnh tượng náo nhiệt, nhưng hiện tại, sắc trời ám đi xuống thời điểm, toàn bộ sắt thép chi thành cũng trở nên một mảnh tối tăm, trên đường không bao giờ gặp lại qua lại du đãng người trên đường phố, một nam một nữ sóng vai đi ở trên đường. Nữ nhân sam nam nhân cánh tay, đầu rúc vào nam nhân trên vai. Mà nam nhân tắc bước đi, thỉnh thoảng sẽ đem ánh mắt nhìn về phía một chỗ, hắn chỉ cần duỗi tay chỉ một chút, sẽ có vài đạo hắc ảnh nhằm phía hắn sở chỉ phương hướng, đi giải quyết một ít phiền toái. Gần nhất phát triển không tồi, càng ngày càng nhiều người đã học được nghe ngươi lời nói. Nữ nhân nắm lấy nam nhân tay, vẻ mặt ỉ lại bộ dáng bọn họ sợ không phải ta mà là các ngươi nam nhân dừng lại bước chân theo sau nghiêng người nhìn về phía ý vị ở chính mình trên người nữ nhân ninh châu các ngươi phản tổ minh kế tiếp là muốn làm cái gì muốn lão bản mệnh sao khanh khách nữ nhân che miệng khẽ cười một tiếng này một nam một nữ đúng là tổ hiển cùng ninh châu ninh châu lắc lắc đầu muốn hắn mệnh cũng không phải là chúng ta phản tổ minh mà là thần ẩn hội thế nào người phía trước cách làm đều là trải chăn một khi hắn đã chết, này quang minh đảo đem hoàn toàn rơi vào trong tay của ngươi. Tổ hiền lắc lắc đầu, nói nhẹ nhàng, hắn đã chết, này quang minh đảo giống nhau còn có người, cái kia lão gia hỏa hiện tại liền đãi ở đảo, một nửa người, vẫn là sẽ nghe hắn. Ha ha, Ninh Châu khinh thường cười, chỉ bằng những cái đó phế xài cũng có thể chắn con đường của ngươi, ngươi yên tâm đi, thực mau, bọn họ liền sẽ tự động rời đi ngươi lão bản. Tự động, Tổ hiền mặt mang nghi hoặc, không tồi ninh châu gật đầu đương một người cường đại thời điểm hắn sẽ có người theo đuổi mà đương người này trở thành chuột chạy qua đường đâu ai còn dám tiếp tục đi theo hắn đi theo hắn chính là cùng thần ẩn hội là địch hiện tại ngươi lão bản át chủ bài cũng chỉ có kia tòa nhà giam hắn hoặc là cả đời đều trốn vào kia nhà giam giữa hoặc là chỉ cần hắn còn sống ở trên tinh cầu này liền không ai có thể giữ được hắn tổ hiền hồ nghi người xác định kia thần ẩn hội có thể giết chết hắn muốn giết hắn, quá đơn giản. Ninh Châu vẻ mặt tự tin, về lần này đại hội triệu khai, ngươi nhiều thượng điểm tâm, chờ lần này sẽ kết thúc, ngươi là có thể triệt triệt để để, an an ổn ổn ngồi trên kia địa ngục quân vương chi vị, mà ta cũng có thể thanh thản ổn định đương ngươi quân vương phu nhân. Hai người khi nói chuyện, một trận tản ra màu bạc quang mang phi cơ trực thăng bay đến quang minh đảo trên không. U, là no mần gia tộc người tới A, Ninh Châu chú ý tới này giá phi cơ trực thăng, đi thôi, Quang Minh đảo bị thua, sắp sửa từ Norman chia lìa bắt đầu rồi. Norman gia tộc, Tổ Hiển suy nghĩ một chút, liền cái kia tóc đỏ sau lưng gia tộc. Gia tộc bọn họ không phải vẫn luôn là thần phục lão bản sao? Kia chỉ là mặt ngoài mà thôi. Ninh Châu mở miệng, Norman gia tộc chân chính người lãnh đạo, nhưng không có đơn giản như vậy, một cái sống gần 200 năm lão quái vật, như thế nào có thể cam tâm tình nguyện làm chính mình hậu đại, thần phục cho người khác đâu? Nếu người kia thật muốn là nhân trung chi long nói, đến cũng có thể ủy khuất một chút, nhưng cố tình, hiện tại người kia, đắc tội thần ẩn hội, ai lại dám cùng hắn từng có nhiều tiếp xúc đâu. Ninh Châu hai người nói chuyện, đi tới này sắt thép chi thành sân bay bên. Lúc này, kia một trận phiếm màu bạc sáng dọi phi cơ trực thăng đã rơi xuống, thân xuyên màu đen âu phục, tay mang màu trắng bao tay người điều khiển đi đến cabin bên, thần sắc cung kính kéo ra phi cơ trực thăng đại môn. Theo sau, một cái trắng tinh dương nhung thảm bị người điều khiển phô tới rồi trên mặt đất, cabin nội người, lúc này mới vươn cặp kia nạm đầy màu trắng thủy tinh dày cao gót, đi ra phi cơ trực thăng. Đây là một cái tóc đã hoa dâm nữ nhân, nàng mặt nhìn qua có hơn 50 tuổi bộ dáng, một đầu hoa dâm tóc cuốn ở bên nhau, từ trên người nàng quần áo, đến tùy thân một kiện tiểu trang trí, đều để lộ một cổ sang quý hơi thở, không ai sẽ hoài nghi trên người nàng lóng lánh những cái đó kim cương đều là hàng giả. Đây là Norman gia tộc chân chính chủ nhân, Vưu Nai Phu Nhân. Ninh Châu ở Tổ Hiền bên tai nhỏ giọng mở miệng, hiện giờ đã 221 tuổi. Tổ Hiền gật gật đầu, theo sau đi tới, đối Vưu Nai Phu Nhân là một cái tiêu chuẩn phương Tây lễ nghi, tôn quý Vưu Nai Phu Nhân, ta đại biểu quang minh đảo, hoan nghênh ngài đã đến. Vưu Nai Phu Nhân nhìn thoáng qua Tổ Hiền, theo sau mở miệng nói, người chính là cái này quang minh đảo tân chủ nhân. Tổ Hiền gật gật đầu, Vưu Nai phu nhân đánh giá một chút tổ hiền, các người này cái gọi là quang minh đảo, có tài đức gì, có thể làm ta kia chắt trai khuất với người hạ, nói là cho cái cái gì mười vương một vị, ta no mần gia tộc người, phải làm liền làm đế vương. Tổ hiền sắc mặt khó coi vài phần, bất quá không sao cả, Vưu Nai phu nhân phất phất tay, từ về sau bắt đầu, chúng ta no mần gia tộc, cùng này cái gọi là quang minh đảo, lại không chút liên quan, làm ta kia chắt trai nhi ra tới thấy ta. Vưu Nai phu nhân, tóc đỏ tạm thời không ở trên đảo, trước cho ngài an bài nghỉ ngơi địa phương đi." Tổ hiển ra tiếng. "Hành đi." Vưu Nai phu nhân nhìn thoáng qua nơi xa đảo nhỏ trung tâm kia tòa lâu đài, khiến cho ta trụ nơi đó đi, đúng rồi, sở hữu đồ vật đều phải cho ta đổi thành tân. Chương 1288 đang ở chạy trốn. Vưu Nai phu nhân thanh lạc nhấc chân, tên kia hắc âu phục người điều khiển, lập tức lại lấy ra một khối dương nhung thảm phô ở Vưu Nai phu nhân dưới chân đường vưu nai phu nhân dẫm lên tân này khối dương nhung thảm khi, tài xế vội vàng đem thượng một khối mang tới lại phóng tới vưu nai phu nhân chân trước. Vưu nai phu nhân liền như vậy một đường đi đến, nàng đế dày, trước sau không có ai đến mặt đất. Tổ hiển đứng ở một bên, nhìn một màn này, không cấm bĩu môi, ta nói, này vưu nai phu nhân cũng quá khoa trương đi. Ninh Châu nhún vai, bọn họ no mần gia tộc chính là như vậy, người còn không có thấy tóc đỏ kia chiếc vàng dòng xe ngựa đâu, được xưng đi một mét liền tổn thất mấy chục vạn. Tấm tắc, tổ hiền chép chép miệng, thật đúng là xa xỉ a. À. Về sau ngươi sẽ chậm rãi cảm thấy, mấy chục vạn ở ngươi trong mắt, không đáng kể chút nào, bởi vì tiền ở ngươi trong mắt, thực mau liền sẽ liền con số đều không tính là. Ninh Châu Sam trụ tổ Hiển cánh tay, đi thôi, ta quân vương đại nhân, chờ ngày mai đại hội qua đi, này quang minh đảo liền sẽ bị người phai nhạt, bọn họ nhớ kỹ, chỉ có hắc ám đảo, đó là từ ngươi một tay sáng lập ra tới thế lực, ngươi có được tuyệt đối quyền khống chế. Nghe được lời này, tổ hiển trong mắt, hiện ra một mặt nồng đậm tham lam chi sắc, là đối quyền lực tham lam. Tại đây tòa sắt thép chi ngoài thành, ly mang theo trương huyền, đi tới một gian dân xã, này đó dân xã nguyên bản đều là cung cấp cấp đã từng muốn đi vào tác tô tư phất lôi nhà thám hiểm, bất quá đường sắt thép chi thành giá lên sau, này đó dân xã, đã bị một ít lớn lớn bé bé thế lực, lấy cực kỳ sang quý giá cả mua, lúc này không nói toàn bộ, nhưng đại bộ phận tác tổ tư phất lôi xa mạc quanh thân dân xã, sau lưng đều là nào đó ngầm thế lực. Ly mang Trương huyền tới này gian dân xã, diện tích cũng không lớn, chỉ có một gian phòng khách, một cái phòng ngủ, chỉ thế mà thôi. Dân xã chủ nhân là một cái hơn 30 tuổi phương Tây trung niên nam nhân, diện mạo bình thường, Trương Huyền nhìn thấy đối phương khi, người này chống quải trượng, hắn đùi phải từ đầu gối chỗ liền trở nên trống rỗng. Ly nói cho Trương Huyền, Đối phương tên gọi là canh tư bột la, nhưng mọi người đều thích xưng hô hắn vì la. la tiếp đãi Trương Huyền hai người, vì hai người chuẩn bị bánh mì cùng rượu rum. Trương Huyền cũng không có bởi vì la chân mà đi nhiều xem vài lần, dưới mặt đất thế giới, có rất nhiều người đều là bởi vì này đó vô pháp phục hồi như cú thương, mới rời khỏi. Thế giới ngầm tuy rằng nguy hiểm, nhưng lại có không giống nhau xuất sắc, rất nhiều nhân tâm nghĩ muốn quá hài hòa bình tĩnh nhật tử, nhưng cuộc sống này thật sự bình tĩnh trở lại sau. Từng là lão hổ bọn họ, có mấy cái có thể an tâm đi làm một con gia miêu đâu. Nghe Ly nói, người tưởng Tiến Quang Minh Đảo là bậc lửa trong phòng lò sưởi trong tường, lại cho chính mình đảo thượng một ly rượu rum, nơi này ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày rất lớn. Trương Huyền gật gật đầu, nghe nói hiện tại giá thị trường không tốt, là phát sinh chuyện gì sao? Là lộ ra một bộ ngoài ý muốn biểu tình, theo sau nhìn về phía Ly, mở miệng nói, các ngươi là vừa chấp hành nhiệm vụ trở về sao? đúng vậy ly gật gật đầu đã thật lâu không có cùng ngoại giới câu thông qua trách không được la lộ ra một bộ khó trách như thế bộ dáng toàn bộ thế giới ngầm triệu khai đại hội liền vào ngày mai lần này sẽ có điểm đặc thù liền đám kia người đều tới la nhắc tới đám kia người thời điểm hơi hơi có điểm mất tự nhiên trương huyền cảm giác chính mình có điểm nghe không hiểu bọn họ nói chính là gì ly mặt lộ vẻ nghi hoặc đám kia người không phải phía trước từng có hiệp nghị không nhúng tay thế giới ngầm sự sao. Thế giới ngầm theo chân bọn họ đã là tách ra, như thế nào thế giới ngầm đại hội bọn họ cũng xuất hiện. Không rõ ràng lắm, la lắc lắc đầu, nghe tiểu đạo tin tức nói, là cùng quang minh đảo cú vương có quan hệ, lần này tới thế lực, có rất nhiều ẩn núp đang âm thầm đại nhân vật, cũng đều thò đầu ra, theo lý thuyết, các người người hẳn là cũng sẽ tham gia, khả năng ngươi còn không có thu được tin tức. Kia hiện tại đi vào, hảo tiến sao? Ly hỏi la gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, hảo tiến, cũng không hảo tiến, xem ngươi tưởng như thế nào đi vào, nếu đi theo các ngươi tổ chức cùng nhau đi vào, đảo cũng không khó, cần phải tưởng lặng yên không một tiếng động đi vào, vậy đến hao chút sự, hiện tại quang minh đảo toàn diện cấm nghiêm, nhìn đến kia sao. La rỗi tay chỉ vào ngoài cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ, có thể nhìn đến nơi xa kia tòa sắt thép chi thành hư ảnh. La lại lần nữa uống một ngụm rượu rum, nắm tiếp theo khối bánh nghì, nhét vào trong miệng, một bên nhấm nuốt một bên nói nhạ dĩ vãng lúc này kia đều là đèn đuốc sáng trưng hiện tại đen nhánh một mảnh này đại biểu cái gì đại biểu có người muốn tân lập quy củ a này lập quy người là muốn cho tất cả mọi người biết hắn tồn tại hiện tại mỗi một cái vào thành người đều phải đem chính mình tin tức hoàn chỉnh báo đi lên đối phương hiện tại muốn lập quy củ muốn làm thể chế nội kia một bộ có thể làm thành sao ly nghi hoặc nói thế giới ngầm đều là một đám kiệt ngạo khó thuần hạng người, nếu có thể tiếp thu thể chế nội vài thứ kia, ai sẽ ra tới liều mạng. Đường đao treo ở trên đầu, không đồng ý cũng phải đồng ý. La nhìn mắt ngoài cửa sổ, theo sau thu hồi ánh mắt, hạ giọng nói, người có biết hay không, hiện tại sắt thép chi trong thành, có một nửa thế lực, đã không nói chính mình là đi theo quang minh đảo, bọn họ nói chính mình là. Là cái gì, ly nhịn không được hỏi. La lại quay đầu lại nhìn thoáng qua, xác định tường ngăn vô nhĩ sau lúc này mới ra tiếng bọn họ nói chính mình đi theo chính là hắc ám đảo hắc ám đảo ly đột nhiên cả kinh nàng theo bản năng nhìn mắt bên cạnh trương huyền bởi vì trương huyền ở trên phi cơ còn hỏi quá hắn về hắc ám đảo sự nhưng người này cùng chính mình giống nhau tin tức bế tắc hồi lâu nói cách khác hắn đã sớm biết về hắc ám đảo sự có đôi khi đối tin tức biết được trình độ cũng có thể mặt bên phản ánh một người thân phận La gật gật đầu, nghe nói cái này hắc ám đảo cùng địa ngục Tân Vương có quan hệ, có đồn đãi nói, Tân Vương muốn hoàn toàn lật đổ cũ thế lực, tự lập môn hộ, ở Tân Vương sau lưng, có đám kia người chống đỡ. Ly há miệng thở dốc, theo sau lắc đầu, bọn họ là thần tiên đánh nhau, cùng chúng ta này đó người thường không có gì quan hệ, quản hắn địa ngục Vương là ai, cũng ảnh hưởng không đến chúng ta. Không, người nói sai rồi, La vẻ mặt chính xác nhìn về phía Ly, hoàn toàn tương phản. Lần này đại hội, cùng chúng ta về sau, cùng một nhịp thở, đương tân vương ngồi ổn vương tọa lúc sau, về cũ vương hết thảy đều sẽ biến mất, tất cả mọi người sẽ làm một lần tân lựa chọn, mà đương tân vương thượng vị sau, chúng ta có thể hay không cùng những cái đó thế lực hỗn hợp đến cùng nhau, còn khó mà nói, rốt cuộc, tân vương là cùng những người đó cùng nhau, một khi muốn đem sở hữu thế lực hỗn hợp, về sau khổ nhật tử đã có thể tới lạc, tỉ như các ngươi chín mệnh. Hiện tại dưới mặt đất thế giới, còn rất có địa vị nhưng một khi cùng những người đó hỗn đến cùng nhau, đừng nói các ngươi chín mệnh, chính là hẻ oi bức đô thành tam đại gia, đều bài không thượng hào. Ly nuốt khẩu nước bọt, kia cũ vương đâu? Nghe nói, đang ở chạy trốn. chương 1289 khóc nỉ non. Địa ngục cũ vương, đang ở chạy trốn. Cái này đã từng toàn bộ thế giới ngầm bá chủ, đang chạy trốn. Ly có chút vô pháp tiếp thu là nói. La như là nhìn ra Ly tâm trung nghi ngờ, mở miệng nói này tin tức không phải chúng ta bịa đặt ra tới mà là những người đó truyền ra tới. bọn họ nói địa ngục cũ vương đắc tội nào đó quyền thế ngập trời thế lực. nếu không có là đối phương tưởng cấp cũ vương một cái tự động nhận sai hối cải để làm người mới cơ hội đã sớm có thể đem hắn giết. nhưng nghe nói địa ngục cũ vương cũng không giống như niệm tình còn trộm nào đó thế lực bảo bối trốn thoát. này ly há mồm không biết nên nói cái gì đó. quang minh đảo địa ngục quân vương tại đây mấy năm đối mỗi một cái ngầm thế lực thành viên mà nói, kia đều là thần giống nhau tồn tại, phía trước từng có mấy lần đồn đãi, nói này đã chết, nhưng mỗi một lần, nam nhân kia, đều là lấy vương giả tư thái trở về. Nhưng hôm nay, lại một lần truyền ra nam nhân kia bị đuổi giết tin tức, thả quang minh đảo sắp bị thủ tiêu, này tin tức, rốt cuộc là vài phần thật, vài phần giả. Ta biết người tưởng chính là cái gì, la cho chính mình đổ một chén rượu, phía trước đối với địa ngục cũ vương bất lợi tin tức có rất nhiều, nhưng rốt cuộc là tin vỉa hè, không có người dám thật sự đối quang minh đảo làm cái gì. Nhưng lúc này đây bất đồng, địa ngục Tân Vương chính mình làm ra tới hắc ám đảo, nghe thấy tên này, không phải có thể thuyết minh rất nhiều sự sao. Ly bưng lên trước người chén rượu, một ngụm đem ly chung uống rượu xong, ra tiếng nói, ta còn là có chút vô pháp tiếp thu. La thở dài, này đó đại nhân vật sự, chúng ta chỉ là nhìn xem liền hảo, tiếp thu không tiếp thu, cũng không phải là từ chúng ta nói tính, cụ thể sẽ là như thế nào tình huống, ngày mai đại hội nên sáng tỏ, các ngươi ăn trước điểm đồ vật, sau đó ta an bài các ngươi vào thành. Ly gật gật đầu, nàng cùng Trương Huyền ăn vài thứ, hơi làm nghỉ ngơi, đã bị La tiếp đón ra cửa. La chủ cái này địa phương, là một cái chấn nhỏ, trấn trên cũng sinh sống không ít người, những người này, tám phần đều đến từ chính ngầm thế lực, đây là đại gia trong lòng biết rõ ràng sự, bất quá ai cũng không có làm rõ, ngày thường tiếp xúc trong quá trình, ở chung giống như là một đám người thường giống nhau. Một chiếc xe tải ngừng ở chấn nhỏ thượng, xe tải hóa trang đầy vật tư, la nói cho Ly, xe này vật tư, chính là muốn kéo hướng sắt thép chi thành, cơ hồ mỗi ngày, sắt thép chi thành đều phải kéo vào đi mấy trăm xe như vậy vật tư. Theo sau, Trương Huyền Hòa Ly liền đi lên xe tải sau đấu, cùng thời gian, Trương Huyền cũng nhìn đến có không ít người đều đi vào xe tải sau đấu, chấn nhỏ thượng có rất nhiều người đều nhìn đến như vậy một màn, nhưng mọi người đều trong lòng biết rõ ràng không nói gì, đại gia coi như không thấy được, thật ra chuyện gì truy tra lên, mọi người cũng không có gì trách nhiệm. Trương huyền hòa ly tránh ở này đó vật tư bên trong, thực mau, này chiếc xe tải liền phát ra, sau đấu bị một tầng bố bao lại, trừ phi đem xe tải sau đấu thượng này một tầng bố kéo xuống, lại đem này đó vật tư dọn khai, nếu không là nhìn không ra bên trong giấu người. Này chiếc xe tải sau đấu bên trong ẩn giấu có mười mấy hào người, có nam có nữ, có già có trẻ, ở Trương Huyền bên cạnh, liền có một người không đến 30 tuổi tóc nâu thiếu phụ ôm một cái hài tử, hài tử bất quá một tuổi nhiều, không ngừng nha nha ra tiếng, sợ tới mức tên này thiếu phụ liên tục an ủi, làm hài tử không cần hé răng. Trương Huyền đẩy ra gắn vào sau đấu thượng miếng vải đen, lộ ra một cái tiểu khe hở, hướng ra ngoài nhìn thoáng qua, ít nhất có 30 chiếc như vậy xe tải, đang ở xử hướng sắt thép chi thành. Xe tải sau đấu tuy rằng ẩn giấu không ít người, nhưng ai đều không có ra tiếng, không khí có vẻ phi thường áp lực. Ở trương huyền hòa ly lên xe trước, la liền giao đãi qua, này đó trộm vào thành, hoặc nhiều hoặc ít đều là ở bên ngoài phạm vào sự, muốn đi vào tị nạn. Ở thế giới này, có nhu cầu, sẽ có cung ứng, có người muốn trộm vào thành, sẽ có người ở trong thành an bài hết thảy. Thực mau, này đó cất giấu người xe tải, liền đi tới sắt thép chi thành nhập quan chỗ. Dám làm này đó người, tự nhiên đều đã đem hết thảy đều chuẩn bị hảo. Trương Huyền Tránh ở bên trong xe, có thể nghe được ngoài xe một ít thanh âm truyền đến. Gần nhất phong khẩn thực, các ngươi làm cái gì, đều thu liếm một chút, biết sao? Minh Bạch, Minh Bạch, này hiển nhiên, là thủ quan người, ở đối tài xế dạy bảo. Trương Huyền lắc lắc đầu, cũng không có bởi vì thủ quan người bị mua được mà cảm giác có cái gì, loại chuyện này, là ở bất luận cái gì địa phương, đều sẽ tồn tại. Đang lúc chiếc xe một lần nữa đi lại khi, liền nghe qua một thanh âm vang lên khởi, từ Trương Huyền bên cạnh truyền đến. Này một thanh âm vang lên, đem dấu ở xe đấu nội người tất cả đều hoảng sợ, đúng là kia hiếu phụ ôm hài tử phát ra tiếng khóc. Nguyên bản đang ở chạy xe tải cũng đột nhiên dừng lại. Thiếu phụ đầy mặt kinh hoàng thất thố, nghiễm nhiên đã bị dọa ngốc, bọn họ nhưng phi thường rõ ràng, này trộm vào thành nếu như bị phát hiện, ai đều chiếm không được hảo. Một bên một người, vội vàng rũi qua tay tới che lại tiểu hài tử miệng chỉ có một tuổi hài tử khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng ô ô ra tiếng hiển nhiên khó chịu thực nhưng che lại tiểu hài tử miệng người chính là không dám buông tay xe đấu nội người mỗi cái đều là lo lắng đề phòng đợi người mấy giây xe tải một lần nữa phát động mọi người mới đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi yên lòng chiếc xe tiếp tục phát động thiếu phụ trong lòng ngực hài tử bởi vì vừa mới sự sợ hãi nhắm lại miệng nhìn kia mắt nhỏ đều đăm đăm, hiển nhiên là sợ hãi, đứa nhỏ này mới một tuổi nhiều một chút, cái gì cũng đều không hiểu, thực dễ dàng sẽ đã chịu kinh hách. Thiếu phụ ôm hài tử, nhẹ giọng hống. Đang ở chạy xe tải đột nhiên dừng lại, một đạo tiếng quát mắng từ xe hạ truyền đến. Hắn sao, người cấp lão tử xuống dưới. Này tiếng quát mắng vừa ra, xe đấu thượng miếng vải đen đã bị người một phen kéo xuống, liền thấy một người tráng hán từ sườn vây phiên lên xe đấu, một phen nhéo tên kia thiếu phụ đầu tóc hắn sao có biết hay không người thiếu chút nữa hại chết lão tử tráng hắn nói một cái tát liền chiều đến thiếu phụ trên mặt thiếu phụ tùy ý tráng hắn bàn tay đánh vào trên mặt nàng làm chỉ là đem chính mình hài tử ôm chặt hơn nữa chung quanh người cũng đều không ra tiếng đại gia cũng đều biết vừa mới có bao nhiêu nguy hiểm một khi ra một chút sai lầm mọi người đều đến chết bạch bạch thiếu phụ liên tục ăn hai bàn tay tráng hán còn chưa hết giận giơ lên cánh tay nhắm ngay thiếu phụ trong lòng ngực hài tử liền phải đánh đi bất quá tay còn không có rơi xuống đã bị người bắt lấy thủ đoạn thôi bỏ đi một tuổi hài tử người này một cái tát đi xuống sẽ ra mạng người một đạo thanh âm từ tráng hán bên tai vang lên tráng hán quay đầu nhìn mắt bắt lấy chính mình thủ đoạn người mắng có hắn sao ngươi chuyện gì cấp lão tử lăn một bên đi Mọi người đều là ra tới kiếm cơm ăn, ai cũng đều là bởi vì liều mạng mới chạy vào, đại gia không có thua thiệt ngươi, có sai giáo huấn một chút liền hảo, đừng lấy hài tử xì hơi. Trương Huyền buông ra tráng hán thủ đoạn, Trương Huyền cũng không nghĩ quản này đó nhàn sự, thật có chút sự, đặt ở trước mắt, hắn thật sự không đành lòng coi như không nhìn thấy. Tráng hán lửa giận, nháy mắt chuyển rời đến Trương Huyền trên người. Trương 1290 lão bản mệnh, ta tới lấy. Tiểu tử, người hắn sao có phải hay không không rõ ràng lắm chính mình tình cảnh ân tráng hán trừng mắt trương huyền trương huyền nhún vai chỉ chung quanh đen nhánh hoàn cảnh ta tình cảnh ta đương nhiên rõ ràng hơn nữa ta cũng rõ ràng tại đây bùng nổ xung đột mọi người đều không hảo trái cây ăn người muốn thử xem sao ly đi lên trước tới mắt lạnh nhìn tráng hán nàng không nói gì nhưng kia ý tứ đã biểu hiện phi thường rõ ràng làm gì đâu nhanh lên đừng cọ tới cọ lui đều cho ta ngừng nghỉ một chút. Xe hạ truyền đến một đạo tiếng hô. Tráng hán thở sâu, chỉ vào Trương Huyền, người hắn sao cấp lão tử cẩn thận một chút. Tráng hán nói xong, quay người, hướng chung quanh người không ngừng phất tay, đều cấp lão tử động tác nhanh lên, xuống xe xuống xe. Những cái đó giấu ở sau đấu người, đều từng cái nhảy xuống xe, tên kia thiếu phụ hướng Trương Huyền đầu tới một cái cảm kích thần sắc, cũng ôm hài tử vội vàng xuống xe. Ly nhìn nhiều Trương Huyền hai mắt, ta phát hiện, người người này, mỗi một lần đều sẽ biểu hiện ra ngoài điểm không giống nhau đồ vật. Trương Huyền cười khổ một chút, không có biện pháp, nếu không phải như vậy, cũng không đến mức bị người đuổi giết đến bây giờ cái này hoàn cảnh. Hợp lại người vẫn là làm tốt sự bị người đuổi giết bái. Ly mắt trợn trắng. Trương Huyền suy nghĩ một chút, theo sau trịnh trọng gật gật đầu, ân, thật là làm tốt sự bị người đuổi giết. Mặt trên kia hai, lăng cái gì đâu, mau xuống dưới xe hạ vang lên một trận thúc dục thanh. Trương Huyền hai người kết thúc đối thoại, đi xuống xe. Xuống xe, Trương Huyền phát hiện, lần này vào thành người, ít nhất có 200 người, lúc này đồng thời tụ ở chỗ này, đừng nói còn rất có khí thế. Mấy cái nhìn như dẫn đầu bộ dáng người, đem Trương Huyền đám người mang vào một đống cư dân lâu nội, theo sau đem hơn 200 người phân đến hơn 20 cái phòng ốc nội. Trương Huyền tiến phòng, cho hắn đệ nhất cảm giác, chính là đi tới thập niên 90 đại gia xuống biển làm công cái loại này nhiều người cho thuê phòng, dơ loạn kém đủ để hình dung nơi này hoàn cảnh. Trong phòng bị các loại giản dị lắp ráp giường cấp tách ra, mỗi trường giường trung gian đều cách một chương mảnh. Phòng trong còn ở mấy người, đường dẫn đầu người đưa bọn họ đưa vào phòng trong sau, liền không hề quản, rất đơn giản, bọn họ tặng người tiến vào mục đích đã đạt tới, kế tiếp nên làm như thế nào, tự do phát huy liền hảo. Hảo, ta cũng thực hiện ta hứa hẹn, kế tiếp sự, cùng ta đã có thể không có gì quan hệ, thiếu người tình, đã trả hết. Ly hướng Trương Huyền mở miệng nói. Đa tả, Trương Huyền gật gật đầu. Trương Huyền hít sâu một hơi, kéo ra cửa phòng, mới ra môn thò đầu ra một giây, Trương Huyền liền lập tức đem cửa phòng đóng lại, kéo Ly cánh tay, đi hướng một bên. Làm sao vậy, rời đi khẩu dò hỏi. Nơi này có cổ quái, Trương Huyền sắc mặt có chút khó coi, hắn lôi kéo Ly đi đến phòng chỗ ngoặt, theo sau nhỏ giọng hỏi, người cái kia bằng hữu la, có thể tin sao? Ly sửng sốt một chút, theo sau gật đầu, có quá mệnh giao tình, làm sao vậy? Nơi này có cổ quái, Trương Huyền thấp giọng nói, chúng ta phải nghĩ biện pháp rời đi này. liền ở vừa mới, Trương Huyền mở cửa trong nháy mắt kia, rõ ràng thấy được hai cái quen thuộc gương mặt, một cái là Sở Cát Thịnh, còn có một cái là Phương Đông Lê. Hai người dắt tay nhau đi ở nơi này sở cát thịnh cùng phương đông lê có thể xuất hiện ở chỗ này ý nghĩa cái gì bọn họ là hoàn toàn biết trong tòa nhà này mặt người tồn tại cổ quái ly hồ nghi nhìn mắt chung quanh la khẳng định không có vấn đề hắn không cần phải xen vào hắn thế nào trương huyền đánh gãy ly nói tình huống nơi này thế nào khả năng liền hắn đều không rõ ràng lắm hiện tại nơi này vô pháp đãi theo ta đi ngươi rốt cuộc nhìn thấy cái gì ly hỏi đuổi giết ta người lời nói đang nói trương huyền hòa ly vị trí này gian cửa phòng bị người một phen đẩy ra đi vào tới là một người cao gầy nam nhân trương huyền ở nhìn đến người nam nhân này nháy mắt liền ý thức được không ổn người nam nhân này hắn chưa thấy qua nhưng đối phương trên người đặc thù kia một đôi đã sắp tiến hóa thành lợi chảo hai tay rất rõ ràng nói cho trương huyền đây là một cái phản tổ minh người nhân bản cao gầy nam nhân vào cửa sau vươn liếm liếm môi ánh mắt mọi nơi đánh giá một vòng lại có tân máu A, à, không tồi, không tồi, các ngươi, đi ra cho ta. Trương Huyền nhìn đến, ở cao gầy nam nhân phía sau, đối diện kia gian cửa phòng cũng bị người đẩy ra, cũng có phản tổ minh thực nghiệm thể, thét ra lệnh những người đó đi ra ngoài. Đều động tác nhanh chóng một chút, đừng chậm trễ thời gian, này trong thành người càng ngày càng nhiều, ra cái gì đường rẽ, nhưng có các ngươi chịu. Một đạo tiếng quát vang lên, đây là sở các thịnh thanh âm, hắn ở hàng hiên lớn tiếng thúc giục, nhiễm nhiên, hắn hiện tại phụ trách quản lý cái này địa phương. Trương Huyền sắc mặt phá lệ khó coi, ai có thể nghĩ đến, tiến sắt thép chi thành, liền chát đến thần ẩn hội lòng kẻ dưới này đâu. Thả hiện tại xem loại tình huống này, thần ẩn hội cùng phản tổ minh, kiệt tuyệt đối là đã liên hợp. Tại đây một khắc, Trương Huyền đột nhiên lộ ra một mặt tự diễu tươi cười, hắn ở cười nhạo chính mình thiên chân, thần ẩn hội, tồn tại mấy ngàn năm, thế lực khổng lồ, này người đương quyền, lại sao có thể sẽ thật sự lấy giữ gìn thế giới hòa bình làm nhiệm vụ của mình đâu, nếu thật sự không có giá tâm, có ai sẽ đi đương quyền? Trong phòng người, lại cao gầy nam nhân quát lớn hạ, tất cả đều lộ ra sợ hãi bộ dáng, có mấy cái đi đầu đi ra ngoài, này mấy cái đi đầu đều là Trương Huyền tới khi cũng đã ở nơi này, hiển nhiên, bọn họ tại đây đoạn thời gian đã bị cao gầy nam nhân dọa phá gan, đối phương nói cái gì, bọn họ liền nghe cái gì. Trương Huyền hạ giọng hướng Ly nói: cùng hắn đi chính là chết, cùng ta chạy có một tia hy vọng, ngươi tin ai? Ly không hề nghĩ ngợi liền mở miệng, tin ngươi. Đối với một cái đã tiếp xúc quá một đoạn thời gian người, Ly tự nhiên không có khả năng đi tin một cái người xa lạ, tuy rằng nàng không biết phản tổ minh người nhân bản tồn tại. Nhưng xem cái kia cao gầy nam nhân, thấy thế nào như thế nào cảm thấy cổ quái. Kia chuẩn bị tốt, Trương Huyền hướng ly chỉ chỉ bên cạnh cửa sổ, chúng ta ở lầu ba, người không thành vấn đề đi đừng xem thường ta, ly dơ dơ lên thủ đoạn. Giờ phút này, người trong nhà cơ hồ đều đã dựa theo cao gầy nam nhân nói, đi ra ngoài, chỉ còn trương huyền hòa ly hai người còn ở trong phòng. Cao gầy nam nhân ánh mắt xem ra, quát, các ngươi hai cái, cọ sát cái gì đâu, ra tới. Liền hiện tại, trương huyền khẽ quát một tiếng. Ở trương huyền thanh âm vang lên đồng thời, hắn hòa ly hai người ra sức chiều bên cạnh cửa sổ nhảy tới. Loảng xoảng pha lê vỡ vụn, hai người nhảy thân mà ra, Trương Huyền rơi xuống đất phương thức phi thường trực tiếp, liền như vậy lập tức đạp lên trên mặt đất, hai đầu gối hơi hơi uốn lượn, giảm bớt lực đánh vào. Mà Ly thì tại nhảy ra cửa sổ đồng thời, cổ tay áo bay vụt ra một phen câu khóa, truyền đến cửa sổ, theo sau lợi dụng câu khóa nhanh chóng hoạt hàng. Có hai cái chạy, truy. Hàng hiên trung, vang lên một trận hét lớn một tiếng. Đi, Trương Huyền hướng Ly khẽ quát một tiếng, tuyển một phương hướng bay nhanh biến mất ở bóng đêm giữa một đám người đuổi theo ra hàng hiên không cần đuổi theo một đạo thanh thúy giọng nữ ngừng này đó đuổi theo ra tới người những người này nhìn về phía người tới mặt lộ vẻ cung kính nữ nhân dựa sát vào nhau một người nam nhân đi tới đúng là ninh châu cùng tổ hiền tổ hiền nhìn về phía trương huyền bỏ chạy phương hướng cười lạnh một tiếng ta lão bản mệnh vẫn là ta tới lấy tương đối hảo chương 1291 hắc ám dần dần đánh úp lại. Trương Huyền cùng ly hai người với trong bóng đêm tại đây tòa sắt thép chi thành giữa xuyên qua, hai người bọn họ phía sau truyền đến dày đặc tiếng bước chân, làm hai người bọn họ một khắc cũng không dám ngừng lại. Ở ly trong mắt, dừng lại bị người bắt lấy, muốn đối mặt, liền sẽ là quang minh đảo chế tài. Mà ở Trương Huyền trong mắt, chỉ cần hắn dừng lại, phản tổ minh cùng thần ẩn hội người, liền sẽ xuất hiện, đem hắn bao quanh vây quanh cả tòa sắt thép chi thành, một mảnh đen nhánh, một hồi truy đuổi, tại đây sắt thép chi thành triển khai. Tại đây tòa sắt thép chi thành tối cao một đống đại lâu đỉnh tầng. Tổ hiền khoác áo tắm dài, tay cầm một ly rượu vang đỏ, đứng ở thật lớn cửa sổ sát đất trước, hắn từ nơi này, có thể quan sát cả tòa thành thị toàn cảnh, kia xuyên qua trong bóng đêm thân ảnh, căn bản là trốn bất quá tổ hiền đôi mắt. Người thực thích loại này mèo vờn chuột trò chơi sao, Ninh Châu ăn mặc gợi cảm áo ngủ, ghé vào tổ hiền phía sau, quan sát phía dưới. Tổ hiền loạn choạng ly chung rượu vang đỏ, lắc lắc đầu, khóe miệng treo lên một nụ cười, mèo vờn chuột trò chơi ta không có hứng thú, ta chỉ là thích loại này, đem đã từng ở chính mình trước mặt cao cao tại thượng người đạp lên dưới chân cảm giác. Tổ hiền nói, giữ chặt ninh châu cánh tay, đem này ấn ở chính mình trước người. Ninh châu phát ra một tiếng duyên dáng gọi to. Tổ hiền thờ hồn hền, trong mắt mang theo một cổ mãnh liệt ham muốn chinh phục ở sắt thép chi thành một cái nhỏ hẹp đường tắt nội không lộ ly nhìn phía trước sắc mặt biến đổi bọn họ đi tới một cái tử lộ phía sau tiếng bước chân càng thêm dày đặc lên một đám người mặt mang màu đen mặt quỷ mặt nạ thân xuyên hắc y cùng lúc trước địa ngục hành giả tương đồng nhưng bất đồng chính là bọn họ trên mặt mặt nạ răng nanh càng dài đại biểu cho một loại lớn hơn nữa giã tâm bọn họ tới gần trương huyền nơi góc liều mạng ly hít sâu một hơi dù sao lấy quang minh đảo hành sự tác phong chính mình công nhiên trái với bọn họ quy củ tả hữu đều là một cái tử lộ trương huyền không nói gì hắn vẫn luôn đều ở vận chuyển chính mình trong cơ thể khí chỉ tiếc hắn thương thế làm hắn đến bây giờ như cũ vô pháp vận dụng này diệt tự thần ý nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần ly đã làm tốt vì thời ra tay chuẩn bị di này địa ngục hành giả khi nào thay đổi tạo hình ta như thế nào không biết đâu một đạo tuổi già thanh âm trong bóng đêm vang lên, liền thấy một đạo thân ảnh từ trong bóng đêm xuất hiện, chắp hai tay sau lưng, đi đến Trương Huyền cùng rời khỏi người trước, thân ảnh ấy đưa lưng về phía Trương Huyền, cũng không có quay đầu lại coi trọng liếc mắt một cái ý tứ, hắn ánh mắt chỉ nhìn phía trước. Ở đường tắt chỗ ngoặt chỗ, một người người mặc hắc y địa ngục hành giả lộ diện, hắn cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, đằng đằng sát khí. Tại đây đồng thời, càng ngày càng nhiều địa ngục hành giả ngoi đầu không dưới trăm người. Tại đây sắt thép chi thành, cấm chế hết thảy tranh đấu, chẳng lẽ quy củ đã phá sao? Tuổi già thanh âm lại lần nữa vang lên, hắn tuy câu lũ thân mình, nhưng thanh âm giữa như cũng mang theo một cổ khí phách, trên mặt hắn che kín nếp nhăn, đôi mắt khép hờ. Đi tuốt đàng trước phương tên kia địa ngục hành giả, ở nhìn đến này nói cầu lũ thân ảnh khi, bước chân không khỏi một đốn, theo sau đồng thời hành lễ, gặp qua Peace đại nhân này xuất hiện ở trương huyền trước người người, đúng là lưu thủ ở trên đảo lão Peace. Peace mở miệng, các người đây là đêm hành đao, cái gọi là chuyện gì? Tuân quân vương chi lệnh, chém giết hai người, đằng trước người nọ trả lời. Quân vương chi lệnh, Peace cười cười, cái nào quân vương, cho phép ở sắt thép chi bên trong thành động thủ. Đằng trước vài tên địa ngục hành giả, người nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, theo sau một người ra tiếng, là... Pis khép hờ hai tròng mắt bỗng nhiên mở, lạnh lùng nói, các ngươi thật đương này quang minh đảo đã không còn nữa tồn tại, chỉ còn hắc ám đảo sao. Pis thanh như chuông lớn. Thượng trăm tên địa ngục hành giả đồng thời chấn động, bọn họ đối Pis không có kính, chỉ có sợ, rốt cuộc, bọn họ là tổ hiển bồi dưỡng ra tới tâm phúc, đều không phải là quang minh đảo dĩ vãng kia một đám địa ngục hành giả. Dĩ vãng địa ngục hành giả, đã ở tổ hiển dần dần cầm quyền trong quá trình, toàn bộ đổi mới, những cái đó cầm trong tay hắc tạp, làm thế giới ngầm nghe tiếng sợ vỡ mà tồn tại, hiện tại đã hoàn toàn bị lưu tại mỗi một cái thành thị, đương một cái nho nhỏ văn viên, hoặc là một cái giáo dục trẻ em, hay là một cái bác sĩ. Peace lại lần nữa mở miệng, quang minh đảo có quy định, sắt thép chi bên trong thành, không được động thủ, trái với giả, giết không tha. Hiện tại, lăn, thượng trăm tên địa ngục hành giả không có ra tiếng, nhưng cũng không ai lui về phía sau. Như thế nào, hiện tại ta Peace nói chuyện, đã vô dụng sao? Peace tay phải trầm hạ, một phen lập lòe hàn mang dao phẫu thuật, từ Peace cổ tay áo hoạt ra, bị hắn cầm ở trong tay. Có thể nhìn đến, địa ngục hành giả dẫn đầu người nọ hầu kết rõ ràng giật mình, chứng minh hắn ở nuốt nước miếng. Peace đại nhân, chúng ta chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi, cũng không có mạo phạm ý tứ, này liền rời đi. Dẫn đầu người nọ mở miệng, theo sau xoay người, phất phất tay, ý bảo mọi người rời đi. Ở trên nhà cao tầng, Ninh Châu cong eo, nhìn phía dưới phát sinh sự, phát ra một tiếng u than, nhìn dáng vẻ, hôm nay này miêu chảo lão thử trò chơi phải bị người trước tiên kết thúc, ai, rốt cuộc nơi này, đối ngoại tuyên bố, vẫn là quang minh đảo A. Tổ hiền thở phì phò, hồng con mắt, động tác không ngừng, lại là cái kia lão ra hỏa. Một ngày nào đó, ta muốn cho hắn minh bạch, này tòa đảo, đã sớm đã đổi chủ nhân. Đường tắt nội, đông đảo địa ngục hành giả thối lui, Peace tràn ngập năm tháng phong xương trên mặt, lộ ra dày đặc mỏi mệt, hắn thu hồi trong tay dao phẫu thuật, chậm rãi lắc lắc đầu, cũng không có xoay người. Sớm tại thật lâu phía trước, Trương Huyền ở Peace trong mắt, chính là cái kia thế chân vạc một phương quân vương, từ kia lúc sau, Peace vẫn luôn lấy thần tự cho mình là, giờ phút này, hắn sẽ không xoay người, bởi vì ở Peace trong mắt, hắn nhìn đến, là cái kia bế nghĩa thiên hạ địa ngục vương giả, vương giả, không nên ở như vậy nghèo túng thời điểm bị chính mình cấp dưới nhìn đến. Gần nhất, Quang Minh đảo phát sinh sự, Peace đều xem ở trong mắt, hắn cũng rõ ràng đã xảy ra cái gì, nhưng hắn thật sự vô lực đi thay đổi này hết thảy, hắn đã già rồi, hắn tuổi, không cho phép hắn lại giống như người trẻ tuổi như vậy đi đánh đi đua, hắn chỉ có thể tận khả năng, làm được hắn có thể đi làm hết thảy, đêm nay sự đối với Peace mà nói, đã là tận lực, nếu hôm nay đuổi giết người, thuộc về mặt khác hai đại thế lực, chẳng sợ Peace đem mệnh lưu lại nơi này cũng không làm nên chuyện gì. Peace trong miệng lẩm bẩm, lại như là nói cho ai nghe. Hắc ám đã đánh úp lại, cận tồn quang minh cũng dần dần biến mất, kỳ thật có đôi khi, không cần sống được như vậy mệt, không có người ta nói ngươi nhất định phải gánh vác kia phó trọng trách, chỉ là ngươi cho chính mình áp lực quá lớn a. À. Peace thân ảnh dần dần đi xa. Đường tắt góc chung, Ly Kinh hồn chưa định, mà Trương Huyền không nói một lời, liền ở Trương Huyền vừa mới nhìn đến Peace kia một khắc, tuy rằng chỉ là thấy được một cái bóng dáng, nhưng Trương Huyền có thể rõ ràng cảm nhận được, peace, so với phía trước, lại già rồi, này không phải chỉ thân thể hắn, mà là chỉ Pis tinh thần. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 50